Đô thị trí tôn hệ thống, tô chiết. Tập 11 Mà bây giờ sủng vật triển lãm khu sủng vật, tuy rằng đều là so sánh thưa thất chủng loại, phẩm tương cũng là rất hoàn mỹ, thế nhưng cái này cũng không khả năng hấp dẫn đến càng nhiều hơn nhãn cầu. Thế là tô chiết muốn hối đoái một ít so sánh sẽ khiến cho náo động sủng vật đi ra, muốn những địa phương khác đều không tìm được sủng vật. Cho nên tô chiết mở ra sủng vật hối đoái thương thành, lựa chọn trong đó dị thú. Này dị thú đều là địa cầu không có động vật, cho nên muốn tuyển chọn độc nhất vô nhị sủng vật, đương nhiên phải tại dị thú bên trong tìm. Trải qua mấy phút nữa xem lướt qua sau, bên trong một loại động vật hấp dẫn tôi chiết lực chú ý. Một loại động vật trên địa cầu là không có, thế nhưng nó lại tồn tại hư cấu trong, rất nhiều người đều biết loại động vật này, cho nên tôi chiết cảm giác một loại động vật là lại thích hợp cực kỳ rồi. Mà loại động vật này rất giống địa cầu cái lông tia chuột, cũng chính là long miêu nhưng mà nếu như muốn nói càng thêm tiếp cận loại động vật này, liền là Pokemon trong Pikachu. Loại động vật này danh tự ó cùng Pikachu như thế, toàn thân da lông đều là màu vàng, hơn nữa một khi kích động lên, da lông màu sắc còn có thể sâu sắc thêm. Lỗ tai của nó rất dài, mũi nhọn là màu đen. Nó còn có cái miệng nho nhỏ ba, cùng với một đôi con mắt màu đen. Trên gương mặt của nó có hai cái màu đỏ tròn, đuôi là như răng cưa hình dáng chấp giật, cùng thân thể đụng vào bộ phận cũng có một mảnh màu nâu da lông. Cứ việc nó nói là bốn chân động vật, thế nhưng càng nhiều hơn thời điểm, nó là đứng đấy cùng sử dụng hai con chân sau bước đi. Loại động vật này nguyên danh gọi nhảy nhót chuột, thế nhưng tôi chiết càng thêm nguyện ý đem loại động vật này xưng là Pikachu, bởi vì nó cùng Pikachu thật sự là quá giống. Nhảy nhót chuột duy nhất cùng Pokemon Pikachu không giống với, hẳn là nó sẽ không phóng điện đi. Nhảy nhót chuột thân dài 40 đến 60 cm trong lúc đó, lớn nhất Pikachu thể trọng có thể đạt tới 7kg, thể hình nhỏ mà mập mạp. Phần đầu tựa thỏ, bởi vì nhảy nhót chuột thiện nhảy lên, vì vậy được gọi tên. Nhảy nhót chuột toàn thân đều bị đầy đều đều lông tơ, hắn trạng thái như tia như thế chặt chẽ mềm mại. Nhảy nhót chuột tính tình dịu ngoan, sẽ không cắn người, nhưng gặp phải uy hát yêu ta, sẽ phát ra tiếng kêu đau báo động, nhảy nhót gan chuột tiểu sợ kinh, thế nhưng tại nổi giận lúc. Thân thể màu sắc sẽ sâu sắc thêm thích ăn nhất thực vật là tượng quả, tại đồ ăn thời điểm, nhảy nhót chuột sẽ ngồi tại, cùng sử dụng chân trước tiểu vuốt cào lấy đồ ăn từng điểm từng điểm thực tiến. Vui mừng tại yên tĩnh, khô giáo, thanh khiết, không khí mới mẻ, nhiệt độ 15-20 trong hoàn cảnh sinh hoạt. Yêu thích cắt tắm, khiết tự thân, yêu gặm mộc nghiến răng. Nhảy nhót chuột là chống bệnh năng lực mạnh, có cuối sinh miễn dịch câu chuyện. Thân thể không đặc thù mùi, bình quân tuổi thọ tại 20 năm trở lên nhảy nhót chuột lợi hại nhất sở trường chính là mãi manh rồi, quả thực mỗi giờ mỗi khác đang diễn kịch mua vui. Tô Chiết tin tưởng đáng yêu như vậy nhảy nhót chuột, một khi lấy ra lời nói, tuyệt đối thuấn sát trên 80% người, 100 người bên trong. Tối thiểu sẽ có 80 cái trở lên người yêu thích nhảy nhót chuột. Cho nên Tô Chiết cuối cùng lựa chọn hối đoái nhảy nhót chuột, hối đoái một con nhảy nhót chuột ấu thể cần 5 điểm tích phân. Tô Chiết đổi hai chỉ nhảy chuột nhảy, một được một cái, tổng cộng dùng đi tô chiết 10 điểm tích phân. Hai chỉ nhảy chuột nhảy vừa bị hối đoái đi ra sau, tô chiết lập tức liền tại chúng nó trên người. Từng người dùng 3 điểm gia tốc thần lực và hai điểm cường hóa thần lực, lời nói như vậy. Hấp thu xong hai chỉ nhảy chuột nhảy liền gần như là thành thể rồi, hơn nữa hấp thu cường hóa thần lực sau, tuổi thọ của bọn nó có thể so với phổ thông nhảy nhót chuột muốn dài một chút. Này hai chỉ nhảy chuột nhảy vừa bị tô chiết phóng tới trên bàn làm việc, đầu của bọn nó liền đông diêu tây bãi, khắp nơi nhìn tới nhìn lui, một đôi mắt chấp chấp, thật giống mở mịt luống cuống như thế, cuối cùng hai chỉ nhảy chuột nhảy đoàn kết lại với nhau, co lại thành một cái bóng, tốt giống như vậy là có thể đem mình ẩn nấp rồi. Tô Chiết đưa tay ra đem cái này hai chỉ manh vật tách ra, cái này hai chỉ nhảy chuột nhảy thế nhưng không e ngại Tô Chiết, trực tiếp ôm Tô Chiết ngón tay, còn dùng mặt của mình đi chùi Tô Chiết ngón tay, lông của bọn nó nhung nhung, rất thoải mái. Sau đó không đến bao lâu, Tôi chiết phát hiện ôm ngón tay của hắn nhảy nhót chuột không nhúc nhích, tới gần vừa nhìn, mới biết cái này hai chỉ nhảy chuột nhảy ôm ôm, liền trực tiếp ngủ rồi. Tôi chiết nhẹ nhàng đem ngón tay của chính mình từ nhảy nhót chuột trong lồng ngực rút ra, sau đó cái này hai chỉ nhảy chuột nhảy liền trực tiếp nằm sấp ở trên bàn làm việc giấc ngủ. Sau đó tôi chiết để lý hoa cùng Trương Cảnh Thịnh hai người đến hắn trong phòng làm việc một chuyến, đem nhảy nhót chuột giao cho bọn hắn đồng thời nói cho bọn họ biết tạm thời không thể ra bán cái này hay chỉ nhảy chuột nhảy, muốn làm là tô sủng chi ra điểm sáng. Nhưng Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh nhìn thấy hai con nhảy nhót chuột thời điểm, miệng trực tiếp phải dựa vào không khép. Này nhị thứ nguyên sinh vật làm sao trực tiếp chạy tới tam thứ nguyên bên trong mại manh. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh trong lòng còn hoài nghi nhảy nhót chuột trên người màu sắc là nhuộm tới, bất quá nhìn lên lại không giống nhuộm màu, thực quá thật rất tự nhiên, Tô Chiết nói chỉ là nhảy nhót chuột là cái lông tia chuột biến dị thể, chỉ là đột biến gen kết quả mà thôi, những thứ khác liền không có quá nhiều giải thích rồi. Kỳ thực Tô Chiết ý tứ rất đơn giản, chính là để Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh đến lăng xê nhảy nhót chuột, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, do đó tăng cao Tô Sủng Chi ra tiếng tăm. Đầu tiên Tô Chiết để cho bọn họ là hai con nhảy nhót chuột, trước tiên quay chụp một ít bức ảnh cho truyền xuống đến Internet đi, đang hấp dẫn nhất định sự chú ý sau, là nhảy nhót chuột quay chụp phim ngắn, lại lên truyền tới Internet, đi hấp dẫn bạn trên mạng hứng thú. Tại treo lên tất cả mọi người khẩu vị trước đó, không thể đem tô sủng chi ra lộ ra ánh sáng. Thẳng đến tất cả mọi người muốn biết nhảy nhót chuột là từ đâu tới thời điểm mới có thể đem tô sủng chi ra nói ra, lời nói như vậy bạn trên mạng mới sẽ đối tô sủng chi ra cảm thấy hứng thú. Tin tưởng tô sủng chi ra có hai con nhảy nhót chuột sau, tại sủng vật giới tiếng tăm nhất định sẽ cấp tốc tăng lên đem hai con nhảy nhót chuột giao cho lý hoa cùng trương cảnh thịnh sau tôi chiết liền rời đi văn phòng đi tìm an hân các nàng sau đó tôi chiết mang theo an hân các nàng ra ngoài bên ngoài đi thẩm châu thành phố một ít lấy tên cảnh điểm du ngoạn. tại lúc buổi tối tôi chiết cùng an hân các nàng mới ngồi cao thiết về yến vân thị bên trong hôm nay cả ngày bên trong tôi chiết tâm tình có thể nói là tương đối khá rất dễ dàng không có gì buồn phiền thế nhưng là có một người bởi vì tôi chiết bệnh viện sắc mặt mà đen cả ngày. Vốn là tại mười mấy ngày trước, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bị Tô Chiết Thu mua sau, Hạo Kiện liền một mực canh cánh trong lòng, giàu dĩ, không vui. Hôm nay Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyển thành Tô Sủng Chi ra, liền để Hạo Kiện càng thêm nháo tâm rồi, hơn nữa Tô Sủng Chi ra còn kinh doanh sủng vật triển lãm khu, nói rõ là muốn bán ra sủng vật rồi. Đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, hiện tại Tô Sủng Chi ra tại Hạo Kiện trước mặt, trắng trợn bán ra sủng vật, đối Hạo Kiện tới nói, tuyệt đối là thù không đợi trời chung. Lần này Hạo Kiện, thậm chí so với lần trước Tô Chiết suýt chút nữa bóp chết hắn thời điểm, sự thù hận của hắn còn muốn càng sâu. Hiện tại Tô Sủng Chi ra kinh doanh sủng vật nghiệp vụ, nếu như có thể mà nói, hiện tại Hạo Kiện là hận không thể đem Tô Chiết cho ngàn đao bầm thây. Hôm nay Hạo Kiện xem Tô Sủng Chi ra ngày thứ nhất khai trương, nhân khí cứ như vậy vượt, trong lòng cũng đã thập phần đố kỵ. Bởi vì Hạo Kiện trong lòng nghĩ là, nếu như không phải Tô Chiết lời nói, này Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chính là thuộc về hắn, kiếm được tiền cũng là của hắn, bây giờ cho Tô Chiết toàn bộ phá hư hết. Đồng thời hôm nay Hạo kiện cửa hàng thú cưng là một chút kinh doanh đều không có, này làm cho Hạo kiện càng thêm tức giận, mới đầu Hạo kiện còn không biết nguyên nhân gì đưa đến, hiện tại không phải là cửa hàng thú cưng mùa ế hàng. Hơn nữa dĩ vãng coi như là mùa ế hàng, Hạo kiện cửa hàng thú cưng ít nhiều gì cũng sẽ bán ra một ít sủng vật, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy không người hỏi thăm. Sau đó Hạo Kiện nhìn thấy Tô Sủng Chi ra tuyên truyền đơn sau, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai kẻ cầm đầu chính là Tô Chiết Tô Sủng Chi ra đưa đến. Cũng là bởi vì hôm nay mới khai trương Tô Sủng Chi ra, có thêm cái sủng vật triển lãm khu, cho người dự định sủng vật, mới đem hết thảy khách hàng đều hấp dẫn đi, đừng cửa hàng thú cưng chuyện làm ăn đều cướp đi, để Hạo Kiện chỉ có thể ăn tây bắc phong. Làm Hạo Kiện biết rồi sau chuyện này, hắn là cả sắc mặt đều tối. Hảo Kiện không nghĩ tới Tô Sủng Chi ra mới khai trương, Tô Chiết liền trước cho hắn một hạ mã uy, trước đó Khang nghĩ sủng vật bệnh viện cho tới nay đều không có bán ra sủng vật. Sau đó, Hảo Kiện cũng vụng vụng trộm trộm đi Tô Sủng Chi ra tìm hiểu một chút tình huống, tuy rằng Hảo Kiện không muốn thừa nhận, thế nhưng Tô Sủng Chi ra sủng vật, xác thực so với Hảo Kiện sủng vật muốn tốt rất nhiều, khắp mọi mặt đều so với Hảo Kiện cửa hàng thú cưng muốn ưu tú, cứ như vậy, Tô Sủng Chi ra có thể cướp đi Hảo Kiện cửa hàng thú cưng chuyện làm ăn, cũng là thuộc về chuyện rất bình thường rồi. Sùng vật nhà đông như chảy hội, người đến người đi, mà hạo kiện cửa hàng thú cưng lại cả ngày đều tại đập con ruồi, không có một cái khách hàng nguyện ý đi vào nhìn một chút, này làm cho hạo kiện cả ngày đều ở bạo phát trạng thái, mà xui xẻo nhất chớ là cửa hàng thú cưng công nhân rồi. Hạo kiện đem hết thảy cơn giận đều chút lên công nhân trên người. Động một chút là đối với bọn họ nhân thân công kích, đem bọn họ đều trở thành nơi chút giận, để cửa hàng thú cưng công nhân là giận mà không dám nói gì hiện tại hạo kiện phải nghĩ một cái biện pháp đến đối kháng tô sủng chi ra hấp dẫn khách hàng đến sủng vật của hắn điếm nếu không hạo kiện cửa hàng thú cưng sớm muộn phải ngã bế hạo kiện quyết định sủng vật của hắn điếm ngày mai cũng làm một cái hoạt động đến hấp dẫn khách hàng thế là hạo kiện liền bắt đầu thu xếp đi lên trong khoảng thời gian ngắn cửa hàng thú cưng công nhân bị hạo kiện làm cho xoay quanh gà bay chó sủa về phần tô chiết đối hạo kiện quyết định làm cái gì hắn hoàn toàn không biết chuyện cũng không có hứng thú biết. Hôm nay tôi chiết mang theo bảo bảo cùng An Hân các nàng, tại Thẩm Châu thành phố cảnh điểm chơi cả ngày, nhưng là tương đương tận hứng. Tại lúc buổi tối, tôi chiết liền ở Tô Sủng chi ra bệnh viện phụ cật, tìm một quán rượu tạm thời ở lại rồi, bọn hắn quyết định ngày mai lại về Yến Vân thị, tối hôm nay liền ở Thẩm Châu trong thành phố đã qua. Về phần trong nhà Tiểu Tuyết Long chúng nó, tôi chiết xuất hiện ở môn trước đó, cũng đã vì chúng nó chuẩn bị không ít đồ ăn chỉ ít khiến chúng nó chống đến ngày mai là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên Tô Chiết cũng không lo lắng sẽ bị đói chúng nó. Hơn nữa trong nhà có tiểu tuyết long cùng Sun Kata lục quy bảo vệ. Vậy trộm lựa chọn Tô Chiết nhà, chỉ có thể coi là cái này trộm tự mình xui xẻo rồi, huống chi Tô Chiết trong nhà còn có đế vương ong tồn tại, như vậy Tô Chiết trong nhà so với mời mấy cái bảo tiêu thủ ở nhà còn muốn an toàn tin cậy. Cho nên tối hôm nay, Tô Chiết tuy rằng ngủ ở trong tử điếm, lại ngủ được rất an tâm. Trời vừa sáng, Tô Chiết liền thức dậy rồi, hắn chân thật ngủ một buổi tối, sau khi đứng lên chỉ cảm giác tinh thần sảng khoái. Rửa mặt sau, Tô Chiết liền đi an hân các nàng chỗ ở gian phòng, gọi các nàng đi lên. Tại trong tử điếm ăn sáng song sau, Tô Chiết cùng an hân các nàng lại một lần nữa đi tới Tô Sủng Chi ra bên trong. Kết quả không nghĩ tới, Tô Chiết vừa tới nơi này, liền nhìn thấy hạo kiện cửa hàng thú cưng trước cửa bên trong vây không ít người, tựa hồ đang quan sát cái gì, Tô Chiết Liền để An Hân các nàng đi vào trước Tô Sủng chi ra bên trong, hắn muốn nhìn một chút Hạo kiện cửa hàng thú cưng đang làm gì, nếu có thể hấp dẫn nhiều người như vậy ở lại. Làm Tô Chiết tới gần một điểm sau, mới phát hiện nguyên lai like hôm nay Hạo kiện cửa hàng thú cưng đang tại để hoạt động, chúc mừng cái gọi là Hạo kiện cửa hàng thú cưng đầy năm khánh. Về phần có phải không thật sự đầy năm khánh, Tô Chiết Liền không biết được, bất quá vừa nghĩ tới Tô Sủng chi ra ngày hôm qua khai trương, hơn nữa hạo kiện cửa hàng thú cưng hôm nay liền chúc mừng đầy năm khánh, để hoạt động, tổ triết liền có thể đoán được cái này đầy năm khánh hàm kim lược, cái này cái gọi là cửa hàng thú cưng đầy năm khánh, đa số là hạo kiện nghĩ ra một chút thủ đoạn, vì chỉ là hấp dẫn khách hàng chú ý mà thôi. Bất quá hạo kiện làm chuyện gì, cũng không mất hắn bản sắc, muốn làm cái đầy năm khánh hấp dẫn khách hàng, cũng không bỏ được tiêu ít tiền, trước cửa chỉ là treo rồi mấy cái khí cầu, sau đó mang theo một bộ hoành liên, viết chúc mừng hạo kiện cửa hàng thú cưng bảy đầy năm. Cứ như vậy nhìn lên không ra ngô ra khoai, lại thập phần keo kiệt. Nếu không phải Hạo Kiện tìm tới vài món động vật trang, khiến hắn cửa hàng thú cưng công nhân mặc vào, hấp dẫn không ít người, nếu không, có hay không nguyện ý dừng lại quan sát đều không nhất định, bất quá cũng chỉ là hấp dẫn người dừng lại nhìn một chút mà thôi, về phần những thứ khác cũng đừng nghĩ rồi. Đương nhiên Hạo Kiện còn có những biện pháp khác, đến hấp dẫn khách hàng đi vào cửa hàng thú cưng chọn mua sủng vật. Cái kia chính là cửa hàng thú cưng trước cửa để đó biển rộng một bên, rất rõ ràng viết hết thầy sủng vật toàn bộ tám gấp ra bán, mặt khác tham gia hoạt động sủng vật, giá rẻ là giá gốc 6 thành. Chính là cái này áp phích để không ít người động tâm, dồn dập đều đi vào cửa hàng thú cưng bên trong chọn sủng vật rồi. Hảo kiện hành động này, thật ra khiến Tô Triết thay đổi cách nhìn, không nghĩ tới Hảo kiện dám như vậy bỏ tiền vốn, chẳng lẽ là dự định lấy bản hại người, muốn cùng Tô Triết trả giá cách chiến. Nếu như Hảo kiện dự định làm như vậy, Tô chiết cũng không sợ bởi vì hạo kiện thành phẩm là không thể nào có thể cùng tô chiết so. Tô sủng chi ra thu mua một con so sánh ưu tú sủng vật, sau đó trải qua tô sủng chi ra huấn luyện, lại tăng thêm tô chiết chế luyện thực phẩm phụ, là có thể chuyển thành tinh phẩm sủng vật, mà giá cả cách biệt vài lần, thử hỏi hạo kiện thành phẩm khả năng thấp qua tô sủng chi ra sao. Hơn nữa cho dù hạo kiện thật sự làm như vậy, tô chiết cũng sẽ không lựa chọn hàng chi phí thấp, đến cùng hạo kiện làm tranh đấu vô vị. Bởi vì tô chiết sách lược, là để tô sủng chi ra đi tinh phẩm con đường, chuyên tấn công bên trong cao cấp sủng vật thị trường là, cho nên tô chiết là sẽ không cùng hạo kiện trả giá cách chiến, để hạo kiện chính mình đi chơi. Lúc này hạo kiện cửa hàng thú cưng phái tuyên truyền đơn công nhân, vừa vặn phái một phần cho tô chiết xem. Tô chiết tiếp đi tới nhìn một chút, lại là không nghĩ tới hạo kiện cái gọi là đầy năm khánh, vừa là mô phạm tô sủng chi ra sủng vật triển lãm khu. Hôm nay hạo kiện cửa hàng thú cưng cũng làm một cái, giống như tô sủng chi ra sủng vật triển lãm khu. Hạo kiện cửa hàng thú cưng đồng dạng là để động tâm khách hàng ra giá, triển lãm thời gian vừa đến, lại quyết định sủng vật do ai đạt được, cùng tô sủng chi ra sủng vật triển lãm khu giống nhau như đúc, liền ngay cả hắn quy tắc cũng là sao chép giống nhau như đúc. Tuy rằng hạo kiện cửa hàng thú cưng cũng là một cái sủng vật triển lãm khu, bất quá tô chiết cũng không hề để ý nhiều, chỉ là cười cười mà thôi. Làm tô sủng chi ra khai triển sủng vật triển lãm khu, Đồng thời hiệu quả cũng không tệ lắm thời điểm. Tô chít bọn hắn liền nghĩ đến, sẽ có cái khác cửa hàng thú cưng mô phỏng theo, này là không cách nào tránh khỏi. Bất quá với sủng vật triển lãm khu chung quy chỉ là một cái mánh lỡi, chẳng qua là dùng để hấp dẫn con mắt người khác, cuối cùng còn là cần sủng vật hấp dẫn người mới có dùng. Nếu như sủng vật không để cho khách hàng có ý niệm mua lời nói, chuyện của người động lại thành công cũng không có tác dụng gì, cho nên cho dù hảo kiện cửa hàng thú cưng cũng mở ra sủng vật triển lãm khu. Tô Chiết cũng không lo lắng, bởi vì hắn đối tô sủng chi ra sủng vật có tuyệt đối tin tưởng. Bất quá bây giờ hạo kiện cửa hàng thú cưng vẫn là nhiều nhiều ít ít có chút thành công, toàn trường 8 gãy, hơn nữa sủng vật triển lãm khu sủng vật, giá rẻ chỉ là giá gốc 6 gãy mà thôi, xác thực để hạo kiện cửa hàng thú cưng hấp dẫn không ít khách hàng đi vào, về phần có thể hay không nắm chắc những này khách hàng, liền muốn hạo kiện cửa hàng thú cưng trong sủng vật rồi, những thứ khác đều là hư. Bất quá để tôi chiết cảm thấy rất kỳ quái chính là, rất nhiều khách hàng đi vào cửa hàng thú cưng, sau đó đi ra sau, vẫn là hai tay trống trơn, không có mang lên bất kỳ sủng vật đi ra. Lẽ nào những này khách hàng đều là tham gia tranh giá hoạt động thế nhưng cũng không khả năng hết thảy khách hàng đều là tham gia tranh giá hoạt động, ít nhất sẽ có một ít trực tiếp mua sủng vật đi, dù sao hạo kiện cửa hàng thú cưng hiện tại nhưng là toàn trường 8 gãy, so với tranh giá hoạt động 6 gãy hoạt động, cũng không phải cách biệt nhiều như vậy. Một khi có người tranh giá lời nói, tranh giá hoạt động sủng vật tuyệt đối sẽ cao hơn 8 gãy cho dù sủng vật nhà sủng vật triển lãm khu đã minh văn quy định, sủng vật là không chấp nhận trực tiếp mua. Thế nhưng vẫn như cũ rất nhiều người tìm tới trương cảnh thịnh cùng Lý Hoa hai người, hy vọng lấy giá gốc hoặc là suốt nhiều tiền. Để cho bọn họ cùng ngày có thể đem sủng vật ôm trở về đi. Dù sao có mấy người nhìn thấy động tâm sủng vật, trong lòng nhưng là đợi không được dài như vậy triển lãm thời gian. Bất quá Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh hai người đều cự tuyệt những này khách hàng yêu cầu, vì chỉ là bảo đảm sủng vật triển lãm khu quy tắc công chính tính, sẽ không chủ động đi phá hoại sủng vật triển lãm khu quy tắc. Liền tô sủng chi ra cũng đã minh văn quy định rồi, đều có không ít người không muốn tham gia tranh giá, mà là muốn trực tiếp mua sắm. Hạo kiện cửa hàng thú cưng sủng vật tiếp thu khách hàng trực tiếp mua sắm, hơn nữa còn là toàn trường tám gãy, không thể không có một cái khách hàng lựa chọn trực tiếp mua sắm. Đều là lựa chọn tranh giá, nhất định là bởi vì làm sủng vật điếm xảy ra vấn đề, mới có như vậy kỳ quái tưởng tượng ra xuất hiện. Liền ở Tô Chiết không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra thời điểm, một ít từ hạo kiện cửa hàng thú cưng đi ra ngoài khách hàng, bọn hắn oán giận để Tô Chiết đã minh bạch. Nguyên lai like, hạo kiện cửa hàng thú cưng hôm nay cái gọi là đầy năm khánh hoạt động, toàn trường 8 gãy, cùng với giá rẻ chỉ là 6 gãy sủng vật triển lãm khu. Đều chỉ là một cái mánh lưới, hoàn toàn mánh lưới, không có một tia chân tài thực học ở bên trong, chỉ là tại lắc lư khách hàng mà thôi hạo kiện cửa hàng thú cưng cái gọi là toàn trường tám gãy, chẳng qua là trước tiên đem cửa hàng thú cưng giá gốc cách cho tăng cao trước tiên, sau đó lại đánh tám gãy. Mà sủng vật tranh giá hoạt động, giá rẻ sáu gãy cũng là làm như vậy. Chân chính tính toán ra, cửa hàng thú cưng bên trong sủng vật, bán ra giá cả chẳng những không có hạ thấp xuống đến, còn muốn so với giá gốc cách cao hơn. Nếu như hạo kiện cửa hàng thú cưng sủng vật thật sự giá trị số tiền này lời nói vẫn là có không ít người nguyện ý mua, thế nhưng hạo kiện cửa hàng thú cưng giá cả so với. Những nơi khác đồng loại hình đồng phẩm đối với sủng vật muốn đắt hơn nhiều, hạo kiện cửa hàng thú cưng sủng vật căn bản cũng không giá trị số tiền này. Hạo kiện cửa hàng thú cưng quả thực là đem những này khách hàng coi như thủy ngư đến làm thịt, thế nhưng đại đa số muốn mua sắm sủng vật người, trước đó đối sủng vật giá thị trường đều có chút hiểu rõ, tự nhiên không thể bị hạo kiện cửa hàng thú cưng lừa đảo được rồi, cho dù không biết giá thị trường khách hàng, thấy người khác không người nào nguyện ý mua sắm cũng ít nhiều gì rõ ràng là chuyện gì xảy ra cứ như vậy chỉ có thể không người nào nguyện ý tại hạo kiện cửa hàng thú cưng bên trong mua sắm sủng vật rồi muốn mua sắm sủng vật người đều dồn dập đi đến sát phách tô sủng chi ra bên trong tuy rằng tô sủng chi ra giá tiền là tương đối cao thế nhưng tô sủng chi ra bán ra sủng vật ít nhất là đáng giá dù cho khách hàng phải ra khỏi nhiều một chút tiền cũng là tâm cam tình nguyện cũng không muốn hạo kiện cửa hàng thú cưng như thế vụng vụng trộm trộm muốn vũng hố khách hàng một cái. Thế là hạo kiện trợn tròn mắt, vốn là hắn nhìn thấy nhiều người như vậy đi vào cửa hàng thú cưng tuyển sủng vật, còn tưởng rằng hôm nay có thể kiếm một món hời, chỉ là không có nghĩ đến không có cao hứng bao lâu, những người này tại hỏi giá cả sau, rất nhanh tự ly khai rồi cửa hàng thú cưng, hơn nữa toàn bộ đi đến bên cạnh tô sủng chi ra bên trong. Hạo kiện bây giờ còn cho rằng sủng vật của hắn điếm cùng thời điểm trước kia như thế, lúc đó vùng này, chỉ có hạo kiện cửa hàng thú cưng cái này tương đối giống dạng cửa hàng thú cưng, cho nên dù cho hạo kiện cửa hàng thú cưng sủng vật giá cả so với những địa phương khác cao hơn một chút, cũng không cần lo lắng cửa hàng thú cưng sẽ không có sinh ý. Thế nhưng hiện tại hạo kiện cửa hàng thú cưng có thể cùng trước kia so với sao, hiển nhiên là chuyện không thể nào, trừ phi tô sủng chi ra không có sủng vật triển lãm khu, đồng thời không bán ra cửa hàng thú cưng lời nói, hạo kiện cửa hàng thú cưng còn có thể cùng trước kia như thế. Hiện tại cái này bên trong nhiều hơn một cái tô sủng chi ra có thể để người ta lựa chọn, ai vẫn sẽ chọn chọn tại hảo kiện cửa hàng thú cưng bên trong mua sắm sủng vật. Hảo kiện cửa hàng thú cưng giá cả lại cao, hơn nữa sủng vật phẩm tương cũng so không hơn tô sủng chi ra sủng vật. Bây giờ hảo kiện cửa hàng thú cưng cử hành đầy năm khánh hoạt động, định dùng đến hấp dẫn khách hàng, lại làm một ít trông thì ngon mà không dùng được hoạt động, nói là hạ thấp đánh gãy, thế nhưng trên thực tế giá cả trái lại càng cao hơn rồi cũng không trách khách hàng sẽ chọn tô sủng chi ra. Này hạo kiện cửa hàng thú cưng rõ ràng cho thấy ghét bỏ chính mình bị chết còn chưa đủ nhanh, chính mình trước tiên đào hố lửa nhảy đi vào. Tô chiết đang nhìn đến tất cả mọi người lựa chọn tô sủng chi ra, không khỏi nở nụ cười, cười được rất là sán lạn. Đây mới là hạo kiện phong cách, hắn làm sao có khả năng nguyện ý xuất huyết nhiều, cùng tô chiết tô sủng chi ra trả giá cách chiến. Mà tô chiết nụ cười, vừa lúc bị đi ra hạo kiện cho nhìn thấy, hắn cho rằng Tô Chiết là tới chuyên môn chào phúng hắn, đến xem hắn chuyện cười, tức giận đến hắn suýt chút nữa nôn ra máu. Thế là Hạo Kiện trong lòng càng thêm ghi hận Tô Chiết rồi, bất quá hắn cũng không dám lại đây đối Tô Chiết như thế nào. Tuy rằng Hạo Kiện trong lòng rất muốn hành hung Tô Chiết dừng lại, đem Tô Chiết ngàn đao bầm thây, thế nhưng Hạo Kiện vừa nghĩ tới Tô Chiết võ lực giá trị, ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn coi như xong, để Hạo Kiện biến thành hành động, hắn vẫn không có gan này lúc đó tô chiết đó là huyết ánh mắt hơn nữa còn suýt chút nữa đem hạo kiện cho bóp chết lúc đó nhưng là đem hạo kiện dọa cho được không nhẹ mấy cái kia buổi tối còn bởi vậy đã làm nhiều lần ác mộng hiện tại hạo kiện nhớ tới trong lòng còn có một chút nghĩ mà sợ hắn cái kia còn có dũng khí đi đối tô chiết động thủ cho nên hạo kiện dù cho đối tô chiết hận thấu xương muốn cho hắn tự mình đối với tô chiết động thủ là tuyệt đối chuyện không thể nào hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ muốn mà thôi nhiệt môn tại thời khắc mấu chốt này còn muốn ham muốn lợi nhỏ hạo kiện, Tô Chiết là hoàn toàn không lo lắng, hắn sẽ đối Tô Sủng Chi ra có uy hát yêu ta gì, số lượng hạo kiện cũng náo không nổi sóng gió. Đương nhiên hạo kiện người này, hấp dẫn nhất để phòng hắn ở sau lưng dở trò, khiến một ít âm mưu quỷ kế, bởi vì hạo kiện hoàn toàn là một cái tiểu nhân, không thể không phòng. Những thứ khác, Tô Chiết ngược lại là không có lo lắng. Hạo kiện cửa hàng thú cưng hôm nay cái gọi là đầy năm khánh, theo Tô Chiết, chỉ là một cái chuyện cười, dùng để giải trí mọi người, ít nhất Tô Chiết là bị Hạo Kiện chọc cười. Cho nên Tô Chiết cũng không có sẽ ở ý Hảo Kiện cửa hàng thú cưng, theo Hạo Kiện đi dần vật đi, hắn trực tiếp đi vào Tô Sủng Chi ra. Vừa vào Tô Sủng Chi ra bên trong, Lý Hoa liền đi tới, cùng Tô Chiết nói rồi sủng vật triển lãm khu tình huống mới nhất, cùng với hai con nhảy nhót chuột sự tình. Đã đến hôm nay, sủng vật triển lãm khu tham gia tranh giá sủng vật, cũng đã có người ra giá, hơn nữa hiện tại mỗi một con sủng vật giá cả, đều so với giá rẻ cao rất nhiều. Sủng vật này triển lãm hiện tại mới qua một ngày mà thôi, mà triển lãm thời gian ngắn nhất sủng vật đều có 7 ngày, bây giờ còn có 6 ngày, đến lúc đó giá cả lên trên nửa thăng là tuyệt đối không có vấn đề. Sủng vật triển lãm khu lấy được thực tế kết quả, lần nữa chứng minh rồi lý hoa sách lược rất thành công, không giống hạo kiện cửa hàng thú cưng như thế, làm một ít hư đến lắc lư khách hàng, đến cuối cùng cũng chỉ là làm không công một hồi. Mà sủng vật triển lãm trong vùng hấp dẫn người nhất sủng vật, chính là hai con giáp bụng độ dài phân biệt đạt đến cùng Angonoka tượng quy. Cái này hai chỉ Angonoka tượng quy tham gia tranh giá người là nhiều nhất, vốn là giá rẻ chỉ là 100.000 một con, thế nhưng hiện tại đã có người ra đến 500.000 một con, hơn nữa hiện tại giá cả còn đang thông thả tăng cao. Hai con Angonoka tượng quy triển lãm tranh giá thời gian là 15 ngày, đến lúc đó ngày cuối cùng, tranh giá nhân tài là nhiều nhất. Tin tưởng giá cả nhất định sẽ so với bây giờ 500.000 cao hơn rất nhiều về phần cái khác tám con khá là nhỏ angonoka tượng quy bây giờ còn chưa có tham gia sủng vật triển lãm khu bởi vì làm sủng vật triển lãm khu nếu như một lần xuất hiện quá nhiều angonoka tượng quy lời nói liền có vẻ angonoka tượng quy không đủ quý giá khan hiếm hiểu rõ tự nhiên giá cả cũng không khả năng cao bao nhiêu vật lấy hiếm là quý cho nên cái khác tám con angonoka tượng quy sẽ lưu tại sau đó lại tính toán sau ngày hôm qua tô chiết đem hai con nhảy nhót chuột giao cho lý hoa cùng trương cảnh thịnh để cho bọn họ phụ trách sau tô chiết liền mang theo an hân các nàng rời khỏi tô sùng chi ra đi thẩm châu thành phố cảnh điểm chơi tại tô chiết sau khi rời đi lý hoa cùng trương cảnh thịnh liền bắt đầu chuẩn bị hai con nhảy nhót chuột tuyên truyền rồi bọn hắn đầu tiên là tìm một cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra đang cùng nhiếp ảnh ra ký kết hiệp nghị bảo mật sau liền khiến hắn là hai con nhảy nhót chuột quay chụp bức ảnh Lý Hoa bọn hắn quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi một ngày đều hướng về internet truyền xuống một tổ nhảy nhót chuột bức ảnh đến hấp dẫn bạn trên mạng lực chú ý. Tôi chết đi theo Lý Hoa bọn hắn đi đến hai con nhảy nhót chuột vị trí. Vì để tránh cho lộ ra ánh sáng hai con nhảy nhót chuột, Lý Hoa cùng trương cảnh thịnh đem hai con nhảy nhót chuột cùng hắn sủng vật của nó tách ra chăn nuôi. Ngoại trừ chuyên môn phụ trách cho hai con nhảy nhót chuột cho ăn trợ lý công nhân bên ngoài. Tô Sùng Chi ra cái khác công nhân cũng không biết hai con nhảy nhót chuột tồn tại. Làm Tô Chiết đi tới hai con nhảy nhót chuột bên người thời điểm, chúng nó đang tại ăn mấy thứ linh tinh. Hai con nhảy nhót chuột ngồi, nho nhỏ móng vuốt cầm lấy một khối quả táo làm, chính ăn được hoan. Hai bên nhòn nhọn lỗ tai còn không ngừng nhích tới nhích lui, xem ra hai con nhảy nhót chuột tâm tình rất tốt, đã thích ứng hoàn cảnh. Phụ trách chăn nuôi hai con nhảy nhót chuột công nhân là một cái tuổi không lớn lắm nữ sinh, Nàng hiện tại rõ ràng đã bị hai con nhảy nhót chuột cho hấp dẫn vì chúng nó nhập ma rồi liền tôi chiết cái này đại lão bản đi vào cũng không có gây nên sự chú ý của nàng một lòng một ý nhìn nhảy nhót chuột nghe trương cảnh thịnh nói cô nữ sinh này còn đã từng hướng về hắn xin lúc buổi tối cũng phải lưu lại trách nhiệm tiếp tục phụ trách chăm sóc hai con nhảy nhót chuột xác thực cùng pikachu giống nhau như đúc nhảy nhót chuột còn có thể mãi manh kỹ năng đặc biệt đối nữ sinh sức hấp dẫn là vô cùng lớn từ nhảy nhót chuột chăn nuôi người cũng có thể thấy được rồi hai con nhảy nhót chuột sẽ tại trên lưới gây nên trình độ gì náo động tô chiết là tương đương mong đợi xem nhảy nhót chuột trạng thái không sai tô chiết cũng yên lòng hắn dặn dò lý hoa bọn hắn vài câu tuyệt đối đừng sớm như vậy liền đem nhảy nhót chuột cho bộc quang tại thích hợp nhất thời điểm mới đem hai con nhảy nhót chuột đẩy ra là tô sủng chi ra làm quảng cáo tô chiết đối tô sủng chi ra biểu hiện bây giờ cũng còn thỏa mãn ngày hôm qua chỉ là ngày thứ nhất khai trương liền để Tô Chiết từ đó đạt được không ít tích phân. Cả ngày hôm qua bên trong, gian phòng này Tô Sủng Chi ra liền để Tô Chiết đã lấy được hơn 300 điểm tích phân, gần như muốn đuổi tới Yến Vân Thị Tô Sủng Chi ra rồi. Yến Vân Thị Tô Sủng Chi ra mỗi một ngày cũng chỉ là để Tô Chiết đạt được 350 có một chút 400 điểm tích phân, mà này thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra ngày hôm qua ngày thứ nhất khai trương, liền để Tô Chiết đạt được hơn 300 điểm tích phân, hiện tại hai gian Tô Sủng Chi ra đã không kém nhiều rồi. Hơn nữa còn là bởi vì, Thẩm Châu thành phố Tô Sủng Chi ra hiện tại mới vừa vặn khai trương không đến bao lâu, vẫn không có như vậy khách hàng, cho nên hiện tại lấy được tích phân vẫn còn tương đối ít, thế nhưng lấy Thẩm Châu thành phố Tô Sủng Chi ra quy mô tới nói, về sau mỗi ngày ít nhất có thể để cho Tô Chiết bình quân thu được 500 điểm tích phân khoảng chừng Cho nên Tô Chiết đối Thẩm Châu thành phố Tô Sủng Chi ra chờ mong, vẫn tương đối lớn. Bằng không Tô Chiết cũng sẽ không tại sủng vật hối đoái thương thành dị thú bên trong, chuyên môn đổi hai con nhảy nhót chuột, đến là thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra làm tuyên truyền rồi. Tô Chiết hối đoái hai con nhảy nhót chuột, chính là vì mau chóng tăng cao Tô Sủng Chi ra tiếng tăm, để càng nhiều người chú ý tới Tô Sủng Chi ra. Để Tô Sủng Chi ra tại thẩm châu trong thành phố, thu được một vị trí. Hiểu được Tô Sủng Chi ra tình huống sau, Tô Chiết liền dẫn bảo bảo cùng an hân các nàng rời khỏi, trực tiếp ngồi cao thiết, về Yến Vân Thị bên trong. Không chỉ Tô Chiết đối chuyến này lữ trình thỏa mãn, An Hân các nàng đối lần này lữ trình cũng là vô cùng hài lòng, bởi vì không chỉ có thể ra ngoài bên ngoài chơi, còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy khả ái sủng vật. Từ Bảo Bảo cùng An Huyên hai người liên tục thảo luận, cái nào một con sủng vật đáng yêu, chỗ nào chơi vui cũng có thể thấy được đến rồi, tâm tình của các nàng là cao hứng vô cùng. Tô Chiết tại mang theo các nàng về trước khi đi, cũng hứa hẹn về sau có thời gian sẽ thấy dẫn các nàng đến Thẩm Châu thành phố chơi, để An Huyên cùng Bảo Bảo không khỏi hoan hô lên. Tại đến Thẩm Châu thành phố trước đó, tôi chiết liền đem mình xe, cho ngừng ở Yến Vân thị trong trạm xe lửa, làm cao thiết đã đến Yến Vân thị trạm xe lửa sau, rơi xuống cao thiết, tôi chiết cùng An Hân các nàng liền trực tiếp đi bãi đậu xe lái xe về nhà, không cần khổ cực như vậy đi chờ đợi xe taxi hoặc là xe công cộng. Hơn nữa tôi chiết xe tại trạm xe lửa thả một ngày, cũng không có xảy ra vấn đề gì, trạm xe lửa chị An vẫn là rất không tệ. Lái xe sau khi về đến nhà, tôi chiết trước tiên là chuẩn bị một chút đồ ăn cho tiểu tuyết long chúng nó ăn. Sau tô chiết lại mang chúng nó đi trong phòng tắm, giúp chúng nó cọ rửa thân thể. Hết bận những này, tô chiết lại đi rồi hậu viện cùng sân thượng, đem dược liệu cho quản lý một lần, đồng thời cho dược liệu dội lên ra tốc nước thuốc. Cuối cùng tô chiết lại tại lầu hai phòng chứa bên trong, chế biến 7.000ml trị liệu nước thuốc. Làm tô chiết làm xong những chuyện này, đã đến buổi tối. Ăn cơm tối xong tô chiết ngốc ở trong phòng, Hắn mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm tòi liên quan với nhảy nhót chuột trang web. Rất nhanh tôi chít liền ở một cái sủng vật trong diễn đàn, tìm tới nhảy nhót chuột hình ảnh, những này nhảy nhót chuột hình ảnh là Lý Hoa sáng sớm hôm nay cho chuyển xuống đi lên. Cái này sủng vật diễn đàn Payview tại đồng loại trang web khác, thuộc về đứng hàng đầu, rất nhiều sủng vật kẻ yêu thích đều sẽ chọn cái này sủng vật diễn đàn, đến cùng người giao lưu kinh nghiệm hoặc là chia sẻ vui sướng. Nhưng Lý Hoa đem nhảy nhót chuột thiết mời tại sủng vật diễn đàn phát biểu sau, không qua bao lâu thuận tiện hấp dẫn một đại lớp bạn trên mạng chú ý rồi. Thiếp mời nhân khí theo thời gian là càng ngày càng cao, không cần đi cố ý tuyên truyền, ấn vào dẫn là tự nhiên càng ngày càng cao. Rất nhanh nhảy nhót chuột thiếp mời liền lên tới sủng vật diễn đàn trang đầu. Mà sủng vật diễn đàn quản lý người, thấy cái này nhảy nhót chuột thiếp mời nhân khí cao như vậy, quyết định thật nhanh, vì cái này thiếp mời thêm tinh đồng thời thiết trí dẫn đầu trang đưa đỉnh, cứ như vậy bạn trên mạng mở ra sủng vật diễn đàn, lần đầu tiên liền có thể chú ý tới cái này thiếp mời. Cứ như vậy, cái này thiếp mời nhân khí càng là vừa ra là không thể ngăn cản, lượng click là liên tục tăng lên. Đã đến Tô Chiết hiện tại mở ra cái này thiếp mời đến, sủng vật diễn đàn online người sử dụng, ít nhất có hai thành người sử dụng ở chỗ này cái thiếp mời quan sát. Hoặc là nhắn lại thảo luận. Này tại dĩ vãng là chuyện khó mà tin nổi rồi, sủng vật diễn đàn mở đứng đến nay, còn không có một cái thiếp mời nhân khí sẽ như vậy vượng qua. Hiện tại nhảy nhót chùa thiếp mời lượng click sớm đã qua 100000, nhắn lại cũng vượt qua 1000 không đầu, hơn nữa lượng click cùng nhắn lại còn không ngừng tăng cường, mỗi một lần đổi mới thiếp mời, phía dưới đều sẽ có thêm hơn 10 đầu nhắn lại. Nhảy nhót chuột những hình này rất tự nhiên, cũng không phải cố ý bày đập, đều là từ nhảy nhót chuột trong cuộc sống chụp hình xuống. Bức ảnh có chính là nhảy nhót chuột tại ăn đồ ăn vặt bộ dáng, có chính là nhảy nhót chuột đang chơi đùa, có chính là nhảy nhót chuột đang ngủ. Mỗi một tấm hình, nhảy nhót chuột đều là tại làm không giống với sự tình, thế nhưng không ngoài dự tính, nhảy nhót chuột mỗi một cái động tác đều xúc động manh điểm, khiến người ta bất chi bất giác bị hấp dẫn lấy, thích chúng nó. Bởi vì Lý Hoa chỉ là tại sủng vật diễn đàn phát biểu nhảy nhót chuột bức ảnh, thế nhưng cái này thiếp mời rất đơn giản, chỉ có hai con nhảy nhót chuột hình ảnh, Lý Hoa cũng không hề giới thiệu nhảy nhót chuột, thậm chí ngay cả nhảy nhót chuột danh tự cũng không có nói ra đến. Hết thảy đều là câu đố, cho nên ở cái này thiết mời dưới nhắn lại người đại đa số là thảo luận nhảy nhót chuột là có tồn tại hay không vẫn là chỉ là nhân tạo ps hình ảnh tám thành trở lên người sử dụng cũng hoài nghi nhảy nhót chuột là giả cũng không phải chân thật tồn tại chỉ có hai được không đến người sử dụng tin chắc hình ảnh nhảy nhót chuột là tồn tại ở cái thế giới này hai bên người sử dụng ý kiến phân kỳ ông nói ông có lý bà nói bà có lý mỗi một phương đều có thể lấy là quan điểm của mình liệt kê ra làm chứng rõ ràng đến bất quá tin chắc nhảy nhót chuột là chân thật tồn tại người sử dụng, mặc dù là số rất ít một phương, nhưng là bọn hắn nhưng sẽ không thua quá đối phương, đối với bọn họ có lợi nhất chứng cứ chính là nhảy nhót chuột hình ảnh, hoàn toàn không có PS qua vết tích. Trải qua sủng vật diễn đàn PS cao thủ sau khi giám định, nhảy nhót chuột hình ảnh đích thật là không có PS qua. Có cái này chứng minh, những này số ít người sử dụng mới có thể phản kích đối phương. Mà cái khác tám thành người sử dụng tuy rằng không tin thế giới này, thật sự có cùng Pokemon Pikachu vậy động vật, nhưng là bọn hắn không thừa nhận cũng không được, nhảy nhót chuột hình ảnh không có PS qua. Tuy rằng những này người sử dụng nắm phủ định ý kiến, nhưng là bọn hắn cũng là phi thường yêu thích cái này hay chỉ nhảy chuột nhảy. Chỉ bất quá nhị thứ nguyên sinh vật chạy đến tam thứ nguyên thế giới, này cho tới nay cũng chỉ là tồn tại trong ảo tưởng, chưa từng có thực hiện qua, cho nên những người này bây giờ là sẽ không tin tưởng nhảy nhót chuột là chân thật tồn tại, hình ảnh cũng chỉ là ngụy tạo. Cứ như vậy, hai bên thảo luận là càng ngày càng kịch liệt, đã tiến vào gai cấn tột độ trạng thái, muốn không phải là bọn hắn là ở trong diễn đàn thảo luận, nếu như tại thực tế thế giới, có lẽ đã sớm đã đánh nhau, hôm nay không biết có bao nhiêu bạn trên mạng vì hai con nhảy nhót chuột, cho vỗ hỏng bàn phím. Bản đến thảo luận lại kịch liệt, vẫn chỉ là hạn chế trụ sủng vật trong diễn đàn. Thế nhưng theo trong diễn đàn người sử dụng đưa cái này thiết mời cho chuyển phát ra ngoài, phát đến những thứ khác trang web đi, thế là liên quan với nhảy nhót chuột thảo luận liền từ sủng vật trong diễn đàn là khởi điểm, sau đó từ từ dính đầy mỗi cái trang web hòa luận đàn. Tô Chiết tuy rằng đã sớm đoán được hai con nhảy nhót chuột sẽ tại trên lưới bên trong gây nên náo động, thế nhưng hắn không nghĩ tới ảnh hưởng sẽ cấp tốc như thế. Hôm nay chỉ là ngày thứ nhất, hai con nhảy nhót chuột liền hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý, xem ra lần này kế hoạch có thể tăng nhanh. Xem ra hôm nay buổi tối nhất định sẽ có không ít người, muốn vì hai con nhảy nhót chuột mất ngủ. Tô Chiết tắt máy vi tính, dự định nắm quần áo đi tắm rửa thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vào lúc này vang lên, là một cái số xa lạ. Nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số, chính mình đồng thời không quen biết, Tô Chiết nhíu nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Tô Chiết nắm Dư Hiên Hạo tại đài truyền hình bên trong phát ra thông báo tìm người, điện thoại di động của hắn liền thường thường có số xa lạ đánh vào đến, không ngoài dự tính đều là đến để tiểu hài. Bất quá từ trước đến nay, tuy rằng tìm tô chiết người có rất nhiều, thế nhưng đi ngang qua tô chiết chứng thực sau, đều không phù hợp bảo bảo tượng trưng, căn bản không phải bảo bảo cha mẹ của. Cho nên cho đến bây giờ, chuyện này vẫn không có mặt mày đi ra, bất quá thông báo tìm người còn thường thường tại đài truyền hình bên trong phát hình, cho nên mỗi một ngày đều vẫn như cũng có không ít người tìm tô chiết, cũng không ít người lặp lại tìm tới tô chiết, để tô chiết phiền phức vô cùng. Từng cái số xa lạ, đều sẽ để tô chiết bất an mỗi một lần làm Tô Chiết xác nhận không là đối phương sau, sẽ để cho Tô Chiết thất vọng đồng thời, trong lòng cũng nhiều hơn một tia may mắn. Tuy rằng Tô Chiết rất hy vọng Bảo Bảo có thể tìm được cha mẹ, trở lại bên người cha mẹ bên trong sinh hoạt, bởi vì Tô Chiết biết như vậy Bảo Bảo mới có thể vĩnh viễn hài lòng sung sướng, như những đứa trẻ khác tử như thế khỏe mạnh trưởng thành. Thế nhưng Tô Chiết cũng không bỏ được để Bảo Bảo rời đi, hắn ở trong lòng từ lâu đem Bảo Bảo coi như thân sinh muội muội cuộc sống của hắn bên trong đã quen Bảo Bảo tồn tại, Tô Chiết lo lắng bảo bảo có một ngày sẽ rời đi bên cạnh hắn. Cho nên từng cái số xa lạ, Tô Chiết vừa hy vọng là bảo bảo cha mẹ của tìm đến, thế nhưng trong lòng lại không nghĩ là bảo bảo cha mẹ của, mỗi một lần trong lòng hắn đều rất mâu thuẫn. Tuy rằng Tô Chiết biết bảo bảo sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, trở về cha mẹ của nàng bên người, thế nhưng hắn hy vọng ngày hôm nay không nên sớm như vậy đến. Hiện tại Tô Chiết mỗi một lần thấy là số xa lạ đánh tới thời điểm, trong lòng hắn cũng rất buồn phiền mỗi một lần đều sẽ để trong lòng hắn trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Xin chào, xin hỏi là tô tiên sinh sao? Điện thoại di động truyền tới âm thanh là giọng nữ, như đẹp đẽ đẹp đẽ như nước suối tươi đẹp, thấm người nội tâm. Ta là, người là. Ta tại trên TV nhìn thấy tô tiên sinh thông báo tìm người, ta là bảo bảo mụ mụ bằng hiếu, cho nên hy vọng tô tiên sinh ngươi có thể để cho ta thấy một sinh bảo bảo, có thể không? Vậy sao ngươi xác nhận bằng hữu ngươi là bảo bảo mụ mụ? Tô Chiết hơi nhíu nhíu mày, quả nhiên đối phương là vì Bảo Bảo mà đến, cùng hắn lúc trước đoán không lầm. Tháng sau số 18 là Bảo Bảo bốn đầy tuổi sinh nhật, nàng Lạc Đường thời điểm còn mang theo một con nhỏ lục quy, mặt khác Bảo Bảo Lạc Đường thời gian là tại. Đối phương đem Bảo Bảo hết thảy tin tức nói hết ra rồi, chỗ nói cùng Tô Chiết biết rõ tin tức là giống nhau, Lạc Đường thời gian chính là Tô Chiết gặp phải Bảo Bảo một ngày kia. Hơn nữa bảo bảo ngay lúc đó xác thực còn mang theo một con sun kata lục quy, thậm chí đối với phương so với tô chiết còn hiểu hơn bảo bảo. Tô tiên sinh, hiện tại có thể mang bảo bảo đi ra gặp mặt sao? Đối phương nói tiếp, tô chiết thật lâu không nói gì, đối phương cũng không có dục tô chiết trả lời, hiển nhiên cũng lo lắng đem tô chiết cho ép, liền đứt đoạn mất tìm tới bảo bảo hy vọng. Rất lâu, tô chiết mới lên tiếng, ngươi ở đâu, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Đối phương vội vàng đem địa chỉ của mình nói cho Tô Chiết, ngày hôm nay có người nói cho nàng biết, tại đài truyền hình thông báo tìm người nhìn thấy bảo bảo tin tức sau. Nàng lập tức liền chạy tới, nàng không nghĩ tới bảo bảo một người sẽ chạy đến Yến Vân Thị bên trong, bất quá bây giờ không là để ý những này thời điểm, trọng yếu nhất là tìm được trước bảo bảo. Những thứ khác đều là không trọng yếu. Khi nàng đi tới Yến Vân Thị thời điểm, mới nhớ tới đánh điện thoại liên lạc Tô Chiết. Tô Chiết ghi nhớ đối phương địa chỉ, cùng An Hân nói một tiếng sau, liên rời khỏi nhà đối phương cùng tô chiết hước địa phương chính là tô chiết lần trước cùng dư hiên hạo gặp mặt trong quán cà phê tô chiết là chính mình lái xe đi không biết tại sao tô chiết rất không muốn gặp lại đối phương cũng có lẽ là bởi vì đối phương là muốn dẫn bảo bảo đi nguyên nhân cho nên lần này tô chiết lái xe tốc độ phi thường chậm so với thường ngày thời điểm chậm hơn không qua đường lại xa sớm muộn có đến phần cuối thời gian tô chiết đã đến quán cà phê sau ở trên xe ở lại một hồi hắn hô thở ra một hơi sau, mới đi xuống xe, đi vào trong quán cà phê. Mặc dù đối phương là để Tô Chiết mang bảo bảo cùng đi đến, thế nhưng Tô Chiết cũng không hề làm như vậy, hắn chỉ là một người lại đây, cũng không hề đem bảo bảo cũng mang tới. Tại không có hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Tô Chiết là sẽ không tùy tiện đem bảo bảo giao cho đối phương. Hắn tối hôm nay là trước tới hiểu rõ này kiện đầu đuôi sự tình, sau đó lại cân nhắc phải làm gì quyết định. Tô Chiết đi vào quán cà phê sau liền để nhân viên cửa hàng dẫn hắn đi số 6 bàn, bởi vì trước khi tới, đối phương đã nói rồi vị trí của nàng. Số 6 bàn xác thực có một cái nữ sĩ, tuổi tác ước chừng 25, 16 khoảng chừng, màu da trắng nón, mi mục như hỏa, càng là một cái tuyệt sắc lệ. Nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt nàng, có khác một luồng động lòng người ý vị. Khi nàng chú ý tới tô chiết đi tới bên người lúc, ngựa đứng lên, xin chào, ngươi là tô tiên sinh sao, Tô Chiết gật gật đầu, biểu thị chính mình liền là đối phương tìm người. "Tô tiên sinh, Bảo Bảo đâu, người không có mang nàng lại đây sao?" Đối phương lúc này chú ý tới Tô Chiết cũng không hề mang Bảo Bảo đến, lông mày không khỏi nhíu lại, trong lòng thoáng qua vẻ thất vọng, nàng sợ sệt hôm nay lại là uổng công vui vẻ một hồi. "Bảo Bảo tại nhà ta nghỉ ngơi, ta nghĩ trước tiên tìm hiểu một chút chuyện của Bảo Bảo." Tô Chiết đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tô Chiết ý tứ rất rõ ràng, hắn phải biết Bảo Bảo vì sao lại lạc đường đối phương cũng rõ ràng Tô Chiết y tứ. Cho nên nàng trước hết mời Tô Chiết ngồi xuống, mới lên tiếng, ta trước tiên giới thiệu một chút chính ta, ta gọi Trầm Sơ Hạ là bảo bảo bằng hữu. Trầm Sơ Hạ giới thiệu sơ lược chính mình sau, liền vì Tô Chiết nói tới chuyện của bảo bảo đến rồi. Trải qua Trầm Sơ Hạ kể rõ sau, Tô Chiết mới biết bảo bảo nguyên lai là gia đình độc thân, vẫn là đi theo mẫu thân sinh sống, không trách bảo bảo sẽ nói nàng không có ba ba. Tại nửa năm trước, Bảo Bảo mụ mụ được rồi trọng bệnh, cần muốn trường kỳ tại bệnh viện tiếp thu chữa bệnh, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Bảo Bảo giao cho Trầm Sơ Hạ cùng với trong nhà bảo mẫu. Bởi vì Bảo Bảo cũng không biết mẹ của nàng sinh bệnh nằm viện sự tình, cho nên cho tới nay Bảo Bảo đều cho rằng mụ mụ không cần nàng nữa. Tại 3 tháng trước, Trầm Sơ Hạ đi công ty đi làm, mà Bảo Bảo lưu cho nhà bảo mẫu chiếu cố. Thế nhưng Bảo Bảo nếu thừa dịp bảo mẫu không chú ý thời điểm, một người mang theo sun kata lục quy liền từ trong nhà chạy ra ngoài. Hơn nữa không biết bảo bảo là như thế nào từ quan châu thị bên trong, chạy đến Yến Vân Thị, do đó là sun kata lục quy hướng về tô chiết cầu cứu, sau liền bị tô chiết mang về nhà bên trong, đồng thời sinh hoạt. Đương ra trong bảo mẫu phát hiện bảo bảo không gặp thời điểm, khi đó đã muộn, bảo mẫu lập tức thông chi trầm sơ hạ. Tại biết xảy ra chuyện như vậy sau, lúc đó trầm sơ hạ suýt chút nữa ngất đi, Nàng không biết cần phải thế nào đi đối mặt bảo bảo mụ mụ, cần phải thế nào bàn giao. Thế là Trầm Sơ Hạ lập tức phát động tất cả mọi người đi tìm bảo bảo, lúc đó nàng lại giấu giếm bảo bảo mụ mụ. Bởi vì hiện tại bảo bảo mụ mụ thân thể cực kỳ suy yếu, nếu như biết bảo bảo không gặp lời nói, không biết có thể hay không chịu nổi, cho nên Trầm Sơ Hạ liền làm cho tất cả mọi người trước tiên không nên đem tin tức này nói cho bảo bảo mụ mụ. Một bên Trầm Sơ Hạ liều mạng tìm kiếm bảo bảo một bên nàng còn cần tại bảo bảo mụ mụ ẩn giấu báo cáo bảo bảo gần nhất tin tức. Bảo bảo không gặp trong vòng mấy tháng, trầm sơ hạ không có một ngày ngủ được an ổn, mỗi một lần nàng ngủ sau, đều sẽ làm ác mộng, mơ thấy bảo bảo bị bọn buôn người lừa chạy rồi, bảo bảo liều mạng tại trước mặt nàng hô cứu mạng, mà nàng lại không thể ra sức, mỗi một lần nửa đêm sau khi tỉnh lại, dưới đáy gối đều là bị nước mắt thâm ướt. Trong mấy tháng này, mỗi một ngày đều sẽ có liên quan với bảo bảo tin tức xuất hiện, thế nhưng mỗi một lần hy vọng, đổi lấy nhưng đều là thất vọng, cuối cùng thậm chí là tuyệt vọng. Trầm sơ hạ vì để cho Tô Chiết tin tưởng nàng, trả lại cho một ít bức ảnh cho Tô Chiết xem. Trong hình xuất hiện bé gái, chính là Bảo Bảo, trong tấm ảnh bé gái nụ cười cũng là thiên chân vô tà, mà Trầm sơ hạ cũng đang những hình này từng xuất hiện. Ngoài ra, bức ảnh xuất hiện người còn có một cái 27, 8 thiếu phụ, dung mạo cùng Bảo Bảo có chút tương tự, trải qua Trầm sơ hạ giới thiệu, thiếu phụ này chính là Bảo Bảo mụ mụ đang nhìn đến những hình này sau, Tô Chiết đã bắt đầu tin tưởng Trầm Sơ Hạ nói rồi. Ngày mai ta lại mang Bảo Bảo đến tìm ngươi, có thể không? Tô Chiết nói ra, chuyện đến nước này, Bảo Bảo là cần muốn đi theo Trầm Sơ Hạ cùng nhau về nhà đi, là tránh không khỏi sự tình. Trầm Sơ Hạ suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu đồng ý. Nếu như có thể mà nói, Trầm Sơ Hạ là muốn hôm nay mang Bảo Bảo trở về, bất quá nàng nhìn ra được Tô Chiết đối Bảo Bảo cũng là rất để ý. Hơn nữa đã chế thế như vậy, bảo bảo đã nghỉ ngơi, hiện tại mang bảo bảo trở lại cũng không tiện, cho nên liền để bảo bảo ở thêm một buổi tối tại Tô Chiết bên người. Sau đó Tô Chiết liền hướng về trầm sơ hạ cáo từ rời khỏi. Về đến nhà, Tô Chiết mở ra bảo bảo căn phòng, lúc này bảo bảo đã ngủ rồi. Tô Chiết an vị tại bảo bảo bên giường, lặng lặng nhìn bảo bảo. An Hân thấy Tô Chiết sau khi trở lại, thật giống như rất nặng nề như thế, lo lắng Tô Chiết gặp phải chuyện gì, cho nên cũng liền cùng theo vào rồi. Tô Chiết, làm sao vậy? An Hân nhẹ nhàng nói ra. Tìm tới bảo bảo mụ mụ, Tô Chiết nói ra. Lúc này, An Hân cùng Tô Chiết đều trở nên trầm mặc rồi. An Hân rất rõ ràng Tô Chiết đối bảo bảo cảm tình, hiện tại bảo bảo muốn rời đi, cũng không trách Tô Chiết sẽ giàu dĩ không vui. Thế là An Hân đi ra khỏi phòng bên trong, lưu ra không gian để Tô Chiết cùng bảo bảo lại ở lại nhiều một hồi. Kỳ thực không cũng chỉ có Tô Chiết một người không nỡ bỏ bảo bảo, An Hân cũng là như thế, cùng bảo bảo đồng thời sinh hoạt lâu như vậy. Cảm tình cũng là rất sâu, liền giống như người một nhà như thế. Bây giờ trong nhà thành công viên muốn rời đi, soạt cảm giác là chuyện khó tránh khỏi rồi. Làm An Hân đi ra bảo bảo căn phòng sau, nước mắt liền không ngừng được chảy ra. Trong giấc mộng bảo bảo, cũng không biết tối hôm nay có ba người vì nàng mà mất ngủ. Chọn một cái buổi tối, tôi chiết đều không hề rời đi bảo bảo trong phòng, liền một mực ngồi ở bảo bảo bên cạnh, nhìn bảo bảo ngủ dáng dấp, nghe bảo bảo nói mớ. Tô Chiết nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy bảo bảo thời điểm, lúc đó hắn ở bên ngoài bầy sạp bán thảo quy mầm, quầy hàng cách đó không xa đứng đấy một cái tinh xảo khả ái bé gái. Tiểu cô nương này đứng yên thật lâu, cũng không hề rời đi, một mực nhìn chăm chú vào Tô Chiết, để Tô Chiết trong lòng rất kỳ quái. Làm tiểu cô nương này rốt cuộc lấy dũng khí, đi tới Tô Chiết bên cạnh lúc, Tô Chiết mới biết tại sao bé gái không rời đi, vẫn nhìn nguyên nhân của nàng, nguyên lai like bé gái là muốn cho tô chiết cứu nàng tiểu quy quy tô chiết chú ý tới bé gái sủng vật hòm chứa một con nhỏ quy đó là một con sunkata tượng quy thuộc về lục quy không biết bơi tính nhưng là tiểu nữ hài lại dùng nước đến nuôi sunkata lục quy suýt chút nữa đem nó cho chết đuối nghĩ đến đây sự kiện tô chiết cũng cảm giác buồn cười thật giống không phải gặp phải tô chiết lời nói sunkata lục quy cũng đã bị chết đuối dưới sông sau đó Tôi Chiết sai cho rằng Bảo Bảo là bị cha mẹ từ bỏ, làm tôi Chiết nhìn thấy Bảo Bảo không giúp ánh mắt sau, hắn liền quyết định đem Bảo Bảo mang về nhà. Không nghĩ tới thời gian một cái trải qua nhanh như vậy, trong nháy mắt, tôi Chiết cùng Bảo Bảo liền đồng thời sinh hoạt lâu như vậy rồi. Tôi Chiết còn nhớ lúc đó hắn muốn dẫn Bảo Bảo khi về nhà, Bảo Bảo nói, cái kia ca ca có thể hay không một mực bồi tiếp Bảo Bảo chơi, có thể hay không không nên Bảo Bảo. Cho tới hôm nay, tôi Chiết đáp án vẫn không có thay đổi còn là trước kia cho bảo bảo trả lời như thế. Ca ca làm sao sẽ không nên bảo bảo, chỉ cần bảo bảo nguyện ý, ca ca sẽ bồi tiếp bảo bảo chơi cả đời. Tô chiết đối với trong giấc mộng bảo bảo, lần nữa cam kết. Nếu như có thể mà nói, tô chiết nguyện ý lưu bảo bảo cả đời ở bên người, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải do hắn quyết định, bảo bảo chung quy cần trở về nàng bên người của mẹ bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, tô chiết cảm giác đã qua không đến bao lâu, Phía ngoài ánh mặt trời liền chiếu dọi vào phòng bên trong. Lúc này, vươn mình bảo bảo, lơ đã nhìn thấy Tô Chiết, nàng rụi rụi con mắt, mơ mơ màng màng nói ra, ca ca, chào buổi sáng. Bảo bảo, ngủ đủ chưa? Tô Chiết cười nói. Bảo bảo hài lòng gật gật đầu, rũi một cái tiểu lưng mỏi. Cái kia bảo bảo lên, cho ca ca đồng thời đánh răng rửa mặt, được không Tô Chiết nhẹ nhàng xoa xoa bảo bảo đầu, nói ra. Bảo bảo hai cái tay từ trong chăn rút ra, vươn hướng Tô Chiết ý tứ rất rõ ràng, muốn Tô Chiết ôm nàng lên. Tô Chiết cúi người xuống, nhéo nhéo bảo bảo cái mũi nhỏ, sau đó mới đem bảo bảo ôm. Tô Chiết ôm bảo bảo tiến vào phòng rửa tay sau, mới đem nàng buông ra. Lúc này, thật giống như bảo bảo tới nhà cái thứ nhất sáng sớm như thế, Tô Chiết cũng là là bảo bảo chen tốt kem đánh răng, sau đó hai người đứng ở một lớn một nhỏ bồn rửa mặt, đồng thời đánh răng, cùng nhau tắm mặt. Trong quá trình, Tô Chiết cùng bảo bảo một bên rửa mặt, một bên đùa giỡn, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Tô Chiết cùng bảo bảo từ phòng rửa tay đi ra sau, An Hân đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng, Tô Chiết xem An Hân ánh mắt có chút ửng đỏ, sắc mặt cũng có chút tiêu tụy, liền đoán được An Hân tối ngày hôm qua bởi vì chuyện của bảo bảo mà không ngủ ngon. Bất quá Tô Chiết cũng không hề nói gì, An Hân cùng bảo bảo sinh sống lâu như vậy, thương tâm cũng là nhân chi thường tình, Tô Chiết cũng không biết làm sao đi an ủi An Hân, huống hổ chính hắn đều là như thế hơn nữa tô chít cũng không muốn bây giờ đang ở bảo bảo trước mặt nhắc lên nàng sẽ phải rời khỏi sự tình tô chít muốn cùng bảo bảo cao hứng vượt qua cái này sáng sớm bởi vì hắn không biết về sau còn có cơ hội như vậy hay không tô chít cùng bảo bảo đánh lộn ăn điểm tâm xong sau đó an hân vì bảo bảo thay đổi một bộ đồ còn vì bảo bảo trải cái công chúa đầu đem bảo bảo ăn mặc thật xinh đẹp trong lúc an hân mấy lần suýt chút nữa không nhịn được tại bảo bảo trước mặt khóc lên sau đó tô chít liền dẫn bảo bảo ra cửa Bảo Bảo hiện tại còn không biết Tô Chiết muốn dẫn nàng đi nơi nào, Bảo Bảo còn tưởng rằng Tô Chiết dẫn theo nàng ra ngoài chơi, thế là xuất hiện ở môn trước đó, còn hỏi, An Hân tỷ tỷ, không cùng Bảo Bảo cùng đi sao? An Hân tỷ tỷ phải ở nhà nghỉ ngơi, liền không cùng chúng ta cùng đi. Tô Chiết nói ra. Nha, Bảo Bảo gật gật đầu. Làm Tô Chiết cùng Bảo Bảo rời nhà sau, An Hân lần nữa không nhịn được nước mắt chảy xuống, trong lòng nàng rất không nỡ bỏ Bảo Bảo, lần này phân biệt sau cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không, gặp lại được bảo bảo. Làm giữa người và người có cảm tình sau, phân đừng luôn luôn không cách nào tránh khỏi thương cảm, đều là sẽ cho người trong lòng khó chịu. Tô chiết nắm bảo bảo thủ, đi trên đường, hắn hôm nay cũng không có đi lái xe. Bảo bảo tốt muốn biết tô chiết tâm tình không tốt như thế, lặng lặng đi theo tô chiết bên người, một câu nói cũng không có nói. Audio điện tử võ tấn bền Nhiệt môn tối ngày hôm qua Tô Chiết cùng Trầm Sơ Hạ hẹn cẩn thận gặp mặt lại địa phương, địa điểm vẫn như cũ không thay đổi, còn là tối ngày hôm qua gặp mặt quán cà phê. Bởi vì Trầm Sơ Hạ chỗ ở khách sạn, chính là quán cà phê vị trí, cho nên nàng mới sẽ chọn quán cà phê làm gặp mặt địa phương, lời nói như vậy sẽ tương đối dễ dàng một điểm. Làm tối ngày hôm qua Trầm Sơ Hạ cùng Tô Chiết ước định cẩn thận, hôm nay sẽ đem bảo bảo giao cho nàng sau, tối ngày hôm qua nàng liền ngủ không được ngon giấc qua. Trầm sơ hạ tại may mắn ngày mai là có thể nhìn thấy Bảo Bảo đồng thời cũng âm thầm trách quái tại sao mình sẽ đáp ứng Tô Chiết. Vạn nhất Tô Chiết đột nhiên đổi ý rồi, không muốn đem Bảo Bảo giao ra đây làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là uổng công vui vẻ một hồi sao? Hơn nữa Trầm sơ hạ cũng chỉ là biết Tô Chiết điện thoại liên lạc nhưng lại không biết Tô Chiết địa chỉ. Một khi Tô Chiết lựa chọn đổi ý, không muốn để cho Bảo Bảo cùng Trầm sơ hạ trở về lời nói, nàng muốn tìm được Tô Chiết cũng là phi thường phiền toái. Tuy rằng Tô Chiết tại Yến Vân Thị bên trong, nếu như Trầm Sơ Hạ nếu muốn tìm đến Tô Chiết lời nói, là tuyệt đối có thể tìm lấy được, chỉ bất quá muốn tốn công tốn sức, tốn nhiều sức lực mà thôi. Trầm Sơ Hạ tối ngày hôm qua cũng là nhìn ra, Tô Chiết là thật tâm đối bảo bảo rất để ý, hơn nữa cũng lo lắng nếu như không đáp ứng Tô Chiết lời nói, sẽ làm tức giận Tô Chiết, do đó sẽ phát sinh một ít biến cố, cho nên Trầm Sơ Hạ mới chịu đáp ứng Tô Chiết, khiến hắn hôm nay mới đem bảo bảo mang đi ra, mà không phải lựa chọn suốt đêm đi theo tô chiết về nhà đem bảo bảo mang đi ra. Bất quá mặc kệ trầm sơ hạ sau đó như thế nào đi nữa hối hận đều là chuyện vô bổ rồi, bởi vì nàng đã đáp ứng tô chiết rồi, cho nên chỉ có thể ở tại trong tử điếm khổ sở chờ đợi, lo lắng đề phòng. Kim Thiên Nhất Tảo còn chưa tới thời gian ước định, trầm sơ hạ liền rất sớm tại trong quán cà phê chờ đợi, vì chính là sớm một chút có thể nhìn thấy bảo bảo, để trong lòng có thể sớm một chút an tâm. Tô Chiết ôm Bảo Bảo đi rồi cực kỳ lâu, mới đi đến được quán cà phê phía dưới. Tuy rằng thời gian đã qua rất lâu, thế nhưng hắn lại cảm thấy lần này lộ trình thật giống rút ngắn rất nhiều như thế, không đến bao lâu liền đến quán cà phê. Hắn thở dài một hơi, đem Bảo Bảo buông ra, đối với Bảo Bảo nói ra, "Bảo Bảo, nếu như ngươi về sau không thấy được Kaka, ca ca, có thể hay không tưởng niệm Kaka?" Ca ca. Bảo Bảo thật giống đã minh bạch cái gì nước mắt bắt đầu chảy ra, khóc ròng nói, "Ca ca có hay không không muốn bảo bảo." Tô Chiết đem bảo bảo ủng tiến trong lồng ngực, nói ra, "Ca ca mãi mãi cũng sẽ không không nên bảo bảo, chỉ là ca ca muốn đưa bảo bảo về nhà." Bảo bảo không phải về nhà, bảo bảo muốn cùng ca ca cùng nhau. Bảo bảo khóc đến rất thương tâm, để Tô Chiết rất đau lòng. Mụ mụ ở nhà chờ bảo bảo về nhà, cho nên ca ca mới sẽ mang bảo bảo về nhà, lẽ nào bảo bảo không nên ngủ mụ sao? nhưng là bảo bảo không tìm được mụ mụ, mụ mụ đã không nên bảo bảo. Đứa nhỏ ngốc, mụ mụ làm sao sẽ không nên bảo bảo đâu, chỉ bất quá mụ mụ bởi vì một ít chuyện. Mới không thể cùng bảo bảo gặp mặt, tô chiết lấy tay lau bảo bảo nước mắt, mới nhẹ nhàng nói ra. Cuối cùng, tô chiết là bảo bảo sửa sang xong làm loạn quần áo, mới nắm bảo bảo thủ. Đi vào trong quán cà phê. Trầm sơ hạ toàn bộ sáng sớm một mực nhìn quán cà phê lối vào nơi, chờ tô chiết mang theo bảo bảo xuất hiện. Tô Chiết cùng bảo bảo chậm chạp không xuất hiện, suýt chút nữa để trầm sơ hạ không nhịn được báo cảnh sát, may là vào lúc này Tô Chiết rốt cuộc mang theo bảo bảo xuất hiện tại trong quán cà phê. Trầm sơ hạ vừa thấy được bảo bảo, liền lập tức chạy tới ôm lấy bảo bảo. Đem bảo bảo ôm vào trong ngực trầm sơ hạ, như chút được gánh nặng nàng vào lúc này rốt cuộc không nhịn được khóc lên, trầm sơ hạ lo lắng mấy tháng, bây giờ làm cho nàng rốt cuộc tìm được bảo bảo. Bảo bảo nhìn thấy trầm sơ hạ thời điểm, cũng là khóc đến rất thương tâm. Bảo Bảo, ngươi làm sao chạy đến rồi, ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi, nếu như ngươi xảy ra vấn đề rồi, ta phải làm gì?" Trầm Sơ Hạ nói ra. "Sơ Hạ tỷ tỷ, xin lỗi, Bảo Bảo nghĩ ra được tìm mụ mụ." Tô Chiết xem Bảo Bảo bị Trầm Sơ Hạ ôm lấy cũng không chống cự, nàng tuy rằng khóc đến rất thương tâm, thế nhưng đó là bởi vì tìm tới thân nhân khuyên thuật. Nếu như Bảo Bảo lúc này chống cự Trầm Sơ Hạ lời nói, Tô Chiết là sẽ không để Trầm Sơ Hạ tới gần Bảo Bảo. Bởi vì cái này đại biểu Trầm sơ hạ tại Bảo Bảo trong lòng, không phải người đáng giá tín nhiệm. Bất quá may là cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế, Bảo Bảo cùng Trầm sơ hạ cảm tình xem đến vẫn là rất sâu. Đợi Trầm sơ hạ cảm xúc hơi chút ổn định lại sau, Tô Chiết đưa cho một tờ giấy cho nàng, cũng vì Bảo Bảo lau khô nước mắt. Trầm sơ hạ tiếp nhận Tô Chiết khăn tay, nói rồi một thân cảm tạ, sau các nàng liền trở về trong chỗ ngồi. Để Trầm sơ hạ trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc là bảo bảo nếu lựa chọn cùng tô chiết ngồi cùng một chỗ, mà không phải lựa chọn cùng trầm sơ hạ đồng thời ngồi. Này mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng là đơn giản chứng minh rồi, hiện tại bảo bảo người thân cận nhất là tô chiết, mà không phải trầm sơ hạ. Bảo bảo tính cách là so sánh nội tâm phong bế, rất chống cự người xa lạ, mà bảo bảo là trầm sơ hạ từ nhỏ nhìn đến, trước đây ngoại trừ bảo bảo mụ mụ ở ngoài, trầm sơ hạ chính là bảo bảo thân mật nhất người rồi. Hiện tại thật giống cải biến, Bảo bảo đối Tô Chiết càng là thân cận, này làm cho Trầm Sơ Hạ không nghĩ ra, muốn cho Bảo bảo tiếp thu không phải là một chuyện dễ dàng, Trầm Sơ Hạ cùng Bảo Mẫu Vương Di cũng là bởi vì từ nhỏ nhìn Bảo bảo lớn lên, mới có thể để Bảo bảo không chống cự các nàng. Bất quá Bảo bảo bây giờ biến hóa cuối cùng còn là tốt, quá mức đóng kín chính mình không là một chuyện tốt, chỉ bất quá để Trầm Sơ Hạ có chút vị chua. Đợi tất cả mọi người ngồi xong sau, Tô Chiết đầu tiên mở miệng nói ra, ta có thể để Bảo bảo trở về với ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Nếu như Tô Tiên Sinh để bảo bảo theo ta về nhà lời nói, ta sẽ cho Tô Tiên Sinh 100 vạn, làm báo đáp ngươi chiếu cố bảo bảo lâu như vậy. Trầm Sơ Hạ nói ra, nàng cho rằng Tô Chiết điều kiện, chính là muốn cùng nàng yêu cầu thù lao, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị xong. Tuy rằng Tô Chiết bị Trầm Sơ Hạ đã hiểu lầm, thế nhưng hắn cũng không hề tức giận, chỉ là lắc lắc đầu, để Trầm Sơ Hạ cho rằng hắn là ngại thù lao không đủ. liền ở Trầm Sơ Hạ cho rằng Tô Chiết muốn đòi hỏi nhiều thời điểm, Tô Chiết nhẹ nhàng nói ra, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý cho ngươi một ức, chỉ cần có thể đem bảo bảo lưu lại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bảo bảo chính mình nguyện ý dưới tình huống, ngươi đồng ý không? Cái này không thể nào, ta là nhất định phải mang bảo bảo về nhà. Trầm Sơ Hạ lập tức cự tuyệt nói, bất luận bao nhiêu tiền, nàng cũng sẽ không ném sinh bảo bảo. Tại Tô Chiết chưa có tới trước đó, Trầm Sơ Hạ đều cho rằng Tô Chiết sẽ hướng về nàng đưa ra thù lao yêu cầu, cho nên tại vừa nãy Tô Chiết nói ra phải đáp ứng điều kiện của hắn trầm sơ hạ liền theo bản năng cho rằng tô chiết là hướng về nàng yêu cầu thù lao. Chỉ bất quá bây giờ rất hiển nhiên tô chiết cũng không phải đòi tiền, cái kia trầm sơ hạ liền đoán không được tô chiết điều kiện là cái gì. Tô chiết chậm rãi nói với trầm sơ hạ suốt điều kiện của hắn đến, bởi vì ta vẫn chưa thể tin tưởng thẩm tiểu thư lời nói là thật hay không, cho nên cũng không yên lòng cứ như vậy đem bảo bảo giao cho ngươi, bởi vậy lần này ta sẽ cùng theo bảo bảo cùng đi. Không đợi trầm sơ hạ trả lời, tô chiết lại nói tiếp, nếu như ta xuất hiện thẩm tiểu thư có chỗ giấu giếm lời nói, ta sẽ đem bảo bảo mang về, hơn nữa bất luận muốn ta bỏ ra cái giá gì, ta cũng sẽ không để bảo bảo lại đi theo ngươi, đương nhiên thẩm tiểu thư ngươi cũng có thể không đồng ý, bất quá lời nói như vậy, ta liền rất xin lỗi rồi, ta sẽ không để bảo bảo đi theo ngươi đi trở về. Đổi mới nhanh nhất đi mắt nhanh đối tô chiết yêu cầu, trầm sơ hạ chậm chạp không hề trả lời, mà là tại trong lòng suy nghĩ tô chiết mục đích làm như vậy, tô chiết là thật sự là bảo bảo suy nghĩ, vẫn là có ý đồ riêng nếu như tô chiết có ý đồ riêng lời nói cái kia tô chiết mưu đồ lại là cái gì cuối cùng trầm sơ hạ mới lên tiếng ta có thể đáp ứng người điều kiện nhưng mà nếu như ta không có dấu giếm lời nói người nhất định phải vô điều kiện đem bảo bảo giao cho ta cuối cùng trầm sơ hạ vẫn là lựa chọn tin tưởng tô chiết là thật sự là bảo bảo được mới nhất định đi theo bảo bảo cùng đi bởi vì trên thế giới cái nào có nhiều như vậy âm mưu quỷ ghế trước đó tô chiết cũng không biết thân phận của các nàng mà là trầm sơ hạ chính mình tìm tới Tô Chiết, cho nên Tô Chiết không thể trước đó liền dự mưu tốt. Nếu như Tô Chiết chỉ là vì tiền tài lời nói, mới vừa thời điểm liền sẽ tiếp thu trầm sơ hạ một triệu rồi, cho dù Tô Chiết ngại một triệu không đủ, cũng có thể tại mới vừa thời điểm nói ra, mà không phải đưa ra đi theo bảo bảo cùng nhau về nhà, muốn xác nhận chân tướng sự tình yêu cầu đi ra. Hiện tại trầm sơ hạ để sớm để bảo bảo có thể đi theo nàng trở lại, chỉ cần Tô Chiết yêu cầu không phải rất lời quá đáng, trầm sơ hạ đều sẽ đáp ứng tô chiết cho nên trầm sơ hạ đang phán đoán tô chiết hẳn không phải là có mục đích khác sau liền trực tiếp đáp ứng tô chiết yêu cầu không thành vấn đề ta có thể đáp ứng ngươi tô chiết nói ra hắn xin nhờ dư hiên hảo trèo lên thông báo tìm người hắn cũng là vì giúp bảo bảo tìm tới người thân nếu không tô chiết cũng sẽ không vì thế tốn công tốn sức rồi hiện tại rốt cuộc tìm được bảo bảo người thân tô chiết đương nhiên sẽ không không cho bảo bảo về nhà chỉ bất quá vì bảo vệ bảo bảo, Tô Chiết mới sẽ đưa ra cùng bảo bảo cùng nhau về nhà yêu cầu. Sau đó Tô Chiết tiếp lấy đối với Trầm Sơ Hạ, nhỏ giọng nói, hay là bảo bảo mụ mụ bệnh, ta còn có thể giúp đỡ được việc. Tô Chiết muốn đi theo bảo bảo cùng nhau về nhà yêu cầu. Dĩ nhiên không phải bởi vì nhàm chán mới nói ra, hãy cùng vừa nãy Tô Chiết chỗ nói đúng lắm, trước tiên hắn là vì xác nhận Trầm Sơ Hạ có hay không đối với hắn ẩn giấu. Để tránh khỏi trầm sơ hạ đối bảo bảo bất lợi, để bảo bảo bị thương tổn mà đổi thành bên ngoài là vì tô chiết nghe trầm sơ hạ nói, bảo bảo mụ mụ được rồi trọng bệnh, một mực tại trị liệu trong, hơn nữa từ nửa năm trước bắt đầu. Liền một mực chưa từng thấy bảo bảo, cái kia có thể tưởng tượng được bảo bảo mụ mụ bệnh, nhất định là rất nghiêm trọng. Nếu không, bảo bảo mụ mụ cũng không khả năng tại thời gian nửa năm bên trong, cũng chưa hề đi ra gặp bảo bảo một mặt. Nếu như bảo bảo cứ như vậy trở về lời nói, tình huống vẫn là không phải nhận được cải thiện vẫn là sẽ giống như trước đây, bảo bảo vẫn là không cách nào nhìn thấy mụ mụ. Hơn nữa vì không cho bảo bảo lo lắng khổ sở, trầm sơ hạ các nàng cũng sẽ tiếp tục đối bảo bảo ẩn giấu, bảo bảo mụ mụ sinh bệnh sự tình. Mà không biết chân tướng bảo bảo, sớm muộn vẫn sẽ có một ngày. Sẽ cùng ba tháng trước như thế, trộm trộm chạy ra tìm mụ mụ của nàng. Mặc dù bây giờ sinh chuyện như vậy, trầm sơ hạ các nàng sẽ càng thêm xem chừng bảo bảo, không cho bảo bảo có cơ hội chạy đến. Thế nhưng này cuối cùng là chị ngọn không chỉ gốc phương pháp, nếu như trầm sơ hạ các nàng nhất thời sơ sẩy, để bảo bảo lần nữa chạy đến lời nói, hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Lần trước bảo bảo may mắn là gặp phải tô chiết, mới không có ăn nhiều như vậy khổ, nếu như bảo bảo gặp phải chính là lòng mang ý đồ xấu người xấu, cái kia bảo bảo vận mệnh liền có thể tưởng tượng được. Cho nên vì bảo bảo, tô chiết mới quyết định lần này cần đi theo bảo bảo đồng thời trở lại, tại xác nhận trầm sơ hạ không có nói láo đồng thời, muốn thuận tiện tìm cơ hội chữa khỏi bảo bảo mụ mụ để bảo bảo có thể cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt ngươi là y sinh sao trầm sơ hạ hỏi tô chiết đột nhiên nói như vậy thật ra khiến trầm sơ hạ rất kỳ quái không phải bất quá ta tin tưởng ta có thể đối với bảo bảo mụ mụ bệnh có chút trợ giúp vậy thì để trầm sơ hạ càng thêm mơ mơ hồ hồ rồi không hiểu tô chiết là có ý gì rồi tô chiết nếu không phải y sinh vậy đối bảo bảo mụ mụ bệnh có thể tạo được tác dụng gì lẽ nào Tô Chiết sẽ thần côn, vẫn là biết nói thuật. Trầm sơ hạ kỳ quái nhìn Tô Chiết, thế nhưng Tô Chiết trang phục cùng hành vi, đều không thể để trầm sơ hạ liên tưởng đến hắn sẽ thần côn. Bất quá cho dù Tô Chiết là y sinh, trầm sơ hạ cũng sẽ không tin tưởng Tô Chiết, có thể đối với bảo bảo mụ mụ bệnh tình đưa đến tác dụng gì. Bởi vì bảo bảo mụ mụ đã xem qua quá nhiều thế giới danh y rồi, thế nhưng y nguyên hay vẫn không cách nào chữa khỏi bảo bảo mụ mụ bệnh, chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng, hơn nữa hiện tại bệnh tình vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng nếu không bảo bảo không thấy chuyện lớn như vậy trầm sơ hà cũng sẽ không đối bảo bảo mụ mụ che giấu chính là lo lắng lấy bảo bảo mụ mụ bây giờ thân thể không chịu nổi lớn như vậy đả kích bất quá tô chiết một mảnh hào tâm trầm sơ hà cũng sẽ không từ chối tô chiết hảo ý chỉ bất quá nàng sẽ không tin tưởng tô chiết có thể đối với bảo bảo mụ mụ bệnh tình có trợ giúp mà thôi nếu tất cả mọi chuyện cũng đã hiệp thương được rồi Trầm Sơ Hạ lúc này đề xuất hiện tại tựu ra, mang Bảo Bảo về nhà. Công ty còn có rất nhiều chuyện chờ, Trầm Sơ Hạ cái này thay quyền Tổng Giám Đốc về đi xử lý. Hơn nữa lần này vì Bảo Bảo, Trầm Sơ Hạ bỏ lại hết thải công tác. Hiện tại công ty vẫn chờ Trầm Sơ Hạ về đi thu thập quần áo, cho nên Trầm Sơ Hạ là không thể tại Yến Vân Thị bên trong mốc quá lâu. Hơn nữa một ngày chưa hề đem Bảo Bảo mang về nhà, Trầm Sơ Hạ trong lòng liền một ngày không cách nào chân chính yên tâm đến. Tôi chiết đối với cái này cũng không có bất kỳ ý kiến, liền đáp ứng trầm sơ hạ. Bất quá hôm nay vừa đi, tôi chiết sợ thì không cách nào vào hôm nay chạy về Yến Vân Thị rồi, có lẽ phải ở nơi đó qua đêm, cho nên tôi chiết đưa ra phải về nhà thu thập một chút đổi giặt quần áo. Trầm sơ hạ cũng không có phản đối, chỉ là để trầm sơ hạ hận đến răng ngứa ngứa là, tôi chiết nếu không tin nàng, tại trở lại nắm quần áo thời điểm, cũng đem bảo bảo đồng thời mang theo về nhà, mà không phải đem bảo bảo lưu lại cùng nàng thật giống lo lắng trầm sơ hạ sẽ mang theo bảo bảo bỏ của chạy lấy người như thế. Trầm sơ hạ phản hỏi mình, nàng thật sự như thế không thể tin tưởng sao. Kết quả được đi ra đáp án, nếu như tô chiết đem bảo bảo lưu lại lời nói, chỉ cần bảo bảo đồng ý, trầm sơ hạ xác thực có thể sẽ mang theo bảo bảo đi thẳng về, mà sẽ không ở lại chỗ này đợi tô chiết. Tuy rằng cho ra như vậy đáp án, thế nhưng trầm sơ hạ trong lòng vẫn là không phục lắm, bởi vì tô chiết lại nhiều lần hoài nghi nàng, Lẽ nào nàng tại Tô Chiết trong mắt có độ tin cậy cứ như vậy thấp? Trầm Sơ Hạ tuy rằng rất muốn đem Bảo Bảo ở lại chỗ này cùng nàng, đáng tiếc Bảo Bảo lại là lựa chọn đi theo Tô Chiết cùng nhau về nhà, Trầm Sơ Hạ cũng không có cách nào, bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là để Bảo Bảo đi theo Tô Chiết đồng thời trở lại nắm y phục, bởi vì nàng cho dù không đồng ý cũng là không có tác dụng. Nhiệt Môn Tô Chiết mang theo Bảo Bảo rời đi quán cà phê, trực tiếp ngồi taxi sau khi về đến nhà, tùy tiện thu thập hai bộ đổi giặt quần áo. Sau đó nói với An Hân một tiếng sau, liền trực tiếp đi tới Yến Vân thị trong trạm xe lửa. Tại trong quán cà phê thời điểm, Trầm Sơ Hạ để Tô Chiết đem thẻ căn cước lấy ra, đồng thời để giúp Tô Chiết mua cao thiết phiếu lý do, đem thân phận của Tô Chiết chứng nhận cầm đi. Tuy rằng Trầm Sơ Hạ lấy đi thân phận của Tô Chiết chứng nhận, trong đó một cái nguyên nhân là vì giúp Tô Chiết mua cao thiết phiếu vé, mặt khác làm sao không phải lo lắng Tô Chiết sẽ chạy trốn, có thân phận của Tô Chiết chứng nhận ở trong tay, nàng muốn tìm đến Tô Chiết cũng dễ dàng một chút trầm sơ hạ tâm tư, Tô Chiết cũng ít nhiều gì đoán được một điểm. Chỉ bất quá Tô Chiết cũng không có vạch trần trầm sơ hạ, rất phối hợp đem của mình chứng minh nhân dân giao cho nàng, bởi vì Tô Chiết chính mình còn không phải không tin nàng, cho nên Tô Chiết rất lý giải trầm sơ hạ ý nghĩ. Tô Chiết rời đi quán cà phê trước đó, cũng đã cùng trầm sơ hạ hẹn cẩn thận, vì tiết kiệm thời gian, đến lúc đó Tô Chiết trực tiếp đi chạm xe lửa cùng nàng hội hợp là được rồi, không cần trở lại quán cà phê rồi làm tô chiết cùng bảo bảo đi tới trạm xe lửa thời điểm, trầm sơ hạ đã mua được 3 tấm cao thiết phiếu. Rất may mắn là, để trầm sơ hạ mua được nửa giờ sau cấp lớp, cuối cùng 3 tấm cao thiết phiếu vẽ, vừa vặn bị trầm sơ hạ cho toàn bộ mua đi rồi. Nửa giờ sau, tô chiết cùng trầm sơ hạ các nàng ngồi lên rồi đi tới quan châu thị cao thiết. Cái này lộ trình vẫn tính bình tĩnh, không có xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá để trầm sơ hạ hơi có chút ghen địa phương, là bảo bảo tự mình cùng tô chiết cùng nhau chơi đùa, mà rất ít cùng trầm sơ hạ sống chung một chỗ, để trầm sơ hạ vì thế rất là ghen ghét. Dọc theo đường đi đều bình an vô sự, Cao Thiết gần như chạy được 2 giờ khoảng chừng cuối cùng đã tới quan châu thị trong trạm xe lửa. Tô Chiết bọn hắn đi ra trạm xe lửa, bởi vì bảo bảo khát nước, cho nên Tô Chiết liền đem hành lý để xuống. Đi đi bên cạnh trạm xe lửa tiện lợi điếm bên trong, dự định đi mua mấy bình nước suối. Liền ở Tô Chiết tại tiện lợi điếm cầm 3 bình nước suối, đang tại trả tiền thời điểm, không thể đoán được ý bên ngoài xảy ra. Đang tại cách đó không xa chờ đợi trầm sơ hạ, đột nhiên hô to cướp đoạt. Tô chiết vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn thấy một cái thân hình nhỏ gầy nam tử cướp đi trầm sơ hạ túi sách, sau đó hướng về nơi xa chạy đi. Tô chiết vội vàng cầm lấy một bình nước suối, hướng về trầm sơ hạ bên này chạy tới, xác nhận trầm sơ hạ chỉ là bị kinh sợ, cũng không có bị thương tổn sau, lúc này mới hướng về tiểu thâu đuổi theo. Chỉ là này làm trễ nãi như thế một hồi tiểu thâu đã chạy suốt rất xa. Thân hình nhỏ gầy tiểu thâu tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền chạy tới chỗ rất xa bên trong. Thế nhưng lấy tô chiết tốc độ bây giờ, vẫn là từ từ tiếp cận tiểu thâu, cách tiểu thâu càng ngày càng gần. Người chung quanh rất nhiều, lúc này nếu như cho tiểu thâu xuyên vào trong đám người lời nói, tô chiết sẽ rất khó chảo được hắn. Đúng lúc này, tiểu thâu chạy tới một cái hơi chút ít người địa phương. Thế là Tô Chiết nắm lấy cơ hội này, đem trong tay nước suối nhắm ngay tiểu thâu đập tới. Rất may mắn, chứa đầy nước bình nước khoáng nện vào tiểu thâu chân trái, tiểu thâu bị bình nước mang tới xung kích. Mà khiến thân thể mất đi cân bằng lực, nhất thời ngã sắp xuống rồi. Kỳ thực vừa nãy Tô Chiết bình nước khoáng là đối với tiểu thâu đầu đập cho, chỉ là bởi vì cháy nguyên nhân, khiến độ chuẩn xác thấp rất nhiều, thế nhưng may mắn là để Tô Chiết đánh bậy đánh bạ nện vào tiểu thâu chân, do đó ngã sắp xuống rồi. Thừa cơ hội này, Tô Chiết vội vàng chạy tới. Làm tiểu thâu đứng lên, muốn tiếp tục thời điểm chạy trốn, Tô Chiết đã chạy đến bên cạnh hắn, đồng thời cấp tốc chế trụ tiểu thâu, để hắn không có cơ hội lại chạy trốn. Bị Tô Chiết nắm lấy sau, tiểu thâu vội vàng hướng về Tô Chiết cầu tình, van cầu ngươi buông tha ta lần này, ta lần sau không dám, đây là ta lần thứ nhất trộm đồ, là của ta không đúng, bởi vì ta mấy ngày không có ăn đồ ăn, cho nên mới động lên ý niệm không chính đáng, van cầu ngươi buông tha ta lần này. Đối với tiểu thâu cầu tình, tôi chiết thờ ơ không động lòng, hắn cũng sẽ không đần độn tin tưởng tiểu thâu nói. Người nào tiểu thâu bị tóm lấy, không phải nói chính mình là lần đầu tiên trộm đồ. Hơn nữa vừa nãy tiểu thâu trốn chạy con đường hiển nhiên quen việc dễ làm, chuyên môn làm người nhiều địa phương chạy, rất rõ ràng hắn không thể nào là lần thứ nhất giật đồ. Hơn nữa dù cho là lần đầu tiên giật đồ, tôi chiết cũng cho rằng cần thu được trừng phạt. Mà tiểu thâu nói hắn đã mấy ngày không ăn đồ ăn, mới sẽ đi làm tiểu thâu giật đồ lời nói, Tôi chiết càng là không thể nào sẽ tin tưởng. Đói bụng mấy ngày người, khả năng chạy trốn nhanh như vậy sao? Hơn nữa nam tử này tuổi còn trẻ, hảo thù tốt chân, tùy tiện đi tìm chút chuyện tình, còn có thể sẽ bị đói chính mình ah. Nếu này tên trộm có đường ngay không đi, một mực lựa chọn đi bằng môn tà đạo, nhất định là phải trả giá thật lớn, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi này tên trộm xem tô chiết rõ ràng không thể nào biết dễ dàng để cho hắn chạy thoát rồi thế là hắn bắt đầu uy hát yêu ta tô chiết nói ra ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất đem ta để cho chạy nếu không ngươi đi ở đầu đường cuối ngõ thời điểm liền phải cẩn thận nhiều hơn rồi vốn là tô chiết vẫn chỉ là định đem hắn giao cho cảnh sát coi như xong cũng không định đối tiểu thâu làm cái gì chỉ là không có nghĩ đến tiểu thâu đến trình độ này còn dám uy hát yêu ta hắn thế là tô chiết không nhịn được cho tiểu thâu một cái tát đánh cho hắn đầu óc choáng váng, không phân rõ phương hướng, khiến hắn còn dám hay không mạnh miệng, đối Tô Chiết nói năng lỗ mãng. Đúng lúc này, Tô Chiết chú ý tới trong đám người, có mấy cái nam tử chậm rãi tới gần hắn bên này, Tô Chiết liên tưởng đến lần trước tại trên xe buýt gặp phải nam tử mặc áo vàng. Lúc đó trộm lý hân nhiên bóp tiền nam tử mặc áo vàng, trên xe buýt liền có hai cái đồng bọn giúp hắn. Bởi vì nam tử mặc áo vàng đồng bọn đang len lén giúp nguyên nhân của hắn, Lúc đó Tô Chiết còn thiếu chút nữa để nam tử mặc áo vàng cho chạy trốn. Thế là Tô Chiết suy đoán mấy cái này đi tới gần nam tử, cũng hẳn là này tên trộm đồng bọn, xem ra là muốn ra tay với Tô Chiết cứu đi tiểu thâu rồi. Nhất thời Tô Chiết đối với bọn họ lên lòng phòng bị, âm thầm đề phòng bọn hắn ra tay. Nếu như thời điểm này, mấy cái này nam tử dám xuất thủ, Tô Chiết không ngại cho bọn họ đến cái giáo huấn, để cho bọn họ học ngoan một điểm. Bất quá Tô Chiết phát hiện mấy cái này nam tử lại đột nhiên xuyên vào trong đám người biến mất không thấy, thật giống buông tha cho tô chiết bắt được tiểu thâu, không quản hắn nữa, để tô chiết âm thầm kỳ quái. đúng lúc này, hai cái ăn mặc cảnh phục nam tử chạy tới, mới khiến cho tô chiết giải trừ hoặc. nguyên lai like là bởi vì bọn hắn phát hiện cảnh sát đã tới, mới lựa chọn trước tiên chạy đi. hiện tại trên căn bản hết thảy thành phố chạm xe lửa đều sẽ an bài cảnh sát tại phụ cận tuần tra chứ nói chi là Quan Châu thì cái này thành thì cấp một rồi, chạm xe lửa an toàn càng là trọng yếu nhất. Vừa nãy Trầm Sơ Hạ bị tiểu thâu cướp đi túi sách thời điểm, hai người cảnh sát này liền chú ý tới, chỉ bất quá khi đó bọn hắn khoảng cách có chút xa, cho nên mới phải hiện tại mới chạy tới. Lúc đó bọn hắn đều cho rằng cũng bị tiểu thâu cho trốn, chỉ bất quá không nghĩ tới tô chiết lại đột nhiên lao ra đuổi theo tiểu thâu. Tuy rằng hai cảnh sát phát hiện trước tiểu thâu, vừa nghe đến Trầm Sơ Hạ gọi cướp đoạt, liền lập tức chạy tới truy tiểu thâu. Chỉ bất quá bọn hắn khoảng cách tiểu thâu có một khoảng cách, hơn nữa tiểu thâu tốc độ chạy trốn cực kỳ nhanh, cho nên bọn hắn đều cho rằng đã đuổi không kịp rồi. Đáng tiếc cuối cùng không có nghĩ tới là, tô chiết trước tiên chạy tới xem trầm sơ hạ có bị thương không, sau đó mới đi truy tiểu thâu. Tuy rằng tô chiết so với hai cảnh sát lên đường thời gian còn muốn buổi tối một hồi, cùng tiểu thâu khoảng cách càng là xa xôi. Thế nhưng tô chiết trong thời gian thật ngắn, không chỉ có đuổi theo tới, hơn nữa còn rất nhanh sẽ vượt qua hai cảnh sát, cấp tốc tiếp cận tiểu thâu. Này làm cho hai cảnh sát từng nhìn thấy sau là trợn mắt ngoác mồm, cảm giác thập phần xấu hổ, bọn hắn tuy nhiên đã dụng hết toàn lực, vẫn không có đuổi theo tiểu thâu, cuối cùng bị tô chiết cho ném ra đến mặt sau đi. Cuối cùng tiểu thâu bị tô chiết bình nước khoáng đập trúng chân mà ngã sắp xuống, sau đó lại bị tô chiết cấp tốc khống chế lại. Làm cảnh sát chạy tới sau, cấp tốc giúp tô chiết khống chế lại tiểu thâu, không phải vậy tiểu thâu chạy trốn. Trong đó một cái cảnh sát, nói ra, huynh đệ, người thật lợi hại, chạy nhanh như vậy. Khả năng bởi vì trong lòng nhanh chóng quan hệ, ta bình thường không có nhanh như vậy. Tô chiết ngượng ngùng cười nói. Nàng bạn gái của ngươi sao? Cảnh sát con mắt nhìn mặt sau, đột nhiên nói ra. Chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi, chớ hiểu lầm. Tô chiết theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nguyên lai là trầm sơ hạ mang theo bảo bảo chạy tới. Nghe được tô chiết lời nói sau, hai cảnh sát đều lộ ra ta rõ ràng vẻ mặt, bọn hắn nghĩ thầm trầm sơ hạ bằng không là tô chiết bạn gái, bằng không chính là tô chiết đang tại truy trầm sơ hạ, nếu không tô chiết làm sao sẽ liều mạng như vậy truy tiểu thâu. Lúc này, đã chúng tô chiết một cái tắt tiểu thâu, hiện tại rốt cuộc khôi phục thanh minh, hắn mới phát hiện mình hiện tại đã bị hai cảnh sát khống chế được. Mà hắn bị đánh mặt bây giờ còn mơ hồ làm đau, thập phần khó chịu, thế là hắn hô, cảnh sát đồng chí, ta muốn cao hắn. Hắn vừa nãy đánh ta. Ngươi xem mặt hiện lên của ta tại đều sưng lên. Ngươi cho ta thành thật một chút, trộm đồ đã bị bắt còn dám như thế cản rỡ. Cẩn thận ta cho ngươi ăn chút vị đắng, về phần hắn đánh ngươi, ta tại sao không có nhìn thấy. Ngươi xem ta mặt đều sưng lên, chính là hắn vừa nãy đánh. Tiểu thâu vội la lên, hắn biết mình lần này đã trốn không thoát, thế nhưng hắn không có ý định để tô chiết dễ chịu. Mặt của ngươi rõ ràng là chính mình thời điểm chạy trốn ném tới rồi, đừng cho là ta không nhìn thấy, ngươi đừng ở chỗ này oan uổng người. Cảnh sát xem tiểu thâu còn muốn phản bác, đẩy hắn đi rồi, được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Đến cục cảnh sát lại cho ngươi nói đủ. Với là tên trộm bị trong đó một cái cảnh sát cho mang tới cách đó không xa trên xe cảnh sát, chuẩn bị đưa đi cục cảnh sát thẩm vấn, mà một cái khác cảnh sát phụ trách ghi nhớ tô chiết, cùng với mặt sau chạy tới trầm sơ hạ điện thoại liên lạc. Cũng không có để tô chiết cùng trầm sơ hạ bây giờ cùng bọn hắn, cùng đi cục cảnh sát. Chỉ nói là nếu như có cần, sẽ liên lạc lại Tô Chiết cùng Trầm Sơ Hạ. Lời nói như vậy, Tô Chiết cùng Trầm Sơ Hạ cũng tỉnh không ít công phu, không cần chuyên môn chạy đi cục cảnh sát một chuyến, mà mừng rỡ ung dung. Tô Chiết đem vừa nãy tiểu thâu ngã sắp xuống lúc, mà rơi trên mặt đất túi sách nhặt lên, trả lại Trầm Sơ Hạ. Cảm ơn ngươi, Trầm Sơ Hạ chân thành nói, nàng bị tiểu thâu đoạt túi sách, Tô Chiết sẽ liều mạng như vậy giúp nàng đuổi trở về, để Trầm Sơ Hạ cũng không tưởng tượng nổi, cũng làm cho trong lòng nàng đối Tô Chiết hết sức cảm động không cần dễ như ăn cháo mà thôi người ở nơi này chờ một chút ta vẫn không có đi mua nước đối tô chiết tới nói đem tiểu thâu truy ở đích thật là dễ như ăn cháo không chi phí bao nhiêu công phu lấy tô chiết thể chất tốc độ của hắn bây giờ là phi thường nhanh vừa nãy hắn còn chưa dùng tới toàn lực một khi tô chiết chân chính phát lực lời nói hắn mới vừa tốc độ còn có thể tăng cao rất nhiều chỉ bất quá tô chiết lo lắng kinh thế hãi tục mới khống chế lại tốc độ của mình bất quá như vậy đã đầy đủ người khác khiến hắn thay đổi cách nhìn bởi vì là người bình thường căn bản không đạt tới tô chiết tốc độ chính là bởi vì tô chiết hết sức khống chế tốc độ của mình cho nên hắn mới dùng thời gian lâu như vậy đồng thời còn cần dùng đến bình nước khoáng đem tiểu thâu nện vào mới có thể bắt ở tiểu thâu nếu không tô chiết đã sớm đuổi tới tiểu thâu rồi vừa nãy bởi vì trầm sơ hạ đột nhiên gọi cướp đoạt đang tại muôn nước tô chiết vẫn không có trả tiền liền chạy ra khỏi tiện lợi điếm đến hơn nữa lúc đó tô chít còn cầm một bình nước suối đi ra để ngừa chưa sẵn sàng chi cần kết quả còn thật sự cho hắn phát huy được tác dụng hiện tại tiểu thâu đã bị cảnh sát đưa đi tô chít mới nhớ tới chuyện này cho nên hắn liền định lại từ đầu đi tiện lợi điếm mua nước thuận tiện đem trước đó hắn lấy đi một bình nước suối tiền thủy thanh toán nhưng là lần này trầm sơ hạ đã không dám để cho tô chít một người đi rồi mang theo bảo bảo cùng đi tô chít cùng đi tiện lợi điếm mua nước Tô Chiết cùng trầm sơ hạ các nàng đã đến tiện lợi điếm sau, một lần nữa cầm ba bình nước suối, đồng thời đem lúc trước một bình, tính gộp lại đem tiền thanh toán. Vừa nãy Tô Chiết lấy đi một bình nước suối, tiền vẫn không có giao, liền chạy ra khỏi tiện lợi điếm. Lúc đó tiện lợi điếm ông chủ còn tưởng rằng Tô Chiết dự định không cho tiền, còn đuổi tới, chỉ là mặt sau tiện lợi điếm ông chủ mới phát hiện, Tô Chiết chạy đến là vì đuổi theo tiểu thâu. Cho nên liền lợi điếm lão bản mặc dù có chút đau lòng tiền, thế nhưng cũng không có lại đi truy tô chiết rồi, liền định chính mình ngậm bồ hòn rồi. Nhưng là tiện lợi điếm ông chủ không nghĩ tới, tô chiết nếu còn sẽ lại trở về, hơn nữa còn đem lúc trước tiền trao rồi. Tô chiết cũng không có đi quản tiện lợi điếm ông chủ trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn trước tiên đưa cho một bình nước suối cho trầm sơ hạ. Sau đó tô chiết lại mở ra một bình nước suối ngồi trồm hống xuống, để bảo bảo uống. Bảo bảo vừa nãy cũng rất khát nước, hiện tại rốt cuộc có nước uống, nàng liên tục uống rất nhiều nước, mới dừng lại. Còn bên cạnh tiếp nhận tô chiết nước trầm sơ hạ, lúc này nàng lại hết sức khó xử. Bởi vì trầm sơ hạ cũng có chút khát nước, cho nên đã muốn đánh mở nắp bình, uống một chút nước, thế nhưng bất luận trầm sơ hạ như thế nào dùng sức, cũng không cách nào thành công đem nước suối nắp bình cho mở ra. Trầm sơ hạ lại thật không tiện mở miệng, để tô chiết hỗ trợ vặn ra nắp bình, chỉ có thể chính mình một người ở sau lưng âm thầm khổ não. Trầm sơ hạ người này tính cách có chút cuột cường, Nàng cho tới nay người khâm phục nhất chính là Bảo Bảo Mụ Mụ, cũng là được Bảo Bảo Mụ Mụ ảnh hưởng, đã tạo thành bây giờ Trầm Sơ Hạ. Cho tới nay, Trầm Sơ Hạ đều cho là mình hoàn toàn không cần dựa vào nam nhân, bất luận là chuyện gì cũng có thể dựa vào chính mình đi hoàn thành, mà lâu như vậy tới nay, Trầm Sơ Hạ cũng làm được một điểm, hơn nữa còn phi thường thành công, thế là Trầm Sơ Hạ càng là nhận thức lại ý nghĩ của mình không có sai. Chỉ bất quá hôm nay đối Trầm Sơ Hạ tới nói, sự tình thật sự là nhiều lắm làm cho nàng cho tới bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trong lòng nàng một mực kiên chỉ ý nghĩ cũng bắt đầu có chút dao động, này làm cho trầm sơ hạ càng thêm không biết làm sao, không biết mình cần phải thế nào đi đối mặt. Hôm nay trầm sơ hạ bị tiểu thâu cướp đi túi sách lúc, trong lòng kinh hoàng làm cho nàng không biết làm sao. Truy mãng hoang kỳ, trả được mắt nhanh. Tại trầm sơ hạ không giúp thời điểm, tô chiết chạy tới nâng dậy nàng, đồng thời còn vì nàng đuổi theo tiểu thâu. Lúc đó tô chiết xuất hiện thời điểm, để mờ mịt luống cuốn trầm sơ hạ thật giống như đánh một châm thành thơ châm, thật giống lập tức có dựa vào như thế, đột nhiên an tâm xuống, không lại sợ hãi rồi. Đây là trầm sơ hạ chưa từng có cảm giác, vào thời khắc ấy lên, trầm sơ hạ trong lòng kiên trì niềm tin liền bắt đầu dao động, để trong lòng nàng cảm thấy rất mờ mịt, không biết cần phải thế nào đi đối mặt. Trầm sơ hạ bởi vì được bảo bảo mụ mụ ảnh hưởng quá sâu, cho nên tâm lý của nàng đã có chút dị thường, không giống với phổ thông nữ tính ý nghĩ, vừa nãy chuyện phát sinh tình, để trầm sơ hạ cho tới nay ý nghĩ từ từ thay đổi. Nếu là lúc trước trầm sơ hạ, tình nguyện không uống nước, cũng sẽ không muốn cho tô chiết hỗ trợ vặn ra nắp bình. Thế nhưng lúc này trầm sơ hạ lại hy vọng tô chiết chú ý tới nàng, đồng thời chủ động vì nàng vặn ra nắp bình. Này tại dĩ vãng, là trầm sơ hạ tuyệt đối không thể có ý nghĩ. Thế nhưng tô chiết lực chú ý một mực đặt ở bảo bảo trên người, cho nên cũng không hề chú ý tới lúc này trầm sơ hạ sẽ không mở ra nắp bình đứng ở sau lưng trầm sơ hạ, trong lòng bắt đầu trách cứ tô chiết không có phong độ, lẽ nào đem nước suối đưa cho nữ sĩ thời điểm, trước đó không cần trước tiên đem nắp bình mở ra sao. Này chẳng lẽ không phải hẳn là nam sinh chủ động việc làm sao? Nếu như trầm sơ hạ vào lúc này phản ứng lại lời nói, tuyệt đối sẽ đổi ý nghĩ của mình cảm thấy giật mình. Bởi vì trầm sơ hạ vẫn luôn cho là mình không cần dựa vào nam nhân, mọi việc đều phải chính mình đi hoàn thành cho nên Trầm Sơ Hạ chưa từng có nghĩ tới chính mình hẳn là nắm giữ đặc quyền. Theo Trầm Sơ Hạ, nam nữ bình đẳng, cũng không có gì gọi là nữ sĩ đặc quyền. Một cách tự nhiên Trầm Sơ Hạ cũng sẽ không cho là, Tô Chiết hẳn là chuyện đương nhiên giúp nàng mở ra nắp bình, sẽ có tiểu nữ sinh này ý nghĩ. Thẳng đến bảo bảo uống xong nước, Tô Chiết đứng lên sau, hắn mới phát hiện Trầm Sơ Hạ vặn không ra nắp bình, hắn chú ý tới Trầm Sơ Hạ lòng bàn tay, bởi vì vặn nắp bình thời điểm quá mức dùng sức mà bắt đầu đỏ lên. Tô Chiết lấy ra một bình nước suối, đem nắp bình vặn ra sau, lại truyền tới đến Trầm Sơ Hạ trước mặt. Một mực cúi đầu đối phó nắp bình Trầm Sơ Hạ, đột nhiên xuất hiện một cái tay đưa đến trước mặt nàng, hơn nữa cái tay này còn lấy đi một bình nước suối, mà chai này nước suối nắp bình đã vặn ra rồi, Trầm Sơ Hạ ngẩng đầu lên, mới phát hiện nguyên lai là Tô Chiết đem nước đưa cho nàng. Trầm Sơ Hạ tiếp nhận Tô Chiết một cái bình đã vặn ra nắp bình nước suối. Đem trong tay nước suối bên trong đưa cho Tô Chiết. Trầm sơ hà có chút ngượng ngùng, có chút không dám nhìn tới tô chiết, sợ bị tô chiết chuyện cười, hơn nữa nàng không có chú ý tới tô chiết hành động này, để trong lòng nàng không hiểu có chút ngọt ngào. Tô chiết cùng trầm sơ hà nước suối đổi qua đến sau, xuất hiện một cái bình nước suối nắp bình xác thực so với cái khác quan trọng nhiều lắm. Tô chiết hơi hơi dùng lực một chút, đem nắp bình vặn ra sau, lần lượt đến trong miệng uống. Vừa nãy truy tiểu thâu thời điểm, tô chiết trên người suốt không ít mồ hôi, hiện tại hắn cũng rất khát nước một cái bình nước suối, cho Tô Chiết một hơi cho uống xong một bình lớn sau, mới hài lòng dừng lại. Tô Chiết cùng trầm sơ hạ mang đi bảo bảo, tại trạm xe lửa lối ra chờ đợi. Bởi vì lúc trước thời điểm, trầm sơ hạ cũng đã thông chi tài xế của nàng, cho nên chờ một chút tài xế của nàng liền biết lái xe tới đón các nàng trở lại, bọn hắn chỉ phải ở chỗ này đợi là được rồi, không cần đi xe taxi. Trầm sơ hạ bởi vì chuyện vừa rồi, có chút ngượng ngùng cùng Tô Chiết nói chuyện mà tô chiết cũng không biết cùng trầm sơ hạ tán gẫu cái gì tốt cho nên hắn liền chỉ đi theo bảo bảo vui đùa trực tiếp không để mắt đến trầm sơ hạ này làm cho trầm sơ hạ trong lòng trực tiếp coi tô chiết là làm một căn mộc đầu rồi nàng không mở miệng nói chuyện tô chiết liền sẽ không chủ động tìm đề tài cùng với nàng nói chuyện phiếm trầm sơ hạ còn chưa từng có gặp phải như tô chiết nam sinh như thế có khi lại rất săn sóc có khi lại chỉ độn như vậy không đợi bao lâu trầm sơ hạ tài xế liền lái xe đã tới để trầm sơ hạ không cần như thế lúng túng đối mặt tô chiết. Trầm sơ hạ mang theo bảo bảo trực tiếp ngồi vào phía sau trong chỗ ngồi, tô chiết không thể làm gì khác hơn là ngồi vào ngồi trước lên. Tài xế là một cái tiếp cận 40 tuổi cường tráng nam nhân, làm tô chiết ngồi trên đến sau, tài xế cùng tô chiết cười cười, coi như chào hỏi. Rất nhanh, tài xế liền lái xe. Dọc theo đường đi, tô chiết một mực chú ý tài xế động tác, hắn xuất hiện bất luận cỡ nào phức tạp tình hình giao thông, trên đường xe cộ nhiều thêm, trầm sơ hạ tài xế cũng có thể ứng phó như thường sẽ không giống tôi chiết luống cuống tay chân hơn nữa xe đang chạy trong còn phi thường an ổn đồng thời xe còn không thấp này làm cho tôi chiết thập phần ước ao tài xế lái xe kỹ xảo cũng không biết hắn lúc nào mới có thể làm được cùng tài xế như thế xe nhẹ chạy đường quen rất nhanh tài xế liền đem đại lý xe lái vào trong khu biệt thự này làm cho tôi chiết thầm giật mình quan châu thị so với yến vân thị muốn phồn hoa hơn nhiều hai tòa thành thị giá phòng càng là không thể so sánh không biết cao gấp bao nhiêu lần muốn tại quan châu thị bên trong như vậy khu vực muốn có một dãy biệt thự không phải là phổ thông tài lực có thể làm được xem ra bảo bảo gia đình cũng không đơn giản bất quá đây chỉ là để tô chiết trong lòng thoáng qua một tia vô cùng kinh ngạc sau liền bình tĩnh như lúc ban đầu tô chiết đối nơi ở cũng không soi mói hắn chỉ cần có một nơi đặt chân là được rồi phòng ở tốt đẹp đến đâu đẹp đẽ, nếu như không có người nhà ở chung với nhau lời nói, cũng không tính là nhà. Mà phòng ở tuy nhỏ lại đơn sơ, nhưng mà nếu như có người nhà làm bạn lời nói, mới là khiến người ta cảm thấy ấm áp nhà. Hơn nữa tô chiết nhà cũng không tính kém, cho nên tâm cũng không có nhiều ước ao, vừa mới bắt đầu vô cùng kinh ngạc, cũng chỉ là không có nghĩ tới bảo bảo là tại giàu có như vậy gia đình lớn lên. Tài xế đem xe lái vào khu biệt thự trung tâm chỗ, đem xe ngừng ở trong đó một dãy biệt thự bên trong, mà Tô Chiết chú ý tới này một dãy biệt thự cửa vào, đứng đấy một cái hơn 50 tuổi phụ nữ, tựa hồ đang tại cửa vào bên trong chờ bọn hắn trở về như thế. Quả nhiên Tô Chiết bọn hắn vừa xuống xe, này người phụ nữ liền hướng bọn hắn bên này chạy tới, chắc hẳn vị này phụ nữ chính là Trầm Sơ Hạ chỗ nói, một mực chăm sóc bảo bảo lớn lên Vương Di rồi. Vương Di một xít tới gần, liền đem bảo bảo ôm vào trong lồng ngực, nước mắt rất nhanh sẽ không ngừng được chảy ra. Cảm ơn trời đất, của ta bảo bảo người rốt cuộc trở về rồi, người không biết bà bà có lo lắng nhiều ngươi. Vương Di khóc không thành tiếng, nàng một mực đem bảo bảo coi như của mình cháu gái. Bà bà, xin lỗi, là bảo bảo không đúng, bà bà không khóc có được hay không, bảo bảo cũng muốn khóc. Bảo bảo lấy tay lau khô vương Di nước mắt trên mặt, thanh âm của nàng đã có chút khóc nước nở, nước mắt cũng ngừng ở trong hốc mắt. Tốt, tốt, bà bà không khóc, bảo bảo cũng không khóc, bảo bảo có thể trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Vương Di vui mừng nói: Từ khi bảo bảo một người sau khi chạy ra ngoài, trong mấy tháng này, Vương Di mỗi giờ mỗi khắc đều đang trách cứ chính mình, tự trách mình chưa hề đem bảo bảo xem trọng, mới khiến cho bảo bảo từ trong nhà chạy ra ngoài. Nhiệt môn lúc đó Vương Di ở nhà không tìm được bảo bảo, tối sau phát hiện bảo bảo đã lạc đường sau, nàng lúc đó suýt chút nữa ngất đi. Trong mấy tháng này, Vương Di một mực lo lắng đề phòng, không có một ngày có thể ngủ ngon, một mực lo lắng bảo bảo sẽ bởi vậy xảy ra chuyện gì. May là trời xanh phù hộ, bảo bảo hôm nay rốt cuộc bình an vô sự trở về, này làm cho vương di lòng của lập tức để xuống. Lúc này, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vương di, nhất thời không chịu nổi, vừa là té xỉu đi qua. Tô chiết cùng tài xế luống cuống tay chân đem vương di cho nhấc vào trong nhà, đem vương di phóng tới phòng khách trên ghế sofa, hiểu được cấp cứu tài xế vội vàng cho vương di ấn huyệt nhân chung giữa mũi và miệng. Rốt cuộc vương di xa xôi đã tỉnh lại, để trầm sơ hạ các nàng nhấc theo lòng của rốt cuộc để xuống. Tô Chiết là vương di rót một chén nước, hơn nữa hắn thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, hắn lặng lẽ hướng về trong nước thâu nhập một điểm trị liệu thần lực. Vương di tiếp nhận tô Chiết nước uống một hớp, nàng phát hiện mình tốt hơn rất nhiều, thế là nàng đem còn dư lại hết thảy nước đều cho uống xong. Uống chứa đựng trị liệu thần lực nước, vương di sắc mặt từ từ khôi phục như cũ, không giống trước đó như thế trắng xanh, không có chút máu vương di khá hơn chút nào không muốn không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút trầm sơ hạ lo lắng nói không cần ta chỉ là nghỉ ngơi không đủ mới sẽ như vậy uống nước xong sau tốt hơn nhiều vương di nói ra nàng vừa mới bắt đầu tỉnh lại thời điểm thân thể xác thực mệt chết đi thế nhưng đang uống tô chiết nước sau nàng đột nhiên cảm giác mình tinh thần không ít trong mấy tháng này vương di bởi vì một mực lo lắng rời nhà ra đi bảo bảo một mực nơi đang lo lắng bên trong nàng không có nghỉ ngơi thật tốt qua cho nên Vương Di hôm nay tại nhìn thấy bảo bảo sau, nhất thời kích động, mà đã rất thân thể hư nhược không chịu nổi, bởi vậy mới sẽ ngất đi. Bây giờ Vương Di uống tô chiết nắm giữ trị liệu thần lực nước sau, thì tương đương với đã nghỉ ngơi thật tốt một hồi, khôi phục tinh lực, cho nên hiện tại cho dù không cần đi bệnh viện cũng không có cái gì trở ngại. Trầm Sơ Hạ khuyên nữa Vương Di vài câu, thế nhưng Vương Di một mực kiểm tra không cần đi bệnh viện kiên trì. Hơn nữa Trầm Sơ Hạ cũng phát hiện Vương Di sắc mặt cũng có chút chuyển biến tốt cũng sẽ không lại kiên trì để Vương Di đi bệnh viện kiểm tra thân thể, chỉ là căn dặn Vương Di muốn chú ý thân thể, đừng quá mệt nhọc. Sau, Trầm Sơ Hạ mang theo Tô Chiết đi tới lầu một gian trong khách phòng, để Tô Chiết tạm thời trước tiên ở lại. Tô Chiết cũng không khách khí, trực tiếp đem hành lý thả ở trong phòng. Căn cứ Tô Chiết quan sát, bất kể là Trầm Sơ Hạ, vẫn là Vương Di đều là thật tâm đối bảo bảo tốt, các nàng lưu ý bảo bảo lòng của cũng sẽ không so với Tô Chiết ít, mà bảo bảo cũng sẽ không chống cự các nàng xem ra trầm sơ hạ cũng không hề ẩn giấu hắn. Mà bây giờ còn dư lại, cũng là chuyện quan trọng nhất. Chính là xác nhận bảo bảo mụ mụ có phải không thật sự ngã bệnh, hay là bởi vì nguyên nhân khác mới sẽ thời gian nửa năm đều không có thấy bảo bảo một mặt. Nếu như bảo bảo mụ mụ đúng là bởi vì bị bệnh lời nói, tôi chết sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của nàng, làm cho nàng có thể cùng bảo bảo đoàn viên. Đúng lúc này, bảo bảo đột nhiên chạy tiến vào, khóc dòng nói, sơ hạ tỉ tỉ, bảo bảo như nào đây không tìm được mụ mụ, mụ mụ có hay không không trở về rồi, có hay không không muốn bảo bảo. Vừa nãy vương di tỉnh lại đi gian phòng nghỉ ngơi sau, bảo bảo liền đi tìm mụ mụ, thế nhưng nàng tìm khắp hết thảy địa phương. Cũng không có tìm được mụ mụ, cho nên mới phải chạy tới tìm trầm sơ hạ. Mụ mụ làm sao sẽ không nên bảo bảo đâu, mụ mụ chỉ là bởi vì một ít chuyện mới không thể tới gặp bảo bảo, xử lý tốt, mụ mụ liền sẽ tìm đến bảo bảo. Trầm sơ hạ ngồi trồm hốm xuống, tại bảo bảo trước mặt nói ra. Ngươi lừa người, mụ mụ đã không nên bảo bảo, ta cũng không bao giờ tin tưởng sơ hạ tỷ tỷ rồi. Bảo bảo khóc đến càng ngày càng lợi hại. Bảo bảo nhào vào tô chiết trong lồng ngực, khóc dòng nói, ca ca, bảo bảo không phải về nhà. Mụ mụ không nên bảo bảo, ca ca mang bảo bảo trở lại có được hay không? Bảo bảo, người có tin hay không ca ca? Bảo bảo khóc đến thương tâm như vậy, tô chiết rất đau lòng, hắn lau khô bảo bảo nước mắt, nói ra, bảo bảo gật gật đầu biểu thị tin tưởng tô chiết lời nói cái kia ca ca đáp ứng bảo bảo ca ca nhất định sẽ mang bảo bảo tìm tới mụ mụ bất quá bảo bảo không thể khóc có được hay không tô chiết nói tiếp bảo bảo suy nghĩ một chút cuối cùng gật gật đầu nàng nỗ lực ngừng lại nước mắt để cho mình không khóc lên cuối cùng khóc mệt bảo bảo đầu gối ở tô chiết trên bả vai từ từ ngủ rồi trầm sơ hạ đột nhiên phát hiện mình tốt thất bại liền bảo bảo đều hống không tốt thế nhưng Tô Chiết nhưng chỉ là mấy câu nói liền để bảo bảo yên tĩnh lại. Đi thôi, Tô Chiết đối với Trầm Sơ Hạ nói ra. Đi nơi nào, Trầm Sơ Hạ nhất thời chưa kịp phản ứng. Mang ta đi tìm bảo bảo mụ mụ. Nhưng là bảo bảo mụ mụ, Trầm Sơ Hạ còn muốn nói điều gì? Thế nhưng Tô Chiết trực tiếp ngăn cản lời của nàng, ta sẽ xử lý tốt, ta đã đáp ứng bảo bảo. Tô Chiết xem Trầm Sơ Hạ còn không muốn dẫn hắn đi tìm bảo bảo mụ mụ, thế là hắn lại nói thêm một câu, nếu như ngươi không mang ta đi lời nói ta hiện tại liền mang bảo bảo về yến vân thị trầm sơ hạ trừng lên tô chiết nàng không nghĩ tới tô chiết nếu dám trực tiếp uy hát yêu ta nàng cuối cùng nhất quán cường thế trầm sơ hạ tại tô chiết trước mặt nhận thua đáp ứng mang tô chiết đi tìm bảo bảo mụ mụ tại tô chiết trước mặt trầm sơ hạ phát hiện nàng một mực bị tô chiết nắm đi quyền chủ động một mực nắm giữ tô chiết trong tay tô chiết một mực bắt bí nhược điểm của nàng làm cho nàng không thể không phục tùng tô chiết lời nói sự phát hiện này, để trầm sơ hạ cảm thấy mãnh liệt cảm giác bị thất bại, làm cho nàng rất vô lực. Đây là trầm sơ hạ lần thứ nhất tại nam nhân bại trận sau, tô chiết là cái thứ nhất, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Bất đắc dĩ, trầm sơ hạ không thể làm gì khác hơn là mang theo tô chiết đi tìm bảo bảo mụ mụ. Vốn là trầm sơ hạ còn dự định để tô chiết đem bảo bảo để ở nhà, không thể đem bảo bảo đồng thời mang đến. Thế nhưng tô chiết lời nói để trầm sơ hạ vô lực phản bác, tô chiết nói ra, Ta đáp ứng qua bảo bảo, dẫn nàng đi tìm mụ mụ, hơn nữa các ngươi còn dự định đối bảo bảo ẩn giấu bao lâu, lẽ nào các ngươi cho rằng như vậy đúng là là bảo bảo được không? Các ngươi có hay không cân nhắc qua bảo bảo cảm thụ, nếu như bảo bảo về sau biết rồi chuyện này, có thể hay không bởi vì tại mẹ của nàng sinh bệnh thời điểm, nàng không có cùng ở mụ mụ bên người, cho nên sẽ càng thêm thương tâm khổ sở. Tô Triết lời nói, không có một câu nói, Trầm Sơ Hạ có thể phản bác. Trầm Sơ Hạ tỉ mỉ nghĩ lại, Tất cả những thứ này đều là các nàng chuyện đương nhiên ý nghĩ, là các nàng tự cho là chỉ có như vậy mới là đối bảo bảo tốt. Thật sự của các nàng không có đứng ở bảo bảo góc độ cân nhắc qua, đối bảo bảo thật là không công bằng. Nếu như Trầm Sơ Hạ tiếp tục đối với bảo bảo giấu giếm lời nói, vạn nhất bảo bảo mụ mụ không chịu được thời điểm, bảo bảo nhất định sẽ bởi vì tại cuối cùng thời gian trong, không có cùng ở bên người của mẹ mà càng thêm thương tâm, sẽ càng thêm tiếc nuối. Cho đến giờ phút này, Trầm Sơ Hạ mới hiểu được bất kể như thế nào bảo bảo đều cần phải có chi tình quyền, mà không phải bị các nàng chẳng hay biết gì, còn để bảo bảo cho rằng mụ mụ không cần nàng mà thương tâm khổ sở. Bởi vì tô chiết kiên trì, mà trầm sơ hạ trong lòng cũng nghĩ thông suốt, cho nên nàng cũng sẽ không lại ngăn cản, tô chiết mang bảo bảo đồng thời xem mụ mụ của nàng rồi. Thế là trầm sơ hạ cùng ôm bảo bảo tô chiết, lần nữa ngồi xe xuất phát, đi tới Quan Châu Bệnh viện Nhân dân. Quan Châu Bệnh viện Nhân dân là một chỗ ở vào Quan Châu Thị Tân Nội Thành, tập chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, dạy học làm một thể cỡ lớn tổng hợp bệnh viện. Nó lệ thuộc vào Quan Châu Đại học Y khoa, là hắn y học lâm sàng viện, đồng thời cũng là Trung Quốc Y học viện khoa học y học lâm sàng phòng nghiên cứu, tổng nước bộ vệ sinh chỉ định trị liệu nghi nan trọng chứng hướng dẫn kỹ thuật trung tâm một trong. Quan Châu bệnh viện nhân dân thực lực tổng hợp xuất chúng, nắm giữ một nhóm ưu tú y học nhà, y học chuyên gia giáo dục cùng y học nghiên cứu khoa học đội ngũ, cũng nắm giữ đại lượng có thể cùng thế giới nối đường dây tiên tiến thiết bị. Bệnh viện chuyên khoa đầy đủ hết, Kỹ thuật sức mạnh hùng hậu, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, dạy học các phương diện đều có tương đương trình độ. Quan Châu bệnh viện nhân dân là vì tông nước bộ vệ sinh, thế giới vệ sinh tổ chức thẩm định tam cấp loại giáp bệnh viện. Quan Châu bệnh viện nhân dân thành lập với 1920 năm, tại tông nước thậm chí toàn thế giới được hưởng nổi danh. Mà bảo bảo mũ mũ nhan vô yên, hiện tại chính là tại Quan Châu bệnh viện nhân dân bên trong tiếp thu trị liệu. Tại đi hướng Quan Châu bệnh viện nhân dân trên đường trầm sơ hà cũng nhẹ giọng cùng tô chiết nói liên quan với nhan vũ yên bệnh tình nhan vũ yên bệnh rất kỳ quái coi như là thực lực tổng hợp đứng hàng đầu quan châu bệnh viện nhân dân cũng là đối với cái này nhan vũ yên bệnh trạng bó tay toàn tập bởi vì hiện nay dùng rất nhiều loại biện pháp vẫn như cũng không cách nào phán đoán ra nhan vũ yên được là cái gì bệnh loại bệnh này tại toàn thế giới đều chưa từng xuất hiện cho nên vẫn luôn không có tìm được phòng bệnh triệt để chữa khỏi nhan vũ yên nhan vũ yên trên người liền giống như tồn tại một loại kiểu mới bệnh độc mỗi giờ mỗi khắc lấy nhan vũ yên làm chất dinh dưỡng mà lớn mạnh mà loại này kiểu mới bệnh độc trước mắt mới thôi còn không cách nào tìm được tung tích của nó chứ nói chi là tìm tới tiêu diệt hoặc là ức chế biện pháp hết thảy tình huống cũng chỉ là căn cứ chuyên gia kinh nghiệm mà phán đoán ra thực tế phán đoán có sai lầm hay không lầm hiện nay còn chưa biết được hiện nay loại này kiểu mới bệnh độc còn chưa phát hiện truyền nhiễm tưởng tượng Bất quá loại này kiểu mới bệnh độc sẽ đối với Tới Gần Nhan Vũ Yên người có ảnh hưởng, nó sẽ sử dụng Nhan Vũ Yên bên người trong phạm vi nhất định sinh vật. Thể nhược nhiều bệnh, Nhan Vũ Yên trên người bệnh độc, liền giống như có thể hấp thu bất cứ sinh vật nào sinh mệnh lực như thế. Cách Nhan Vũ Yên càng gần, thời gian càng lâu lại càng rõ ràng. Bất kể là người, vẫn là cái khác động vật, thậm chí là thực vật, chỉ cần không có làm an toàn biện pháp, mà tới gần Nhan Vũ Yên lời nói, thể chất đều sẽ càng ngày càng yếu dần dần, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó Trầm Sơ hạ dẫn theo một bó cây uất kim hương đi tới Nhan Vũ Yên trong phòng bệnh, kết quả một cái bó nguyên bản rất tươi đẹp cây uất kim hương, trong một đêm liền héo tàn khô héo. Mới đầu một cái bó cây uất kim hương khô héo, còn không có người để ý. Thế nhưng kế tiếp, bất kể là hoa gì tại Nhan Vũ Yên trong phòng bệnh, cũng sẽ ở trong vòng một ngày toàn bộ héo tàn khô héo. Cho dù sinh mệnh lực ngoan cường cây xương rồng cũng là như thế, sau đó mới đưa tới bệnh viện chuyên gia coi trọng. Vốn là nhan vô yên trên người bệnh độc chỉ sẽ ảnh hưởng đến thực vật. Thế nhưng sau đó từ từ đối động vật cùng với người bắt đầu sản sinh ảnh hưởng tới. Một khi tiếp cận nhan vô yên quá lâu lời nói, liền sẽ cảm giác mình đặc biệt suy yếu, sẽ từ từ vô lực. Nhưng mà nếu như đi kiểm tra thân thể, lại cha không xảy ra vấn đề gì đi ra, chỉ là thân thể trôi mất một loại nào đó nguyên tố mới có thể xuất hiện suy yếu vô lực bệnh trạng, rốt cuộc tạo thành nguyên nhân, chính là nhan vũ yên trên người kiểu mới bệnh độc mà gây ra đó. Về phần tại sao sẽ như vậy, hiện nay còn chưa tra ra nguyên nhân đến, thật giống bệnh độc sẽ chủ động hấp thu tới gần nhan vũ yên thân thể bên trong một loại nào đó nguyên tố. May là loại vi khuẩn này tạm thời chỉ là phát hiện sẽ hấp thu trong cơ thể nguyên tố, nhưng là sẽ không truyền nhiễm người. Mà tiếp cận nhan vũ yên người, chỉ cần sau đó chú ý nghỉ ngơi, Đồng thời cho mình bổ sung dinh dưỡng, liền không có gì đáng ngại. Chính là bởi vì Nhan Vũ Yên trên người còn có loại này kiểu mới bệnh độc, mới sẽ quyết định ẩn giấu bảo bảo, vì chỉ là bảo bảo khỏe mạnh. Tuy rằng Nhan Vũ Yên đã tại Quan Châu bệnh viện nhân dân bên trong, trị liệu thời gian đã tiếp cận nửa năm rồi, thế nhưng vẫn không có chuyển biến tốt, bệnh tình trái lại càng ngày càng chuyển biến xấu. Quan Châu bệnh viện nhân dân chỉ là có thể tạm thời bảo vệ Nhan Vũ Yên tính mạng thế nhưng chọn lựa biện pháp là bổ sung nhan vũ yên trong cơ thể tổn thất nguyên tố dinh dưỡng. Hậu quả của việc làm như vậy, chính là để nhan vũ yên trên người bệnh độc, tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh, đối nhan vũ yên, cùng với người chung quanh ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Mà nhan vũ yên trong cơ thể bệnh độc càng ngày càng lớn mạnh, liền cần là nhan vũ yên bổ sung càng nhiều hơn nguyên tố dinh dưỡng, đây là một cái tất cả mọi người biết rõ tuần hoàn ác tính. Thế nhưng hiện nay cũng chỉ là cái này biện pháp trị liệu, có thể tạm thời bảo vệ nhan vũ yên tính mạng. Đồng thời cái này chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp trị liệu, trải qua chuyên gia dự đoán, nhiều nhất lại qua thời gian nửa năm, loại vi khuẩn này liền sẽ tại nhan vũ yên trên người toàn diện bạo phát. Nếu như trong nửa năm này còn không có tìm được, trị liệu hoặc là khống chế loại vi khuẩn này phương pháp, mà loại vi khuẩn này một khi bạo phát lời nói, 9 phần 10 tỷ lệ sẽ bởi vậy nhan vũ yên mà chết. Mà trước mắt mới thôi đối loại vi khuẩn này nghiên cứu, y nguyên hay vẫn không hề tiến triển, nói cách khác, nhan vũ yên bây giờ tính mạng chỉ còn dư lại nửa năm rồi. tô chiết nghe xong trầm sơ hạ lời nói, không khỏi rơi vào trầm mặc. hắn cuối cùng đã rõ ràng trầm sơ hạ cùng nhan vũ yên tại sao phải đối bảo bảo che giấu. thời điểm này, tô chiết đối trong cơ thể mình thần lực cũng có chút lòng tin không đủ rồi, hắn không dám cam đoan thần lực của mình thật sự có thể trị hết nhan vũ yên. tô chiết lo lắng cho mình đáp ứng chuyện của bảo bảo sẽ không làm được, mà phụ bảo bảo kỳ vọng. bất quá chuyện đến nước này. Bất kể như thế nào, tôi chiết đều phải thử một chút, dù cho cuối cùng sẽ thất bại. Rất nhanh, tôi chiết cùng trầm sơ hạ các nàng là đến quan châu bệnh viện nhân dân bên trong, bọn hắn trực tiếp đi đến nhan vũ yên trong phòng bệnh. Nhan vũ yên phòng bệnh tại bệnh viện trung tâm chỗ thuộc về trọng chứng tăng mạnh hộ lý phòng bệnh. Bất kể là y sinh, vẫn là thân nhân bệnh nhân muốn tiến vào trọng chứng tăng mạnh hộ lý trong phòng bệnh, đều phải trước tiên mặc vào y dụng phòng hộ phục mới có thể tiến vào phòng bệnh. Mà nhan vũ yên bởi vì trên người tồn tại kiểu mới bệnh độc, càng là cần như thế, hơn nữa phổ thông y dụng phòng hộ phục đối kiểu mới bệnh độc vẫn không có tác dụng. Đối với cái này, quan châu bệnh viện nhân dân vì nhằm vào nhan vũ yên trên người kiểu mới bệnh độc, mà chuyên môn đính chế một loại kiểu mới y dụng phòng hộ phục. Mặc vào loại này chuyên môn đặt làm y dụng phòng hộ phục, tại trong thời gian ngắn có thể ngăn cản kiểu mới bệnh độc xâm lấn, miễn ở chịu đến kiểu mới bệnh độc ảnh hưởng. Cũng là bởi vì có như vậy y dụng phòng hộ phục, Y sinh cùng hộ sĩ mới có thể tiếp cận Nhan Vũ Yên mà thân thể không sẽ chịu đến ảnh hưởng, có thể định kỳ là Nhan Vũ Yên làm kiểm tra. Thế nhưng loại này y dụng phòng hộ phục cũng không phải vạn năng, nó chỉ là tại thời gian nhất định bên trong, đối kiểu mới bệnh độc có thể đưa đến ngăn cản hiệu quả. Nhưng mà nếu như tiếp cận Nhan Vũ Yên thời gian quá lâu lời nói, loại này y dụng phòng hộ phục liền sẽ bắt đầu mất đi tác dụng, không cách nào ngăn cản kiểu mới bệnh độc xâm lấn. Tại Trầm Sơ Hạ mang theo Tô Chiết đi tới Nhan Vũ Yên bệnh ngoài phòng sau, Trầm Sơ Hạ để Tô Chiết trước tiên chờ ở bên ngoài, nàng muốn trước tiên đi vào hỏi dò Nhan Vũ Yên ý kiến. Nếu như Nhan Vũ Yên không đồng ý, cho dù Trầm Sơ Hạ đồng ý, nàng cũng không có cách nào để Tô Chiết cùng Bảo Bảo đi vào thấy Nhan Vũ Yên. Tô Chiết tỏ ra hiểu rõ, hắn và Bảo Bảo lưu ở ngoài phòng bệnh mặt đợi Trầm Sơ Hạ tin tức, để Trầm Sơ Hạ đi vào trước cùng Nhan Vũ Yên trò chuyện một cái. Đến lúc này, Tô Chiết cũng không còn lúc trước lòng tin, hắn giờ phút này lòng tham là thấp thỏm bất an. Tô Chiết rất lo lắng, trị liệu của mình thần lực không cách nào đến giúp nhan vũ yên, không cách nào chữa khỏi nhan vũ yên bệnh, không thể tiêu diệt kiểu mới bệnh độc. Hắn sợ sệt sẽ bởi vậy sẽ không làm được đáp ứng chuyện của bảo bảo, để bảo bảo thất vọng khổ sở, không thể để cho bảo bảo cùng mụ mụ đoàn viên. Trầm sơ hạ mặc vào kiểu mới y dụng phòng hộ phục, tiến vào nhan vũ yên trong phòng bệnh. Mà ở bên ngoài ôm bảo bảo tô chiết, giờ khác này lại là đứng ngồi không yên. Tô Chiết nhìn trong lồng ngực Bảo Bảo, lúc này Bảo Bảo còn ngủ được rất thâm trầm. Hôm nay Bảo Bảo ngồi lâu như vậy xe, vừa nãy khóc còn thương tâm như vậy, Bảo Bảo đã rất mệt mỏi, cho nên cho dù đi tới trong bệnh viện, vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại. Tô Chiết không muốn Bảo Bảo lại giống như vừa nãy như thế khóc đến thương tâm như vậy, hắn không muốn Bảo Bảo khó như vậy qua, bất quá bây giờ Tô Chiết cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hắn trị liệu thần lực đối nhan vũ yên bệnh tình có thể phát ra tác dụng rồi. Chờ đợi thời gian đều là sẽ đặc biệt dài dằng dặc, đặc biệt là ngươi trong nội tâm không có tin tức thời điểm. Cái kia thời gian sẽ càng thêm dài dằng dặc. Tô Chiết cảm giác trầm sơ hạ tiến vào trong phòng bệnh, cực kỳ lâu mới ra ngoài. Thế nhưng trên thực tế trầm sơ hạ chỉ là tiến vào phòng bệnh mấy phút, liền đi ra. Vũ Yên tỷ muốn cùng ngươi nói một chút, bảo bảo để cho ta ôm, ngươi vào đi thôi. Trầm sơ hạ đi ra sau, đi tới Tô Chiết bên người nói ra. Tô Chiết gật gật đầu, đem bảo bảo giao cho Trầm Sơ Hạ ôm. Thời điểm này, đã biết Nhan Vũ Yên được là cái gì bệnh Tô Chiết, đương nhiên sẽ không lại kiên trì muốn cho bảo bảo đi vào thấy mụ mụ. Tối thiểu cũng phải chờ đến Tô Chiết có năng lực chữa khỏi Nhan Vũ Yên sau, Tô Chiết mới sẽ để bảo bảo cùng mụ mụ đoàn viên. Trước đó chỉ là bởi vì Tô Chiết cũng không biết Nhan Vũ Yên trên người bệnh độc, sẽ đối với thân thể của con người có thương hại, cho nên Tô Chiết mới sẽ kiên trì muốn dẫn Bảo Bảo đến trong bệnh viện để Bảo Bảo cùng Mụ Mụ gặp mặt. Hiện tại Tô Chiết chỉ có thể sẽ không làm như thế rồi, hắn hiện tại càng thêm hy vọng Bảo Bảo tuyệt đối đừng vào lúc này tỉnh lại. Bởi vì Tô Chiết lo lắng Bảo Bảo sau khi tỉnh lại sẽ nhao nhao lấy muốn đi tìm Mụ Mụ, nếu là như thế, Tô Chiết chính là hảo tâm làm chuyện xấu rồi. Trầm Sơ hạ nhẹ nhàng từ Tô Chiết trong lồng ngực tiếp nhận Bảo Bảo, động tác rất nhẹ nhàng, cho nên cũng không hề làm tỉnh lại Bảo Bảo để trầm sơ hạ cùng tô chiết hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy tô chiết đi tới cửa phòng bệnh bên trong, đi ngang qua chuyên môn phụ trách nhan vũ yên nhân viên y tế dưới chỉ thị, đem kiểu mới y dụng phòng hộ phục mặc lên người. Đồng thời còn để nhân viên y tế kiểm tra rồi một lần, xác nhận tô chiết mặc chưa từng xuất hiện vấn đề sau, nhân viên y tế mới thả tô chiết tiến vào nhan vũ yên trong phòng bệnh. Này y dụng phòng hộ phục rất dày, tô chiết mặc lên người cảm thấy rất không thoải mái, rất không quen, bất quá tô chiết vì nhìn thấy nhan vũ yên, vì làm được đáp ứng chuyện của bảo bảo, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cố nén thân thể cảm giác khó chịu rồi. Nhiệt môn chỉ thấy trong phòng bệnh, một cô gái tựa ở trên đầu giường, nàng một tấm mặt trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, hai mắt còn tựa một trong suốt nước trong. Sắc mặt của nàng tuy rằng bởi vì ma bệnh dài hạn bị hành hạ, mà có chút tái nhợt, lại giấu không được tư thế hình tú lệ, càng là có một loại bệnh trạng vẻ đẹp, thư nhã dáng vẻ càng là không gì tả nổi. Nhìn kỹ, Tô Chiết phát hiện nàng cùng bảo bảo còn có chút tương tự, phòng bệnh này bên trong chỉ có một mình nàng tại, nghĩ đến nàng chính là bảo bảo mụ mụ nhan vũ yên rồi. Nhan vũ yên đối Tô Chiết cảm thấy rất hiếu kỳ, bởi vì Tô Chiết là cái thứ nhất người có thể thuyết phục trầm sơ hạ nam sinh, nhan vũ yên không hiểu Tô Chiết là dùng biện pháp gì để trầm sơ hạ đồng ý khiến hắn mang theo bảo bảo đến tìm của nàng. Chỉ tiếc Tô Chiết ăn mặc một thân y dụng phòng hộ phục, toàn thân hộ được thập phần nghiêm mật. Chỉ có thể để người ta nhìn thấy con mắt của hắn, những nơi khác nhàn vũ yên lại là không thấy được. Thật muốn nhìn ngươi một chút hình dạng ra sao, đáng tiếc sợ thì không cách nào thực hiện. Nhan vũ yên thản nhiên nói, ngữ khí hơi có chút tiếc nuối. Vừa nãy trầm sơ hạ sau khi đi vào, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nhan vũ yên, không có thứ gì ẩn giấu nhan vũ yên. Bao quát bảo bảo một mình rời nhà, sau đó bị tô chiết thu dưỡng sự tình, trầm sơ hạ đều nói cho nhan vũ yên nghe. Mới đầu nhan vũ yên nghe được bảo bảo rời nhà lạc đường thời điểm, là bị sợ hết hồn, may là Bảo Bảo hôm nay rốt cuộc bị Trầm Sơ Hạ mang về. Chuyện này Nhan Vũ Yên không trách Trầm Sơ Hạ, cũng sẽ không trách Vương Di, nàng chỉ biết hận chính mình, bởi vì là nàng nguyên nhân, Bảo Bảo mới sẽ chạy đến bên ngoài tìm nàng. Nhan Vũ Yên hiện tại cảm tạ nhất người chính là Tô Chiết rồi, bởi vì là Tô Chiết, Bảo Bảo hôm nay mới có thể bình an vô sự về nhà. Mà Nhan Vũ Yên đối Tô Chiết cũng phi thường hiếu kỳ, bởi vì nàng nghe Trầm Sơ Hạ nói, Bảo Bảo đối Tô Chiết phi thường thân mật thậm chí so với trầm sơ hạ cùng bảo bảo cảm tình còn tốt hơn. Một tấc cũng không rời tô chiết bên người. Này làm cho nhan vũ yên cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng đối bảo bảo là hiểu rõ vô cùng, biết bảo bảo đối lập tức phi thường kháng cự. Ở trước đó, có thể làm cho bảo bảo tiếp nhận người. Ngoại trừ nàng cái này mụ mụ bên ngoài, liền chỉ có từ nhỏ nhìn nàng lớn lên vương di cùng trầm sơ hạ hai người rồi. Ngoài ra, ai cũng không thể để bảo bảo tiếp cận. Bây giờ tô chiết lại làm cho bảo bảo cải biến nhàn vũ yên không biết tô chiết là làm sao làm được cho nên nàng mới sẽ đặc biệt đối tô chiết cảm thấy hiếu kỳ hơn nữa trầm sơ hạ chuyển biến cũng là để nhàn vũ yên cảm thấy hứng thú vô cùng trầm sơ hạ tính cách giống như nhàn vũ yên quật cường càng là một mực tin chắc mọi việc đều dựa vào chính mình không cần đi ỉ lại nam sinh niềm tin một mực làm theo ý mình trầm sơ hạ đối nam sinh xưa nay đều là không tỏ ra thân thiện bây giờ trầm sơ hạ nếu đã biết sẽ đồng ý mang theo tô chiết đến bệnh viện đồng thời còn để Tô Chiết mang theo Bảo Bảo cùng đi, này theo Nhan Vũ Yên là chuyện khó mà tin nổi. Bảo Bảo cùng trầm sơ hạ chuyển biến, đều là vì Tô Chiết mà đưa tới, cho nên liền để Nhan Vũ Yên đối Tô Chiết người này càng thêm cảm thấy hứng thú, nàng rất muốn biết Tô Chiết. Ta nghĩ về sau có cơ hội, Tô Chiết cao mày nói ra, vừa tiến đến trong phòng bệnh, Tô Chiết liền cảm thấy phi thường không thoải mái, phi thường không dễ chịu. Này làm cho Tô Chiết phi thường cảm thấy kỳ quái, bởi vì trầm sơ hạ chưa từng nói qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy những người khác tại vừa mới lúc tiến vào thân thể cũng sẽ không cảm thấy cái gì không khỏe chỉ có tại trải qua qua một đoạn thời gian sau mới sẽ cảm giác thân thể của mình càng ngày càng suy yếu thế nhưng cũng chỉ là thể lực trôi đi mà thôi cũng không hề cái khác gì cảm giác hơn nữa tại mặc vào đặc chế y dụng phòng hộ phục sau càng là có thể giảm bớt bệnh độc đối thân thể ảnh hưởng những người khác là như vậy lấy tôi chiết cường người bình thường vài lần thể chất nên đối bệnh độc càng thêm có sức đề kháng mới đúng, làm sao sẽ khiến hắn vừa tiến đến cảm thấy không dễ chịu. Hơn nữa tô chiết thân thể loại này không dễ chịu, cũng không hề đối tô chiết thân thể có những gì phá hoại. Thật giống như người bình thường nghe thấy được gai mũi mùi vị khác thường, hoặc là nghe được thanh âm chói tai, sẽ để cho thân thể không dễ chịu như thế, nhưng sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng gì. Mà tô chiết bây giờ trạng thái, chính là cái này dáng vẻ. Tô chiết cách nhàn vũ hiên càng gần, cái cảm giác này lại càng rõ ràng, hơn nữa trong cơ thể thần lực cũng bắt đầu bạo động, tựa hồ muốn lao ra như thế. Người bình thường tới gần nhan vô yên, không sẽ phát hiện dị thường gì, thế nhưng tô chiết tới gần nhan vô yên, lại từ trên người nhan vô yên cảm giác được âm u đầy tử khí. Nhan vô yên trên người của thật giống như tản ra tử khí như thế, tô chiết không nhìn thấy loại này tử khí, nhưng có thể cảm giác được nó. Nghĩ đến chính là cái này tử khí, tại phá hoại nhan vô yên thân thể, hấp thu chất dinh dưỡng, cũng là loại này tử khí sẽ để cho tới gần nhan vũ yên người càng đến càng suy yếu. Tuy rằng này tử khí sẽ sử dụng phổ thông thân thể của con người suy yếu, sẽ sử dụng tô chiết thân thể cảm thấy không dễ chịu, lại sẽ không ảnh hưởng đến tô chiết thân thể. Bởi vì tô chiết khẽ dựa gần nhan vũ yên, này tử khí sẽ chủ động tránh đi tô chiết, căn bản không dám tới gần tô chiết thân thể. Không biết là bởi vì tô chiết mạnh mẽ thể chất, hay là bởi vì hắn thần lực trong cơ thể quan hệ, không quá nhiều mấy là vì tô chiết trong cơ thể thần lực mới sẽ nhan vũ yên trên người tử khí không dám tới gần tô chiết bởi vì tô chiết thể chất mạnh mẽ tối đa cũng chỉ là sẽ để cho tô chiết thân thể đối loại này tử khí có sức đề kháng nhưng là không thể nào sẽ sử dụng tử khí không dám tới gần tô chiết hơn nữa tô chiết trong cơ thể thần lực cũng là bởi vì tử khí mới sẽ bạo động tô chiết cảm giác được thần lực thật giống muốn lao ra tiêu diệt tử khí như thế cho nên phải là tô chiết trong cơ thể thần lực mới sẽ khiến nhan vũ yên trên người tử khí, không dám tới gần tô chiết thân thể. Tô chiết cảm giác được thần lực, chính là loại này tử khí khắc tinh, hắn bắt đầu có lòng tin chữa khỏi nhan vũ yên. Theo tô chiết tới gần, nhan vũ yên thân thể nếu cảm giác được khó được ung dung, thật giống thân thể tại đây thời khắc này bên trong giảm bớt gánh nặng như thế. Ta nghe đầu hạ nói, người có biện pháp chữa khỏi bệnh của ta. Nhan vũ yên nhẹ nhàng nói ra. Ừm, um, ta nghĩ thử một chút, bất quá ta còn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng là ta muốn cho dù lại xấu kết quả, cũng sẽ không so với người bây giờ kém. Tô Chiết tới gần Nhan Vũ Yên sau, mới chân thực cảm thấy Nhan Vũ Yên bệnh nghiêm trọng đến mức nào. Tại Tô Chiết cảm thụ dưới, Nhan Vũ Yên trên người tử khí, không lúc nào không tại hấp thu Nhan Vũ Yên sinh mệnh lực, lấy lớn mạnh chính mình. Mà bệnh viện cho Nhan Vũ Yên đưa vào nguyên tố dinh dưỡng, đối loại này tử khí càng là vật đại bổ, Tuy rằng có thể tạm thời duy trì ở nhan vô yên tính mạng, lại làm cho loại vi khuẩn này tiến hóa tốc độ gia tốc tăng vọt. Lấy hiện tại tử khí tốc độ tiến hóa, tuyệt đối không cần thời gian nửa năm, tử khí liền sẽ bạo phát. Lấy bây giờ trị liệu thủ pháp, nhiều nhất thời gian 2 tháng, bệnh độc liền sẽ bạo phát. Tới lúc không chỉ sẽ sử dụng nhan vô yên bởi vậy mất mạng, thậm chí sẽ có rất nhiều người sẽ bị loại vi khuẩn này lây nhiễm lên. Hiện tại nhan vô yên là loại vi khuẩn này vật dẫn bệnh độc còn tạm thời không cách nào rời đi nhan vũ yên trên người của, cho nên chỉ có thể đối tới gần người và động vật, hoặc là thực vật, sản sinh một ít ảnh hưởng, chỉ biết hấp thụ hắn sinh mệnh lực mà sẽ không cảm hóa lên bệnh độc. Đồng thời chỉ cần không tới gần nhan vũ yên, liền không có việc gì. Thế nhưng để bệnh độc cuối cùng tiến hóa thành công lời nói, nhan vũ yên liền cũng không thể lại hạn chế trụ bệnh độc hoạt động. Đến lúc đó bệnh độc sẽ theo không khí tung bay, khiến người ta khó lòng phòng bị, cấp tốc đem bệnh độc truyền nhiễm đến trên người. Mà dùng bây giờ y học còn không cách nào phá giải loại vi khuẩn này, đến lúc đó bệnh độc một khi bạo phát lời nói, có lẽ sẽ thế giới tận thế, cái này cũng là có khả năng sự tình. Tô Chiết vừa tiếp cận nhan vũ yên, cảm giác được nhan vũ yên trên người tử khí, hắn liền một cách tự nhiên biết những này, đối tử khí hiểu rất rõ. Người nói không sai, xác thực không thể so với ta hiện tại lại không xong, dù cho sẽ bởi vậy chết đi, cũng là một loại giải thoát đi. Nhàn Vũ Yên rất bình thường nói ra, đã đến hôm nay, nàng đã sẽ không sợ hãi cái chết rồi. Nếu như ta thật đã chết rồi, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố bảo bảo, ta nghĩ ngươi sẽ đáp ứng của ta, đúng không? Bị loại này tử khí dần vặt lâu như vậy, có lúc Nhàn Vũ Yên càng muốn liền như vậy giải thoát, chỉ bất quá nàng còn không bỏ xuống được bảo bảo. Có lúc tử vong cũng không đáng sợ, chỉ là bởi vì trong lòng còn có điều nhớ nhung, mới có tiếp tục sống tiếp động lực. Ta sẽ đáp ứng ngươi chiếu cố bảo bảo, nhưng là ta cũng sẽ không khiến ngươi chết. Tô Chiết trịnh trọng nói ra, hắn đã đáp ứng bảo bảo, làm cho nàng có thể cùng mụ mụ đoàn viên, cho nên bất kể như thế nào Tô Chiết cũng sẽ không để Nhan Vũ Yên chết. Nhan Vũ Yên nở nụ cười, đối Tô Chiết hứa hẹn, nàng có chút cảm động, bất quá nàng lại sẽ không tin tưởng Tô Chiết có thể trị hết cái này quái bệnh. Tô Chiết cũng không muốn quá nhiều đi hứa hẹn, cái kia không chút nào ý nghĩa. Hắn mở ra y dụng phòng hộ phục, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo bình thủy tinh. Này bình thủy tinh ngụy trang đến mức là 100ml trị liệu nước thuốc, là tô chiết về nhà nắm quần áo thời điểm, chuyên môn là nhan vũ yên chuẩn bị. Lúc đó tô chiết cũng không biết nhan vũ yên được là cái gì bệnh, hắn cho rằng này trị liệu nước thuốc đã đầy đủ chữa khỏi nhan vũ yên bị bệnh. Bất quá cho tới bây giờ, tô chiết tự mình cảm thụ nhan vũ yên trên người bệnh độc sau, hắn nhưng không có lúc trước khuyên khích. Bất quá bất kể như thế nào, chuyện đến nước này, trung quy phải thử một chút mới biết kết quả nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, liền đưa cái này uống. Tô Chiết đem bình thủy tinh mở ra, đưa tới Nhan Vũ Yên trước mặt nói ra. Nhan Vũ Yên không trần chờ vươn tay ra, tiếp nhận Tô Chiết bình thủy tinh, chỉ bất quá bởi vì nàng bây giờ thân thể quá yếu yếu, cho nên hành vi động tác rất là chậm chậm. Nàng không có đi hỏi Tô Chiết này đựng vào bình thủy tinh là cái gì, nàng chỉ là đem bình thủy tinh đưa cho trước mặt, đầu tiên là ngửi một cái, cũng không hề nghe thấy được mùi gì khác. Sau đó Nhan Vũ Yên nhắm mắt lại, uống một gấp nhỏ, thật giống lo lắng thuốc này nước sẽ khổ như thế. Chỉ bất quá Nhan Vũ Yên nếm trải một ngụm nhỏ sau, phát hiện thuốc này nước thật giống như nước như thế, bình thản vô vị, làm cho nàng yên tâm không ít, đem còn dư lại nước thuốc toàn bộ uống vào. Chị liệu nước thuốc tiến vào Nhan Vũ Yên thân thể sau, lập tức hóa thành một luồng khí, lưu động Nhan Vũ Yên toàn thân, một cái cỗ khí ấm áp làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong nửa năm này, Nhan Vũ Yên lần thứ nhất cảm giác thân thể của mình trước nay chưa có ung dung, này làm cho Nhan Vũ Yên trong lòng thập phần vô cùng kinh ngạc. Nhan Vũ Yên không biết tô chiết cho nàng uống là thuốc gì đây nước, vì sao lại có thần kỳ như vậy tác dụng. Vào giờ khắc này, Nhan Vũ Yên ở trong lòng đối tô chiết, có càng nhiều hơn tự tin, nàng đột nhiên tin tưởng tô chiết hay là thật sự có thể trị hết nàng. Tuy rằng Nhan Vũ Yên ăn vào trị liệu nước thuốc sau, sắc mặt có chuyển biến tốt, khôi phục một chút hồng hào, không còn nữa lúc trước trắng xanh, Nhìn lên trị liệu nước thuốc đối nhan vô yên hiệu quả không sai như thế, thế nhưng đối với cái này, tô chiết vẻ mặt lại là càng ngày càng trịnh trọng. Bởi vì tại tô chiết cảm giác dưới, ăn vào trị liệu nước thuốc nhan vô yên, nhìn từ bề ngoài đối với nàng tác dụng dường như rất tốt như thế, thế nhưng trên thực tế trị liệu nước thuốc, nhưng không có ảnh hưởng đến nhan vô yên trên người tử khí. Nhan vô yên trên người tử khí, cũng không có bởi vì trị liệu nước thuốc mà giảm ít một chút, cũng không có được trị liệu nước thuốc ảnh hưởng mà thu liễm một chút vẫn là mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu nhan vũ yên chất dinh dưỡng. bởi vì trị liệu nước thuốc tuy rằng vừa tiến vào nhan vũ yên trong cơ thể, liền bị nhan vũ yên hấp thu lấy sạch sẽ, cấp tốc chuyển hóa bổ sung nhan vũ yên trôi đi chất dinh dưỡng, cho nên mới phải khiến nhan vũ yên nhìn lên thật giống khôi phục không ít. thế nhưng tôi Chiết rất rõ ràng biết, trị liệu nước thuốc đối tử khí tác dụng có thể nói là không có, có thể nói tôi Chiết trị liệu nước thuốc cùng bệnh viện cho nhan vũ yên đưa vào các loại dịch dinh dưỡng không có gì không giống nhau. Đồng dạng là bổ sung nhan Vũ Yên trên người bị tử khí hấp thu dinh dưỡng chỗ trống, chỉ bất quá Tô Chiết trị liệu nước thuốc hiệu quả tốt hơn, hơn nữa cũng so sánh rõ ràng, cho nên nhan Vũ Yên nhìn lên mới sẽ tốt hơn rất nhiều. Tô Chiết trị liệu nước thuốc cùng bệnh viện dịch dinh dưỡng bất đồng duy nhất chính là, tử khí không thể hấp thu trị liệu nước thuốc, thế nhưng bệnh viện dịch dinh dưỡng tại bổ sung nhan Vũ Yên đồng thời, cũng là cấp tốc lớn mạnh tử khí chất dinh dưỡng. Tuy rằng trị liệu nước thuốc không cách nào tiêu diệt nhan Vũ Yên trên người tử khí, nhưng là tử khí cũng thì không cách nào hấp thu trị liệu nước thuốc. Lời nói như vậy là có thể so với bệnh viện dịch dinh dưỡng càng thêm có hiệu quả ức chế tử khí phát triển. Thế nhưng này thủy chung là chỉ ngọn không trị gốc phương pháp. Tuy rằng trị liệu nước thuốc có thể kéo dài tử khí lúc bộc phát giữa, thế nhưng sớm muộn tử khí sẽ có một ngày bạo phát. Hơn nữa nếu như một khi để tử khí khắc phục trị liệu nước thuốc, tử khí có thể hấp thu trị liệu nước thuốc, lấy trị liệu nước thuốc để nuôi phần lời nói. Lấy trị liệu nước thuốc tác dụng tới nói, đem là tử khí tiến hóa tối thuốc đại bổ. Một khi xuất hiện tình huống như vậy lời nói, hậu quả sẽ so với trước kia còn nghiêm trọng hơn, tử khí đều sẽ càng thêm đáng sợ. Lấy cái chết khí bây giờ tốc độ tiến hóa đến xem, tình huống như thế cũng không phải là không có khả năng phát sinh, cho nên Tô Triết sắc mặt mới sẽ trầm trọng như vậy. Tô Triết không nghĩ ra, hắn rõ ràng cảm giác được tử khí thật là kinh hãi thần lực. Thế nhưng lấy trị liệu thần lực chế biến trị liệu nước thuốc vì sao lại đối tử khí không có hiệu quả? Tại dĩ vãng thời điểm, trị liệu nước thuốc cùng trị liệu thần lực tác dụng cũng không hề khác gì nhau. Hiệu quả trị liệu là giống nhau. Đây chính là để tôi chiết chỗ không rõ, tại sao trị liệu nước thuốc sẽ đối với nhan vũ yên trên người tử khí không có tác dụng. Trị liệu nước thuốc đối nhan vũ yên trên người tử khí không có hiệu quả, để tô chiết giờ phút này tâm chìm một nửa. Hắn đối chính mình có thể hay không chữa khỏi nhan vũ yên bệnh, càng thêm không có lòng tin rồi. Bây giờ Tô chiết cũng chỉ còn dư lại một biện pháp cuối cùng rồi, chính là dùng trong cơ thể trị liệu thần lực đến trực tiếp trị liệu Nhan Vũ Yên. Nếu như trị liệu thần lực cũng đúng Nhan Vũ Yên tử khí không hề có tác dụng lời nói, Tô chiết sẽ không có biện pháp khác, cái kia đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể dùng trị liệu thần lực tận lực kéo dài Nhan Vũ Yên tính mạng, không cho Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí sớm như vậy bạo phát. Nhưng mà nếu như thật sự xuất hiện tình huống như vậy lời nói, Tô chiết cũng không biết đến lúc đó mình có thể bảo vệ nhan vũ yên bao lâu tính mạng, một năm, vẫn là hai năm, hoặc là càng thời gian ngắn ngủi. Một khi nhan vũ yên hương tiêu ngọc vẫn lời nói, đối bảo bảo đả kích sẽ lớn đến bao nhiêu. Bảo bảo từ nhỏ đã không có ba ba, nếu như cuối cùng liền mụ mụ cũng phải cách nàng mà đi lời nói. Vậy đối ấu tiểu bảo bảo tới nói thật là tàn nhẫn. Cho nên giờ khác này tô chiết trong lòng càng là thấp thỏm bất an, sợ sẽ phụ lòng bảo bảo, thực hiện không được đối bảo bảo hứa hẹn làm sao vậy có vấn đề gì sao? Đang tại cảm thụ thân thể khó được có thể giống như bây giờ nhẹ nhõm nhan vũ yên, lúc này mới chú ý tới tô chiết sắc mặt không đúng. Nhan vũ yên vừa nhìn tô chiết sắc mặt sẽ hiểu, nhất định là bởi vì nàng lần này trị liệu đối tô chiết tới nói rất không lý tưởng, bệnh tình của nàng so với tô chiết trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nằm ngoài dự đoán của tô chiết cho nên tô chiết sắc mặt mới sẽ khó coi như vậy. Tô chiết không nói gì, mà là tại nhan vũ yên ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp đem trên người y dụng phòng hộ phục cho thoát, cho ném ở một bên. Lúc này Nhan Vũ Yên đột nhiên nhớ tới, Tô Chiết mới vừa lúc tiến vào, nàng nói với Tô Chiết lời nói, thật muốn nhìn ngươi một chút hình dạng ra sao, đáng tiếc sợ thì không cách nào thực hiện. Mà Tô Chiết trả lời là, ta nghĩ về sau có cơ hội. Nhan Vũ Yên không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng liền có cơ hội nhìn thấy Tô Chiết bộ dáng. Hiện tại ngoại trừ Tô Chiết bên ngoài, những người khác đều không dám tới gần Nhan Vũ Yên thời điểm không có mặc lên y dụng phòng hộ phục. Thời điểm trước kia, nhan vũ yên tử khí chỉ là đối hắn nó có một chút ảnh hưởng, sẽ khiến người vô lực mà thôi. Thế nhưng hiện tại đã lớn mạnh tử khí, kết nối gần nhan vũ yên bóng người vang liền lớn. Một khi tiếp cận nhan vũ yên thời gian lâu dài sau, thường thường sẽ để cho thân thể của con người rất suy yếu, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ bệnh nặng một hồi. Cho dù mặc vào y dụng phòng hộ phục, tiếp cận nhan vũ yên thời gian cũng không thể quá lâu. Điểm này nhan vũ yên tin tưởng Tô Chiết nhất định là biết rõ, trầm sơ hạ cùng phía ngoài nhân viên y tế đều sẽ nói với Tô Chiết, không thể nào biết để Tô Chiết không minh bạch tiến vào. Thế nhưng Tô Chiết ở ngoài sáng rõ ràng đã biết dưới tình huống, tại sao còn dám tại nhan vũ yên trước mặt chóc xuống y dụng phòng hộ phục, hắn không sợ bị nhan vũ yên trên người bệnh độc ảnh hưởng đến sao. Này làm cho nhan vũ yên thập phần nghi hoặc, trong lòng tràn đầy thật to điểm đáng ngờ. Mặc kệ nhan vũ yên là nghĩ như thế nào, Tô Chiết cuối cùng vẫn là đem trên người dày nặng y dụng phòng hộ phục cho chóc xuống, tại nhan Vũ Yên trước mặt lộ ra dáng dấp của hắn. Vốn là Tô Chiết tại nhan Vũ Yên trong lòng, hẳn là một cái thành thục thận trọng nam sĩ, tuổi tác hẳn là tiếp cận 30 tuổi khoảng trưng. Thế nhưng nhan Vũ Yên không nghĩ tới Tô Chiết sẽ là dạng này trẻ tuổi nam sinh, nhìn lên còn mang có một tia non nớt, liền giống như mới đi ra khỏi ngà voi tháp sinh viên đại học như thế. Nhan Vũ Yên trong mắt, Tô Chiết là một cái nhìn lên sạch sẽ xuất khí nam sinh, dung mạo rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, cho người ấn tượng đầu tiên là rất tốt. Ít nhất nhan vũ yên nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy tô chiết lời nói, nàng sẽ không đối tô chiết có căm ghét chi tâm, sẽ không chán ghét tô chiết tiếp cận. Tay của ngươi có thể cho ta xem một cái không? Tô chiết có chút ngượng ngùng nói ra, nhan vũ yên ánh mắt nhìn hắn, đối với hắn mà nói thật sự là quá rừng rực rồi, hắn có chút gánh không được, chỉ có thể lựa chọn tránh đi nhan vũ yên ánh mắt. Nhan vũ yên thoải mái đem bàn tay đến tô chiết trước mặt, cũng không có cái gì cấm kỵ, hơn nữa tô chiết thẹn thùng, càng làm cho nhan vũ yên cảm thấy buồn cười. Trước đó nhan vũ yên tự đối tô chiết cảm thấy rất hiếu kỳ, nàng muốn gặp hạng người gì, có thể để cho bảo bảo cùng trầm sơ hạ tiếp thu. Hơn nữa tô chiết lấy ra trị liệu nước thuốc, để nhan vũ yên thân thể cảm thấy rất thoải mái, xua tán đi thân thể nàng suy yếu. Tô chiết nắm giữ thần kỳ như vậy nước thuốc, càng làm cho nhan vũ yên đối tô chiết hiếu kỳ không ngớt. Bây giờ nhan vũ yên thật sự gặp được tô chiết, lại là không nghĩ tới Tô Chiết dáng dấp sẽ là còn trẻ như vậy Trước đó Tô Chiết ăn mặc y dụng phòng hộ phục thời điểm Nhàn Vũ Hiên chỉ có thể nhìn thấy Tô Chiết ánh mắt Nhàn Vũ Hiên từ Tô Chiết ánh mắt phán đoán ra Tô Chiết hẳn là tiếp cận 30 tuổi thành thục nam sĩ Bởi vì nắm giữ ánh mắt như thế Đều là trải qua không ít chuyện xưa người Mà khoảng chừng 20 người lại có bao nhiêu sẽ có không giống bình thường trải qua Này hay là bởi vì Tô Chiết thanh âm của nghe tới cũng không già nua Có vẻ rất trẻ trung cho nên Nhan Vũ Yên mới sẽ suy đoán Tô Chiết tuổi tác tại 30 tuổi khoảng chừng nếu không Nhan Vũ Yên đều sẽ cho rằng Tô Chiết là cái trung niên đại thúc. Thế nhưng tại Tô Chiết chóc xuống y dụng phòng hộ phục, tại Nhan Vũ Yên trước mặt lộ ra dáng dấp của hắn sau, Nhan Vũ Yên mới biết Tô Chiết càng là còn trẻ như vậy. Này làm cho Nhan Vũ Yên rất khó có thể tin, nàng đối với mình nhìn người ánh mắt vẫn là rất có lòng tin, không nghĩ tới lần này sẽ nhìn lầm, hơn nữa trước sau cách biệt như thế thái quá thậm chí để nhan vũ yên đều cho rằng tô chiết nắm giữ thanh xuân thường chú thuốc nếu không tô chiết làm sao có thể sẽ còn trẻ như vậy hơn nữa nhan vũ yên cho rằng tô chiết có được thần kỳ trị liệu nước thuốc hắn có thanh xuân thường chú thuốc cũng không là chuyện không thể nào nếu như không phải như vậy lời nói nhan vũ yên tin tưởng tô chiết cuộc sống trước kia khẳng định thật không đơn giản có không ít người thường khó có thể tưởng tượng trải qua hắn mới có ánh mắt như thế tô chiết trước đây khẳng định trải qua rất khổ nếu như tô chiết biết nhan vũ yên trong lòng đối suy đoán của hắn lời nói nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi vì nhan vũ yên suy đoán căn bản không có sai tô chiết khi còn bé lang thang tháng ngày đối với người bình thường tới nói đích thật là rất khó có thể tưởng tượng loại kia khổ hay là chỉ có tô chiết mới có thể cảm nhận được hơn nữa mấy năm qua bên trong bởi vì cha mẹ nuôi mất không thể không đẩy lên cái nhà này tô chiết vì để cho muội muội có một cái nhà an ổn hắn vì thế buông tha cho lên đại học cơ hội liều mạng làm công kiếm tiền, những kinh nghiệm này cũng là không thoải mái. Cho nên tô chiết so với cái khác bạn cùng lứa tuổi, sẽ có vẻ càng thêm thành thục thận trọng một ít, bất quá những kinh nghiệm này cũng làm cho tô chiết tính cách có chút đóng kín, không quen cùng người giao lưu. Hơn nữa nhàn vũ yên cho rằng tô chiết nắm giữ thanh xuân thường chú thuốc, từ mặt khác nói, cũng không sai. Tô chiết thần lực thật có một cái tác dụng, thần lực của hắn có thể để người ta thân thể vĩnh viễn bảo trì lại sức sống, để thân thể không sẽ giải yếu. Từ trên lý thuyết nói, chỉ cần mỗi một ngày đều hấp thu lượng nhất định thần lực lời nói, để thanh xuân thường chú cũng không phải là cái gì vấn đề. Nếu để cho nhan vũ yên biết tô chiết thật sự có biện pháp khiến người ta thanh xuân thường chú lời nói, đoán chừng nàng sẽ trăm phương ngàn kế cầu tô chiết. Nữ sinh đều là sẽ khá lưu ý dung mạo của mình, hơn nữa đặc biệt là như nhan vũ yên người xinh đẹp như vậy, càng là sẽ đặc biệt để ý dung nhan giải yếu vấn đề. Đối có chút nữ sĩ tới nói, có lúc nắm giữ xinh đẹp bên ngoài, thậm chí có thể so với sinh mạng càng trọng yếu hơn. Nhan Vũ Yên năm nay đã tiếp cận 28 tuổi, cho nên nàng đã bắt đầu lo lắng dung nhan của nàng sẽ bắt đầu giải yếu. Kỳ thực tại tô chiết trong mắt, Nhan Vũ Yên dung nhan thật là mâu thuẫn, rất khó phán đoán ra Nhan Vũ Yên số tuổi thật sự. Có lúc tô chiết sẽ cảm giác Nhan Vũ Yên tại 27, 18 tuổi khoảng chừng, thế nhưng đảo mắt vừa nhìn, hắn lại sẽ nhận thức vì muốn tốt cho Nhan Vũ Yên như chỉ là cái 20 tuổi nữ sinh như thế, này làm cho Tô Chiết rất khó từ nhan Vũ Yên dung nhan, phán đoán ra nàng chân chính tuổi tác. Nhan Vũ Yên sẽ bất chi bất giác đem người hấp dẫn lấy, vĩnh viễn sẽ là trong đám người tiêu điểm, tuổi tác đối nàng bây giờ là không có ý nghĩa. Tô Chiết liên lụy nhan Vũ Yên duỗi tới tay, sau đó hắn bắt đầu thay đổi trong cơ thể thần lực, thông qua tay của hắn đưa vào nhan Vũ Yên trong cơ thể. Hiện tại Tô Chiết trị liệu thần lực là nhan Vũ Yên hy vọng duy nhất. Nếu như ngay cả trị liệu thần lực đều đối nhan Vũ Yên tử khí không có tác dụng, không cách nào khắc chế chết tức giận, tô chiết liền không thể ra sức. tô chiết thủ vừa tiếp xúc với nhàn vũ yên thủ, hắn liền phát hiện nhàn vũ yên trong tay vốn là vây xung quanh tử khí, toàn bộ thu về trong cơ thể đi, không còn dám đi ra. cái này cũng là tô chiết dám ở nhàn vũ yên trước mặt, đem trên người y dụng phòng hộ phục cởi ra nguyên nhân, bởi vì tô chiết phát hiện thân thể của hắn, hoặc là nói là trong thân thể thần lực sẽ để cho tử khí kinh hãi lùi bước. Cho nên Tô Chiết căn bản không lo lắng tử khí sẽ đối thân thể của hắn sản sinh ảnh hưởng xấu, chính là bởi vì thần lực sẽ khắc chế tử khí, cho nên mới để Tô Chiết hiện nay đối thần lực còn có một chút tự tin, tin tưởng trị liệu thần lực sẽ chữa khỏi nhan vũ yên bệnh. Nhan vũ yên cảm giác được từ khi Tô Chiết thủ đụng tới tay của nàng sau, thật giống như có một cổ khí lưu, từ trong tay nàng tiến trong cơ thể nàng bên trong. Một cái cổ khí lưu cấp tốc che kín nàng toàn thân, thân thể từng cái vị trí đều có khí lưu tồn tại, một cái cổ khí lưu cùng trước đó nhan vũ yên uống xong nước thuốc sinh ra cảm giác rất tương tự chỉ là nhan vũ yên cảm giác lần này càng thêm tinh khiết số lượng cũng càng thêm nhiều hiệu quả cũng so với trước kia muốn rõ ràng nhan vũ yên vào đúng lúc này cảm giác được vô cùng dễ dàng khí lưu cho nhan vũ yên thân thể đã mang đến minh mông sinh mệnh lực làm cho nàng cảm giác được thân thể tràn đầy sinh cơ lúc này nhan vũ yên chú ý tới tôi chiếc sắc mặt càng ngày càng khó coi càng ngày càng trắng xanh cái chán càng là che kín đổ mồ hôi, lúc này nhan vũ yên đã hiểu, là vì tô triết quan hệ, cho nên thân thể của nàng mới có thể xuất hiện loại biến hóa này. Nhan vũ yên nhìn ra chuyện này đối với tô triết rất không thoải mái. Tô triết chính đang vì tính mạng của nàng cố gắng. Thời khắc này nhan vũ yên nắm giữ mãnh liệt cầu sinh ý chí, nàng đột nhiên cực kỳ khát vọng chính mình có thể sống sót, bởi vì nàng trong lòng nhiều hơn một cái làm cho nàng chịu đựng lý do. Trước đó chưa từng gặp mặt tô triết hiện tại cũng có thể vì nàng mà cố gắng, nàng kia còn có lý do từ bỏ sinh mệnh của mình sao? Tô chiết trong cơ thể thần lực từ lúc mới bắt đầu 700 điểm, một mực hướng phía dưới hạ xuống, 600 điểm, 500 điểm, 200 điểm. Theo thần lực trong cơ thể đại lượng trôi đi, tô chiết sắc mặt càng ngày càng trắng xanh. Cuối cùng trong cơ thể thần lực chỉ còn dư lại 50 điểm sau, hắn mới ngừng lại. Nhàn Vũ Yên giờ phút này sắc mặt đã khôi phục thành khỏe mạnh hồng nộn. Nhìn lên rất khỏe mạnh, mà tô chiết lại là không hề sắc mặt, hai cái có hình người thành sự tranh lệch rõ ràng. Hiện tại tô chiết cùng nhan vũ yên tình huống thật giống lập tức chuyển tới rồi, giờ phút này tô chiết càng giống là một bệnh nhân, mà nhan vũ yên lại cùng người khỏe mạnh không có gì không giống nhau, tinh thần cũng rất tốt. Nhan vũ yên xem tô chiết sắc mặt không có một tia màu máu, thân thể nhìn lên cũng rất suy yếu, này làm cho trong lòng nàng thập phần bất an, bởi vì tô chiết là vì nàng mới sẽ biến thành bộ dáng này ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại rồi. Tô Chiết biết Nhan Vũ Yên bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì, thế là hắn an ủi. Tô Chiết đại lượng trôi đi thần lực, mặc dù sẽ để Tô Chiết thân thể rất suy yếu, thế nhưng là có thể thông qua nghỉ ngơi khôi phục như cũ, cho nên hiện tại Tô Chiết mặc dù coi như dường như cần phải ngã xuống như thế, thế nhưng thực tế cũng không có gì đáng ngại. Lần này Tô Chiết chọn vẹn hướng về Nhan Vũ Yên trên người thâu nhập 650 điểm thần lực, Trước hắn cũng không nghĩ tới sẽ cần dùng đến nhiều như vậy thần lực, thể chất đã tăng lên không ít, hắn đã rất lâu chưa từng thử qua một lần tiêu hao hết nhiều như vậy thần lực. Chỉ bất quá trị liệu hiệu quả cũng không phải như vậy lý tưởng, tuy rằng Nhan Vũ Yên bây giờ nhìn lại chuyển biến rất lớn, thật giống khôi phục khỏe mạnh. Tô Chiết trị liệu thần lực tuy rằng có thể khắc chế Nhan Vũ Yên trên người tử khí, nhưng không cách nào triệt để tiêu diệt tử khí. Hiện tại Nhan Vũ Yên trong cơ thể trị liệu thần lực cũng chỉ là tạm thời khắc chế tử khí mà thôi trị liệu thần lực bức bách nhan vũ yên tử khí không thể không lùi bước sẽ trong cơ thể, không được lại tản mát ra, cho nên hiện tại tô chiết đã tại nhan vũ yên chu vi không cảm giác được tử khí rồi. Trị liệu thần lực đem nhan vũ yên trong cơ thể tử khí toàn bộ bắt đầu phong tỏa, để tử khí không được lại làm ác, cứ như vậy, tử khí liền không cách nào nữa xúc phạm tới nhan vũ yên thân thể, càng thêm không cách nào chạy đến ảnh hưởng đến những người khác. Thế nhưng hiện tại trị liệu thần lực cũng chỉ là tạm thời khống chế lại tử khí, hiện tại chỉ có thể phong tỏa, lại không thể tiêu diệt ngoan cường tử khí. Hơn nữa trị liệu thần lực theo thời gian sẽ hao tổn, cũng sẽ từ từ trôi đi tiêu tán mất, mà trị liệu thần lực một khi mất đi nhiều lời nói, liền không cách nào nữa phong tỏa ngăn cản tử khí rồi, đến lúc đó tử khí liền sẽ tìm kiếm thời cơ thoát ly trị liệu thần lực, lần nữa nguy hại đến nhan vũ yên. Này làm cho tô chiết phi thường khổ não, lời nói như vậy, mỗi một quãng thời gian, tô chiết nhất định phải cho nhan vũ yên thân thể bổ sung trị liệu thần lực, mới có thể duy trì ở nhan Vũ Yên sinh mệnh, để nhan Vũ Yên khôi phục khỏe mạnh. Bất quá này cuối cùng là một tin tức tốt rồi, ít nhất trị liệu thần lực so với trị liệu nước thuốc hiệu quả muốn tốt rất nhiều, sẽ không giống trị liệu nước thuốc như thế, đối tử khí không hề có tác dụng. Trị liệu thần lực hiện tại ít nhất có thể phong tỏa ngăn cản tử khí, khiến nó tạm thời không cách nào thương tổn nhan Vũ Yên thân thể. Tô Chiết suy đoán trị liệu thần lực sở dĩ có thể khắc chế tử khí, có thể là bởi vì trị liệu thần lực so với trị liệu nước thuốc nhiều hơn một điểm linh khí. Có thể có thể trị liệu thần lực và nước cất hỗn hợp chế biến ra tới trị liệu nước thuốc, sẽ sử dụng thần lực bên trong nguyên bản tồn tại linh khí biến mất, tuy rằng trị liệu nước thuốc tại trị liệu phổ thông bệnh tật thời điểm, cùng trị liệu thần lực hiệu quả khả năng không hề khác gì nhau, nhưng là đối phó tử khí thời điểm, cũng có thể thấy được trị liệu nước thuốc đối tử khí có tâm cảm giác vô lực trị liệu nước thuốc ngoại trừ sẽ không bị tử khí hấp thu bên ngoài, những thứ khác cùng bệnh viện cho nhan vũ yên thua dịch dinh dưỡng không hề khác gì nhau. Thế nhưng trị liệu thần lực và trị liệu nước thuốc không giống, tôi chiết một khi tới gần tử khí, thần lực sẽ xuất hiện bạo động, sẽ nhớ tiêu diệt tử khí ý động, này nghĩ đến cũng là bởi vì trị liệu thần lực so với trị liệu nước thuốc có thêm linh khí khác biệt đi. Tuy rằng trị liệu thần lực xuất hiện tại không cách nào tiêu diệt nhan vũ yên trong cơ thể tử khí, thế nhưng tại thời gian nhất định bên trong, Nhan Vũ Yên có thể cùng người bình thường như thế sinh hoạt, thậm chí sẽ bởi vì trị liệu thần lực tồn tại sẽ càng thêm khỏe mạnh. Hơn nữa tử khí mặc dù sẽ xúc phạm tới Nhan Vũ Yên thân thể, nhưng là đồng thời tử khí cũng sẽ tiêu diệt hết thảy đối Nhan Vũ Yên tai hại bệnh độc. Từ một khía cạnh khác rằng, Nhan Vũ Yên thân thể hiện tại có thể nói là bách độc bất xâm, bởi vì từ khi Nhan Vũ Yên thân thể tồn tại tử khí sau, nàng sẽ không có đã sanh bệnh. Hiện tại bởi vì trị liệu thần lực phong tỏa tử khí không ngừng không cách nào xúc phạm tới nhan vũ yên thân thể, cũng không cách nào từ nhan vũ yên thân thể chạy đến, uy hát yêu ta được những người khác khỏe mạnh, này làm cho nhan vũ yên có thể cùng người bình thường như thế sinh hoạt. Lời nói như vậy, nhan vũ yên cũng không cần lại giống như trước đó, hết sức tránh đi bảo bảo, không cùng bảo bảo gặp mặt, có thể chiếu cố bảo bảo, trải qua cuộc sống của người bình thường. Bất quá tô chiết hiện tại tuy nhiên đã không cảm giác được, Nhàn Vũ Yên thân thể bên ngoài tồn tại tử khí rồi, bất quá hắn y nguyên hay vẫn không cách nào triệt để yên tâm. Ngươi chờ một chút, ta lập tức sẽ trở lại. Tô Chiết nói với Nhan Vũ Yên một câu lời nói, không đợi Nhan Vũ Yên trả lời, hắn liền vội vội vàng vàng chạy ra phòng bệnh. Này làm cho Nhan Vũ Yên thập phần nghi hoặc, không biết Tô Chiết vì sao lại đột nhiên vội vã như vậy đi ra ngoài, hắn đi ra ngoài là muốn đi làm cái gì. Mà Tô Chiết đột nhiên từ trong phòng bệnh chạy đến, cũng làm cho chờ ở bên ngoài trầm sơ hạ sợ hết hồn, nàng còn tưởng rằng phòng săn sóc đặc biệt bên trong chuyện gì xảy ra, thế nhưng không cho trầm sơ hạ hỏi dò cơ hội, tô chiết liền đã chạy vô ảnh vô tung. Trầm sơ hạ lo lắng trong phòng bệnh nhan vũ yên xảy ra vấn đề rồi, nếu không, tô chiết vì sao lại đột nhiên từ trong phòng bệnh chạy đến, hơn nữa còn chạy trốn vội vã như vậy. Thế là ôm bảo bảo trầm sơ hạ lập tức từ trong chỗ ngồi đứng lên, vội vàng đi hướng nhan vũ yên phòng bệnh vốn là trầm sơ hạ là muốn đi vào trong phòng bệnh nhìn một chút, bất quá bởi vì ôm bảo bảo quan hệ nàng không thể đi vào trong phòng bệnh, miễn cho bảo bảo sẽ phải chịu bệnh độc ảnh hưởng. cho nên trầm sơ hạ chỉ có thể đứng trong phòng bệnh cửa vào lên tiếng hỏi nhan vũ yên. tô chiết đột nhiên từ trong phòng bệnh chạy đến, bên trong là không phải chuyện gì xảy ra. nhan vũ yên lập tức lên tiếng trả lời trầm sơ hạ, làm cho nàng không cần lo lắng, không có xảy ra chuyện gì. này mới khiến trầm sơ hạ yên tâm một điểm bất quá trầm sơ hạ từ nhan vũ yên giọng rượu bên trong cũng nghe được mờ mịt tựa hồ nhan vũ yên cũng không biết tô chiết vì sao lại từ trong phòng bệnh đột nhiên chạy đến ngoài ra nhan vũ yên thanh âm của nghe tới cũng so với trước kia phải có lực nhiều không giống lúc trước vô lực suy yếu tô chiết từ phòng săn sóc đặc biệt chạy đến tự nhiên không phải vô duyên vô cớ rồi hắn là vì lý do an toàn muốn nghiệm chứng hắn cho nhan vũ yên đưa vào trị liệu thần lực có phải là thật hay không đã đem nhan vũ yên trên người tử khí toàn bộ cho phong tỏa ngăn cản. Bây giờ bị trị liệu thần lực phong tỏa tử khí, có phải không thật sự không sẽ phá hư nhan vũ yên thân thể, tử khí cũng sẽ không từ nhan vũ yên trên thân thể tản mát ra, đồng thời đối với những khác tới gần nhan vũ yên nhân tạo thành nguy hại. Để nhan vũ yên có thể cùng người bình thường như thế sinh hoạt, không cần tiếp tục phải vây ở bệnh viện phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Tất cả những thứ này hiện nay đều là tô chiết căn cứ đối tử khí cảm giác, mà phán đoán ra được, hắn cũng không hề thực tế ví dụ. Liên quan với trị liệu thần lực hiệu quả, Tô Chiết không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là không cách nào yên lòng. Cho nên hắn mới lại đột nhiên từ phòng săn sóc đặc biệt bên trong chạy đến, chính là muốn đi ra bên ngoài tìm một ít gì đó đến nghiệm chứng lần này hiệu quả trị liệu. Bất quá Tô Chiết tuy rằng từ phòng săn sóc đặc biệt bên trong chạy ra ngoài, thế nhưng hắn hiện tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra ứng với nên đi chỗ nào tìm kiếm, cùng với đồ vật gì có thể dùng để làm thí nghiệm này trong khoảng thời gian ngắn, Tô Chiết cũng là không có đầu mối chút nào. Lúc này bệnh viện trong hành lang, đâm đầu đi tới một cái âu phục nam tử, tuổi chừng tại hơn 20 tuổi khoảng trừng. Audio điện tử Võ Tấn bền. Nhiệt môn mà tây trang này nam tử những địa phương khác đúng là không có chuyện gì ngạc nhiên, sở dĩ sẽ khiến cho Tô Chiết chú ý, là bởi vì cái này âu phục trong tay nam tử cầm một bó hoa hồng đỏ, một cái bó hoa hồng đỏ số lượng đại khái tại 11 đóa khoảng trừng. Tôi chiết xem âu phục nam tử đầy mặt gió xuân, cũng không như là tới thăm thân nhân của bệnh nhân, cái này hoa hẳn là dùng để đưa cho bệnh viện công nhân viên. Xem thấy cái này âu phục trong tay nam tử hoa hồng, tôi chiết mới nhớ tới Trầm Sơ Hạ đã nói, từ khi Nhan Vũ Yên sinh bệnh sau, không chỉ người tới gần Nhan Vũ Yên sẽ không lực, thực vật đặt ở Nhan Vũ Yên bên người lúc cũng rất nhanh sẽ héo tàn khô héo. Thời điểm vừa mới bắt đầu, thực vật sẽ ở cả đêm thời gian héo tàn khô héo, nhưng đã đến hiện tại nhàn vũ yên trên người bệnh độc đã so với lúc trước cường tráng lớn hơn rất nhiều lần nếu như thực vật đặt ở nhàn vũ yên bên cạnh chỉ cần thời gian nửa tiếng thực vật liền sẽ khô héo tử vong bởi vậy dùng hoa đến nghiệm chứng nhàn vũ yên tử khí phải hay không đã bị phong tỏa là đơn giản nhất phương tiện biện pháp mà bây giờ chạy đến bên ngoài bệnh viện tiệm bán hoa mua hoa trở về thật sự là quá lãng phí thời gian rồi cho nên tô chiết mới sẽ để ý âu phục trong tay nam tử hoa hồng thế là tô chiết đi tới âu phục nam tử trước mặt lễ phép nói ra, xin chào, tiên sinh, có thể giúp ta một việc sao? Chuyện gì, Âu Phục Nam Tử nghi ngờ hỏi, hắn không biết Tô Chiết cần hắn hỗ trợ cái gì? Có thể hay không đem trong tay ngươi hoa chuyển nhường cho ta? Tô Chiết nói thẳng của mình ý đổ đến, bởi vì chính mình đi mua, quá lãng phí thời gian rồi, cho nên Tô Chiết liền lên Âu Phục Nam Tử hoa hồng. Này bận biểu ta không giúp được, hoa này là ta dùng để đưa cho bạn gái. Âu Phục Nam Tử trực tiếp cự tuyệt nói hoa này hắn có thể có tác dụng lớn nơi, làm sao có khả năng bán cho tô chiết. Hoa này là Âu Phục Nam Tử dự định đưa cho bạn gái. Hắn dự định lấy hoa này đòi hỏi bạn gái niềm vui, sau đó lại ước bạn gái suốt đi ăn cơm, xem có thể hay không để cho hắn và bạn gái quan hệ tiến thêm một bước nữa, cho nên này đưa Âu Phục Nam Tử làm sao có thể sẽ nguyện ý bán cho tô chiết. Huynh đệ người này thái độ thì không được, muốn theo đuổi con gái lời nói, nên sớm một chút làm chuẩn bị, tại sao có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy, Âu phục nam tử hiển nhiên là cái câu chuyện, nói với Tô Chiết lên nói. Hắn nói tiếp, huynh đệ mục tiêu của ngươi là người nào, bạn gái của ta là nơi này hộ sĩ, đến lúc đó ta có thể làm cho nàng giúp ngươi túm hợp lại cùng nhau. Lúc này một người tướng mạo không sai nữ y tá trải qua, Âu phục nam tử nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn nàng đi tới, thẳng đến nữ y tá đi vào khúc quanh, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng lúc, Âu phục nam tử mới thu hồi nhãn thân. Âu phục nam tử thở dài nói, bệnh viện lớn chính là lớn bệnh viện. Liên mỹ nữ cũng là đặc biệt nhiều, huynh đệ người có thể phải nắm chặt cơ hội, cẩn thận bị những người khác trước tiên đuổi tới tay, nơi này nữ hài nhưng là rất quý hiếm, người bây giờ ra ngoài mua hoa lời nói, vẫn tới kịp. Tô chiết bị Âu Phục Nam Tử liên tiếp không ngừng lời nói. Cho nói đến bó tay rồi, hắn đợi Âu Phục Nam Tử sau khi nói xong, mới lên tiếng, ta suốt một nghìn khối mua hoa của ngươi, ta chỉ cần một đóa là được rồi. Tại Tô Chiết nói ra nguyện ý suốt một nghìn khối lời nói sau, Âu Phục Nam Tử liền động tâm doài. Muốn đáp ứng Tô Chiết rồi, không nghĩ tới Tô Chiết chỉ là cần một đóa mà thôi. Âu Phục trong tay Nam Tử Hoa Hồng là yêu cơ xanh lam. Là hắn tại bệnh viện tiệm bán hoa mua, một đóa yêu cơ xanh lam cần 40 khối, thêm vào đóng gói tổng cộng bỏ ra Âu Phục Nam Tử 495 khối. Lúc đó nhưng là để Âu Phục Nam Tử đau lòng một lúc lâu, khiến hắn phát thệ về sau cũng không tại bên ngoài bệnh viện tiệm bán hoa mua bỏ ra, so với những nơi khác tiệm bán hoa quý nhiều lắm. Này người một đóa yêu cơ xanh lam, bình quân một đóa hoa giá tại 45 khối, hiện tại tôi chiết nguyện ý nắm 1.000 khối hoa một đóa yêu cơ xanh lam, lợi nhuận đạt đến hơn 20 lần. Tính như vậy lời nói, một cái bó yêu cơ xanh lam, Âu Phục Nam Tử không chỉ không cần bỏ ra tiền, còn ngoài ra để cho hắn bình tự nhiên kiếm được năm khối, cộng thêm 10 đóa yêu cơ xanh lam. Như thế có lời buôn bán, Âu Phục Nam Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua, thế là hắn lập tức nói rằng được không thành vấn đề hoa này tựu bán cho ngươi âu phục nam tử vì cho thấy chính mình cũng không phải là vì tiền mới nguyện ý đem yêu cơ xanh lam bán cho tô chiết hắn nói tiếp ta có thể không phải là vì tiền của ngươi ta là vì giúp người thành đạt không đành lòng xem huynh đệ ngươi làm trễ nãi nhân duyên ngươi cũng đừng nghĩ sai tô chiết không nói gì cười nhìn âu phục nam tử hắn tự nhiên biết âu phục nam tử trong lòng là có ý gì rồi bất quá hắn cũng không có đi vạch trần Âu phục nam tử bị Tô Chiết nhìn đến có điểm tâm sợ, hắn lo lắng Tô Chiết sẽ đổi ý, không mua của hắn bỏ ra, thế là hắn chủ động lui một bước, này mười một đóa đều cho ngươi, có được hay không? Đem hoa này toàn bộ cho Tô Chiết, chẳng qua Âu phục nam tử lại đi mua một bó trở về, thời gian hẳn là vẫn tới kịp. Này chạy một lần chân có thể kiếm được 500 khối, cũng đáng. Không cần, ta chỉ là cần một đóa là đủ rồi. Hoa này chỉ là tô chiết dùng để làm thí nghiệm, một đóa liền vậy là đủ rồi, hắn muốn được nhiều cũng vô dụng. Tô Chiết nói xong, liền lấy ra ví tiền của mình rồi, đếm một nghìn khối đi ra, đem này một nghìn khối giao cho Âu Phục Nam Tử. Thu được tiền sau, Âu Phục Nam Tử đem yêu cơ xanh lam đưa tới Tô Chiết trước mặt, ra hiệu Tô Chiết có thể mặc cho chọn. Cảm ơn, Tô Chiết theo tay cầm lên một đóa sau, liền xoay người rời đi rồi. Âu Phục Nam Tử ở phía sau hô, huynh đệ, rảnh rỗi trở lại đến thăm, không phải là có duyên gặp lại. Tô Chiết đi rồi, Âu Phục Nam Tử liền nhanh chóng vài tiền, này một nghìn khối khiến hắn giờ phút này tâm là tâm hoa nộ phát. Về phần 11 đóa yêu cơ xanh lam thiếu một đóa, chỉ còn dư lại 10 đóa, này đại biểu trong đó một ý tự không có, bất quá Âu Phục Nam Tử cũng không phải rất quan tâm, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm cớ, đem bạn gái của hắn ẩn giấu đi qua là được rồi. Một mình ngươi ở nơi này ngốc cười cái gì, bị ổi như vậy. Âu Phục Nam Tử còn đang suy nghĩ lấy cớ gì, cùng bạn gái giải thích thời điểm, bạn gái của hắn liền vào lúc này xuất hiện rồi, bắt hắn cho sợ hết hồn. "Nha, ta đang muốn mượn khẩu, không phải, ta là muốn chờ một chút cùng ngươi đi đâu vậy ăn cơm tốt hơn, Ngọc Ngọc, hoa này là đưa cho ngươi." Âu Phục Nam tử suýt chút nữa liền nói nói lộ hết, may là đúng lúc cho hắn túi trở về rồi, bất quá cũng làm cho hắn ra một thân đổ mồ hôi. "Cảm tạ, Ngọc Ngọc tiếp nhận Âu Phục Nam tử yêu cơ xanh lam, bó hoa này rất đẹp, nàng rất yêu thích, bạn trai tới đón nàng tan tầm." Hơn nữa còn mua hoa tặng cho nàng, này làm cho Ngọc Ngọc trong lòng thập phần ngọt ngào. Lúc này Ngọc Ngọc đột nhiên phát hiện hoa này có chút không đúng, nàng quên đi mấy lần, phát hiện này một bó hoa chỉ có 10 đóa, thế là nàng nói nói, tại sao là 10 đóa? Bởi vì bình thường đưa cho người yêu hoa đô là hẳn là 11 đóa mới đúng, bởi vì đưa 11 đóa hoa đại biểu là đúng người yêu toàn tâm toàn ý, hiện tại chỉ có 10 đóa, Ngọc Ngọc còn không biết đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Âu phục nam tử đang quyết định đem hoa bán cho tô chiết sau, liền nghĩ tới Ngọc Ngọc sẽ hỏi cái vấn đề này. Thế là Âu phục nam tử đem tạm thời nhớ tới mượn cớ, nói ra, này mười đóa yêu cơ xanh lam, biểu thị ta đối một mình ngươi toàn tâm toàn ý. Sau đó Âu phục nam tử dùng tay chỉ vào lồng ngực của mình nơi, mới lên tiếng, lại tăng thêm ta đây một viên trái tim, chính là đại biểu ta sẽ đối với ngươi toàn tâm toàn ý, vĩnh viễn sẽ không thay đổi tâm. Âu phục nam tử khẩu tài vẫn là tương đối không sai, ít nhất Ngọc Ngọc liền tiếp nhận rồi lời giải thích của hắn, trong lòng còn bởi vậy cao hứng vô cùng. Xem Ngọc Ngọc mặt nhiều hơn không ít nụ cười, Âu phục nam tử thở phào nhẹ nhõm, này cuối cùng là khiến hắn vượt qua kiểm tra rồi. Lúc này Âu phục nam tử đột nhiên phát hiện giày của hắn mang rơi mất, thế là hắn ngồi trồm hốm xuống buộc dây giày, chỉ bất quá hắn tư thế có chút khiến người ta đã hiểu lầm, hắn buộc cái dây giày càng là dùng quỳ một chân trên đất tư thế, mà trước mặt hắn chính là đứng đấy bạn gái của hắn Ngọc Ngọc, giờ khác này Âu Phục Nam Tử liền giống như quỳ một chân trên đất hướng về Ngọc Ngọc cầu hôn như thế. Âu Phục Nam Tử mới vừa vặn ngồi trồm hốm xuống, đang chuẩn bị buộc dây dày thời điểm, đột nhiên hắn nghe được Ngọc Ngọc một tiếng thét kinh hãi thanh âm, rõ ràng cho thấy rất kinh hỉ như thế, vậy thì để Âu Phục Nam Tử không nghĩ ra được. Không hiểu hắn chỉ là buộc cái dây dày mà thôi, Ngọc Ngọc tại sao sẽ như vậy cao hứng. Mà Ngọc Ngọc là thấy bạn trai của nàng, Tại trước mặt nàng đột nhiên quỳ một chân trên đất, thật giống muốn hướng về nàng cầu hôn như thế, mới không để cho nàng cấm một tiếng thét kinh hãi. Ngọc Ngọc che mặt của mình, tim đập nhanh hơn nhảy lên, nàng đang suy nghĩ Âu Phục nam tử bước kế tiếp phải hay không muốn lấy ra cầu hôn cấm chỉ ra, sau đó lại lớn tiếng nói ra Ngọc Ngọc, gả cho ta đi. Lời nói đến, thời khắc này Ngọc Ngọc trong lòng tràn ngập ngọt ngào kinh hỉ đồng thời, cũng là thập phần thấp thỏm bất an, bởi vì nàng cùng Âu Phục nam tử mới kết giao không đến bao lâu thời điểm này đáp ứng lời nói, phát triển có thể hay không quá nhanh rồi, Ngọc Ngọc vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà nếu như Ngọc Ngọc lo lắng từ chối Âu Phục Nam Tử cầu hôn, sẽ để cho Âu Phục Nam Tử thất vọng. Thời điểm này Ngọc Ngọc rơi vào lưỡng nan trong lúc đó, không biết như thế nào cho phải. Mà Âu Phục Nam Tử thời điểm này trong lòng lại tràn đầy cay đắng, hắn cúi đầu nhìn của mình ngồi xổm thế, sau đó lại xem Ngọc Ngọc biểu hiện. Liên biết Ngọc Ngọc đã hiểu lầm này làm cho Âu Phục Nam Tử có nỗi khổ không nói được. Hắn chỉ là buộc cái dây dày mà thôi, không nghĩ tới sẽ gây ra lớn như vậy ô long đi ra. Thời điểm này, Âu Phục Nam Tử cũng không dám buộc dây dày, cũng không dám đứng lên. Hắn lo lắng nếu như Ngọc Ngọc biết rồi hắn chỉ là buộc dây dày, cũng không phải muốn hướng về nàng cầu hôn, có thể hay không để Ngọc Ngọc thẹn quá thành giận. Nếu như Âu Phục Nam Tử thời điểm này nắm giữ một viên cầu hôn nhẫn lời nói, hắn cũng không ngại thuận tiện hướng về Ngọc Ngọc cầu hôn rồi, nhưng là thời điểm này hắn đi nơi nào đi cầu hôn nhẫn. Âu phục nam tử nhìn ngọc ngọc đầy mặt kỳ vọng, chờ mong hắn kế tiếp hành động, khiến hắn ăn dây dày lòng của đều đã có. Mà tô chiết dùng một nghìn khối mua Âu phục nam tử một đóa yêu cơ xanh lam sau, liền lập tức mang theo một cái đóa yêu cơ xanh lam chạy về phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Từng ở tiệm bán hoa làm mấy tháng tô chiết, tự nhiên đối yêu cơ xanh lam hiểu rất rõ. Yêu cơ xanh lam lại được xưng là hoa hồng lam sớm nhất đến từ Hà Lan một loại nhân tạo ra công hoa cỏ, là hoa hồng bên trong tân quý, yêu diễm mê người, ngụ ý gần nhau là một loại hứa hẹn. Trên thế giới cực nhỏ có tự nhiên sinh trưởng màu xanh lam hoa hồng. Trên thị trường bán ra yêu cơ xanh lam đều là nhân công nhuộm màu sau kết quả. Yêu cơ xanh lam là dùng một loại với thân thể người vô hại nhuộm màu tề cùng trợ nhuộm tề điều hợp thành tô màu tề, đợi hoa hồng trắng hoặc bạch nguyệt quý nhanh đến hoa kỳ lúc, bắt đầu dùng thuốc nhuộm tưới nước hoa cỏ, để hoa tường hấp thủy như thế, đem sắc tề hút vào mà thực hiện nhuộm màu. Còn có thương gia dùng màu xanh lam kim phấn bao trùm chế tác thành yêu cơ xanh lam, một loại yêu cơ xanh lam màu sắc không tự nhiên, dễ dàng phai màu, rất không dễ dàng bảo tồn. Mà tô chiết mua được yêu cơ xanh lam liền là như thế này chế tác thành, giống như vậy yêu cơ xanh lam, kỳ thực một đóa tối đa cũng chỉ là giá trị mấy chục khối mà thôi. Bất quá lần này tô chiết muốn được cấp, này một nghìn khối hắn cũng là không thèm để ý, Tô Chiết lần này tiến phòng săn sóc đặc biệt cũng không hề mặc vào y dụng phòng hộ phục liền trực tiếp tiến vào. Sau khi đi vào, hắn đem yêu cơ xanh lam trực tiếp đưa tới Nhan Vũ Yên trước mặt. Đây là đưa cho sao? của ta hoa này rất dễ nhìn, cảm tạ. Nhan Vũ Yên tiếp nhận Tô Chiết hoa, nói ra, nàng không nghĩ tới Tô Chiết ra ngoài, càng là vì tìm một cái đóa yêu cơ xanh lam. Bình thường thời điểm quá nhiều người tặng hoa cho Nhan Vũ Yên, những ngày tặng hoa người để Nhan Vũ Yên rất phản cảm, tâm tình tốt thời điểm. Nhan Vũ Yên sẽ đem hoa trực tiếp giao cho bí thư của nàng, mà Nhan Vũ Yên tâm tình không tốt thời điểm, những kia hoa bất luận nhiều quý giá, cũng là tránh không được ở tại trong thùng rác vận mệnh. Bất quá lần này tôi chiết tặng hoa cho Nhan Vũ Yên, không chỉ nàng sẽ không phản cảm, hơn nữa trong lòng còn có chút sung sướng. Kỳ thực tôi chiết này một đóa hoa, cũng không phải đưa cho Nhan Vũ Yên, hắn vốn là chỉ là muốn đem một cái đóa yêu cơ xanh lam đặt ở Nhan Vũ Yên bên cạnh, quan sát tiêu trạng thái chỉ bất quá không nghĩ tới nhan vũ yên sẽ tiếp được yêu cơ xanh lam, hơn nữa còn rõ ràng đã hiểu lầm. Bất quá này yêu cơ xanh lam bị nhan vũ yên trực tiếp cầm, cũng không có cái gì chẳng qua, tôi chiết trái lại có thể càng rõ ràng hơn quan sát yêu cơ xanh lam biến hóa, có thể hay không xảy ra vấn đề héo tàn hiện tượng. Cho nên tôi chiết liền làm không giải thích, miễn cho càng giải thích càng lúng túng. Sau đó tôi chiết ngồi ở bên cạnh, chuyên tâm quan tâm yêu cơ xanh lam trạng thái mà nhan vũ yên có lúc sẽ xem trong tay yêu cơ xanh lam, có khi lại sẽ nhìn tô chiết một hồi. Cứ như vậy, tô chiết cùng nhan vũ yên hai người, ở tại trong phòng bệnh, đều không có mở miệng nói chuyện. Đảo mắt hơn nửa canh giờ đi qua, nhan vũ yên trong tay yêu cơ xanh lam vẫn không có biến hóa, không có héo tàn khô héo tưởng tượng. Này làm cho tô chiết hết sức hài lòng, chứng minh trước hắn suy đoán là không có sai. Chị liệu thần lực xác thực đem nhan vũ yên trong cơ thể tử khí toàn bộ cho phong tỏa ngăn cản rồi, tại trong thời gian ngắn, Nhan Vũ Yên có thể dùng an toàn rồi, nàng cũng có thể cùng Bảo Bảo đồng thời sinh hoạt, không cần lo lắng sẽ thương tổn đến Bảo Bảo. Hiện tại ta có hai cái tin tức, một tin tức tốt, một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Tô Chiết đột nhiên đối với Nhan Vũ Yên nói ra. Trước tiên nói tin tức xấu. Ta hiện tại cũng không thể lực chữa khỏi bệnh của ngươi. Tô Chiết trực tiếp nói, hắn không muốn ẩn giấu Nhan Vũ Yên. Tin tức này để Nhan Vũ Yên ngẩn ra, nàng không nghĩ tới tô chiết sẽ như vậy nói, nàng kia hiện tại không lại suy yếu, chỉ là ảo tưởng sao. Vẫn là hồi quang phản chiếu, hy vọng chuyển biến thành thất vọng, này làm cho nhan vũ yên trong lòng không khỏi cay đắng lên. Cái kia tin tức tốt, tuy rằng ta bây giờ còn chưa có năng lực chữa khỏi ngươi, bất quá ta đã tạm thời khống chế lại bên trong cơ thể ngươi bệnh độc, tại trong thời gian ngắn, ngươi có thể cùng người bình thường như thế sinh hoạt, không dùng kiếm ý tránh đi bảo bảo. Tô chiết trị liệu thần lực có thể đem tử khí phong tỏa ngăn cản, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, này ít nhất để tô chiết có thời gian đi tìm chữa khỏi nhan vũ yên phương pháp xử lý. Trong thời gian ngắn, vậy cũng lấy duy trì bao lâu, nhan vũ yên thu hồi tâm, nói ra. Thay cái phương diện muốn, kỳ thực nhan vũ yên đã cảm giác như vậy đã rất tốt, trong khoảng thời gian này, ít nhất nàng có thể cùng bảo bảo đồng thời sinh hoạt, không cần nhịn nữa được chia lìa nỗi khổ. Tại không có gặp phải tô chiết thời điểm, Nhàn Vũ Yên đối với mình bệnh đã không ôm ấp hy vọng, nàng đã làm tốt mặt sắp tử vong chuẩn bị, duy nhất không bỏ xuống được liền chỉ có bảo bảo. Hiện tại Tô Chiết có thể để cho Nhàn Vũ Yên không cần lại hết sức tránh đi bảo bảo, bất luận này thời gian có thể bao dài, Nhàn Vũ Yên cảm giác mình đã chi túc. Khả năng chỉ có thời gian nửa tháng, trong vòng nửa tháng, người nhất định phải để cho ta một lần nữa cho người trị liệu, mới có thể tiếp tục duy trì. Tô Chiết mới coi như trị liệu thần lực phong tỏa tử khí tiêu hao tốc độ, sau đó đại khái đánh giá một cái thời gian đi ra. bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. một ngày nào đó, ngươi sẽ triệt để khôi phục khỏe mạnh. tô chiết lo lắng nhan vũ yên sẽ khổ sở nghĩ không ra, thế là hắn an ủi. đương nhiên tô chiết cũng không phải nói bậy nói bạ, nói lời này hắn ít nhiều gì có chút sức lực. hiện tại tuy rằng tô chiết trị liệu thần lực nắm nhan vũ yên trong cơ thể tử khí không có cách nào, chỉ có thể phong tỏa, không thể tiêu diệt thế nhưng không có nghĩa tô chiết trị liệu thần lực, về sau cũng không có cách nào tiêu diệt nhan vũ yên tử khí. Tử khí sẽ tiến hóa lớn mạnh, mà tô chiết trị liệu thần lực đồng dạng cũng sẽ tiến hóa. Hiện tại bởi vì tô chiết trị liệu thần lực so với tử khí chỉ là hơn một chút, cho nên trị liệu thần lực mới chỉ có thể phong tỏa tử khí, mà không thể triệt để tiêu diệt tử khí. Tô chiết thần lực là sẽ theo thể chất tăng lên, mà càng ngày càng lớn mạnh. Hắn bây giờ thể chất là 70 điểm, so với trước kia 10 điểm thể chất thời điểm, Hắn hiện tại thần lực hiệu quả cường không ít. Theo tu luyện, tôi chiết thể chất sẽ càng ngày càng cao, thần lực hiệu quả tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng tốt. Mà bị phong tỏa lại tử khí, lại không có cách nào lại tiến hóa, không cách nào lớn mạnh chính mình. Tử khí nguyên chỗ không nổi, mà thần lực lại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy lời nói, đợi được tôi chiết thể chất tăng lên tới mức độ nhất định, trị liệu thần lực liền tuyệt đối có thể triệt để đem nhan vô yên trên người tử khí tiêu diệt. Chính là bởi vì như vậy, Tô Chiết mới có niềm tin hướng về Nhan Vũ Yên làm ra bảo đảm. Nhan Vũ Yên xem trong tay yêu cơ xanh lam, rất lâu nàng mới cười nói, đây là của ngươi hứa hẹn sao? Đúng, đây là của ta hứa hẹn, ta sẽ thực hiện cái hứa hẹn này. Tô Chiết trịnh trọng nói ra, có bảo bảo này một mối liên hệ, Tô Chiết bất kể như thế nào cũng sẽ không để Nhan Vũ Yên xảy ra vấn đề rồi. Vậy ta muốn giữ lại mệnh, chờ ngươi đến thực hiện cam kết, ngươi cũng đừng làm cho ta đợi đến tóc trắng xóa, mới đến thực hiện cam kết của ngươi nha. Nhan Vũ Yên nghiền ngẫm nói, nàng hiện tại có thể đùa giỡn, chính là chứng minh rồi nàng đã nghĩ thông suốt. Ngươi bây giờ đã có thể xuất viện, bất quá ta nghĩ cho ngươi đáp ứng một chuyện. Ngươi, Tô Chiết vừa mới nói được nửa câu, đã bị Nhan Vũ Yên cắt đứt. Ta rõ ràng, ta sẽ không đem ngươi bộc lộ ra đi, ta sẽ tại trong bệnh viện. Ngốc nhiều hai ngày mới xuất viện, thông tuệ Nhan Vũ Yên tự nhiên nghĩ tới Tô Chiết lo lắng cái gì. Tô Chiết nắm giữ y thuật thần kỳ như vậy, nếu như bại lộ đi ra ngoài, đối Tô Chiết tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Cảm tạ. Hẳn là ta nói với người cảm tạ mới đúng, là người đã cứu ta. Nhan Vũ Yên nghiêm mặt nói. Khả năng ta ngày mai sẽ sẽ trở lại Yến Vân Thị rồi, này là địa chỉ của ta cùng điện thoại liên lạc, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp tới Yến Vân Thị tìm ta, hy vọng ngươi không cần làm lỡ thời gian, sẽ có cái gì hậu quả ta cũng không biết, bất quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Tô Chiết đem trong nhà địa chỉ, cùng với hắn điện thoại liên lạc viết tại trên một trang giấy, sau đó giao cho Nhan Vũ Yên trong tay. Tô Chiết cũng không phải hết sức đe dọa Nhan Vũ Yên, bởi vì hắn cũng không rõ ràng sẽ có cái gì hậu quả, bất quá tử khí bây giờ bị trị liệu thần lực áp chế lại, thế nhưng một khi cho nó bạo phát lời nói, hậu quả nhất định sẽ so với trước kia còn còn đáng sợ hơn. Bởi vì Tô Chiết lo lắng Nhan Vũ Yên sẽ không để ý, cho nên mới cố ý căn dặn nàng. Nói xong, Tô Chiết liền muốn rời đi phòng bệnh rồi. Bất quá khi hắn phải đi thời điểm, Nhàn Vũ Yên đột nhiên hỏi, "Ta muốn biết ngươi cứu ta, chỉ là bởi vì bảo bảo quan hệ sao?" Tô Chiết dừng bước, nói ra, "Ta không muốn bảo bảo mất đi mụ mụ, không muốn bảo bảo thương tâm khổ sở." Một lát sau, hắn lại nói, "Bất quá thấy ngươi sau đó ta càng không muốn cho ngươi rời đi nhân gian, bởi vì ngươi đẹp như vậy, nếu như rời khỏi nhân gian sẽ rất đáng tiếc." Nói xong, Tô Chiết cũng sẽ không quay đầu lại, trực tiếp đi ra phòng bệnh. Mà nhan vũ yên trong lòng tràn đầy sung sướng, nàng ngửi một cái trong tay yêu cơ xanh lam, mùi thơm thấm ruột thấm gan. Mới đầu Tô Chiết để một cái đáp án, là để trong lòng nàng không hiểu thất vọng. Chỉ bất quá không nghĩ tới, Tô Chiết cuối cùng sẽ nói ra nói như vậy, để nhan vũ yên tâm tình lập tức chuyển tốt lại. Nhan Vũ Yên cho rằng Tô Chiết lời nói mới rồi, là nàng này cho tới nay nhất làm cho nàng hài lòng ca ngợi. Giờ khắc này nhan Vũ yên tâm tình, thật giống như trong tay nàng yêu cơ xanh lam như thế rực rỡ. Tô Chiết đi ra trong phòng bệnh, đi tới trầm sơ hạ bên người. Vũ Yên tỷ thế nào? Trầm sơ hạ trước tiên lên tiếng hỏi, Tô Chiết ở bên trong lâu như vậy, nàng cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nhất làm cho trầm sơ hạ cảm thấy kỳ quái là, Tô Chiết nếu có thể ở bên trong cùng nhan Vũ Yên lâu như vậy, đây là rất chuyện khó mà tin nổi tới. Bởi vì là những người khác, bao quát trầm sơ hạ, cùng với bệnh viện nhân viên y tế, cho dù mặc vào y dụng phòng hộ phục, cũng không cách nào có thể giống như tô chiết, ở bên trong ngốc lâu như vậy. Thân thể của bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng bị bệnh độc thời gian dài tập kích, nếu như đổi thành bọn hắn ở bên trong, hay là đã sớm không chịu nổi, nếu như nhất định muốn cậy mạnh ngốc ở bên trong, thân thể tuyệt đối sẽ gánh không được, sẽ đã hôn mê, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá may là tô chiết ở bên trong là nhan vô yên chữa trị thời điểm, bởi vì một lần hao phí quá nhiều trị liệu thần lực, cho nên hắn bây giờ sắc mặt còn có chút trắng xanh, không có chút máu, thân thể nhìn lên cũng rất dáng dấp yếu ớt. Tô chiết bộ dáng này mới khiến cho trầm sơ hạ lòng nghi ngờ hơi chút ít một chút, cho rằng tô chiết chỉ là thể chất so với người bình thường khá một chút, cho nên hắn mới có thể ở bên trong mốc thời gian lâu như vậy. liền ở tô chiết muốn trả lời trầm sơ hạ vấn đề thời điểm, một mực tại trầm sơ hạ trong lồng ngực ngủ bảo bảo, vào lúc này đột nhiên tỉnh lại vừa mới tỉnh lại bảo bảo rụi rụi con mắt, nàng còn có chút tiểu mơ hồ. Tô chiết xem bảo bảo tỉnh lại, nhích tới gần, bảo bảo, ngủ đủ chưa? Thế nhưng tô chiết không có phát hiện hắn hành động này, để trầm sơ hạ mặt lập tức đỏ lên, bởi vì bảo bảo liền ở trầm sơ hạ trong lồng ngực, mà tô chiết tới gần bảo bảo, cũng thì tương đương với tới gần trầm sơ hạ. Tô chiết tóc suýt chút nữa đụng phải trầm sơ hạ mặt, làm cho nàng mặt đỏ tim đập. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế tiếp cận trầm sơ hạ, này làm cho nàng nhất thời rất không quen, thậm chí nàng cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập rồi. Thế nhưng Tô Chiết vẫn không có phát hiện, vẫn là đi theo bảo bảo nói chuyện. Trầm sơ hạ muốn nhắc nhở một cái Tô Chiết, lại cảm thấy thật không tiện, hơn nữa cũng sợ nói ra, hai người sẽ rơi vào lúng túng. Ca ca, đây là ở nơi nào, bảo bảo muốn ngủ ngủ. Bảo bảo nhìn một chút nước chung quanh, sau đó mới lên tiếng. Đối hoàn cảnh xa lạ, Bảo Bảo vẫn có chút kinh hãi không buông ra, nàng càng là co vào trầm sơ hạ trong lồng ngực, tìm kiếm cảm giác an toàn. Chờ một chút, Bảo Bảo là có thể nhìn thấy mụ mụ. Nói xong, Tô Chiết ngẩng đầu lên, muốn cho trầm sơ hạ mang Bảo Bảo đi vào, cùng nhan Vũ Yên gặp mặt. Bất quá thời điểm này, Tô Chiết mới phát hiện trầm sơ hạ mặt rất đỏ, hắn cho rằng trầm sơ hạ không thoải mái. Người không thoải mái sao, có muốn hay không đi về nghỉ một cái, người thật giống như nóng dần lên. Tô Chiết đưa tay ra phóng tới trầm sơ hạ trên chán, cảm giác khá nóng, còn tưởng rằng trầm sơ hạ nóng dần lên. Không biết, trầm sơ hạ bởi vì Tô Chiết phần này động tác, mặt càng thêm biến đỏ nóng lên rồi, nàng không nghĩ tới Tô Chiết lại đột nhiên vươn tay ra chạm cái chán của nàng. Này trầm sơ hạ tâm lý không có chuẩn bị, nhất thời đúng là không có tránh đi Tô Chiết, để Tô Chiết thủ cho đụng phải. Không có chuyện gì, ta chỉ là bởi vì cảm giác nóng mà thôi, chờ một chút liền sẽ được rồi trầm sơ hạ vội vàng che giấu đi qua. Tuy rằng bệnh viện trong hành lang hơi lạnh không là rất lớn, thế nhưng trầm sơ hạ không đến nỗi sẽ nóng thành bộ dáng này, này làm cho tô chiết cảm giác rất kỳ quái, bất quá tô chiết muốn có thể là trầm sơ hạ đặc biệt sợ nóng quan hệ đi. Người mang bảo bảo vào xem một cái, ta chờ người ở ngoài nhóm. Tô chiết nói ra, nhưng là vũ yên tỷ thân thể, trầm sơ hạ liếc mắt nhìn bảo bảo, không yên lòng nói không có chuyện gì, bảo bảo mụ mụ đã đồng ý, người mang bảo bảo đi vào là được rồi. Tô Chiết khoát tay áo một cái nói ra, để Trầm Sơ Hạ không cần lo lắng. Nhìn bảo bảo ánh mắt mong đợi, Trầm Sơ Hạ cũng không đành lòng từ chối, chỉ đành chịu mang theo bảo bảo đi vào phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Trầm Sơ Hạ giúp bảo bảo mặc số nhỏ y dụng phòng hộ phục, tỉ mỉ là bảo bảo kiểm tra rồi mấy lần, cuối cùng chính mình cũng mặc vào y dụng phòng hộ phục. Mới mang theo bảo bảo tiến vào phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Tô Chiết cũng không có ngăn cản trầm sơ hạ cùng bảo bảo. Làm cho các nàng không cần mặc y dụng phòng hộ phục. Bởi vì nhân viên y tế còn thủ đợi tại phòng săn sóc đặc biệt bên ngoài, Tô Chiết cũng không tiện lắm cùng trầm sơ hạ giải thích. Miễn cho bại lộ, cho nên Tô Chiết liền làm để trầm sơ hạ cùng bảo bảo, ăn mặc y dụng phòng hộ phục tiến vào, dù sao cũng không có cái gì, chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Tô Chiết ngồi ở ngoài phòng bệnh mặt, đợi trầm sơ hạ cùng bảo bảo cùng nhan vũ yên thấy xong mặt đi ra. Tô Chiết nhìn thời gian, thời điểm này đã là buổi tối, lúc bình thường Tô Chiết đã ăn xong cơm tối rồi. Không trách Tô Chiết hiện tại sẽ như vậy đói bụng, hắn xuất hiện đang tiêu hao nhiều như vậy thần lực, chính là cần bổ sung thời điểm. Trước đó tại phòng săn sóc đặc biệt bên trong, Tô Chiết vẫn không có phát hiện đói bụng, hiện tại đi ra. Một mình hắn yên tĩnh xuống thời điểm, mới cảm giác mình bụng đói cồn cào. Bất quá trầm sơ hạ cùng bảo bảo hai người, còn tại phòng săn sóc đặc biệt bên trong chưa hề đi ra, tô chiết cũng không tiện đi ra, tự mình đi ăn đồ ăn. cho nên tô chiết không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống đói bụng, chờ ở bên ngoài các nàng đi ra. tiêu hao đại lượng thần lực tô chiết, cảm giác thân thể mệt chết đi, hắn nhẫn nhịn đói bụng tựa ở cái ghế, bất chi bất giác càng là ngủ rồi. không biết qua bao lâu, tô chiết đột nhiên cảm giác được bảo bảo ở bên người hô hoán hắn, hắn mới tỉnh lại. kaka về nhà bảo bảo nằm nhoài tại tô chiết trên người của, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng kêu. Tô chiết lắc lắc đầu, để cho mình hơi chút thanh tỉnh một điểm, hắn sờ sờ bảo bảo tóc, cười nói, được, chúng ta bây giờ trở về đi. Tô chiết chú ý tới trầm sơ hà cùng bảo bảo ánh mắt đều có điểm ửng đỏ, có chút hơi sưng, nghĩ đến hai người bọn họ đều tại trong phòng bệnh đã khóc. Bất quá hai người các nàng tâm tình bây giờ, còn giống như không sai dáng vẻ, tô chiết cũng an lòng rồi. Tô Chiết nhìn một chút điện thoại di động thời gian, phát hiện vừa nãy chính mình chỉ là nghỉ ngơi một chút, liền qua một giờ hơn nhiều. Thế là Tô Chiết ôm bảo bảo từ trong chỗ ngồi đứng lên, sau đó vỗ vỗ cái mông của mình, nói ra, đi thôi. Trầm sơ hạ gật gật đầu, trước tiên đi ở phía trước, tiếp lấy Tô Chiết ôm bảo bảo theo sau. Đã đến cửa bệnh viện sau, Trầm sơ hạ tài xế vẫn còn đang bên cạnh chờ đợi Trầm sơ hạ cùng Tô Chiết bọn hắn. Ngoại trừ vừa nãy Trầm sơ hạ, để tài xế chính mình trước đi tìm địa phương ăn cơm ở ngoài, trầm sơ hạ tài xế rời khỏi một hồi, thời gian khác đều một mực canh giữ ở bên ngoài bệnh viện, đợi trầm sơ hạ bọn hắn đi ra. Tô Chiết ôm bảo bảo, cùng trầm sơ hạ lên xe, sau đó tài xế mang theo bọn hắn trực tiếp về bảo bảo nhà, cũng không có đi những nơi khác. Trầm sơ hạ cùng nhan vũ yên cảm tình phi thường thâm hậu, liền giống với chị em ruột như thế, cho nên cho tới nay trầm sơ hạ đều cùng nhan vũ yên cùng bảo bảo ở chung. Bởi vì Trầm Sơ Hạ cùng Nhan Vũ Yên, hai người đều không có luyến ái đối tượng, cho nên cho tới nay cũng không có cảm giác đến không tiện, như vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Liền giống như lần này Nhan Vũ Yên được rồi không biết tên quái bệnh, không thể cùng Bảo Bảo gặp mặt, tại Bảo Bảo chưa rời nhà trốn đi trước, vẫn luôn là Trầm Sơ Hạ cùng Vương Di hai người đang chiếu cố. Tài Xế mang theo Trầm Sơ Hạ bọn hắn về đến nhà sau, liền rời đi. Trầm Sơ Hạ tài xế cũng không hề ở nơi này. Cho nên mỗi một ngày buổi tối tài xế đều sẽ trở về. Bọn hắn về đến nhà sau, phát hiện trong nhà yên tĩnh, Nguyên Lai Vương Di đã trở về phòng nghỉ ngơi. Trước đó Trầm Sơ Hạ đã gọi điện thoại về, cho Vương Di báo bình an, để Vương Di không cần lo lắng các nàng, đi nghỉ trước. Bởi quãng thời gian này, Vương Di lo lắng chính mình một người rời nhà ra đi bảo bảo, cho nên vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt qua, thân thể đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cho nên sáng sớm hôm nay thời điểm mới lại đột nhiên té xỉu đi qua. Mặc dù sau đó tới Tô Chiết dùng hai điểm trị liệu thần lực, lẫn vào ở trong nước, Vương Di uống sau đó thân thể khôi phục không ít, bất quá Vương Di Trung Quy vẫn là khiếm khuyết nghỉ ngơi. Cho nên tại trầm sơ hạ gọi điện thoại về báo bình an sau, Vương Di liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hơn nữa nhàn vũ yên cùng trầm sơ hạ hai người, đều chưa từng có mang nam sinh tới nhà ăn cơm xong, cho nên Vương Di theo bản năng liền cho rằng trầm sơ hạ cùng Tô Chiết sẽ ra ngoài bên ngoài ăn cơm, sẽ không về nhà ăn cơm, cho nên sẽ không có giúp bọn họ chuẩn bị bữa tối rồi. Làm trầm sơ hạ cùng tô chiết mang theo bảo bảo sau khi trở lại, bụng cũng đã đói trầm sơ hạ đi phòng bếp tìm kiếm một phen, phát hiện trong phòng bếp có thể trực tiếp lấy ra ăn, liền chỉ có một nồi cơm rồi, không có cái khác ăn chín, trong tủ lạnh chỉ có một ít vẫn không có xử lý qua nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí trầm sơ hạ muốn tìm mấy bao mì ăn liền vào tới ăn, cũng không tìm được, bởi vì trầm sơ hạ các nàng đều không có ăn mì ăn liền thói quen hiện tại cái này cái trung điểm, đã muộn rồi, trầm sơ hạ cũng không tiện đi quấy giày vương di, để vương di chuyên môn lên vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Mà trầm sơ hạ đối chủ nghệ phương diện này, là không chút nào hiểu, nàng căn bản sẽ không xuống bếp. Cho nên trầm sơ hạ liền hướng tô chiết, nói ra, nếu không chúng ta ra ngoài bên ngoài ăn đi. Không cần như thế phiền toái như vậy rồi, tùy tiện làm điểm là được rồi. Tô chiết nói ra, hắn hiện tại thật sự rất không nghĩ, lại chuyên môn đi ra ngoài bên ngoài tìm địa phương ăn cơm. Nhưng là ta không biết làm cơm, chúng ta vẫn là ra ngoài ăn đi, đừng làm cho bảo bảo đói bụng lắm. Trầm sơ hạ nói ra, tại tô chiết trước mặt nói ra những câu nói này, làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Lúc bình thường, bởi vì trong nhà một mực có vương di tồn tại nguyên nhân, cho nên trầm sơ hạ chưa từng có vì chính mình sẽ không chủ nghệ, mà buồn phiền qua. Hơn nữa trầm sơ hạ bởi vì nàng sẽ không chủ nghệ, cũng không là chuyện ghê gớm gì, nàng xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới tốn tâm tư đi học chủ nghệ. Nhưng là hôm nay, trầm sơ hạ lại đối với mình sẽ không chủ nghệ cảm giác thật không tiện này là trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hích, để ta tiến trước đi nhìn một chút, tô chiết cũng không có nghĩ tới chỗ này, bởi vì hắn biết nữ sinh, ít nhiều gì đều sẽ hiểu chủ nghệ. An Hân cũng không cần nói, tài nấu nướng của nàng cao siêu. Mà trước đây tô chiết cùng với thư mộ ngữ thời điểm, thư mộ ngữ cũng sẽ tình cờ tự mình làm một ít tiện lợi cho tô chiết ăn, chủ nghệ cũng là không sai. Trên căn bản, tô chiết biết nữ sinh đều sẽ là chủ nghệ, cho nên tô chiết trong tiềm thức đều cho rằng, nữ sinh hẳn là đều sẽ chủ nghệ. Mà không nghĩ tới trầm sơ hạ càng sẽ không chủ nghệ, để tô chiết cảm thấy hết sức bất ngờ. Tô chiết đi vào trong phòng bếp, mở ra bên trong tủ lạnh, hắn phát hiện trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn rất sung túc, hơn nữa còn có một nồi nấu tốt cơm. Không nghĩ ra đi bên ngoài ăn tô chiết, xem nhà bếp nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết. Thế là hắn liền dự định tự mình động thủ làm cơm. Đầu tiên tô chiết từ trong tủ lạnh, lấy ra ruột hun khói, trứng gà, cùng với hành. Còn có cả rốt hòa ngọc mét đợi nguyên liệu nấu ăn. Sau đó lại đem nấu xong cơm đặt ở trong tủ lạnh. Đứng ở bên cạnh trầm sơ hạ, xem tô chiết có chính mình động thủ ý tứ. Lại hỏi, người biết làm cơm sao? Biết một chút, đây cũng không phải tô chiết khiêm tốn, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn cũng chỉ sẽ cơm rang trứng, những thứ khác món ăn một mực sẽ không, Tô Chiết nói biết một chút. Vẫn có khuyến đại thành phần ở bên trong nhắc tới cũng kỳ quái, Tô Chiết sẽ làm cơm rang trứng, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm. Thế nhưng bất kể như thế nào, Tô Chiết chính là không học được làm những thứ khác món ăn. Trước đó, Tô Chiết cũng đã nếm thử nhiều lần, làm những thứ khác món ăn, chỉ là kết quả cuối cùng thường thường đều là hỏng bét. Chưa từng có từng thành công, chỉ là uổng phí hết nguyên liệu nấu ăn trải qua quá nhiều lần thất bại tôi tổ chiết tổng kết kinh nghiệm cho là mình vẫn là thành thành thật thật làm cơm rang trứng đi những thứ khác liền không dùng suy tính mà tại đây tủ lạnh nắm giữ phong phú nguyên liệu nấu ăn làm cơm rang trứng là thừa sức cho nên tôi chiết liền định tự mình động thủ làm cơm rang trứng ăn không cần chuyên môn chạy đi ra bên ngoài ăn cơm tôi chiết đầu tiên là đem hạt bắp lột ra đến trang ở một cái trong cái mâm sau đó lại đem cà rốt cùng ruột hun khói cắt thành tiểu đinh lại bó hành nhỏ cắt thành chưa, sau đó lại cùng hạt bắp đặt ở cùng một chỗ. Sau đó Tô Chiết lấy thêm cái chén lớn, gõ ba cái trứng gà đi vào. Tô Chiết cũng không có đi tìm đánh trứng khí, trực tiếp nắm đôi đúa qua lại quấy, đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng quấy đều. Lại sau đó, Tô Chiết nổ súng chảo nóng, hướng về trong nồi ngược lại một chút dùng ăn dầu đi vào. Toàn bộ quá trình, trầm sơ hạ đều không hề rời đi qua trong phòng bếp, chỉ là Tô Chiết tại dầu sôi thời điểm, Mang theo bảo bảo lùi tới cửa đi, lo lắng bảo bảo sẽ bị dầu chạm đến. Tô Chiết cây đuốc mở thành bên trong hỏa, tại dùng ăn dầu đun nóng thời điểm, hắn đem trước đó bỏ vào trong tủ lạnh cơm lấy ra. Sau đó Tô Chiết đoán chừng 3 người bọn họ đại khái cần lượng cơm ăn sau, sẽ cùng lúc trước trứng gà dịch quấy cùng nhau. Đợi xào trong nồi dùng ăn nóng sau khi đứng lên, Tô Chiết đem ngâm qua trứng dịch cơm đổ vào trong nồi. Sau đó hắn dùng đôi đũa không ngừng quấy, cho đến cơm tẻ hạt tròn rõ ràng sau mới dừng lại hắn đem cắt thành tiểu đinh cà rốt cùng ruột hun khói, cùng với hạt bắp đều thêm tại cơm tẻ lên, chờ mình xào đều đều sau, tô chiết xa hơn trong cơm thêm chút muối, cuối cùng hắn sẽ đem hành băm toàn bộ bỏ vào, lần nữa chờ mình xào, khiến chúng nó đều đều sau, tô chiết liền quan phát hỏa. Cứ như vậy, sắc hương vị đầy đủ cơm rang trứng liền làm tốt rồi. Tô chiết cầm ba cái mâm, trang lên cơm rang trứng, sau đó lại cùng trầm sơ hạ đồng thời bưng đến phòng khách trên bàn ăn. Trầm sơ hạ ngồi vào món ăn trên ghế, nhìn tô chiết làm cơm rang trứng, lúc này nàng cái bụng không kìm lòng được, ung ục ung ục vang lên vài tiếng, làm cho nàng mặt không khỏi đỏ lên, nàng trộm nhìn lén tô chiết một mắt, phát hiện tô chiết cũng không nghe thấy, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cho tô chiết nghe được, trầm sơ hạ cũng cảm giác thật mất thể diện. Bất kể là tô chiết, vẫn là trầm sơ hạ cùng bảo bảo, giờ khắc này đều là đói bụng lắm, cơm rang trứng một làm tốt sau, các nàng liền không nhịn được bắt đầu ăn rồi. Trầm sơ hạ còn chú ý một điểm tướng ăn, tuy rằng cái bụng rất đói, nhưng là vẫn một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn. Tô chiết liền không giống nhau, tuy rằng tướng ăn không khó xem, thế nhưng tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu liền ăn một đại bàn cơm giang trứng, mà bảo bảo bên mép cũng là dính không ít hạt cơm. Trầm sơ hạ kinh ngạc phát hiện, bình thường sức ăn rất nhỏ nàng, hôm nay một bàn cơm rang trứng, nếu cho nàng một người ăn sạch bách. Bất quá trầm sơ hạ phát hiện bảo bảo cũng là chịu không ít, chỉ là so với nàng thiếu một chút mà thôi, hơn nữa so với tô chiết, trầm sơ hạ tụ không tính hơn nhiều, bởi vì tô chiết ăn được càng nhiều, một mình hắn chọn vẹn ăn tam đại bàn, đem còn dư lại cơm giang trứng một người toàn bộ bao hết. Cứ như vậy, có tô chiết đối lập, trầm sơ hạ liền sẽ không cho là chính mình ăn được nhiều rồi. Tô chiết trước đó tại trong bệnh viện liền đói bụng rất lâu, hơn nữa hắn vì nhan vũ yên chữa bệnh, còn tiêu hao nhiều như vậy thần lực. Hiện tại tô chiết ăn nhiều như vậy, cũng là rất bình thường, ăn đi vào đồ ăn chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hóa hết, đến bổ sung thân thể tiêu hao, cái bụng cũng sẽ không bị trống. Nếu không phải cơm giang trứng đã ăn hết sạch rồi nguyên nhân, nếu không, Tô Chiết còn muốn tiếp tục ăn, hắn còn có thể ăn được. Đợi tất cả mọi người ăn uống no đủ sau, Trầm Sơ Hạ chủ động thu thập bát đũa. Tối hôm nay bận biểu đến bây giờ đã muộn rồi, đã không có về Yến Vân Thị cao thiết rồi, cho nên tối hôm nay Tô Chiết cũng sẽ không về Yến Vân Thị rồi, liền ở bảo bảo trong nhà trước tiên tạm thời ở. Ở trong phòng khách ngồi một lát sau, sau Tô Chiết liền dựa theo trầm sơ hạ chỉ thị, trở về phòng cầm đổi giặt quần áo, đi phòng tắm tắm rửa, sau liền trực tiếp về trong khách phòng nghỉ ngơi. Tiêu hao đại lượng thần lực Tô Chiết, lúc này thân thể của hắn đã phi thường mệt mỏi, hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Cho nên Tô Chiết hiện tại tuy rằng ngủ ở địa phương xa lạ bên trong, nhưng là không đến bao lâu, hắn vẫn là rất nhanh liền đi ngủ. Mà trầm sơ hạ bồi tiếp bảo bảo ngủ sau, liền trở về trong phòng của mình nghỉ ngơi. Tuy rằng Trầm Sơ Hạ ngày mai còn cần dậy sớm về công ty, xử lý chuyện công việc, thế nhưng giờ khác này Trầm Sơ Hạ lại không buồn ngủ. Hai ngày nay chuyện đã xảy ra, đối Trầm Sơ Hạ tới nói, thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên Trầm Sơ Hạ tìm tới liên quan với bảo bảo tin tức, đồng thời dùng này liên lạc với Tô Chiết, hơn nữa hôm nay nàng còn đem bảo bảo thuận lợi mang về quan châu thị. Giờ phút này Trầm Sơ Hạ vẫn là không nghĩ ra, tại sao chính mình cuối cùng sẽ đồng ý Tô Chiết mang theo bảo bảo, đi tìm nhan vụ yên. Trầm sơ hạ biết rõ nhàn vũ yên không muốn để cho bảo bảo biết nàng sinh bệnh sự tình cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, cho nên vẫn đối với bảo bảo ẩn giấu. Nhưng là hôm nay Trầm sơ hạ nhưng bởi vì tô chiết mấy câu nói sẽ đồng ý tô chiết mang bảo bảo đi bệnh viện tìm mụ mụ, đây là rất bất khả tư nghị. Trầm sơ hạ chính mình cũng nghĩ không thông. Lúc đó nàng vì sao lại đáp ứng tô chiết? Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay tại trong trạm xe lửa, tô chiết vì nàng truy tiểu thâu sự tình sao? trầm sơ hà cũng không biết có phải hay không là được chuyện này ảnh hưởng cho nên mới phải đáp ứng tô chiết bất quá trầm sơ hà cũng thừa nhận lúc đó tô chiết xác thực cho nàng không ít cảm giác an toàn làm cho nàng lúc đó bình tĩnh lại không lại sợ hãi hơn nữa tô chiết lúc đó chủ động đem vặn ra nắp bình nước suối cùng trầm sơ hạ đổi thời điểm để trong lòng nàng không khỏi vì thế lén lút vui vẻ rất lâu một cái nho nhỏ cử động lại làm cho trầm sơ hạ ghi ở trong lòng rồi mà ở trong bệnh viện Tô Chiết bởi vì bảo bảo quan hệ, khoảng cách trầm Sơ Hạ rất gần, lúc đó Tô Chiết cũng không hề phát hiện, thế nhưng trầm Sơ Hạ lại vì này mặt đỏ tim đập. Bất quá trầm Sơ Hạ phát hiện chính mình, tuy rằng Tô Chiết đột nhiên tới gần, làm cho nàng thật không tiện, thế nhưng là sẽ không đối với cái này mà phản cảm, chỉ là đơn thuần cảm thấy lúng túng mà thôi. Dù sao Tô Chiết cùng trầm Sơ Hạ mới mới vừa quen, quan hệ thậm chí đều không coi là bằng hữu. Trầm Sơ Hạ không biết mình trong lòng đối Tô Chiết là cảm giác gì, bất quá nàng rất rõ ràng Tô Chiết trong lòng nàng, xác thực cùng cái khác nam sinh không giống nhau. Thế nhưng Trầm Sơ Hạ tuyệt đối không phải yêu Tô Chiết, chỉ là đối Tô Chiết có chút hảo cảm mà thôi. Có lẽ là bởi vì Trầm Sơ Hạ lần thứ nhất đem nam sinh coi như bằng hữu duyên cớ đi. Không buồn ngủ Trầm Sơ Hạ, vào lúc này nhớ tới rất nhiều chuyện. Hiện tại Trầm Sơ Hạ yên tĩnh xuống sau, mới phát hiện tối hôm nay có rất nhiều dị thường sự tình. Trước đó tại trong bệnh viện, Trầm Sơ Hạ là đi vào trước phòng săn sóc đặc biệt bên trong vấn an Nhan Vũ Yên, cùng với hỏi dò Nhan Vũ Yên có nguyện ý hay không thấy Tô Chiết cùng bảo bảo. Lúc đó Nhan Vũ Yên thân thể trạng thái vẫn là cùng thường ngày, rất dáng rất yếu ớt. Cũng không hề chuyển biến tốt hiện tượng. Thế nhưng sau đó Tô Chiết một người cũng tiến vào phòng săn sóc đặc biệt, đồng thời còn ở lại bên trong rất lâu. Sau đó Trầm Sơ Hạ mang theo bảo bảo, lần nữa tiến vào trong phòng bệnh mà trầm sơ hạ phát hiện nhan vũ yên sắc mặt so với trước kia dễ nhìn rất nhiều, không lại như vậy trắng xanh. Hơn nữa nhìn lên nhan vũ yên tinh thần cũng rất tốt, không sẽ như vậy suy yếu. Lúc đó bởi vì bảo bảo cùng nhan vũ yên chia lìa lâu như vậy, vào hôm nay các nàng rốt cuộc có thể đoàn tụ. Chịu đến ảnh hưởng của các nàng, trầm sơ hạ cũng không có để ý đến những chi tiết này. Hiện tại trầm sơ hạ bình tĩnh lại sau, mới phát hiện cái này dị thường. Tại sao Tô Chiết sau khi tiến vào, Nhan Vũ Yên thân thể là tốt rồi nhiều như vậy? Hơn nữa Trầm Sơ Hạ đột nhiên nhớ tới, lúc đó nàng và Bảo Bảo tại phòng săn sóc đặc biệt bên trong, cùng với Nhan Vũ Yên thời gian rất dài, thân thể nhưng không có cảm thấy một điểm dị thường, hoặc là không thoải mái. Này tại thường ngày là căn bản chuyện không thể nào, cho dù là mặc vào đặc chế y dụng phòng hộ phục, cũng thì không cách nào ở bên trong cùng Nhan Vũ Yên quá lâu. Nếu như Nhan Vũ Yên trên người bệnh độc sẽ không ảnh hưởng đến người đến gần nàng, nàng trước đó thì sẽ không hết sức tránh đi bảo bảo, không cùng bảo bảo gặp mặt. Tại sao tô chiết đi vào phòng bệnh sau, nhàn vũ yên bệnh liền sẽ không ảnh hưởng đến các nàng, này làm cho trầm sơ hạ không nghĩ ra tô chiết là làm sao làm được. Lúc này trầm sơ hạ đột nhiên nhớ tới tại yến vân thị bên trong tô chiết nói với nàng, hay là bảo bảo mụ mụ bệnh ta còn có thể giúp đỡ được việc. Nguyên lai like, tô chiết cũng không phải khoe khoang khoác lác, hắn là thật sự chắc chắn trị liệu nhàn vũ yên mới sẽ nói như vậy. Trầm Sơ Hạ bắt đầu may mắn mình làm lúc đáp ứng Tô Chiết, khiến hắn cùng Bảo Bảo cùng đi quan Châu thị, mà không phải lựa chọn cứng rắn đem Bảo Bảo mang về. Nếu như lúc đó Trầm Sơ Hạ lựa chọn là sử dụng thủ đoạn cứng rắn mang Bảo Bảo trở lại, có lẽ Nhan Vũ Yên liền vĩnh viễn xa không có khả năng chỉ tốt một ngày, hay là mấy tháng sau, Nhan Vũ Yên liền lại cũng chống đỡ không nổi nữa. Trầm Sơ Hạ mỗi khi nghĩ đến hậu quả như thế, liền không khỏi sau sợ lên, may là nàng cuối cùng vẫn là đồng ý Tô Triết cùng đi Quan Châu thị. Nếu như lúc đó Trầm Sơ Hạ không đồng ý Tô Triết cùng đi Quan Châu thị lời nói, nàng cũng là có biện pháp mang bảo bảo trở về, bởi vì nàng chỉ cần trực tiếp lựa chọn báo động là được rồi, tin tưởng chỉ cần Trầm Sơ Hạ nắm ra chứng cứ đến, cảnh sát tựu sẽ khiến Tô Triết đem bảo bảo giao cho Trầm Sơ Hạ. May là lúc đó Trầm Sơ Hạ không có làm như vậy, mà là lựa chọn cùng Tô Triết đồng thời về Quan Châu thị đồng thời còn đồng ý Tô Chiết mang bảo bảo đi bệnh viện, tìm nhan vũ yên. Trầm sơ hạ cảm giác, tất cả mọi chuyện đều tốt tượng, từ nơi sâu xa cũng đã sắp xếp xong xuôi. Nếu như lúc đó bảo bảo không rời nhà ra đi lời nói, cũng sẽ không gặp phải Tô Chiết, đồng thời liền Tô Chiết mang về nhà đi. Mà trầm sơ hạ cùng nhan vũ yên, cũng sẽ không bởi vì bảo bảo nguyên nhân, mà nhận thức Tô Chiết, nhan vũ yên bệnh cũng không có người có thể trị liệu. Trong này một vòng, hơi chút xảy ra chút biến cố, kết quả cuối cùng liền toàn bộ không giống nhau. Trầm sơ hạ suy nghĩ rất nhiều, thẳng đến nửa đêm nàng mới ngủ. Ngày thứ hai, tô chiết sau khi đứng lên, trầm sơ hạ đã ra ngoài trở về công ty. Làm vương di nhìn thấy tô chiết từ gian phòng lúc đi ra, vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi, thật giống tại nằm mơ một dạng. Sáng sớm trầm sơ hạ sau khi đứng lên, liền để vương di đợi tô chiết sau khi đứng lên, vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên tại ngày hôm qua thời điểm, Vương Di đã thấy Tô Chiết một mặt, thế nhưng cũng không biết Tô Chiết sẽ ở lại nơi này. Bình thường Trầm Sơ Hạ cũng rất ít có bạn nam giới tới nhà, càng đừng nói Trầm Sơ Hạ sẽ để cho lưu lại qua đêm rồi. Nếu không phải Trầm Sơ Hạ sớm hơn trước tiên cùng Vương Di chào hỏi lời nói, Vương Di là tuyệt đối không tin Trầm Sơ Hạ sẽ mang nam sinh tới nhà qua đêm. Nếu như Trầm Sơ Hạ sáng sớm không có nói với Vương Di lời nói, khả năng Tô Chiết mới vừa đi ra khỏi phòng đến cũng sẽ bị vương di coi như người xấu, cầm cây trổi hướng về hắn đập đã tới. May là trầm sơ hạ có dự kiến trước, mới không có để cái này bi kịch phát sinh. Nếu như tô chiết, cái này nhàn vũ yên ân nhân cứu mạng, bị vương di cầm cây trổi truy đánh, này việc vui liền động tính quá lớn. Bất quá trầm sơ hạ sáng sớm ra ngoài so sánh đuổi, cũng không hề tỉ mỉ cùng vương di giảng liên quan với tô chiết sự tình, cho nên vương di cũng không biết tô chiết cứu nhan vũ yên, Vương Di ở trong lòng còn tưởng rằng trầm Sơ Hạ rốt cuộc lớn rồi, hiện tại sẽ tìm bạn trai để trong lòng nàng thập phần vui vẻ. Những năm này, Vương Di cùng Nhan Vũ Yên, cùng với Trầm Sơ Hạ đều cùng nhau sinh hoạt, lẫn nhau đều đem đối phương coi như người thân đối đãi. Tại Vương Di trong lòng, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ liền là con gái của nàng, đáng tiếc nàng này hai nữ nhi, đối chuyện đại sự cả đời không có chút nào quan tâm, đặc biệt là Trầm Sơ Hạ còn thường thường nói muốn cả đời độc thân lời nói, để Vương Di chỉ có thể làm gấp. Hôm nay Vương Di bởi vì không rõ ràng thân phận của Tô Chiết, ở trong lòng đã hiểu lầm Tô Chiết là trầm sơ hạ bạn trai, cho nên đối với Tô Chiết đặc biệt nhiệt tình. Tô Chiết tuy rằng cảm thấy Vương Di đối với hắn chiếu cố rất chu đáo, thế nhưng hắn lại cho rằng Vương Di chỉ là hiếu khách mà thôi, cũng không nghĩ tới nơi khác đi. Tô Chiết ăn Vương Di chuẩn bị cho hắn bữa sáng được, xem bảo bảo vẫn không có tỉnh, liền trở về trong khách phòng, hắn tối ngày hôm qua nghỉ ngơi phòng cho có một bộ máy vi tính, cho nên hắn liền tại trên lưới vì chính mình đặt xuống cao thiết phiếu vé, bởi vì hắn dự định hôm nay trở về Yến Vân Thị. Dù sao hiện tại cũng là không có chuyện gì làm, cho nên Tô Chít liền mở ra sủng vật diễn đàn trang web, dự định quan tâm hai con nhảy nhót chuột bây giờ tiến triển. Tô Chít phát hiện hai con nhảy nhót chuột tại trên lưới ảnh hưởng càng lúc càng lớn, bởi vì trong hai ngày này, Lý Hoa lục tục lại đã upload không ít nhảy nhót chuột bức ảnh, hấp dẫn diễn đàn người sử dụng lực chú ý. Đồng thời hiện tại hai con nhảy nhót chuột không đơn thuần tại sủng vật trong diễn đàn, gây nên náo động, cái khác trang web người sử dụng cũng rất nhiều người bị nhảy nhót chuột hấp dẫn ánh mắt. Rất nhiều người bởi vì hai con nhảy nhót chuột quan hệ, mới biết sủng vật diễn đàn tồn tại, với là trước đây sẽ rất ít đến sủng vật diễn đàn người, vì đạt được nhảy nhót chuột tin tức mới nhất, tại trong hai ngày này, là thường thường tại sủng vật diễn đàn thường chú rồi. Vì thế sủng vật diễn đàn hai ngày nay payview là hiện lên thẳng tắp bay lên hai ngày nay diễn đàn server là đầy gánh nặng vận chuyển để sủng vật diễn đàn trưởng ga cùng các vị nhân viên quản lý là vui cười miệng đều không khép lại được dù sao sủng vật diễn đàn này payview là chân thật có thể không phải là giả đây chính là một chuyện thật tốt vì thế sủng vật diễn đàn còn chuyên môn là hai con nhảy nhót chuột mở ra một cái tử mặt giấy chuyên môn cho người sử dụng thảo luận nhảy nhót chuột đề tài mà yêu thích hai con nhảy nhót chuột bạn trên mạng còn tự phát là nhảy nhót chuột hợp thành Pika liên minh, đem nhảy nhót chuột xưng là Pikachu, trở thành nhảy nhót chuột fan. Hiện tại gia nhập Pika liên minh bạn trên mạng đã không ít, đồng thời bây giờ còn không ngừng có bạn trên mạng gia nhập Pika liên minh. Mà Tô Chiết phát hiện, Pika liên minh thành viên hiện tại cũng dường như đang đợi buổi tối đến, thật giống đều phi thường chờ mong như thế. Trải qua Tô Chiết hỏi dò sau, hắn mới biết tại sao những thành viên này như thế quan tâm tối hôm nay rồi. Bởi vì Lý Hoa tối ngày hôm qua, tại sủng vật trong diễn đàn đã upload nhảy nhót chuột bức ảnh, còn phát ra một cái thanh minh. Đó chính là tối hôm nay thời điểm, sẽ thả xuất quan với nhảy nhót chuột sinh hoạt hàng ngày video, cho bạn trên mạng quan sát. Tin tức này vừa ra, liền để yêu thích nhảy nhót chuột bạn trên mạng sôi trào. Dồn dập chờ mong tối hôm nay đến. Mà sủng vật diễn đàn nhân viên quản lý, cũng là đối tối hôm nay đặc biệt căng thẳng, bởi vì đến lúc đó bạn trên mạng nhất định sẽ tại lúc buổi tối hội tụ một đường payview nhất định là cao nhất nếu như đến lúc đó sủng vật diễn đàn server không chịu nổi to lớn payview mà tan vỡ để bạn trên mạng không nhìn thấy nhảy nhót chuột video nhất định sẽ gây nên bạn trên mạng bất mãn tại trong mấy ngày này bởi vì lý hoa tại sủng vật diễn đàn tuyên bố nhảy nhót chuột bức ảnh mà hấp dẫn rất nhiều bạn trên mạng đến đây này làm cho sủng vật diễn đàn mấy ngày nay payview là tăng nhiều mà cái khác cùng loại hình trang web payview lại là thảm đạm cực kỳ. Cho nên sủng vật diễn đàn hết thảy nhân viên quản lý đều là đặc biệt để ý nhảy nhót chuột. Mà hôm nay hết thảy nhân viên quản lý vì một cái thiệp, toàn bộ đều bận rộn, là tối hôm nay chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu hết thảy khiêu chiến. Kết quả như thế để tôi chiết phi thường hài lòng, không nghĩ tới Lý Hoa như thế sẽ treo người khẩu vị, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì nhảy nhót chuột thật sự là thật là đáng yêu, mới sẽ khiến cho nhiều người như vậy quan tâm. Tô Chiết xem một cái liên quan với nhảy nhót chuột tiếc 10 sau, liền tắt máy vi tính. Mà lúc này đây, Bảo Bảo cũng vừa hay tỉnh ngủ đi lên. Bảo Bảo sau khi đứng lên, trước chạy đến Tô Chiết căn phòng, xác nhận Tô Chiết không hề rời đi, mới yên tâm đi theo Vương Di đi rửa thấu, sau đó đi ăn điểm tâm. Mà Tô Chiết cũng thừa dịp thời điểm này, ở trong phòng thu thập xong quần áo của mình. Đợi Bảo Bảo ăn điểm tâm xong sau, liền trước tiên chạy đến Tô Chiết căn phòng đến. Bảo bảo nhìn thấy tô chiết tại thu thập quần áo, nàng liền rõ ràng tô chiết là muốn về Yến Vân Thị rồi, nước mắt của nàng không khỏi rớt xuống, ca ca, người có thể hay không không đi trở về, ở lại chỗ này cùng bảo bảo, bảo bảo không nỡ bảo ngươi. Tô chiết thả xuống trong tay quần áo, đi tới. Hắn tại bảo bảo trước mặt ngồi trồm hốm xuống, lau khô bảo bảo nước mắt, nói ra, bảo bảo, không thể khóc nha, ca ca sẽ thường thường tới thăm ngươi. Ca ca thật sự sẽ đến xem bảo bảo sao. Bảo bảo khịt khịt mũi, hỏi. Cái kia là đương nhiên rồi, ca ca có đã lừa gạt bảo bảo sao? Hơn nữa nếu như bảo bảo muốn ca ca rồi, cũng có thể để mụ mụ hoặc là sơ hạ tỉ tỉ, mang người đến hoa ca ca. Tô chiết nhéo nhéo bảo bảo cái mũi nhỏ, cười một cái nói. Bảo bảo gật đầu liên lịa, sau đó nàng suy nghĩ một chút nói ra, cái kia ca ca phải mấy ngày sau, mới sẽ đến xem bảo bảo. Hích, người ca ca này liền nói không chừng rồi, bất quá ca ca hướng về bảo 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 đảm, vừa có thời gian liền đến xem bảo bảo, có được hay không. Bảo bảo gật gật đầu, sau đó nàng bắt đầu tính lên đầu ngón tay của chính mình, dường như là tại tính tô chiết lúc nào có thời gian, sang đây xem nàng. Tô chiết bảo bảo đầu, sau đó mới trở lại tiếp tục thu thập quần áo. Thu thập xong quần áo, tô chiết nhìn một chút thời gian, cũng là gần như có thể xuất phát, thế là hắn nhấc theo túi du lịch, đi ra khỏi phòng. Vương Di, cảm ơn người chiều đãi, ta hiện tại phải đi về, phiền phức vương di giúp ta nói với thẩm tiểu thư một tiếng, cảm tạ. Tô Chiết đi tới đang tại nhà bếp mang hoạt vương di, nói ra. Tô tiên sinh, nhanh như vậy muốn đi, khó được tới một lần, làm sao không ở nơi này nhiều ở mấy ngày. Vừa nghe Tô Chiết hiện tại phải đi, vương di trong lòng còn có chút tiếc nuối, nàng còn muốn đem Tô Chiết vãn lưu lại, để Tô Chiết ở nơi này nhiều ở mấy ngày. Cảm tạ vương di, bất quá thật sự không cần, bởi vì trong nhà ta còn có một ít chuyện, muốn ta về đi xử lý, cho nên tự không thể lưu lại. Cái kia thật đáng tiếc, tô tiên sinh, rảnh rỗi phải nhiều tới nơi này chơi nha, đem nơi này coi như nhà của chính mình là được rồi. Bởi vì Vương Di bây giờ còn cho rằng tô chiết là trầm sơ hạ mới vừa nơi bạn trai, cho nên nàng liền muốn nhiều tìm hiểu một chút tô chiết, đem trầm sơ hạ tay cầm quan, xem tô chiết phẩm hạnh có thể hay không qua ải. Tuy rằng Vương Di rất nhớ tô chiết có thể ở nơi này ở lại chỗ này nhiều ở mấy ngày, thế nhưng tô chiết lấy trong nhà có việc, phải đi về xử lý, Vương Di cũng không tiện giữ lại Tô Chiết rồi, chỉ có thể hy vọng Tô Chiết lần sau còn có thể sẽ tới nơi này. Tô Chiết cũng không có đợi trầm sơ hạ trở về, nói với nàng một tiếng, hắn và Vương Di nói lời từ biệt sau, liền lấy hành lý đi rồi. Tại cửa tiểu khu bên trong, Tô Chiết đợi không ít thời gian, cũng không có đợi đến một chiếc xe taxi. Xem ra là bởi vì nơi này là khu biệt thự, đại đa số nghiệp chủ đều tự mình nắm giữ xe con, tài xế xe taxi tới nơi này rất khó kéo đến sống cho nên lâu dần cũng rất ít tài xế xe taxi nguyện ý tới nơi này kiếm khách rồi. Tô Chiết nhìn một chút thời gian, bất đắc dĩ hắn hiện tại chỉ có thể trước đi bộ, dù sao Tô Chiết tuy rằng ra ngoài tương đối sớm, nhưng là cũng không phải có thể ở nơi này thời gian dài hao tổn nữa. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể vừa đi vừa đón xe rồi, xem có hay không vừa vặn đi qua xe taxi. Nhấc theo hành lý Tô Chiết, tại ven đường đi rồi một khoảng cách sau, mới cho hắn gọi được một chiếc không có đón khách xe taxi. Tài xế xe taxi là một người đàn ông trung niên, Tô Chiết vừa lên xe, hắn liền hỏi, muốn đi nơi nào? Phiền phức đi một cái quan trâu chạm xe lửa, Tô Chiết nói ra. Tài xế đáp một tiếng được, liền đã phát động ra xe, sau đó hắn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn một chút Tô Chiết, lại hỏi, người nghĩ đi đâu một con đường? Ta cũng không quen biết nơi này đường, sư phụ, người quyết định là được rồi. Mặc dù đối với tài xế vấn đề có chút kỳ quái, bất quá Tô Chiết cũng không có nghĩ nhiều cái gì tại, trực tiếp nói. Tài xế xe taxi gật gật đầu, nếu như vừa nãy chú ý vẻ mặt của hắn, có thể nhìn thấy tại Tô Chiết nói hắn không biết đường thời điểm, tài xế có chút mừng thầm. Ngồi ở phía sau Tô Chiết càng nghĩ càng cảm giác không đúng, tại sao tài xế xe taxi còn muốn làm điều thừa, hỏi Tô Chiết đi đâu một con đường, hắn làm tài xế xe taxi nghĩ đến khẳng định thích hợp huống là rất quen thuộc. Hơn nữa Tô Chiết tuy rằng là lần đầu tiên đến Quan Châu Thị, cũng không biết đường, thế nhưng hắn còn nhớ, ngày hôm qua hắn từ trong trạm xe lửa đi bảo bảo nhà. Trầm sơ hạ tài xế lựa chọn con đường, cùng tài xế xe taxi hiện tại mở con đường là không giống với. Bởi vậy Tô Chiết trong lòng có thêm tưởng tượng, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra bên trong hướng dẫn ứng dụng. Sau đó hắn thâu nhập phụ cận địa danh, cùng với nơi cần đến, quan châu thị trạm xe lửa. Sau Tô Chiết phát hiện tài xế xe taxi lựa chọn con đường, cùng điện thoại di động hướng dẫn ứng dụng chỉ thị con đường là không giống với. Khoảng cách cách biệt rất lớn. Bất quá bây giờ Tô Chiết cũng không có nóng lòng lộ ra, hắn vẫn là yên lặng ngồi tại chỗ ngồi phía sau, không có mở miệng nói chuyện. Tô Chiết muốn xem tài xế xe taxi, có phải không thật sự cố ý tại lượn quanh đường xa. Ngày hôm qua chỉ là gần như 15 phút, trầm sơ hạ tài xế liền mang theo Tô Chiết bọn hắn, từ Quan Châu chạm xe lửa trở về bảo bảo nhà. Mà bây giờ cái này tài xế xe taxi tốc độ xe, cùng trầm sơ hạ tài xế gần như, thế nhưng là trọn vẹn dùng gần như 45 phút, hai người dùng tranh lệch thời gian không nhiều cách biệt gấp 3. Đồng thời tôi chiết tại hướng dẫn ứng dụng cha con đường, khoảng cách quan châu thị trạm xe lửa chỉ có 15 km lộ trình, mà tài xế xe taxi lại mở ra gần như 45 km lộ trình. Mới đến quan châu thị trạm xe lửa. Hiện tại đã rất rõ ràng rồi, tài xế xe taxi xác thực bắt là tổ chiết nhân sinh đường không quen, Cố ý mang theo Tô Chiết lượn quanh đường xa, muốn kiếm nhiều một chút tiền xe. Được rồi, hỏa đến trạm xe, tài xế xe taxi đem xe nhìn thấy trạm xe lửa cửa lớn, xoay người nói với Tô Chiết. "Nha, xin hỏi tiền xe bao nhiêu, làm phiền ngươi đem hóa đơn cho ta một cái, ta phải đi về chi trả." Tô Chiết không chút biến sắc nói ra. "Tiền xe tổng cộng 124 nguyên, đây là hóa đơn." Tài xế xe taxi cũng không có hoài nghi Tô Chiết lời nói, trong lòng còn đang thầm vui hắn báo tiền xe sau, liền đem hóa đơn kéo xuống đến, đưa cho Tô Chiết. Tô Chiết nhận lấy hóa đơn, sau đó lấy ra bóp tiền, vừa vặn bên trong có 45 khối tiền lẻ, hắn liền đưa cho tài xế xe taxi rồi. Tài xế xe taxi tiếp nhận Tô Chiết tiền, hắn tính một lần, phát hiện số tiền không đúng, tiền của ngươi cho thiếu, tiền xe tổng cộng là 124 nguyên, nơi này mới 45 khối. Ta không có cho thiếu A AH. Còn có thể có thể cho hơn nhiều, đến chạm xe lửa lộ trình nhiều nhất 15km, 45 khối tiền xe thừa sức rồi. Tô Chiết nói ra, đồng thời hắn mở cửa xe xuống xe cái kia ngươi chính là đang đùa ta, ta đã nói với ngươi, ra khỏi nhà, vẫn là không muốn lớn lối như vậy tốt, người nghĩ ngồi bá vương xe, còn muốn nhìn xem chính mình cân lượng có đủ hay không. Tài xế xe taxi thấy Tô Chiết xuống xe, cũng cùng theo một lúc xuống, hắn cản lại Tô Chiết, nói ra, ta ngồi bá vương xe đừng cho là ta không biết người cố ý đi vòng xa như vậy con đường, được rồi, ta còn là gọi điện thoại cho các người tổng bộ hỏi một chút, ta hẳn là phải trả bao nhiêu tiền. Tô Chiết thừa dịp tài xế xe taxi không có phòng bị, trực tiếp đem trong tay hắn 45 khối cũng cầm trở về. Vốn là Tô Chiết ghi nhớ lái xe taxi kiếm tiền cũng không dễ dàng, còn dự định đem nguyên bản tiền xe cho tài xế xe taxi, về phần vượt qua bộ phận hắn liền không cho, mà tài xế lượn quanh đường xa chuyện này cứ tính như thế, không nghĩ tới tài xế xe taxi, bây giờ còn không biết hối cải, còn muốn thu nhiều tô chiết tiền, đã như vậy, tô chiết liền một phân tiền cũng không cho tài xế xe taxi rồi. Nói xong rồi, tô chiết lấy điện thoại di động ra, gọi trên xe taxi ghi lại trách cứ điện thoại, đồng thời còn nhớ xuống xe taxi tài xế danh tự, cùng với công số, còn có bảng số xe. Tài xế xe taxi thấy tô chiết thật sự đánh trách cứ điện thoại, bắt đầu hoảng rồi, nói một câu, coi như ta không may, một chuyến tay không rồi sau đó tài xế xe taxi trở về đến trong xe taxi, trực tiếp lái xe đi rồi, hắn hiện tại cũng biết tô chiết cũng không phải dễ chọc rồi, không thể kiếm được tiền của hắn rồi, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn lái xe rời đi. Không phải vậy tài xế cùng tô chiết tiếp tục cái cọ đi xuống, xui xẻo hay là hắn, đến lúc đó không chỉ có tiền xe thu không trở lại, còn phải tiếp nhận xử phạt, cho nên tài xế xe taxi hiện tại cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Vốn là tài xế xe taxi cho rằng tô chiết là người ngoại địa, nhân sinh đường không quen, muốn làm thì tô chiết một chuyến, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sẽ bị tô chiết khám phá. Nếu như lúc đó tài xế xe taxi nhận lấy 45 khối tiền xe lời nói, hiện tại còn không đến mức mất hết vốn liếng, chỉ có thể coi là chính hắn tham lam rồi, hiện tại trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tô chiết cũng không có ngăn cản tài xế xe taxi rời đi, lần này hắn tính là thu được trừng phạt, hắn đem vẫn không có chuyển được trách cứ điện thoại cúp, cũng không có ý định trách cứ tài xế. Mọi việc lưu một đường, Tô Chít cũng không thể cứ như vậy đứt đoạn mất tài xế xe taxi bát ăn cơm. Nếu như tài xế xe taxi lúc đó không phải như vậy tham lam, tiền xe so với mong muốn cao một chút, Tô Chít cũng sẽ không đối tài xế như thế nào, dù sao có lúc tài xế cũng sẽ tránh đi một ít kẹt xe con đường, có lúc lượn quanh đường xa cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng lần này tài xế xe taxi thật sự là lòng quá tham, lộ trình trực tiếp lật ra 3 lần. 15 km lộ trình vẫn cứ cho hắn vòng tới 45 km mới đến trạm xe lửa. Mà thiệt thòi như vậy, tôi chết là dù như thế nào cũng sẽ không ăn. Cho nên ra khỏi nhà, mọi việc đều phải để lại tưởng tượng, miễn có ăn ngậm bồ hòn, sau đó trở lại hối hận cũng là không có ý nghĩa rồi. Tuy rằng bị tài xế xe taxi coi như thủy ngư đi vòng đường xa như vậy, tôi chiết tâm tình cũng sẽ không phiền muộn. Dù sao cuối cùng tôi chiết liền một phân tiền tiền xe đều không có suất. Để tài xế xe taxi trộm gà không được còn mất nắm gạo, liền tiền xăng ngược lại cũng dán đi vào. Hơn nữa Tô Chiết cũng không có bởi vì tài xế xe taxi cố ý lượn quanh đường xa, làm chế nãi ngồi xe thời gian, cho nên việc nhỏ xen giữa này, trái lại để Tô Chiết tiêu ma không ít nhàm chán thời gian. Thời điểm này đến trạm xe lửa vừa vặn, không cần ở chỗ này chờ lâu như vậy. Tô Chiết đi vào không đợi bao lâu, liền bắt đầu vào trạm xét vé rồi hắn tại cao thiết bên trong tìm được chính mình chỗ ngồi sau liền đeo ống nghe lên lựa chọn mấy đầu tương đối nhẹ nhõm ca khúc phát ra liền dựa vào ghế chợp mắt rồi tại cao thiết lên tôi chiết nghe xong một hồi ca khúc sau đó lại nhìn một bộ phim thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi làm tôi chiết điện ảnh sau khi xem xong cao thiết cũng vừa tốt đến đứng hắn cầm hành lý của mình theo dòng người xuống xe ra chạm xe lửa sau tôi chiết liền trực tiếp ngồi xe về nhà sau khi về đến nhà, Tô Chiết phát hiện An Hân cùng An Huyên hai cái người đều không tại trong nhà. Thời điểm này, An Huyên hẳn là ở trường học lên lớp, cho nên không ở trong nhà cũng rất bình thường. Thế nhưng An Huyên bình thường vào lúc này, đều là trong nhà, rất ít đi ra ngoài rồi, cũng không biết nàng đi nơi nào. Tô Chiết muốn An Hân có thể là ra ngoài giải sầu một chút rồi, dù sao bảo bảo bây giờ không ở nhà bên trong. An Hân một người ở lại đây cũng là rất cô đơn, ra ngoài đi một chút cũng là chuyện rất bình thường cho nên Tô Chiết cũng không có đi để ý tới, hắn đi hậu viện, phát hiện hậu viện dược liệu đều rót ra tốc nước thuốc, mà sân thượng dược liệu cũng là như thế, nghĩ đến nhất định là An Hân rồi, cũng là miễn Tô Chiết động thủ. Sau, Tô Chiết đi rồi lầu hai phòng chứa, chế biến 7000ml trị liệu nước thuốc đi ra. Đợi Tô Chiết phối chế tốt trị liệu nước thuốc, lúc xuống lầu, An Hân cũng vừa hay về nhà. Lúc này, Tô Chiết phát hiện An Hân có chút tâm thần không yên. Thật giống có tâm sự như thế, liền ngay cả Tô Chiết xuống. Nàng đều không có chú ý tới. An Hân, làm sao vậy, phải hay không chuyện gì xảy ra? Tô Chiết hỏi. Không có chuyện gì, bảo bảo phải hay không về nhà. Người nhà của nàng đối với nàng có được hay không, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không nhìn thấy bảo bảo. An Hân rõ ràng bị Tô Chiết sợ hết hồn, nàng nói nói. Ừm, bảo bảo người nhà đối với nàng rất tốt, yên tâm đi, về sau vẫn có cơ gặp được bảo bảo vậy thì tốt, An Hân cười cười. Bất quá Tô Chiết phát hiện An Hân cười đến có chút miễn cưỡng, rõ ràng cho thấy tâm sự nặng nề, nàng mạnh hơn trống. Làm bộ không có chuyện gì như thế, mà Tô Chiết phát hiện trong tay nàng còn cầm một tờ giấy, giống như là thư thông báo như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không nên ẩn giấu ta. Tô Chiết nhíu mày, nói ra. An Hân nhìn Tô Chiết một hồi, nghĩ đến một hồi lâu mới lên tiếng, là nhỏ huyên trường học, học kỳ này qua hết sau, học kỳ sau bắt đầu, trường học liền không nữa mở ra, kỳ thực trước đây trường học liền thông chi ta rồi, chỉ là ta một mực vẫn không có là tiểu huyên tìm tới mới trường học. Hiện tại cái này sự kiện, An Hân thật sự là không có cách nào, tại sớm chút thời điểm, trường học cũng đã thông chi hết thầy học sinh cùng ra trường, để cho bọn họ trước tiên làm tốt chuyển trường chuẩn bị. Mà hôm nay trường học triệu tập học sinh ra trường mở ra cái học phụ huynh, đồng thời còn cố ý lần nữa tuyên bố trường học tại học kỳ sau bắt đầu, liền sẽ đóng cửa, sẽ không lại tiếp thu học sinh, để ra trường sớm một chút là hài tử làm an bài xong, đừng chậm trễ học sinh học tập. Mà An Hân cầm trong tay, chính là trường học tuyên bố xuống thư thông báo. Chỉ là muốn lần nữa tìm một trong trường học, đối người không quyền không thế nói nghe thì dễ, hơn nữa tiểu huyên trường học vẫn là một gian dân quản lý trường học trường học, đến lúc đó đóng cửa, ngành giáo dục cũng chỉ có thể sắp xếp một phần nhỏ học sinh đi trường học khác tiếp tục đọc, mà tiểu huyên nhưng không có tại danh sách này bên trong. Chỉ có thể dựa vào An Hân đi tìm trường học khác, chỉ là tạm thời chuyển trường, bởi vì học vị vấn đề, phần lớn trường học đều là không muốn thu, này mới khiến An Hân khổ não phiền lòng địa phương. Từ khi trường học tuyên bố sắp đóng cửa sau, An Hân liền một mực là tiểu Huyên tìm mới trường học, nhưng là nàng không tiền không thế, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, căn bản không tìm được thích hợp trường học, hiện tại đã lửa xém lông mày rồi, nàng không thể không sốt ruột rồi. Tiểu Huyên trường học vì sao lại đột nhiên phải nhốt bế? Bởi vì là những năm gần đây, tiểu huyên trường học một mực nằm ở lỗ vốn trong, hiện tại thực sự chống đỡ không nổi nữa, trường học không có cách nào cũng chỉ có thể đóng cửa. Tô Chiết nhớ tới An Huyên hiện tại đang tại đọc sơ nhị, học kỳ sau liền muốn lên tới sơ tam đi rồi, lúc này đích thật là rất khó tìm đến thích hợp trường học, không trách An Hân sẽ một bộ hồn vía lên mây vẻ mặt. Không cần người quan tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, cho tiểu huyên tìm tốt hơn trường học. Tô Chiết suy nghĩ một chút, nói ra. Chuyện này Tô Chiết là sẽ không bỏ mặc, nhất định sẽ cho An Huyên tìm tới trường học đi học tiếp tục, đồng thời hắn còn muốn cho An Huyên tìm một gian giáo dục tài nguyên tốt hơn trường học. Cảm tạ, thật sự làm phiền ngươi, An Hân ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên, nếu như không có tô chiết lời nói, nàng lần này còn không biết làm thế nào mới tốt. Không có chuyện gì, ta một mực đem Tiểu Huyên coi như muội muội chuyện của nàng, ta làm sao có thể sẽ bất kể, nói chung ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được thích hợp trường học. Tô Chiết mặc dù không có nhận thức người nào, cũng không có cái gì quan hệ, thế nhưng Tô Chiết phải cho An Huyên tìm một gian trường tốt chuyển trường, hắn vẫn là có thể làm được. Bởi vì Tô Chiết biết An Huyên thành tích học tập rất tốt, đến lúc đó hắn chỉ cần tiêu ít tiền, hẳn là rất dễ dàng là có thể là An Huyên tìm tới trường học. Bất quá, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, Tô Chiết cũng không biết tìm cái gì trường học được, hắn hiện tại cũng không có cái gì mục tiêu. Bất quá bây giờ ngược lại không gấp, An Huyên học kỳ này vẫn không có đọc xong, Tô Chiết có nhiều thời gian chậm rãi tìm. Tô Chiết không sợ không tìm được trường học cho An Huyên đọc sách, chỉ sợ tìm được trường học không tốt, làm trễ nãi An Huyên học nghiệp. Cùng An Hân Hàn Huyên một hồi liên quan với trường học sự tình sau, Tô Chiết liền trở về trong phòng. Tô Chiết ngốc ở trong phòng, dùng lần trước tu luyện những người còn lại gia nhập tuyết liên hoa, lại bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật. Hắn ở trong phòng, chọn vẹn tu luyện một cái buổi chiều, thể chất cũng chỉ là tăng lên một điểm, hiện tại Tô Chiết tốc độ tu luyện là càng ngày càng chậm. Hơn nữa Tô Chiết đối với hiện tại tu luyện địa phương, cũng không phải rất hài lòng, hắn luôn ngốc tại trong phòng của mình tu luyện, bởi vì vi không quan hệ giữa, hắn không cách nào triển khai tay chân đến tu luyện. Để Tô Chiết cảm giác lúc tu luyện, thật giống bị ràng buộc như thế, khiến hắn lúc tu luyện rất không dễ chịu, hơn nữa cái cảm giác này theo Tô Chiết thực lực tăng lên, là càng ngày càng rõ ràng. Cho nên Tô Chiết dự định nếu như có cơ hội, liền đi bên ngoài tìm một trống trải chỗ tu luyện, tốt nhất là có chuyên nghiệp rèn luyện khí tài. Bất quá cũng không phải Tô Chiết muốn tìm, liền lập tức tìm được, vẫn còn cần thời gian, chậm rãi đi tìm thích hợp. Buổi tối tắm xong Tô Chiết ngồi trước máy vi tính. Tô Chiết mở ra hắn trong email, phát hiện Lý Trường Hoa cho hắn phát ra một phần biêu kiện lại đây, hắn điểm duyệt đọc. Nguyên lai like Lý Trường Hoa cho Tô Chiết phát phần này biêu kiện là Trường Hoa xưởng chế thuốc gần nhất tiêu thụ tình huống bị Lý Trường Hoa chế thành báo biểu. Một cái phần Trường Hoa xưởng chế thuốc tiêu thụ báo biểu chủ yếu vẫn là tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, hai loại dược phẩm tiêu thụ tình huống. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu trong năm ngày, tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh bán ra 5.000 không phần sau đó kế tiếp lượng tiêu thụ càng là thẳng tắp dâng lên. Bởi vì theo rất nhiều tuyên truyền, lại tăng thêm, trong mấy ngày này đã từ từ đem hai loại dược phẩm phố đến những thành thị khác bên trong, tiến hành tiêu thụ, hiện tại liền ngay cả thẩm châu thành phố cùng quan châu thị bên trong, cũng có tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tiêu thụ điểm. Tại ngày thứ sáu thời điểm, hai loại dược phẩm trong một ngày cũng đã bán xuất ước 5.000 phần, là phía trước 5 ngày tổng số. Mà 10 ngày bên trong, tổng cộng bán xuất ước 45000 không phần tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh. Đồng thời từ người sử dụng lấy được phản hồi đều là vô cùng tốt, hiện tại tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh danh tiếng đều tốt vô cùng, hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc đã từ từ bắt đầu xây dựng lập của mình nhãn hiệu. 10 ngày bên trong, từ một khoản không nổi danh tân dược phẩm, phát triển đến bây giờ mức độ, này công trạng là phi thường khả quan. Tô Chiết đem một cái phòng biêu kiện từ đầu tới đuôi nhìn một lần sau, mới đem hòm thư đóng. Bởi vì Tô Chiết nhớ lại lúc này, Lý Hoa cũng đã đem nhảy nhót chuột video tại sủng vật trong diễn đàn đã upload, hắn muốn đi sủng vật trong diễn đàn nhìn xem bạn trên mạng phản ứng. Chỉ bất quá Tô Chiết mở ra sủng vật diễn đàn trang web, phát hiện hôm nay trang web có chút thẻ đốn, xem lướt qua không phải rất khoan khoái. Nếu như Tô Chiết tìm tới nhảy nhót chuột thiếp mời, hắn đã chờ không ít thời gian, cái này thiếp mời mặt giấy mới đổi mới đi ra. Thời điểm này Lý Hoa Tiền đem nhảy nhót chuột trong video truyền, mà này thiếp mời phía dưới không ngừng có người hồi phục. Hiện tại đã đạt đến hơn vạn đầu hồi phục số lượng, số lượng càng là khoa trương. Mà Tô Chiết nhìn một chút cái này thiếp mời mở topic thời gian, đến bây giờ còn không tới thời gian một tiếng, này làm cho Tô Chiết thập phần giật mình. Không nghĩ tới nhảy nhót chuột sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy nhảy nhót chuột cái video này chỉ là chúng nó bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong video ghi chép chúng nó ăn cơm ngủ bộ dáng trước đây chỉ là bức ảnh còn chưa đủ sinh động thế nhưng bây giờ là video để hai con nhảy nhót chuột trẻ chung càng là đề cao một cấp bậc không khác biệt miểu sát một đại lớp bạn trên mạng không ít bạn trên mạng tại thiếp mời bên trong hồi phục bọn hắn đã bị hai con nhảy nhót chuột cho manh hóa rồi riêng là hai con nhảy nhót chuột ăn cơm dáng dấp liền để bạn trên mạng hô to chịu không được. Trong đó có một cái màn ảnh là một con nhảy nhót chuột tại ăn mấy thứ linh tinh thời điểm, đột nhiên ngủ rồi, ôm thức ăn nhảy nhót chuột liền trực tiếp đứng đấy ngủ rồi. Hơn nữa nhảy nhót chuột tuy rằng ngủ rồi, còn là sẽ không quên ăn, miệng nhỏ vẫn là không ngừng gặm tay đồ ăn ở bên trong. Hơn nữa màn kịch quan trọng là một con khác nhảy nhót chuột, tại ăn xong thức ăn của mình sau, còn không thỏa mãn, còn băn khoăn đã ngủ nhảy nhót chuột. Cầm trong tay thực vật nó thừa dịp nhảy nhót chuột ngủ sau, lén lút tới gần, sau đó đem ngủ nhảy nhót tay chuột bên trong ôm đồ ăn, lấy mất. Mà ngủ thiếp đi nhảy nhót chuột, đồ ăn đã bị cầm đi, vẫn như cũng không biết chút nào, hơn nữa trong miệng vẫn là theo bản năng gặm, chẳng qua là đối với không khí gặm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, để hết thảy bạn trên mạng cũng không nhịn được cười ra tiếng, tô chiết cũng là nhịn không được. Tô chiết cũng là không kìm lòng được bị hai con nhảy nhót chuột cho hấp dẫn, tuy rằng video này rất thẻ, thường thường tính dừng lại, thế nhưng hắn và đông đảo bạn trên mạng như thế cũng không bỏ được đem video cho đóng. Chỉ bất quá tại Tô Chiết còn muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, trang web mặt giấy đột nhiên nhảy chuyển, cho nhảy chuyển tới một cái trống không mặt giấy, sau đó bất luận Tô Chiết làm sao đổi mới, đều cũng lại vào không được sủng vật diễn đàn trang web. Tại nhìn được tối mê ly thời điểm, gặp phải trang web đột nhiên hỏng mất sự tình, tin tưởng giờ khắc này không ít bạn trên mạng đều muốn đem bàn phím quăng ngã, liền ngay cả Tô Chiết cũng có cái này kích động liền tô chiết đều bị hai con nhảy nhót chuột hấp dẫn lớn hơn, cái khác bạn trên mạng phản ứng có thể tưởng tượng được, lần này Lý Trường Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh tìm cách phi thường thành công, hiện tại nhảy nhót chuột đã có được một nhóm lớn fan rồi. Tô chiết đổi mới rất lâu, vẫn là không cách nào tiến vào sủng vật diễn đàn trang web bên trong, hắn hiện tại thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn tiếp tục xem tiếp. Cuối cùng hắn vỗ vỗ đầu, thầm nghĩ chính mình mê muội rồi, muốn nhìn nhảy nhót chuột video không nhất định phải sủng vật trong diễn đàn nhìn. Lý Trường Hoa bọn hắn nơi đó bên trong có thể là nắm giữ video nguyên bản, để cho bọn họ phát tới là được rồi, tôi chiết cần gì tại sủng vật trong diễn đàn khổ sở chờ đợi. Thế là tôi chiết liên lạc với Lý Trường Hoa, khiến hắn đem video phát tới. Đợi tôi chiết hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem nhảy nhót chuột video sau khi xem xong, lại thử một chút bây giờ có thể không thể mở ra sủng vật diễn đàn, hắn muốn nhìn một chút bạn trên mạng phản ứng. Tôi chiết phát hiện thời điểm này, sủng vật diễn đàn đã khôi phục lại có thể bình thường tiến vào, chỉ bất quá y nguyên hay vẫn có chút thẻ. Hắn mở ra nhảy nhót chuột tiếp mời, hiện tại bạn trên mạng thảo luận là càng ngày càng trắng nhiệt hóa rồi. Nhảy nhót chuột video so với bức ảnh đến càng thêm có sức thuyết phục, càng ngày càng nhiều bạn trên mạng tin tưởng nhảy nhót chuột là chân thật tồn tại, không lại cố chấp cho rằng nhảy nhót chuột bức ảnh chỉ là nhân tạo hư cấu đi ra. Bất quá này ở trong vẫn như cũ có một phần nhỏ bạn trên mạng kiên trì cho rằng hai con nhảy nhót chuột căn bản không thể nào cùng Pikachu giống nhau như đúc, nhảy nhót chuột trên người màu sắc nhất định là nhân tạo nhuộm đi lên. Không ít Pika liên minh thành viên đi ra phản bác cái quan điểm này, bởi vì nhảy nhót chuột trên người da lông màu sắc nhìn lên rất tự nhiên, căn bản không giống là người là nhuộm màu. Cuối cùng Pika liên minh người sáng lập đi ra chủ trì đại cục, để liên minh thành viên không cần cùng những người khác làm vô vị tranh luận, chỉ cần mình yêu thích nhảy nhót chuột là được rồi, không cần để ý người khác cái nhìn. Hơn nữa cho dù nhảy nhót chuột trên người màu sắc là nhuộm màu, cũng không có quan hệ, chỉ bằng hai con nhảy nhót chuột đáng yêu thông minh, lại hiểu được khoe tài, cũng đủ để cho người thích bọn họ. Pika liên minh người sáng lập cái này thanh minh vừa ra tới, liền đạt được bạn trên mạng nhất hồ bá ứng, dồn dập tán thành. Cuối cùng Tô Chiết nhìn thấy không ít bạn trên mạng phát ra thịt người nhảy nhót chuột hoạt động đi ra, bọn hắn thế phải tìm được nhảy nhót chuột không thể. Đối với cái này, Tô Chiết cũng không lo lắng, Hắn tin tưởng chỉ cần đem bảo mật công tác làm tốt, bạn trên mạng muốn tìm đến nhảy nhót chuột, nhất thời nửa khắc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm được rồi. Hơn nữa cái này hoạt động càng nhiều người tham dự vào, tô chiết liền càng cao hứng. Bởi vì tô chiết vốn là mục đích, liền là hy vọng thông qua mạng lưới, làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới nhảy nhót chuột, nhờ vào đó tăng cao nhảy nhót chuột cùng với tô sủng chi ra độ nổi tiếng. Cho dù cuối cùng hai con nhảy nhót chuột thật sự bị bạn trên mạng tìm tới, cũng không có cái gì quan hệ, bởi vì khi đó tôi Chiết mục đích đã đạt đến. Audio điện tử võ tấn bền Sáng sớm, Tô Chiết sau khi đứng lên, đầu tiên là quản lý thuốc tốt tài, sau đó lại cho nhà hết thảy sủng vật chuẩn bị đồ ăn. Hết bận những chuyện này sau, tôi Chiết lại lên lầu 2, tại phòng chứa bên trong lần nữa phối chế trị liệu nước thuốc. Hiện tại tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh hai loại dược phẩm theo mở rộng, lượng tiêu thụ là một ngày cao hơn một ngày. Mặc dù bây giờ trường hoa xưởng chế thuốc, tổng cộng sản xuất ước 4 năm nghìn u mảnh tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, thế nhưng những này tồn kho tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao chống không, căn bản chống đỡ không được thời gian bao lâu, cho nên hiện tại không cho phép tô chiết không khẩn trương. Này hay là bởi vì tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, hiện tại chỉ có phụ cận mấy tòa thành thị bên trong bán ra, tô chiết mới có thể miễn cưỡng ứng phó được. Nếu như tương lai mở ra càng lớn thị trường lời nói, tô chiết điểm ấy trị liệu nước thuốc, liền căn bản vô pháp thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc nhu cầu rồi, vì thế Tô Chiết rất là đau đầu. Mặc dù bây giờ Tô Chiết tại Thẩm Châu thành phố thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, trở thành Tô sủng chi gia chi nhánh, mỗi ngày cũng có thể là Tô Chiết thu được không ít tích phân. Yến Vân thì cùng Thẩm Châu thành phố Tô sủng chi gia, hiện tại đã có thể thỏa mãn Tô Chiết tích phân tiêu hao, thế nhưng là bởi vì Tô Chiết thể chất hạn chế, mà không cách nào đại lượng sử dụng tích phân hối đoái trị liệu thần lực, đến phối chế trị liệu nước thuốc, để Tô Chiết rất là khổ não. Mặc dù bây giờ Tô Chiết mỗi một ngày đều tại chăm chỉ tu luyện luyện thể thuật, tận lực tăng lên chính mình thể chất. Nhưng khi Tô Chiết thể chất tăng lên tới mức độ nhất định sau, độ tu luyện đã không còn nữa trước đó rồi, hiện tại thể chất tăng lên là càng ngày càng chậm, này Tô Chiết tại trong thời gian ngắn cũng thì không cách nào giải quyết. Tối ngày hôm qua Tô Chiết đang nhìn nhảy nhót chuột thiếp mời sau, liền bắt đầu tu luyện. Nhưng là Tô Chiết tu luyện tới 2 giờ sáng, thể chất vẫn không có đột phá. Vẫn là 71 điểm, khiến hắn rất bất đắc dĩ. Hiện tại Tô Chiết chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cho dù hắn hiện tại cấp cũng là không có tác dụng. Ở tại phòng chứa bên trong, Tô Chiết đem hôm nay tích phân toàn bộ hối đoái thành trị liệu thần lực, sau đó lại phối chế thành trị liệu nước thuốc. Hôm nay trị liệu nước thuốc phối chế tốt sau, Tô Chiết tích phân còn sót lại 7.000 điểm. Mà phối chế tốt trị liệu nước thuốc bị Tô Chiết toàn bộ bảo tồn được, đặt ở trên giá hắn tính toán đợi đến cuối tháng thời điểm, lại một lần nữa tính đưa đi cho trường hoa xưởng chế thuốc. Làm xong những chuyện này sau, Tô Chiết đi ra phòng chứ, đồng thời đem cửa cho khóa lại. Tô Chiết đi xuống, nhìn một chút thời gian, xuất hiện bây giờ còn rất sớm, thế là hắn liền mang theo tiểu tuyết long. Cùng hai con tiểu tàng sư ra ngoài tản bộ. Quãng thời gian này, trong nhà hết thảy sủng vật, Tô Chiết đều sẽ dùng cường hóa thần lực, cường hóa chúng nó, để thân thể của bọn họ càng ngày càng cường tráng mạnh mẽ, mà tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư càng không cần phải nói. Đối vụ tiểu tuyết long thực lực, tô chiết cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn không biết làm sao phán đoán. Thế nhưng tô chiết biết tiểu tuyết long hấp thu hắn nhiều như vậy cường hóa thần lực, thực lực khẳng định so với cái khác loài chó muốn lợi hại hơn nhiều, đây là không cho nghi ngờ. Lúc đó tô chiết cùng dư hiên hạo tại cảnh nam thị lúc đấu khuyển, tiểu tuyết long vì báo thù cho hắc hổ. Vào sân cùng trang đắc bồi dưỡng chó ngao tây tạng quỷ vương thi đấu. Kỳ thực sư hiên hạo chăn nuôi hắc hổ tại đấu khuyển bên trong thực lực không yếu, hắc hổ tại không có gặp phải quỷ vương trước đó. Hắc hổ tại di câu lạc bộ tham gia 15 tràng đấu khuyển thi đấu, chiến tích là 13 tháng 2 phụ. Hơn nữa hắc hổ trong đó thua hai cuộc tranh tài, đều là nó vừa mới tham gia đấu khuyển thi đấu lúc, bởi vì không có gì thi đấu kinh nghiệm mới sẽ thua, hơn nữa cũng chỉ là ở vào một chút thể yếu. Sau đó hắc hổ kế tiếp 13 cuộc tranh tài, không một lần bại, bởi vậy Hắc Hổ cũng được khen là thường thắng tướng quân. Thế nhưng thực lực không kém Hắc Hổ, đang đối mặt Quỷ Vương thời điểm, lại không hề có một chút ưu thế, đồng thời Hắc Hổ còn tại trong trận đấu mất mạng. Tuy rằng Quỷ Vương trước đó tại Di trong câu lạc bộ không có bất kỳ chiến tích, thế nhưng nó tại trong trận đấu đánh bại Hắc Hổ, cũng đã đủ để chứng minh thực lực của nó mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa Quỷ Vương đang cùng Tiểu Tuyết Long thời điểm tranh tài, Trịnh Viêm cùng Trang Đắc trả lại nó uống một loại nước thuốc khiến uy lực của nó lần nữa tăng nhiều. Thế nhưng mặc dù như thế, tiểu tuyết long vẫn là rất dễ dàng đem quỷ vương đạp ở lòng bàn chân, là bạn tốt của nó hắc hổ báo thù rửa hận. Lúc đó tiểu tuyết long thực lực cũng đã rất mạnh mẽ, hiện tại đã qua thời gian lâu như vậy, tiểu tuyết long hấp thu cường hóa thần lực nhiều hết mức, thực lực của nó bây giờ cũng không biết tăng lên tới mức nào rồi. Mặc dù nhỏ Tuyết Long hiện tại có lẽ vẫn chưa thể cùng sư tử lão hổ đợi mãnh thú so với, thế nhưng tôi chiết tin tưởng tiểu Tuyết Long thực lực so với sư tử lão hổ cũng không kém là bao nhiêu, hắn tin tưởng tiểu Tuyết Long thực lực rất nhanh sẽ không thể so sư tử lão hổ yếu, qua chúng nó cũng không là vấn đề. Mà hai con tiểu tàng sư, từ sinh ra tới nay, ngoại trừ tôi chiết bị thương nằm viện thời điểm, không có hấp thu cường hóa thần lực ở ngoài, những thời điểm khác mỗi ngày tôi chiết đều sẽ dùng thần lực cường hóa thân thể của bọn họ. Hơn nữa tôi chết tin tưởng cái này hai chỉ tiểu tàng sư, đều là thuần chủng Tây Tạng tàng sư. Bởi vì là mẹ của bọn nó đối mặt bốn chỉ đất tá khuyển tập kích, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Đồng thời bốn chỉ đất tá khuyển đều là trang đắc tỉ mỉ bồi dưỡng đấu khuyển, thực lực đều không yếu, mặt khác mẫu tàng sư còn cần phòng bị đất tá khuyển tập kích tiểu tàng sư, mà không cách nào thoải mái tay chân. Nếu như lúc đó một đối một lời nói, đất tá khuyển tuyệt đối không phải mẫu tàng sư đối thủ. Nếu như là bình thường thời điểm, mẫu tàng sư đồng thời đối mặt hai chỉ đất tá khuyển, cũng là không có vấn đề. Đáng tiếc là cái tàng sư lúc đó bởi vì vừa mới sinh nở sinh sản, thân thể còn rất yếu ớt quan hệ, tuy rằng mặt sau tiểu tuyết long gia nhập vào, thay nó chia sẻ không ít áp lực, nhưng là vì bảo vệ tiểu tàng sư, cuối cùng mẫu tàng sư vẫn như cũ không cách nào sống sót. Tuy rằng mẫu tàng sư lúc đó bị đất tá khuyển cắn chết, thế nhưng cũng không nói rõ mẫu tàng sư thực lực liền yếu. Hoàn toàn khác biệt, Mẫu tàng sư thực lực căn bản không phải đất tá huyền có thể so. Mẫu tàng sư tại dưới tình huống lúc đó còn có thể đem một con đất tá khuyển cho cắn chết. Lúc đó liền ngay cả trang đắc cũng đúng mẫu tàng sư tâm động qua, nghĩ tới đem mẫu tàng sư bồi dưỡng thành đấu khuyển, liền có thể nói rõ mẫu tàng sư thực lực mạnh bao nhiêu rồi. Tuy rằng tô chiết không biết mẫu tàng sư là làm sao đi tới yến vân thị, thế nhưng tô chiết tin tưởng mẫu tàng sư phải là thuần trùng tây tạng tàng sư rồi, không phải vậy mẫu tàng sư không thể hung mãnh như vậy mà hai con tiểu tàng sư làm mẫu tàng sư đời sau, tự nhiên cũng là thuần chủng Tây Tạng tàng sư rồi. Hai con tiểu tàng sư nắm giữ to lớn tiềm lực, lại tăng thêm tô chiết cường hóa thần lực, thực lực của bọn họ tăng lên cực kỳ nhanh. Sinh ra còn chưa tới thời gian một tháng, hai con tiểu tàng sư răng sữa cũng đã toàn bộ bóc ra rồi, mà sinh xuất hàng răng đến rồi. Mà phổ thông tàng sư bình thường tại năm tháng 6 lớn thời điểm, răng sữa mới sẽ bắt đầu bóc ra, chậm rãi sinh ra hàng răng đến. Mặc dù bây giờ hai con tiểu tàng sư thân thể, không có so với năm tháng sáu lớn tàng sư lớn, thế nhưng luận cường độ thân thể đã sẽ không thua với năm tháng sáu lớn tàng sư rồi. Hơn nữa hai con tiểu tàng sư sức mạnh cùng độ, cùng phổ thông năm tháng sáu lớn tàng sư so với, cũng là có ưu thế tuyệt đối. Tô Triết mang theo Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu tàng sư, tại trong tiểu khu hoạt động sau một thời gian ngắn, liền mua một chút bữa sáng mang về. Làm Tô Triết sau khi về đến nhà, An Hân cũng vừa hay lên chuẩn bị làm điểm tâm hắn liền để An Hân không cần làm. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Tô Chiết xem An Huyên trầm mặc ít nói, cũng không có cái gì khẩu vị, Tô Chiết đoán nàng có thể là bởi vì trường học sự tình mà buồn phiền. Tiểu Huyên, trường học sự tình, người không cần lo lắng, ta sẽ giúp người tìm tới trường học, người bây giờ chỉ phải học tập thật giỏi là được rồi, không cần có áp lực. Tô Chiết nói ra, cảm ơn ca ca, ta sẽ học tập cho giỏi. An Huyên nghe được Tô Chiết lời nói sau, con mắt không khỏi phát sáng lên, xem ra An Hân vẫn không có nói với nàng qua chuyện này, làm cho nàng một mực lo lắng học kỳ sau không tìm được trường học chuyển trường. Vậy thì tốt, ca ca, chúng ta về sau còn có cơ hội hay không nhìn thấy bảo bảo? An Huyên đột nhiên hỏi. Bị An Huyên vừa nói như thế, trên bàn ăn không khỏi tính một hồi, bảo bảo ở nơi này ở lâu như vậy, đột nhiên rời khỏi, ai cũng rất không quen. Khẳng định có cơ hội, có thời gian ta cũng sẽ mang bọn ngươi đi qua xem bảo bảo. Tô Chiết nói ra trong nhà ít đi bảo bảo tồn tại, luôn cảm giác ít một chút sung sướng, phảng phất mất đi sắc thái như thế. Ăn điểm tâm xong, An Huyên liền bọc sách trên lưng đi trường học đi học, mà An Hân cũng bắt đầu dọn dẹp phòng ở, cũng chỉ còn sót lại tô chiết không có việc gì. Buổi trưa, tô chiết cầm một ít rau dưa, đi tới trong hậu viện, đút cho Trung Hoa Thảo Quy cùng Tiểu Long Quy ăn. Tô chiết quyết định bắt đầu từ hôm nay, không thể để cho hai con Tiểu Long Quy chỉ ăn vỏ trứng, cũng phải hỗn hợp cái khác đồ ăn đồng thời mới được, không phải vậy để hai con tiểu long quy khẩu vị nuôi điêu thì phiền toái. Hơn nữa Tô Chiết cũng lo lắng đơn ăn vỏ trứng lời nói, đối hai con tiểu long quy không tốt. Thời điểm vừa mới bắt đầu, chỉ có Trung Hoa Thảo quy tại ăn rau dưa. Hai con tiểu long quy liền tới gần đều không nhích tới gần, chỉ là trơ mắt nhìn Tô Chiết, hy vọng Tô Chiết nắm vỏ trứng cho chúng nó ăn. Đáng tiếc hai con tiểu long quy nhất định phải thất vọng, Tô Chiết hôm nay là quyết tâm muốn khiến chúng nó ăn rau dưa. Dù cho rau dưa, hai con tiểu long quy một cái đều không ăn tô chiết cũng sẽ không nắm vỏ trứng cho chúng nó ăn liền khiến chúng nó bị đói là được rồi nửa giờ đi qua hai con tiểu long quy cũng không kiên trì được nữa rồi đại long quy đầu tiên chạy tới ăn rau dưa sau đó tiểu long quy cũng cùng theo một lúc ăn hiển nhiên hai con tiểu long quy đã đói bụng lắm tuy rằng không thích ăn rau dưa thế nhưng lần này vẫn là ăn thật nhiều tô chiết đợi hai con tiểu long quy ăn xong rau dưa sau mới lấy ra hai khối vỏ trứng đi ra cho chúng nó coi như đồ ăn vặt ăn. Vỏ trứng này là khen thưởng hai con tiểu long quy, tô chiết muốn khiến chúng nó rõ ràng, phục tùng mệnh lệnh liền có khen thưởng, không nghe lời liền phải tiếp nhận trừng phạt, thưởng phạt rõ ràng. Tô chiết đùa hai con tiểu long quy một lát sau, mới trở về trong phòng. Buổi chiều, không có chuyện gì làm tô chiết, quyết định đi thư mộ ngữ nhà, vấn an thư mụ mụ. Tô chiết cũng có một quãng thời gian, không có đi xem qua thư mụ mụ rồi, cho nên hắn liền quyết định thừa dịp hôm nay rảnh rỗi đến xem thư mụ mụ. Thế là Tô Chiết cùng An Hân chào hỏi một tiếng sau, liền ra cửa. Tô Chiết là lái xe của mình đi, đồng thời tại ven đường bên trong mua một chút hoa quả. Đã đến tiểu khu sau, Tô Chiết đem xe ngừng được, sau khi xuống xe, liền trực tiếp đi đến thư mụ mụ trong nhà. Tô Chiết đứng ở cửa vào, ấn xuống một cái chuông cửa sau, liền ở bên cạnh chờ chờ. Rất nhanh, Tô Chiết liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng đáp lại, hẳn là thư mụ mụ âm thanh, không qua bao lâu, môn liền từ bên trong mở ra. Người mở cửa chính là thư mụ mụ, trên người nàng còn ăn mặc một thân tạp dề, hẳn là vừa nãy tại nhà bếp làm việc, nghe được tiếng chuông cửa, mới chạy tới mở cửa. Thư mụ mụ mở cửa sau, không nghĩ tới sẽ là tô chiết đến rồi, nàng vội vàng nói, đến, đến, tô chiết mau vào, ta vừa vặn tại làm nước chè. Hiển nhiên tô chiết đến, để thư mụ mụ rất là cao hứng bởi vì quãng thời gian này bên trong đều khá bận cho nên một mực chưa có tới xem thư di hôm nay mới rảnh rỗi lại đây thư di sẽ không trách ta chứ tô chiết cười nói người có thể đến xem thư di thư di hài lòng cũng không kịp làm sao sẽ trách ngươi người trẻ tuổi cũng có thể lấy sự nghiệp làm trọng bất quá người muốn chú ý nhiều hơn thân thể tuyệt đối đừng đem thân thể cho luộc hỏng rồi thư di yên tâm ta đối thân thể của mình nhưng là rất yêu quý làm sao có thể sẽ đem thân thể luộc hỏng rồi ta còn không hiểu được ngươi sao, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là không biết yêu quý chính mình. Thư mụ mụ thở dài một hơi, nói ra. Tô chiết sờ sờ tóc của mình, chỉ là cười cười, cũng không có đi phản bác. Đáng tiếc mộ ngữ hiện tại đi làm, không phải vậy là có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm rồi. Thư mụ mụ có chút tiếc nuối, tô chiết hôm nay khó được lại đây một lần, mà thư mộ ngữ lại vừa vặn không ở trong nhà. Không có chuyện gì, ta chủ yếu là đến xem thư di của ngươi, đến cùng thư di tán gẫu giải buồn. Thư di liền biết người tốt với ta, người ở nơi này chờ một chút, ta đi vào thịnh chén nước chè cho ngươi. mới vừa vặn làm tốt. Thư di có muốn hay không ta đi vào hỗ trợ? Không cần, chính ta là được rồi. người tại đó bên trong ngồi là được rồi. rất nhanh thư mụ mụ liền đứng hai chén nước chè đi ra, tô chiết vội vàng vội vàng đi tới giúp thư mụ mụ nắm. nguyên lai like, thư mụ mụ làm nước chè là lúa mạch trứng chim cút nước chè vừa vặn Tô Chiết rất thích ăn. Trước đây Tô Chiết tới nơi này thời điểm, thư mụ mụ đều sẽ thường thường làm lúa mạch trứng chim cút nước chè cho Tô Chiết ăn. Lúa mạch trứng chim cút nước chè nhìn như đơn giản, thế nhưng cần công phu cũng không thiếu. Cần dùng đến tài liệu theo thứ tự là trứng chim cút, táo đỏ, gừng, lúa mạch, quả nho cùng đường phen. Lúa mạch trứng chim cút nước chè có rất nhiều tác dụng, có thể thanh nhiệt nhuận phổi, lợi nước đi ẩm ướt, trợ tiêu hóa. Mà trứng chim cút cũng chứa đựng phong phú albumin, dinh dưỡng phong phú, lúa mạch cũng có thể tiêu tan nóng lợi ẩm ướt, kiện tỳ ích phổi táo đỏ, nho khô có thể bổ huyết dưỡng nhan. Mà lúa mạch trứng chim cút nước chè cách làm là đầu tiên đem lúa mạch rửa sạch, sau đó lại dùng đem nước trong lúa mạch ngâm phút thứ 30, đem táo đỏ rửa sạch xóa đi hạch, trứng chim cút đun sôi đi ra, sau đó đem tất cả tài liệu để vào trong nồi châm nước đun sôi, đổi dùng tiểu hỏa nấu đến lúa mạch xốp giòn nát. Cuối cùng lại gia nhập thêm đường phèn, nấu đến đường phèn tan ra sau, này lúa mạch trứng chim cút nước chè mới xem như là đã làm xong, này cần có bước đi vẫn là rất nhiều. Tô Chiết đã rất lâu chưa từng ăn qua, hiện tại vừa nhìn thấy lúa mạch trứng chim cút nước chè, thèm ăn liền tốt vô cùng, không thể chờ đợi được nữa muốn thử. Tô Chiết, đến, nhân lúc còn nóng ăn, thư mụ mụ nói ra. Được, đã rất lâu chưa từng ăn thư mụ mụ làm nước chè rồi. Tô Chiết nói xong, liền dùng thìa thử một cái. Này lúa mạch trứng chim cút đường kẹo mùi vị của nước vừa vặn, thập phần hợp tô chiết khẩu vị, hắn khen, thư mụ mụ tay nghề càng ngày càng tốt rồi. Yêu thích là tốt rồi, bên trong còn có rất nhiều, người muốn ăn nhiều một chút. Tô chiết thích ăn thư mụ mụ làm nước chè, là để thư mụ mụ cao hứng nhất sự tình. Tô chiết tại thư mụ mụ trong nhà, ngây người, người thời gian rất dài, nước chè càng là uống không ít. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, tô chiết khéo léo từ chối thư mụ mụ lưu lại ăn cơm chưa mời, hướng về thư mụ mụ cáo từ rời đi. Tại tô chiết phải đi thời điểm, Thư Mụ Mụ đột nhiên nói ra, "Tô Triết, đừng trách thư di lắm miệng, ngươi và Mộ Ngữ hai người phải hay không náo mâu thuẫn." "Không có, thư di ngươi tại sao lại như vậy muốn? Hai người chúng ta cũng còn tốt, ngươi yên tâm." "Không có là tốt rồi, nghe thư di lời nói, có mâu thuẫn gì nói đi ra giải quyết là tốt rồi, hai người có thể cùng nhau, cũng là không phải là chuyện dễ dàng." Thư Mụ Mụ than thở. "Không trách thư Mụ Mụ sẽ cho rằng Tô Triết cùng thư Mộ Ngữ giữa hai người có mâu thuẫn." bởi vì thư mụ mụ phát hiện mỗi một lần tô chiết tới nơi này, đều tốt tượng chỉ là vì nhìn nàng, mà không phải đến thư mộ ngữ. Hơn nữa thư mộ ngữ cùng tô chiết quan hệ của hai người rất mới lạ như thế, không hề giống nói yêu thương tình nhân, cho nên thư mụ mụ liền hoài nghi tô chiết cùng thư mộ ngữ, tình cảm của hai người xuất hiện vấn đề. Tuy rằng thư mộ ngữ mỗi một lần nghỉ, đều sẽ ra ngoài, đồng thời nàng nói là cùng tô chiết suốt đi dạo phố, vốn là theo thư mụ mụ, này là một chuyện tốt, điều này nói rõ tình cảm của hai người vẫn là rất không tệ. Hơn nữa thư mụ mụ phát hiện thư mộ ngữ nói là cùng tô chiết cùng đi ra ngoài, thế nhưng thư mụ mụ lại lơ đáng nhìn thấy, thư mộ ngữ một người ở tại trong thư viện đọc sách, tình huống như thế thư mụ mụ đã phát hiện không phải lần một lần hai rồi. Tình cờ một lần tô chiết tạm thời có việc rời đi, không thể cùng thư mộ ngữ vậy hay là bình thường sự tình, thế nhưng số lần như thế nhiều lần liền không bình thường. Cho nên thư mụ mụ liền hoài nghi thư mụ mụ cùng tô chiết, tình cảm của hai người xuất hiện tan vỡ. Hơn nữa thư mộ ngữ cùng tô chiết dường như có chuyện giấu giếm nàng như thế. Nàng làm thư mộ ngữ mụ mụ, đương nhiên sẽ lo lắng nữ nhi tình cảm. Đương nhiên hy vọng thư mộ ngữ có thể tìm được có thể giao phó trung thân bầu bạn, mà thư mụ mụ bản thân cũng là rất yêu thích tô chiết đứa nhỏ này, cũng đúng tô chiết rất yên tâm. Cho nên thư mụ mụ chỉ hy vọng thư mộ ngữ cùng tô chiết hai người, cuối cùng có thể ở cùng một chỗ, thế nhưng gần nhất xuất hiện manh mối, tình huống nhìn như rất không lạc quan, đây không phải thư mụ mụ muốn nhìn đến. Thư mụ mụ tự nhiên là hy vọng suy đoán của mình chỉ là đa tâm, bất quá hôm nay thư mụ mụ rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Tại tô chiết muốn lúc rời đi hỏi lên. Thư di, người yên tâm đi, ta cùng mộ ngữ sự tình, chúng ta sẽ xử lý tốt. Tô chiết cười nói, nhưng là của hắn sức lực lại khó tránh khỏi có chút không đủ. Tô chiết cũng cân nhắc qua, đem hắn cùng thư mộ ngữ đã tách ra sự tình, từng chút từng chút nói cho thư mụ mụ nghe không giấu giếm nữa thư mụ mụ, thế nhưng tô chiết lại sợ sẽ để thư mụ mụ thất vọng, cho nên một mực do dự không có nói ra. Tô chiết để thư mụ mụ không cần vì hắn cùng thư mộ ngữ sự tình lo lắng, sau hắn liền rời khỏi thư mụ mụ nhà. Hắn đi xuống lầu, đi tới trong xe của mình, sau đó phát động xe. Từ từ đem xe mở ra trong tiểu khu. Tô chiết đem xe mở ra tiểu khu bên ngoài, nhìn thấy không ít người vây quanh ở đường sông vòng bảo hộ bên trong, hơn nữa còn lúc ẩn lúc hiện nghe được, có tiểu hài rơi vào trong sông rồi nhanh lên một chút cứu người có hay không người ai biết bơi nhanh tới cứu người nghe nói như thế tôi chiết sắc mặt nhất thời thay đổi nóng nảy hắn cũng không đoái hoài tới đem xe cho ngừng được trực tiếp để xe tại giữa đường rừng hắn liền xuống xe liền chìa khóa xe cũng không có nhổ ra liền vọt tới mà lúc này vừa vặn có ba cái ăn mặc mê thải phục nam tử trải qua bọn hắn nghe được có hai cái tiểu hài tiến vào trong sông sau không có thứ gì thương lượng này ba nam tử rất ăn ý chạy tới, đồng thời tại chạy tới trong quá trình, đem trên người mình mặc trang phục sặc sợ áo trên cùng giày cũng cho thoát, sau đó không chút do so dự nhảy vào trong sông cứu người. Làm Tô Chiết chạy đến nơi đây thời điểm, ba nam tử đã nhảy vào trong sông rồi, mà lúc này Tô Chiết cũng phát hiện hai cái chết chìm hài tử, đã bị dòng nước vò tới chỗ rất xa, thật giống đã không có khí lực vùng vẫy, từ từ chìm vào nước thấp. Tô Chiết đem giày của mình cho thoát, cũng nhảy vào trong sông, cùng bọn họ đồng thời cứu người, lúc này thêm một cái, hai cái tiểu hài liền thêm một phần sống sót hy vọng. Nhảy vào trong sông sau, Tô Chiết cấp tốc hướng về hai cái tiểu hài phương hướng đi qua. Tô Chiết kỹ thuật bơi lội cũng không khá lắm, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là biết bơi, thế nhưng lấy hắn bây giờ thể chất, sức mạnh cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, đang bơi lội lên cũng đã chiếm rất lớn ưu thế. Cho nên tuy rằng Tô Chiết so với ba cái mặc mê thải phục nam tử, chậm một hồi hạ thủy, thế nhưng Tô Chiết rất nhanh sẽ vượt qua bọn họ, đầu tiên đi tới tiểu hài chết chìm địa phương. Nhưng khi tô chết bơi tới thời điểm, hai đứa bé cũng đã chìm vào đáy sông rồi, bọn hắn không có phát hiện bóng dáng của bọn họ. Tô chết cùng ba nam tử, đều không hẹn mà cùng hít một hơi sau, liền tiềm vào trong nước rồi, bắt đầu ở đáy nước tìm kiếm hài tử bóng người. Trong khoảng thời gian này, Yến Vân Thị Dưới không ít trận mưa, dẫn đến nước sông này cũng đi theo tăng lên không ít, tô chết bọn hắn tại địa phương, tiềm 7, 8 mét sau, mới đến đáy sông nước sông có chút phần đục, cũng không trong suốt, hơn nữa dòng sông chảy xiết, hai cái tiểu hài đã bị vò tới những vị trí khác, dẫn đến tô chiết bọn hắn cứu người độ khó gia tăng thật lớn. Tô chiết nhắm khí, ở trong nước bơi rất lâu, cũng không có phát hiện hai cái tiểu hài hình bóng, trong sông tầm nhìn rất thấp, tô chiết cũng chỉ có thể hỗn loạn lục lọi, hy vọng có thể tìm được hai cái tiểu hài. Lúc này tô chiết trong lòng càng ngày càng nhanh rồi, thời gian càng cứu, hai cái tiểu hài sống hy vọng lại càng thấp, hắn chỉ có thể ký thác những người khác có phát hiện chết chìm tiểu hài. Tô chiết rốt cuộc không nhịn được nổi lên mặt nước, để đổi tức giận. Làm tô chiết nổi lên để thở thời điểm, hắn phát hiện trong đó một cái tiểu hài rốt cuộc bị tìm tới, đã bị ba nam tử thay phiên mang lên bên bờ đi rồi. Hơn nữa ba nam tử dường như thể lực không chống đỡ nổi, vừa lên bờ liền không chịu được trên đất nằm rồi. Đoán chừng bọn hắn cho rằng đã qua lâu như vậy, một cái khác tiểu hài đã không có khả năng sống sót tính rồi, lại tăng thêm thể lực không đủ nguyên nhân, bọn hắn hiện tại đã buông tha cho siêu cứu. Bất quá Tô Chiết vẫn như cũ không muốn từ bỏ, tại không có nhìn thấy trước thi thể, Tô Chiết đều sẽ không tin tưởng mặt khác tiểu hài đã tử vong. Cho nên Tô Chiết đổi xong khí sau, hướng về nơi xa bơi tới, chi sau lần nữa ẩn vào đáy nước tìm kiếm. Trời không phụ người có lòng, lần này cũng không lâu lắm, Tô Chiết rốt cuộc tìm được một cái khác tiểu hài thân ảnh của rồi. Tô Chiết vội vàng hướng về tiểu hài đi qua, bơi tới đến tiểu hài bên người, lúc này Tô Chiết phát hiện tiểu hài đã không có bất kỳ phản ứng nào rồi. Tô Chiết dùng một cái tay đem tiểu hài chống lên, cấp tốc nổi lên mặt nước. Nổi lên mặt nước sau, Tô Chiết cái tay còn lại cấp tốc đong đưa, bơi về phía bên bờ đi. Hơn nữa Tô Chiết lo lắng tiểu hài chết chìm lâu như vậy, sẽ chống đỡ không đi xuống, hắn trả lại tiểu hài thua trị liệu thần lực đi qua, hy vọng trị liệu thần lực có thể bảo vệ tiểu hài tính mạng. Mau nhìn, hắn tìm tới tiểu hài rồi bờ người trên đột nhiên xuất hiện tô chiết trong tay nâng một đứa bé thời điểm dồn dập kinh thanh hô mà nguyên bản nằm trên đất khôi phục thể lực ba nam tử nghe được âm thanh cũng nhìn sang khi bọn họ xuất hiện tô chiết thật sự tìm tới một cái khác tiểu hài sau đều đứng lên lần nữa nhảy vào trong sông hướng về tô chiết phương hướng bơi tới làm ba nam tử đi tới tô chiết bên người sau lập tức giúp tô chiết tiếp cho tiểu hài thay phiên đem tiểu hài đưa đến bên bờ đi tiểu hài bị đưa sau khi lên bờ trong đó một cái so sánh lớn tuổi chính là nam tử, lập tức hướng về tiểu hài thực thi cấp cứu biện pháp. Tuy rằng Tô Chiết cũng biết một chút cấp cứu biện pháp, thế nhưng hắn xuất hiện tay của nam tử cách nào so với so sánh thành thạo, cứu người tỷ lệ cũng khá lớn, cho nên Tô Chiết cũng không có nhúng tay. Cái này cứu người nam tử, trước tiên trước tiên thanh trừ tiểu hài trong miệng mũi bùn cát chất bẩn, đồng thời đem tiểu hài đầu lưỡi lôi ra đến, lấy tiểu hài đường hô hấp có thể duy trì thông sướng bởi vì làm người chết chìm lúc, rất nhiều nước, bùn cát, cùng với vật lẫn lộn sẽ trải qua khẩu, mũi rót vào kẻ rớt nước lá phổi, sẽ khiến cho người chết chìm đường hô hấp tắc, thiếu dưỡng cùng hôn mê cho đến chết. Mà quá trình này dương thập phần nhanh, thường thường chỉ cần 46 phút liền sẽ dẫn đến người chết chìm tử vong, cho nên đối với người chết chìm cứu giúp, nhất định phải giành giật từng giây. Lúc này người vây xem, cũng không dám ra ngoài thanh âm, để tránh khỏi ảnh hưởng đến cứu người. Hay là tổ chiết trị liệu thần lực tạo tác dụng, mặc dù nhỏ hài ở trong nước ngây người rất lâu, thế nhưng giờ khác này vẫn như cũ nắm giữ tim có đập cùng hô hấp có thể đem hắn bày thành nằm sấp tư thế lót bụng khiến phần đầu hắn tại vị trí thấp sau đó kìm phần lưng sắp xếp ra lá phổi cùng dạ dày trong nước đọng lúc này nam tử một chân quỳ xuống đất một khác cong chân đầu gối đem tiểu hài bụng đặt nằm ngang quỳ gối trên đùi phần đầu rủ xuống sau đó nam tử ép hắn tiểu hài phần lưng đã qua sau một thời gian ngắn tiểu hài dạ dày cùng bên trong phổi nước rốt cuộc bị nam tử làm đi ra sau đó nam tử lập tức đối tiểu hài tiến hành hô hấp nhân tạo cùng ngực ngoại tâm bẩn kim, rốt cuộc tiểu hài chậm rãi tỉnh lại, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Chiết cùng bọn họ nhìn nhau cười cười, giờ khắc này nhấc theo lòng của rốt cuộc buông ra rồi, bọn hắn khổ cực không hề phí phạm, cuối cùng đem hai cái tiểu hài đều cứu về rồi. Mà lúc này hai cái tiểu hài cha mẹ của cũng tìm tới, hai cái sau khi biết, không khỏi ôm tiểu hài gào khóc, bọn hắn nhất thời lơ là sơ suất, không có xem trọng tiểu hài để hai cái tiểu hài chạy đến bờ sông chơi đùa còn không nhỏ tâm trượt chân lọt vào trong sông suýt chút nữa dẫn không thể cứu vãn bi kịch nếu không phải tôi chết bọn hắn có lẽ một cái đối cha mẹ liền sẽ không còn được gặp lại hai cái tiểu hài rồi nhìn bọn họ khóc thương tâm như vậy người chung quanh cũng không đành lòng chỉ trích bọn hắn lúc này xe cứu thương cũng tới hai cái tiểu hài bị người đưa lên xe cứu thương chuẩn bị đi bệnh viện bên trong kiểm tra có thể hay không còn có những thứ khác di chứng về sau mà tô chiết cùng ba nam tử cũng nắm lấy từng người quần áo cùng giày thừa dịp người chung quanh không có chú ý tới lén lút rời khỏi ba nam tử xuất hiện tô chiết cũng cùng ý nghĩ của bọn họ như thế không muốn gây nên chú ý mà đều lựa chọn điệu thấp rời đi lúc này tô chiết hiện hữu cảnh sát giao thông chính đứng ở bên cạnh xe của hắn một bên giống như là tại mở hóa đơn phạt như thế tô chiết cấp vội vàng đi tới giải thích xin lỗi ta lập tức đem xe lái đi Lúc này cảnh sát giao thông đã chuẩn bị gọi điện thoại, để xe tải lại đây đem tô chiết xe kéo đi rồi, nhìn thấy tô chiết xuất hiện, lập tức nghiêm túc nói ra, người có biết hay không người tùy ý đem xe ngừng ở giữa đường, sẽ tạo thành giao thông tắc. Xin lỗi, bởi vì vừa nãy là vì cứu người, dưới tình thế cấp bách liền đem xe đậu ở chỗ này, ta lần sau sẽ không. Cảnh sát giao thông nghe được tô chiết sau khi giải thích, vẫn còn có chút hoài nghi tô chiết lời nói chân thực tính, bất quá ngữ khí của hắn nhẹ không ít, người thật sự đi cứu người như vậy người nói người đi cứu người nào chúng ta có thể vì hắn làm chứng vừa nãy chúng ta cùng hắn đồng thời nhảy cầu cứu người người không tin có thể đi bên kia hỏi một chút lúc này cứu người ba nam tử đi tới nhìn thấy tô chiết có phiền phức lại đây giúp tô chiết chứng minh cảnh sát giao thông vừa nãy cũng phát hiện bên kia vây quanh không ít người thế nhưng nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì hơn nữa bởi vì tô chiết xe ngừng đến giữa đường bên trong ngăn chặn con đường cho nên hắn không thể không đến quản Bất quá nếu Tô Chiết là vì cứu người, mới vạn bất đắc dĩ đem xe ngừng ở giữa đường, Tô Chiết đây là có thể thông cảm được, cho nên cảnh sát giao thông liền đem hóa đơn phạt thu hồi lại rồi. Bất quá vẫn là dặn dò vài câu, về sau lần sau không thể làm như vậy, cho dù cứu người, cũng phải trước tiên đem xe ngừng được, không phải vậy rất dễ dàng tạo thành tai nạn giao thông. Được, ta lần sau sẽ chú ý, xin yên tâm, cảm tạ. Cảnh sát giao thông để Tô Chiết đem xe chạy đến ven đường đi, đừng ngăn cản đường sau tựu ly khai rồi cảm ơn không có gì chỉ là thuận miệng một câu mà thôi tuổi hơi lớn một chút nam tử cười nói ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi không cần khách khí như thế chỉ là dễ như ăn cháo nam tử vung vung tay cự tuyệt nói coi như làm chúc mừng chúng ta cứu hai cái sinh mệnh có thể không tôi chiết lần nữa mời nói có thể là y phục của chúng ta đều ướt lên xe của ngươi không tiện đi nam tử chỉ chỉ y phục trên người lo lắng nói ra không có chuyện gì trên người ta cũng ướt coi như làm rửa xe được rồi được vậy thì nghe lời ngươi này ba nam tử cũng là người hào sảng nếu tôi chiết đều không thèm để ý bọn hắn cũng sẽ không dài dòng nữa cái gì trực tiếp liền ngồi lên rồi tôi chiết xe ở trên xe tôi chiết cùng bọn họ lẫn nhau giới thiệu một chút về mình nguyên lai like đây là ba nam tử đều là do qua binh vừa mới từ trong quân đội lui ra ngoài lớn tuổi nhất nam tử gọi thường trí cường năm nay 26 tuổi, sắp xếp thứ hai nam tử gọi khâu hoành hạ, năm nay 24 tuổi. Mà nhìn lên ít nhất nam tử gọi nhạc bàng, năm nay mới 22 tuổi. Bọn họ đều là cùng một cái bộ đội, hơn nữa còn là đồng hương, bởi vậy cảm tình tốt vô cùng, lẫn nhau đều rất yêu thích làm lính. Tô Chiết không hiểu tại sao bọn hắn đều yêu thích làm lính, tại sao không tiếp tục tiếp tục làm, muốn rời khỏi quân đội đi ra, thế là Tô Chiết đem nghi vấn của mình cho nói ra. Mà lớn tuổi nhất thường trí cường, lại là hời hận nói, bởi vì là ba người chúng ta, vừa thấy cái có bối cảnh lưu manh không vừa mắt, liền dậy dỗ lưu manh dừng lại, ra tay có chút nặng, cho nên đã bị quân đội đuổi ra ngoài. Đó là bởi vì tên khốn kia đang bắt nạt lão nhân, chúng ta mới sẽ xuất thủ, hơn nữa chúng ta là không muốn để cho đại đội trưởng khó làm, chủ động rời đi quân đội, hiện tại nhớ tới liền hối hận, sớm biết lời nói, ta liền đánh nhiều tên khốn kiếp này mấy lần rồi. Tuổi tác khá là nhỏ nhạc bàng dễ kích động, không nhịn được mở miệng giải thích. Đối với bọn hắn mà nói, Tô Chiết vẫn là rất tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối không thể nào là bởi vì vi phạm pháp lệnh bị quân đội phân phát. Lấy ba người bọn họ có thể không chút do dự nhảy vào trong sông cứu người, liền biết tâm địa của bọn họ không sai, người như vậy làm sao có thể sẽ làm chuyện xấu. Có lẽ lại như thường trí cường chỗ nói, bọn hắn đang giáo huấn lưu manh thời điểm, ra tay có chút nặng, mà lưu manh này đoán chừng có chút điểm bối cảnh, cho nháo đến trong quân đội rồi, mà bọn hắn vì không cho đại đội trưởng khó làm, liền chủ động thối lui ra khỏi Âu Yếm quân đội. Về phần bọn hắn ra tay nặng bao nhiêu, tô chiết từ thân thể của bọn họ xem, liền đại khái có thể đoán được rồi, lưu manh kia đoán chừng là sẽ không dễ chịu, bằng không thường trí cường ba người, cũng không cần rời đi quân đội. Tô chiết bọn hắn tùy tiện tìm một gian đại bài đương, sau khi ngồi xuống, tô chiết để mỗi người bọn họ điểm vài món thức ăn, mà chính hắn cũng điểm hai cái. Các người uống rượu không? Tô chiết hỏi, nếu có uống rượu, cái kia chính là tốt nhất, nhạc bàng giành nói trước. Thường Chí Cường chừng nhạc bàng một mắt, nhạc bàng vội vàng đổi giọng nói ra, không uống, không uống, chỉ ăn cơm là được rồi. Thường Chí Cường là ba người bọn họ trung niên linh lớn nhất, bình thường đều là tại trong quân đội, đều là Thường Chí Cường đang chiếu cố nhạc bàng cùng Khâu Hoành hạ, cho nên bọn hắn đều rất nghe theo Thường Chí Cường lời nói. Không có chuyện gì, uống chút rượu không có gì, tôi chết để người phục vụ lấy trước nửa tá bia lại đây rất nhanh, tô chiết bọn hắn điểm cơm nước cùng rượu, liền lục tục lên bàn. Tô chiết chính mình cũng không uống rượu, hắn nâng chung trà lên, nói ra, ta không uống được rượu, chờ một chút còn phải lái xe, cho nên liền lấy trà thay rượu, hy vọng các người không cần để ý. Thường trí cường ba người bọn họ, dồn dập biểu thị sẽ không chú ý, tô chiết uống trà là được rồi. Thường trí cường mấy người bọn hắn tính cách đều là rất người hào sảng, ngoại trừ vừa bắt đầu tại tô chiết trước mặt có chút gò bó bên ngoài, làm đề tài của bọn họ tán gẫu mở sau. Tự buông ra rồi. Hơn nữa cũng nhìn ra được bọn hắn rất thích uống rượu, tử lượng cũng tốt vô cùng. Đều là từng ngụm từng ngụm uống, không có một hồi, sáu chai bia liền gần như uống xong, Tô chết để người phục vụ lấy thêm nửa tá bia lại đây, để cho bọn họ tiếp tục uống. Tô Chiết cùng bọn họ trò chuyện làm lính chuyện lý thú, kỳ thực Tô Chiết trước kia là rất muốn làm binh, chẳng qua là không có cơ hội, cho nên mới không có đi tổng quân. Nhạc bàng là lời nói như vậy hình cho quân đội của bọn hắn sinh hoạt, làm lính hối hận 2 năm, không làm lính hối hận cả đời. Tô Chiết thật là ước ao quân đội của bọn hắn sinh hoạt, cũng rất bội phục quân nhân có thể chịu được thời gian dài trong quân doanh vô vị, bộ đội kỷ luật, cùng với gian khổ huấn luyện, không muốn người biết gian khổ. Gió lạnh bồng bềnh lá rụng, quân đội là một đóa lục hoa, thân ái chiến hữu ngươi không cần nhớ nhà. Không nên nghĩ mụ mụ. Uống rượu bọn hắn, càng thêm rất lạc quan rồi, cuối cùng đang nói tới quân đội sinh khi còn sống, không kìm lòng được hát lên ca đến nhiều tiếng trời ạ à đêm hô hoán bao nhiêu câu lời nói tự đáy lòng không nên ly biệt lúc hai mắt nước mắt quân doanh là ta ấm áp nhà mụ mụ ngươi không cần lo lắng hài nhi ta đã lớn lên bắt đầu bọn hắn chỉ là nhỏ giọng hư uống sau đó âm thanh từ từ lớn lên đứng gác thường trực là bảo vệ quốc gia gió táp mưa xa cũng không sợ chân thành chúc phúc mụ mụ nguyện mụ mụ khỏe mạnh trường thọ đợi đến khánh công lúc lại về nhà lại tới vấn an hảo mụ mụ Tô Chiết cũng không nhịn được, không kìm lòng được gia nhập vào. Cùng bọn họ đồng thời hát lên. Tô Chiết bốn người bọn họ, âm thanh gộp lại rất lớn. Thế nhưng tại phụ cận ăn cơm người, nhưng không có phản cảm, trái lại đều để chén xuống đũa, quay tới nhìn Tô Chiết bọn hắn hát. Thậm chí còn có mấy cái trên người có hình xăm nam tử, cũng đi theo Tô Chiết đồng thời hát lên. Cố hương có vị cô nương tốt, ta thường xuyên mơ thấy nàng, trong quân nam nhi cũng có tình A hát, cũng nguyện bạn ngươi đi thiên nhai, chỉ vì vai gánh trách nhiệm nặng nề, không thể làm gì khác hơn là đem yêu trước tiên thả xuống. Mây trắng bồng bình mang đến của ta yêu, trong quân lục hoa tặng cho nàng. Đến cuối cùng, càng ngày càng nhiều nam tử gia nhập cái đội ngũ này bên trong. Gió lạnh bồng bình lá rụng, quân đội là một đóa lục hoa, thân ái chiến hữu ngươi không cần nhớ nhà, không nên nghĩ mụ mụ. Khi bọn họ hát lên lần thứ hai thời điểm, phụ cận nữ sinh cũng cùng theo một lúc hát, cái này hợp sướng đội ngũ không có đi qua tổ chức, tự động càng ngày càng lớn mạnh. Làm trăm người đồng thời hợp sướng lúc, thanh thế hùng vĩ, phụ cận hộ gia đình cũng không nhịn được tìm tới bên cửa sổ, thậm chí có một ít hộ gia đình còn chuyên môn chạy xuống, gia nhập trong cái đội ngũ này. Này đầu trong quân lục hoa là lưu hành với trong quân doanh một ca khúc khúc, lanh lảnh thuận miệng, biên khúc phi thường dân giao hóa, lại tiết lộ ra một loại tinh khiết tình ôm ấp, tại trong quân doanh truyền miệng, khá là lưu hành là trăm ngàn vạn chiến sĩ sáng tạo âm nhạc truyền kỳ. Tại tông nước làm lính người, đều sẽ hát một cái đầu trong quân lục hoa. Khi này một bài trong quân lục hoa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hát một lần sau, người chung quanh cũng không khỏi vỗ tay. Mà đầu tiên cùng tô chiết bọn hắn đồng thời hát mấy cái nam tử, càng là hướng về thường trí cường bọn hắn dơ ly rượu lên, nói ra, ta đại hâm người nào đều không kính nể, cũng chỉ kính nể các ngươi làm lính người, ta ở nơi này mời các ngươi một chén mấy cái này nam tử nói xong, đều đem mình rượu trong ly một ngụm uống cạn. Mà thường trí cường ba người, cũng bưng chén rượu lên, về mời bọn họ, cũng là ực một cái cạn. Đoán chừng bọn hắn xem thường trí cường ba người đều là ăn mặc quân đội trang phục sặc sỡ, hơn nữa vẫn còn ở nơi này hát lên trong quân lục hoa, cho nên đều đoán được thường trí cường ba người, đều là do binh người. Tông nước người đều thật là kính để giải phóng quân chiến sĩ, bởi vì tông nước nhân dân giải phóng quân, là chân chính nhân dân đội quân con em, là toàn cầu ứng đối tai nạn xuất sắc nhất quân đội, mà danh xưng này là giải phóng quân chiến sĩ dùng tính mạng sống tới. Mỗi một lần nước ta gặp phải trọng đại thiên tai thời điểm, đầu tiên nhìn đến chính là nhân dân giải phóng quân chiến sĩ cái bóng, chiến sĩ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cứu bách tính với trong nước lửa. Tông nước nhân dân là bất hạnh, bởi vì thiên tai nhân hòa không ít, thế nhưng tông người trong nước dân lại là may mắn, bởi vì bọn họ có người dân giải phóng quân. Mỗi một lần tông nước phát sinh tai nạn, nhìn đến đều là giải phóng quân hô ký hiệu, nhanh chóng mà có hiệu quả dẫn, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi cứu trợ, cho nên tông nước người hay là rất may mắn. So sánh những quốc gia khác phát sinh tai nạn lúc, hắn đội cứu viện hiệu suất, thì càng thêm làm nổi bật lên giải phóng quân không dễ dàng giải phóng quân chiến sĩ có thể không quan tâm an nguy của mình đi cứu người, những quốc gia khác lại có mấy cái quân đội có thể làm đến một điểm này. Tông người trong nước dân tại gặp phải tai nạn thời điểm, ngoại trừ tự cứu bên ngoài, đầu tiên nghĩ đến chính là giải phóng quân, bởi vì chỉ có giải phóng quân mới sẽ trước tiên đến cứu giúp. Chỉ có trải qua thiên tai, mới sẽ biết nhân loại tại thiên nhiên trước mặt là cỡ nào nhỏ bé. Tai nạn đến rồi lúc, mới sẽ biết nhân dân giải phóng quân là cỡ nào trọng yếu. Mà trước đó có không ít truyền thông đưa tin có một ít phần tử bất hợp pháp giả mạo quân nhân thân phận tại xã hội đi lừa gạt nhiều lần đắc thủ, điều này khiến người ta dân thống hận những người này, đồng thời cũng nói dân chúng là từ trong đáy lòng tin tưởng giải phóng quân nhân dân giải phóng quân là tất cả quốc gia trong quân đội biết, nhất chịu khổ nhọc quân đội, đây không phải một cái tuyên truyền khẩu hiệu, mà là giải phóng quân chiến sĩ dùng hành động thực tế, vững chắc làm được, đây là không cho nghi ngờ sự tích. Tô Chiết cùng thường trí cường bọn hắn, đồng thời hợp sướng xong trong quân lục hoa bài hát này, nhất thời cảm thấy tâm tình sảng khoái không ít, từ thường trí cường trên người bọn họ, Tô Chiết ít nhiều gì cũng có thể thấy được quân doanh sinh hoạt. Nghĩ đến bọn hắn tại trại lính sinh hoạt tuy rằng khổ cực, nhưng lại là thích thú, các ngươi rời khỏi bộ đội, muốn làm những gì? Tô Chiết uống một ngụm trà, hỏi. Chúng ta bây giờ muốn đi tìm công việc làm, tốt nhất mấy người chúng ta có thể làm việc với nhau. Đương nhiên nếu có thể lời nói, chúng ta còn là hy vọng có thể trở về đến trong bộ đội, chỉ bất quá bây giờ thoạt nhìn là không có gì hy vọng. Thường Chí cường than thở, bọn hắn vẫn là rất bỏ không được rời bộ đội, lúc đó chẳng qua là bởi vì vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi. Đúng vậy, đều là tên khốn kia, mới hại cho chúng ta muốn rời khỏi bộ đội. Nhạc Bàng ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi nói ra. Tin tưởng nếu như người kia tại nơi này, Nhạc Bàng người này tuyệt đối sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Để cho các ngươi trở về trong bộ đội, ta là thương mà không giúp được gì. Bất quá ta ngược lại là có công việc giới thiệu cho các ngươi, chỉ bất quá công tác địa điểm không ở Yến Vân Thị bên trong. Tô Chiết nói ra. Tô Chiết rất bội phục thường trí cường ba người huyết tính, cho nên có khả năng lời nói. Tô Chiết trong lòng vẫn là rất muốn có thể giúp bọn họ một tay. Công việc gì cũng có thể chỉ cần không phạm pháp, có thể trà trộn cái ấm no là được rồi. địa điểm ở nơi nào đều là không sao cả. thường trí cường nói ra, bọn hắn hiện tại đang giàu không làm được công tác, là cho một gian sủng vật bệnh viện làm bảo an nhân viên, địa điểm tại thẩm châu trong thành phố. nếu như các người muốn làm lời nói, cầm tấm danh thiếp này đi tìm bệnh viện chủ quản trương cảnh thịnh hoặc là lý hoa, đến lúc đó trực tiếp nói với bọn họ là ta giới thiệu là được rồi. tô chiết lấy ra một tờ danh thiếp đi ra, đưa cho thường trí cường tấm danh thiếp này trên có ghi lại thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra phương thức liên lạc, cùng với bệnh viện cặn kẽ chỉ. Nếu như thường trí cường ba người muốn đi lời nói, dựa theo phía trên địa chỉ liền có thể rất dễ dàng tìm tới Tô Sủng Chi ra. Tô Chiết, ngươi là gian phòng này sủng vật bệnh viện ông chủ sao? Nhạc bằng cầm qua danh thiếp, vừa nhìn, lại làm cho hắn tại trên danh thiếp phát hiện tên Tô Chiết. Tô Chiết cũng không có che giấu, trực tiếp gật gật đầu thừa nhận. Vậy ta phải gọi ngươi Tô Lão Bản rồi. Ngươi yên tâm ba người chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt bệnh viện. Sẽ không để cho bệnh viện xuất hiện nguy hiểm. Nhạc bàng cười hì hì nói ra, đối tô chiết sưng hô cũng đùa giỡn cải biến. Mà xem nhạc bàng tỏ thái độ, xem ra hắn là muốn đi tô sủng chi ra làm bảo an nhân VN. Bất quá lúc này nhạc bàng đột nhiên nhớ tới, đại ca của hắn thường trí cường vẫn không có tỏ thái độ, chính hắn đáp ứng còn vì thời thượng sớm, nếu như thường trí cường không có ý này lời nói. Nhạc bàng muốn đi cũng là toi công, thế là nhạc bàng nhìn về phía thường trí cường nói ra đại ca nếu không chúng ta đi thử một chút đi chớ cô phụ tô lão bản có ý tốt nói xong nhạc bàng còn hướng về tô chiết nháy mắt một cái thường trí cường suy nghĩ một chút nhìn về phía khâu hoành hạ hỏi nhị đệ ý của ngươi là khâu hoành hạ không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói các ngươi quyết định là được rồi ta không có ý kiến vậy chúng ta liền cảm tạ tô lão bản rồi chúng ta nhất định sẽ làm tốt công việc này Thường Trí Cường đối với Tô Chiết nói ra, nếu Khâu Hoành Hạ cũng không có ý kiến, mà Nhạc Bàng cũng phi thường muốn đi. Thường Trí Cường cũng sẽ đồng ý rồi, quyết định đi trước Tô Sủng Chi ra tìm hiểu một chút tình huống. Tô Chiết cao mày nói ra, không cần gọi lão bản ta, vẫn là cùng trước đó như thế gọi tên của ta là được rồi. Vậy làm sao có thể làm, kêu tên lời nói, nếu như ngươi cho ta làm khó dễ làm sao bây giờ, vẫn là để cho ông chủ tốt hơn, như vậy thăng chức tăng lương cũng so sánh nhanh một chút nhạc bàng cố ý nói ra. Tô Chiết cũng biết nhạc bàng so sánh cổ linh tinh quái, yêu thích đùa giỡn, cho nên cũng không có lưu ý. Hơn nữa nhạc bàng bọn hắn tại biết rồi Tô Chiết là một gian sủng vật bệnh viện ông chủ sau, còn có thể nói đùa Tô Chiết, nói rõ cách khác bọn hắn cũng không có bởi vì thân phận của Tô Chiết chuyển hóa, mà thái độ đối với Tô Chiết có thay đổi. Chỉ ngươi lời nói nhiều nhất, cẩn thận ta chụp ngươi tiền lương, nhìn ngươi còn dám hay không kêu loạn. Tô Chiết đối với nhạc bàng Uy Hát Yêu ta nói không nên a hát ta biết sai rồi tô lão bản ngươi đại nhân có đại lược liền tha thứ ta một lần đi nhạc bàng kêu trời trách đất vẻ mặt khoa trương hướng về tô chiết cầu xin tha thứ nhạc bàng khoa trương hành vi trêu chọc tô chiết bọn hắn đều nhịn không được nở nụ cười tô chiết cùng thường trí cường ba người vừa nói cười một bên ăn ăn uống uống thời gian đã qua rất nhanh bốn người bọn họ lượng cơm ăn đều là rất lớn bọn hắn điểm thực vật để nhiều gấp đôi người đến ăn đều vậy là đủ rồi thế nhưng cuối cùng lại toàn bộ tiến mấy người bọn hắn trong bụng, một điểm đều không có lãng phí, bia càng là uống không ít, sau đó còn uống rượu đế. Tô chiết cùng thường trí cường bọn hắn bữa cơm này, ăn được rất tận hứng. Xem ra thường trí cường ba người bọn họ không chỉ có tính cách thập phần phóng khoáng, hắn tử lượng càng là có thể nói là lượng lớn rồi. liền ngay cả không nhiều lời khâu hoành hạ, tử độ uống không thể so với thường trí cường hòa nhạc bằng hai người thiếu. Bất quá bọn hắn tuy rằng uống rất nhiều rượu, thế nhưng là vẫn là rất thanh tình, càng thêm mượn say rượu mà say khướt. Tô Chiết không đáng ghét người uống rượu, thế nhưng hắn lại là rất chán ghét một số người uống rượu, liền sẽ mượn cớ say khướt, may là thường trí cường ba người bọn họ đều không có cái này tập tục xấu. Theo Tô Chiết, uống không nổi liền làm đừng uống rồi, uống say liền nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, tại sao phải say khướt? Sau khi cơm nước xong, Tô Chiết trực tiếp tính tiền, mà thường trí cường bọn hắn cũng không có cướp trả tiền, bởi vì lúc trước đã nói tốt là Tô Chiết mời, hơn nữa bọn hắn bây giờ tiền tài cũng là không nhiều, không có thể tùy ý tiêu xài, còn muốn giữ lại sống qua ngày. Tại thường trí cường bọn hắn xem ra, lần này Tô Chiết mời, lần sau có cơ hội tự bọn hắn mời cháu trai ăn cơm, không cần thiết giành được cướp đi. Ta còn là tiến các ngươi về nhà đi, dù sao không xa. Tô Chiết nói ra, hắn xem thường trí cường ba người uống nhiều rượu như vậy, lo lắng bọn hắn ở trên đường sẽ gặp nguy hiểm không có chuyện gì, mấy người chúng ta đều không có say, người không cần lo lắng. Thường Chí Cường vung vung tay nói ra, ra hiệu Tô Chiết mình lái xe trở lại là được rồi, không cần đưa bọn hắn. Người không tin tưởng chúng ta, đại ca, chúng ta chứng minh cho hắn xem, khiến hắn nhìn xem chúng ta có hay không say rồi. Nhạc bàng thấy Tô Chiết không tin tưởng bọn hắn không có say, thế là nói ra. Được, Thường Chí Cường đáp, sau đó hắn hô to một tiếng, tất cả mọi người tập hợp. Mà Nhạc Bàng cùng Khâu Hoành hạ khi nghe đến Thường Trí Cường lời nói sau, lập tức cùng Thường Trí Cường sắp xếp cùng nhau. Đặt chân, nghỉ, quẹo sang trái, về phía sau chuyển. Ba người động tác rất tiêu chuẩn, hơn nữa phi thường chỉnh tề. Tô Triết không nghĩ tới bọn hắn sẽ dùng biện pháp như thế để chứng minh bọn hắn không có uống say. Đi đều bước, cuối cùng, Thường Trí Cường hô. Ba người theo khẩu lệnh về phía trước cất bước đi, động tác không chỉ có thập phần tiêu chuẩn, hơn nữa nhìn lên phi thường nhất trí tôi chết tin tưởng uống say người tuyệt đối không làm được. Ta làm lính người, chính là không giống nhau, tập trung tại biên quan minh nguyệt, người mặc mưa tuyết gian nan vất vả. Ta làm lính người, chính là không giống nhau, vì quốc gia an bình, chúng ta nắm chặt trong tay thương. Thường trí cường ba người bọn họ một bên về phía trước đạp bước đi, một bên cùng kêu lên hát, âm thanh phi thường vang dội. Cùng bọn họ đồng thời, tôi chết cảm giác phi thường thú vị, cường tráng không làm bộ hán tử, đều là dễ dàng cùng người hòa mình. Tô Chiết nhìn bọn họ bước đi chỉnh tề mạnh mẽ, âm thanh vang dội, cũng không như là uống say người, cho nên cũng không có nhất định phải đưa bọn hắn về nhà, do chính bọn hắn đi trở lại là được rồi. Lái xe Tô Chiết, sau khi về đến nhà, trước tiên liền đi lấy đổi giặt quần áo, dự định đi trước phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Tuy rằng Tô Chiết xuất hiện tại y phục trên người đều khô rồi, thế nhưng nước sông cũng không sạch sẽ, để Tô Chiết cảm giác trên người vẫn là rất không dễ chịu, có chút phát cảm giác nhột. Cho nên Tô Chiết Tại sau khi về đến nhà, đầu tiên hắn liền muốn trước tiên rửa giấy. Đem thân thể qua lại cọ rửa mấy lần sau, Tô Chiết mới cảm giác thân thể không lại sẽ ngứa, cả người thần thanh khí sảng. Tắm xong Tô Chiết, cầm trong tay khăn tắm lau tóc, đi tới trước máy vi tính. Tô Chiết mở máy vi tính ra sau. Phát hiện hôm nay hắn và Thường Chí Cường nhảy cầu chuyện cứu người, đã bị truyền xuống đến lưới lên rồi. Tô Chiết đem khăn tắm phóng tới bên cạnh, mở ra một điều này tin tức. Tô Chiết không nghĩ tới tin tức này bên trong nếu còn có bọn hắn cứu người video. Cũng không biết là ai đập. Cái video này từ người qua đường bắt đầu gọi có người chết chìm, để biết bơi người đi cứu người thời điểm, là có thể vỗ. Rất nhanh sẽ trong màn ảnh liền xuất hiện mặc trên người mê thải phục ba nam tử, có thể nhìn thấy lúc đó bọn hắn tại biết có hai tiểu hài tử đi vào trong nước, liền không chút do so dự đem áo trên cùng cởi giày một cái, liền vọt vào trong sông sau theo ba cái mặc mê thải phục nam tử nhảy vào trong sông cứu người sau, không qua bao lâu, một người mặc quần áo thường thanh niên. Cũng đem y phục trên người thoát, đi theo nhảy vào trong sông, cùng mặt khác ba nam tử đồng thời tiến hành siêu cứu. Màn ảnh cũng cùng theo một lúc chuyển qua trên sông bên trong, từ trong video có thể nhìn thấy lúc đó nước sông lưu chảy xiết. Hai cái không cẩn thận trượt chân rơi vào trong sông tiểu hài. Rất nhanh sẽ bị vò tới nơi xa đi rồi. Vừa mới bắt đầu từ trong video còn có thể nhìn thấy hai tiểu hài tử thân ảnh của trên mặt sông dãy ruộng. Thế nhưng rất nhanh, hai tiểu hài tử liền từ từ chìm để đáy nước rồi, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ rồi, để xem xem đến nơi này lòng không khỏi là chết chìm tiểu hài tử bối rối. Lo lắng bọn hắn sẽ chết chìm mà chết. Nếu như tôi chiết lúc đó không phải tự mình đã trải qua cả sự kiện quá trình lời nói, hắn cũng sẽ lo lắng hai tiểu hài tử sẽ gặp phải bất chắc. Dù sao tại tình huống lúc đó đến xem, muốn cứu vãn hai tiểu hài tử tính mạng là rất khó, hy vọng là rất xa vời. Xuất hiện đang quan sát video bạn trên mạng, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cứu người người, có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Ba cái mặc mê thải phục nam tử, cùng với so sánh sau gia nhập cứu người đội ngũ thanh niên. Đang nhìn đến tiểu hài tử chìm vào trong nước thời điểm, liền không chút do dự cũng đi theo ẩn vào đáy nước, tìm kiếm hai tiểu hài tử hình bóng. Mà video lúc này chỉ có thể nhìn thấy trên mặt sông, cũng không thể nhìn thấy sông tình huống bên trong. Cho nên những này bạn trên mạng chỉ có thể trước máy vi tính làm gấp. Tuy rằng video bởi vì không phải chuyên nghiệp quay chụp khí tài, cho nên không phải rất rõ ràng, thế nhưng bạn trên mạng còn có thể thấy được ngay lúc đó nước sông cũng không trong suốt, nước sông có chút phần đục, thậm chí có thể nói là dơ bẩn. Nếu như hiểu rõ nơi địa phương này người, đều hẳn phải biết cách sông chỗ không xa, liền có mấy cái nhà xưởng đem ô thủy đứng vào trong sông. Hơn nữa trên sông cũng có không ít sinh hoạt rác rưởi nổi lơ lửng, đi tới phụ cận sẽ nghe thấy được một ít không dễ ngửi mùi vị khác thường. Cho nên cho dù sông này dòng nước chảy xiết, thế nhưng y nguyên hay vẫn không cách nào khiến nước sông trong suốt, hiện tại nước sông có thể duy trì như vậy đã là rất may mắn. Ở tại phụ cận người, cho dù là khí trời lại nóng, tình nguyện dùng tiền đi chỗ xa bơi lội trong quán bơi lội, cũng sẽ không tới đây một dòng sông bên trong bơi lội, bởi vì cái này sông căn bản không thích hợp người bơi lội. Tại dạng này nước sông bơi lội lời nói, cũng không biết có thể hay không được cái gì bệnh ngoài ra. Cho nên hết thảy quan sát video người, đều rất bội phục cứu người người, tại tình huống như vậy còn nguyện ý nhảy vào trong sông cứu người, thậm chí còn tiềm vào trong nước, tìm kiếm hai cái tiểu hài tử. Những này bạn trên mạng đại đa số tự hỏi mình, đều cho là mình sẽ không như vậy làm, cho nên ở trong lòng tự đáy lòng kính để cứu người người. Tại bạn trên mạng níu lấy tâm yên lặng chờ đợi thời điểm, trước đó trước tiên nhảy vào trong nước cứu người ba nam tử, rốt cuộc tìm được hắn bên trong một đứa bé. Tại ba nam tử thay phiên hộ tống dưới, rốt cuộc tiểu hài tử này bị đai an toàn đến trên bờ, đồng thời bởi vì kịp thời cứu giúp, mà may mắn giữ được tính mạng, cho người cứu trở về. Mà màn ảnh lên cũng có thể nhìn thấy này ba cái cứu người nam tử, bởi vì thể lực tiêu hao hết quan hệ, đã nằm trên đất, chính đang nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Mà một cái khác rơi vào trong sông tiểu hài tử, lúc này vẫn như cũ còn không có tìm được màn ảnh lần nữa chuyển qua trên mặt sông lúc này một cái khác cứu người thanh niên vẫn không có tới bạn trên mạng có thể nhìn thấy người trẻ tuổi này lên để thở sau đó lại lần nữa ẩn xuống đáy nước rồi hắn vẫn như cũ còn không hề từ bỏ chỉ bất quá khoảng cách tiểu hài tử chết chìm thời gian hiện tại đã qua đã lâu rồi cho nên lúc này bạn trên mạng hiện tại trong lòng tuy rằng không muốn nhìn thấy bi kịch nhưng là vẫn đều cho rằng mặt khác một đứa bé còn sống cơ hội đã không lớn lúc này tiểu hài tử hẳn là giữ nhiều lành ít. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ hy vọng có thể phát sinh kỳ tích, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ là người trẻ tuổi ủng hộ, hy vọng hắn có thể cứu lại tiểu hài tử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, thế nhưng người trẻ tuổi vẫn không có tìm tới tiểu hài tử, hơn nữa người trẻ tuổi cũng không có bơi lên đến. Để hết thảy bạn trên mạng trong lòng rất gấp, lo lắng người trẻ tuổi cũng gặp phải bất chắc rồi. Đã từng có bao nhiêu cứu người anh hùng, bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, hoặc là gặp phải bất ngờ, chính mình gặp phải bất chắc mà mất đi sinh mạng. Bạn trên mạng lo lắng người trẻ tuổi cũng là như thế này, bọn hắn hiện tại đã không kỳ vọng người trẻ tuổi có thể cứu lại người chết chìm rồi, chỉ hy vọng là người trẻ tuổi có thể bảo vệ sinh mệnh của mình, không nên phát sinh nữa bi kịch. Đúng lúc này, bên bờ đột nhiên có người phát hiện trên mặt sông, xuất hiện người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử bóng người. Màn ảnh đi theo rời qua đi, quả nhiên có thể nhìn thấy người trẻ tuổi trong tay chính nâng chết chìm tiểu hài tử, Nỗ lực hướng về trên bờ bơi lại. Mà trước đó lên trước bờ ba nam tử, đang nhìn đến sau đó lần nữa nhảy vào trong sông, giúp người trẻ tuổi đem Tiểu hài tử mang tới trên bờ đi. Rốt cuộc tại cứu người đội ngũ phối hợp xuống, chết chìm tiểu hài tử rốt cuộc được cứu lên bên bờ, đồng thời thông qua kịp thời cứu giúp dưới, tiểu hài tử rốt cuộc có phản ứng. Kỳ tích rốt cuộc xuất hiện, không có phát sinh bi kịch, tại đây bốn cái cứu người anh hùng nỗ lực, hai tiểu hài tử cuối cùng là bảo vệ tính mạng làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bốn cái cứu người anh hùng tại đem hai tiểu hài tử cứu trở về sau, liền lén lút rời khỏi. Bởi vì màn ảnh vẫn đối với hai tiểu hài tử, cũng không hề tại cứu người người trên người của, cho nên bọn hắn lúc nào rời đi, cũng không người nào biết. Làm tin tức phóng viên chạy tới hiện trường thời điểm, hai tiểu hài tử đã bị đưa lên xe cứu thương bên trong, mà bốn cái cứu người người, đã không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Bất quá để tin tức phóng viên cao hứng là nếu để cho bọn họ phát hiện, quần chúng ở trong có một người đem toàn bộ quá trình đều cho quay chụp xuống đến rồi. Đây là khó được tránh năng lượng sự kiện, thế là phóng viên tại phỏng vấn mấy cái quần chúng, cùng với cùng theo một lúc đi bệnh viện, hiểu được hai tiểu hài tử tình huống thân thể sau, liền trước tiên tại trên lưới đem cái tin tức này cho truyền bá để lên, đồng thời video đã trải qua đơn giản xử lý sau, cũng tới truyền lên rồi. Cái video này tự nhiên là Tô Chiết ban ngày gặp phải sự tình, mà ba cái ăn mặc mê thải phục nam tử chính là thường trí cường bọn họ, về phần mặt khác một người trẻ tuổi, chính là Tô Chiết bản thân rồi. Tô Chiết làm lúc cũng không có nghĩ đến, đã có người đem quá trình cho quay chụp xuống đến. Lúc đó hắn và thường trí cường bọn hắn chỉ là cố lấy cứu người, đem hai cái tiểu hài cứu sau khi đứng lên, Tô Chiết bọn hắn tự ly khai rồi, cho nên cũng không hề chú ý tới có người ở trong đám người quay chụp. Cái video này mở đầu nơi rõ ràng bị người cắt bỏ qua, khả năng lúc đó cái video này quay chụp người tại đập video thời điểm, vừa vặn gặp có người chết chìm, cho nên mới tới kịp đem quá trình này đều hoàn chỉnh đập xuống đến. Sau đó video quay chụp người tại đem video giao cho phóng viên sau, phóng viên liền đem video quay chụp người trước đó quay chụp mở đầu cho cắt bỏ, bởi vì cái này mở đầu căn bản cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên phóng viên cũng không có đem mở đầu lưu lại, mà là trực tiếp đem mở đầu cắt đi. Chỉ là đem hai cái tiểu hài chết chìm sau, bị bốn người cứu trở về quá trình truyền xuống cho bạn trên mạng xem. Đáng tiếc nhất là bởi vì cái này video vừa vặn chỉ là quay chụp đến tô chiết cùng thường trí cường bóng lưng của bọn họ, nhưng không có quay chụp đến bọn hắn dáng dấp ra sao, cho nên không có internet hiểu biết cứu người người là ai. Bất quá rất nhiều người đều phát hiện trong đó ba nam tử, mặc trên người quần áo, chính là tông nước giải phóng quân chiến sĩ mặc trang phục sặc sỡ, cho nên bạn trên mạng đều đoán được thường trí cường bọn họ là làm lính người. Vậy mới tốt chứ, các ngươi là thần tượng của ta giải phóng quân chiến sĩ vạn tuế, ta cũng muốn đi làm lính, có hay không cùng nhau. Nhìn đến trái tim của ta đều tóm đi lên, may là cuối cùng không phải bi kịch, cảm ơn trời đất. Tràn đầy tránh năng lượng, ta kiêu căng chuyển đi rồi. Đáng tiếc không nhìn thấy anh hùng dáng dấp, thực sự là tiếc nuối, có hay không người nhận thức anh hùng. Làm vì cha mẹ, không nhìn cho thật kỹ tiểu hài tử, còn để cho bọn họ đụng tới bờ sông chơi, nếu như không phải là bọn hắn tốt số gặp phải người tốt, các người sẽ khóc đi thôi. Không ít bạn trên mạng ở phía trên nhắn lại thảo luận. Đại đa số đều là tán thưởng cứu người người, biểu dương cứu người người vô tư hành vi, cùng với không cầu hồi báo phẩm đức. Cũng có bạn trên mạng đang chỉ trích hai tiểu hài tử cha mẹ của, cho rằng bọn họ sơ ý chủ quan, không có xem trọng tiểu hài. Mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tuy rằng lúc đó tôi chiết cùng thường trí cường bọn hắn cũng không muốn làm náo động, cho nên tại cứu lại hai tiểu hài tử sau, liền yên lặng rời khỏi. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết Tại trên lưới nhìn thấy có người biểu dương bọn hắn cứu người hành vi, trong lòng hắn vẫn rất cao hứng. Thế nhưng Tô Chiết trong lòng vẫn không có đứng ra thừa nhận ý nghĩ, bởi vì hắn yêu thích cuộc sống yên tĩnh, không muốn sinh hoạt bị người quấy rầy đã đến. Làm chuyện tốt, trong lòng đều là sẽ đặc biệt khoan khoái, mà Tô Chiết hiện tại chính là như thế, cho nên hắn tâm tình bây giờ phi thường vui vẻ. Tâm tình phi thường khoái trá Tô Chiết, ở trong phòng tu luyện qua sau, nằm ở trên giường rất nhanh sẽ ngủ rồi, hơn nữa còn làm một cái mộng đẹp. Ngày thứ hai, ngủ một giấc tô chiết, cảm giác mình cả người tinh lực dồi dào, trạng thái tốt vô cùng. Thế là tô chiết tại sau khi rửa mặt, lại bắt đầu hắn mỗi một ngày công việc thường ngày, đầu tiên đầu tiên là thu dọn dược liệu, xử lý cỏ dại, cùng với cho tất cả dược liệu tưới nước. Sau đó chuẩn bị đồ ăn cho nhà hết thảy sủng vật ăn, hôm nay hai con tiểu long quy buổi sáng là trứng chim cút, bất quá không phải giống như kiểu trước đây, chỉ là đem vỏ trứng lột ra đến cho tiểu long quy ăn, mà là đem toàn bộ trứng chim cút đều cho cho tiểu long quy ăn, bao quát bên trong lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng. Tô chiết cũng không cưỡng bách hai cái tiểu long quy ăn lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, chúng nó vẻn vẹn chỉ ăn trứng chim cút vỏ trứng cũng là có thể, Tô chiết cũng sẽ không ngăn cản hai con tiểu long quy làm như vậy. Chỉ chẳng qua nếu như hai con tiểu long quy không ăn lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, lấy Tô chiết cho chúng nó trứng chim cút số lượng, hai con tiểu long quy chỉ là ăn vỏ trứng lời nói lấy bọn chúng sức ăn là tuyệt đối là không thể nào ăn no. Cho nên Tô Chiết cũng không lo lắng hai con tiểu long quy không ăn lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, chúng nó đói bụng, là tuyệt đối sẽ đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng cho ăn đi. Quả nhiên hai con tiểu long quy tại vừa mới bắt đầu ăn thời điểm, chỉ là ăn vỏ trứng, mà lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đều cho chúng nó đẩy ra, không có chút nào ăn. Chỉ bất quá tại hai con tiểu long quy, đem hết thảy vỏ trứng đều sau khi ăn xong, vẫn không có ăn no chúng nó tha thiết mong chờ nhìn tô chiết, hy vọng tô chiết còn có vỏ trứng cho chúng nó ăn. Cuối cùng đợi một quãng thời gian, hai con tiểu long quy mới ý thức tới tô chiết là sẽ không lại cho chúng nó ăn hắn thức ăn của nó sau, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy đi ăn. Trước đó bị chúng nó gầy qua một bên lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng. Các nhà trong hết thảy sủng vật đều ăn uống no đủ sau, tô chiết cho mỗi một con sủng vật đều thâu nhập một ít cường hóa thần lực, khiến chúng nó hấp thu dùng để cường hóa cải thiện thân thể. Cuối cùng Tô Chiết mang theo tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư, ra ngoài chạy bộ đi rồi. Tô Chiết lúc trở lại, hắn lại tại cửa tiểu khu buổi sáng quầy hàng bên trong, mua một chút buổi sáng mang về nhà bên trong ăn, để An Hân hôm nay có thể nghỉ ngơi một cái, không cần làm buổi sáng. Ăn qua buổi sáng sau, An Huyên mang theo túi sách đi học trường học đi học, mà An Hân tại chỉnh lý gian phòng. Tô Chiết ở trong phòng khách, ngồi một hồi sau, hắn liền đi tới lầu hai phòng chứa bên trong, chuẩn bị phối chế trị liệu nước thuốc. Vẫn là cùng thường ngày, Tô Chiết vẫn là sử dụng tích phân hối đoái thành trị liệu thần lực, đến cùng nước cất phối chế thành trị liệu nước thuốc. Còn có hai ngày, này tháng 6 đã sắp qua đi rồi, Tô Chiết cũng gần như đến thời gian đem trị liệu nước thuốc cho trường hoa xưởng chế thuốc đưa tới. Hiện tại Tô Chiết phối chế tốt trị liệu nước thuốc, tổng cộng có hơn 50.000ml, nếu như tính luôn hôm nay chế biến trị liệu nước thuốc, đã vượt qua 600 ml rồi. Tô Chiết dự định đợi thêm nhiều hai ngày, tái phối chế nhiều một chút trị liệu nước thuốc, đợi tập hợp đủ 6 5 nghìn ml trị liệu nước thuốc sau, tôi chiết lại đưa đi cho trường hoa xưởng chế thuốc, để xưởng chế thuốc sinh sản ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên. Ở tại phòng chứa bên trong, tôi chiết hôm nay tổng cộng chế biến 720 không ml trị liệu nước thuốc đi ra. Tại đêm hôm nay tích phân hối đoái số lượng sử dụng song sau, tôi chiết phát hiện trí tôn hệ thống, vào hôm nay nếu lần nữa mở ra một cái tử hệ thống đi ra, khiến hắn thập phần bất ngờ. Tô Chiết không nghĩ tới, hôm nay trí tôn hệ thống lại đột nhiên mở ra từ hệ thống. Trước đó sủng vật hối đoái trong thương thành dị thú hối đoái tuyển hạng là vì Tô Chiết thể chất đột phá đến 50 điểm mới thỏa mãn dị thú hối đoái tuyển hạng hắn mở ra điều kiện. Mà trí tôn hệ thống kế tiếp mở ra thực vật hối đoái thương thành cũng là bởi vì Tô Chiết thể chất đột phá đến 60 điểm nguyên nhân, thỏa mãn thực vật hối đoái thương thành mở ra điều kiện cho nên mới phải mở ra mới từ hệ thống. Mà hôm nay Tô Chiết không có tu luyện, thể chất càng thêm không có đột phá, chỗ lấy trí tôn hệ thống lại đột nhiên mở ra từ hệ thống, để hắn có chút bất ngờ. Bất quá này cũng nói từ hệ thống mở ra điều kiện đều là không giống với, hơn nữa mở ra điều kiện cũng không đơn thuần chỉ là thể chất đạt đến cái nào đó điểm số, mới sẽ mở ra, có lẽ là cần thỏa mãn cái khác điều kiện mới sẽ mở ra, này cùng tô chiết lúc trước suy đoán như thế. liền giống với hôm nay từ hệ thống, liền không phải là bởi vì tô chiết thể chất đột phá mới mở ra làm tô chiết tiếp nhận rồi trí tôn hệ thống truyền tới tin tức sau, mới hiểu được trí tôn hệ thống vì sao lại đột phá mở ra từ hệ thống. Nguyên lai like là tô chiết tích phân sử dụng số lượng đạt đến 32.000 điểm, thỏa mãn mới tử hệ thống mở ra điều kiện, chỗ lấy trí tôn hệ thống hiện tại mới lại đột nhiên mở ra mới tử hệ thống. Tô chiết cũng không biết cái kế tiếp tử hệ thống mở ra điều kiện là cái gì, thậm chí ngay cả trí tôn hệ thống còn có thể hay không có mới tử hệ thống mở ra, tô chiết cũng không biết, hắn hiện tại hoàn toàn là vuốt tảng đá qua sông chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó tô chiết tại đã lấy được trí tôn hệ thống mở ra từ hệ thống tin tức sau trước tiên liền lập tức mở ra trí tôn hệ thống lựa chọn từ hệ thống mặt giấy tờ này mặt giờ khắc này ngoại trừ sủng vật hối đoái thương thành cùng với thực vật hối đoái thương thành bên ngoài còn nhiều thêm một cái võ học hối đoái thương thành cung tô chiết lựa chọn mà này võ học hối đoái thương thành chính là trí tôn hệ thống vừa mới mở ra từ hệ thống võ học hối đoái thương thành, từ danh tự đến xem, khiến người ta rất dễ hiểu. Mà khi Tô Chiết mở ra võ học hối đoái thương thành sau, liền nhìn thấy đủ loại đủ kiểu bí tịch võ công, hối đoái phương thức vẫn như cũ cùng sủng vật hối đoái thương thành, cùng với thực vật hối đoái thương thành như thế, vẫn là sử dụng tích phân tiến hành hối đoái. Võ học hối đoái thương thành phân loại cũng rất nhiều, có nội công tâm pháp, võ công chiêu thức lựa chọn, chủng loại rất là nhiều lần, trong đó chia làm thủ pháp, quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, thân pháp, kiếm quyết, đao thức, thương pháp chờ chút có thể nói là các kiểu kỹ năng mọi thứ đầy đủ hết, không thiếu gì cả. chỉ cần người nghĩ học cũng có thể ở phía trên tìm tới. căn cứ võ học uy lực cùng ưu thế, hối đoái cần có điểm tích phân mấy cũng đều không giống nhau. thế nhưng tôi chiết phát hiện coi như là hối đoái một ít cơ bản chiêu thức thấp nhất tích phân đều cần một nghìn điểm tích phân ăn mồi, càng đừng nói một ít uy lực nhìn lên rất cường đại võ học. tôi chiết thậm chí ở bên trong nhìn thấy một ít võ học hối đoái cần có điểm tích phân số đạt đến mấy vạn điểm. Thậm chí là vài trăm ngàn chút đó, nhưng mà này còn không phải cao nhất, cao hơn còn có rất nhiều. Tô chiết tại võ học hối đoái trong thương thành xem một ít võ học, xem có hay không thích hợp hắn. Võ học hối đoái thương thành quyền pháp có băng quyền, thanh thành kim cương quyền, tam hoàng pháo trùy quyền, thiếu lâm hồng quyền, thiếu lâm la hán quyền, hổ gầm hoàng quyền, thất thương quyền, vân. Vân thủ pháp có đẩy núi tay, trăm chân vô ảnh tay, thơ ngũ tuyệt sát thần tay, như lai thiên phật tay ma quỷ bốn tuyệt tay thám hoa đoạn mạch tay vân vân thối pháp có càn khôn làm dạn núi chân liệt địa mãng thần chân lôi lân bá chân mai hoa tam lộng chân bá chân thất thức bá vương thối pháp vân vân kiếm quyết có bích lạc hồng trần kiếm pháp kinh đào kiếm pháp thanh thi kiếm pháp thất tình kiếm pháp ma tâm liên hoàn kiếm 49 đường vô danh kiếm huyền âm 12 kiếm vân vân đao thức có bá đao tam tuyệt thức hoàn vũ ba đao kim cương nằm sấp yêu đao rồng gầm say đao, vạn cổ thù oán giết, đoạn tình thất tuyệt đao vân vân. Đủ loại đủ kiểu võ học chiêu thức nhìn đến Tô Chiết là hoa cả mắt, trong lòng thập phần ngứa. Hắn rất muốn đem hết thảy võ học toàn bộ đoái đổi lại, đều học xong nó. Bất quá lấy Tô Chiết bây giờ tích phân cũng chỉ có thể không tưởng mà thôi. Bày ra hành động là không thể nào. Bên trong võ học rất nhiều, thế nhưng Tô Chiết nhưng không có phát hiện thích hợp hắn tu luyện, chủ yếu là bởi vì hắn tích phân vấn đề. Một ít phó học hối đoái cần tích phân, tổ chiết hiện tại ngược lại là đầy đủ đổi, thế nhưng tôi chiết đổi tác dụng cũng không lớn. Tỷ như một ít cơ bản chiêu thức, cần tích phân mới hơn 1.000 điểm, tôi chiết tích phân thừa sức rồi, thế nhưng những này hối đoái cần tích phân tương đối ít phó học, tổ chiết cũng có thể đi bên ngoài tìm võ quán học. Hắn cần gì cần lãng phí đến từ không dễ tích phân, tại võ học hối đoái thương thành hối đoái. Bất quá tại võ học hối đoái thường thành hối đoái võ học, so với phía ngoài võ quán học tập chiêu thức muốn chính tông một ít, hơn nữa cũng càng thêm dễ dàng nắm giữ hắn yếu lĩnh. Thế nhưng này điểm ưu thế, vẫn như cũng không cách nào để cho Tô Chiết hiện tại vận dụng tích phân, đi hối đoái một ít cơ bản chiêu thức. Trừ phi tương lai Tô Chiết tích chia rất nhiều thời điểm, mới sẽ suy xét tại võ học hối đoái thương thành trực tiếp hối đoái một ít cơ bản chiêu thức, bây giờ Tô Chiết là không thể nào làm như vậy. Tô Chiết mong muốn võ học, đều là uy lực khá là mạnh mẽ võ học, thế nhưng lấy Tô Chiết tích phân, còn xa xa chưa đủ thỏa mãn điều kiện cho nên tô chiết xem rất nhiều võ học cũng đúng rất nhiều võ học tâm động nhưng đã đến cuối cùng hắn vẫn là đồng dạng đều không có hối đoái bởi vì tô chiết muốn chờ đến tích phân nhiều lúc một giờ lại hối đoái một ít so sánh thực dụng uy lực khá là mạnh mẽ võ học sau đó lại tìm một gian võ quán rèn luyện của mình kiến thức cơ bản liền không dùng đi hối đoái một ít cơ bản chiêu thức về phần võ học hối đoái thương thành nội công tâm pháp tô chiết ngược lại là tạm thời sẽ không đi cân nhắc nó bởi vì hắn hiện tại có luyện thể thuật hiện tại hắn tạm thời còn không cần hối đoái nội công tâm pháp hơn nữa tô chiết cho là hắn luyện thể thuật cũng sẽ không so với bên trong nội công tâm pháp kém luyện thể thuật là toàn diện tăng lên cho nên tô chiết cho rằng luyện thể thuật rất thích hợp hắn tu luyện cho nên tô chiết chỉ là đại khái nhìn một chút nội công tâm pháp liền đem võ học hối đoái thương thành đóng bây giờ nhìn thời gian dài hơn nhìn võ học nhiều thêm tô chiết hiện tại cũng không có cách nào hối đoái muốn hối đoái lại hối đoái không được tư vị, để Tô Chiết trong lòng cảm thấy rất khó nhẫn, cho nên hắn liền không có ý định tiếp tục xem rồi, miễn cho để trong lòng mình không thoải mái. Tô Chiết lui ra võ học hối đoái thương thành giới diện sau, liền đem hôm nay mới phối chế tốt trị liệu nước thuốc, cho sửa sang xong. Hiện tại trí tôn hệ thống có thêm võ học hối đoái thương thành cái này từ hệ thống sau, càng làm cho Tô Chiết cảm thấy tích phân càng ngày càng không đủ dùng rồi, hắn cần tích phân cũng là càng ngày càng nhiều xem ra Tô Chiết hiện tại phải nghĩ biện pháp thu được càng nhiều hơn tích phân rồi, nhưng là hắn bây giờ còn không thể dựa vào trường hoa xưởng chế thuốc, hơn nữa trường hoa xưởng chế thuốc còn cần Tô Chiết mặt khác dùng tích phân hối đoái trị liệu thần lực, đến phối chế trị liệu nước thuốc mới có thể chống đỡ lại. Hay là về sau trường hoa xưởng chế thuốc có thể thông qua trị liệu nước thuốc sản xuất ra dược phẩm, đẩy ra thị trường sau có thể cho Tô Chiết tăng cao rất nhiều tích phân, thế nhưng hiện tại là chuyện không thể nào. Hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc nếu như chỉ là dựa vào, ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hai loại dược phẩm, tô Chiết muốn từ trường hoa xưởng chế thuốc bên trong, thu được đại lượng tích phân là chuyện không thể nào, thậm chí ngay cả tô triết giao đi ra trị liệu thần lực, hiện tại cũng là thu không trở lại. Hiện tại tô Chiết mỗi sử dụng 100 điểm tích phân hối đoái thành trị liệu thần lực, tái phối chế thành 100ml trị liệu nước thuốc, cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc sinh sản thành ngủ tất linh, hoặc là tỉnh thần thuốc viên. 100ml trị liệu nước thuốc, trường hoa xưởng chế thuốc đại khái có thể sinh sản xuất 3.000 mảnh dược phẩm, thế nhưng đẩy ra thị trường bị người sau khi uống, tô chiết đại khái có thể thu được 30 điểm tích phân khoảng trừng. Nói cách khác tô chiết bỏ ra 100 điểm tích phân, đến cuối cùng tô chiết chỉ có thể thu trở về 30 điểm tích phân trở về, lỗ vốn 70 điểm tích phân, nhưng là vì trường hoa xưởng chế thuốc phát triển, cái này cũng là không có biện pháp. Tô chiết hiện tại cũng chỉ có thể đợi trường hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu chế tạo cái khác tân dược phẩm, hắn mới có khả năng nhờ vào đó thu được đại lượng tích phân, còn như bây giờ phải không dùng suy tính. Hiện tại Tô Chiết tích phân thu được khởi nguồn, hiện nay còn chỉ có thể dựa vào Yến Vân Thị cùng Thẩm Châu thành phố Tô Sủng Chi ra cung cấp, mà muốn thu được càng nhiều tích phân, chỉ có thể mở rộng Tô Sủng Chi ra quy mô, hoặc là tại những thành thị khác mở Tô Sủng Chi ra phân bộ. Thế nhưng Yến Vân Thị Tô Sủng Chi ra bây giờ quy mô cũng cơ bản tới được đỉnh phong, hiện nay là không thể nào mở rộng, cho dù có thể tăng lên, Thế nhưng Yến Vân thị Tô Sủng chi gia tăng lên không gian cũng là không lớn, không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà Thẩm Châu thành phố Tô Sủng chi gia, lấy bây giờ quy mô đến xem, Tô chiết từ đó lấy được tích phân còn có thể tiếp tục tăng cường, bất quá này cần thời gian. Về phần tại những thành thị khác mở Tô Sủng chi gia phân bộ, này ngược lại là biện pháp khả thi, bất quá lại là không vội vàng được. Bởi vì hiện tại Tô chiết tài chính còn chưa đủ để tại những thành thị khác mở Tô Sủng chi gia phân bộ hơn nữa thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra, vừa mới bắt đầu kinh doanh, vẫn không có an ổn xuống, hiện tại cũng không thích hợp nhanh như vậy mở Tô Sủng Chi ra phân bộ. Chỉ có thể chờ đợi nhiều một quãng thời gian, để thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra phát triển an ổn xuống sau, cùng với tài chính đầy đủ sau, Tô Chiết mới có thể cân nhắc tại những thành thị khác bên trong, mở nhiều một gian Tô Sủng Chi ra phân bộ, dùng này thu được càng nhiều hơn tích phân. Tô Chiết nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không có tìm đến bây giờ tăng cao thu được tích phân phương pháp xử lý, hắn bây giờ muốn đến hết thải biện pháp, đều chỉ có thể qua một đoạn thời gian sau, mới có thể bắt đầu thực thi, đều là không vội vàng được sự tình. Tuy rằng Tô Chiết hiện tại rất muốn mau sớm tại võ học hối đoái thương thành, hối đoái một ít võ học được tu luyện, thế nhưng xuất hiện tại không có tích phân, cũng là không có biện pháp, cho nên Tô Chiết hiện tại chỉ có thể tạm thời trước tiên từ bỏ cái ý nghĩ này, chỉ có thể chờ đợi đến về sau suy nghĩ thêm, Tô Chiết đột nhiên phát hiện trí tôn hệ thống mở ra võ học hối đoái thương thành, hiện tại có thể nói đối với hắn một điểm đều không có, hắn chỉ có thể nhìn thấy không sờ được, hắn lại là cũng không đủ tích phân đi hối đoái võ học. Bây giờ võ học hối đoái thương thành, chỉ có thể để Tô Chiết trông mòn con mắt. Nếu như có thể để cho Tô Chiết lựa chọn, hắn càng thêm hy vọng võ học hối đoái thương thành không nên sớm như vậy mở ra, cho hắn biết còn có thể tại trí tôn hệ thống bên trong hối đoái võ học. Tốt nhất là đợi được Tô Chiết có đầy đủ nhiều tích phân thời điểm, trí tôn hệ thống mới mở ra võ học hối đoái thương thành, khiến hắn đến lúc đó có thể trực tiếp hối đoái mong muốn võ học, hắn cũng sẽ không dùng chỉ có thể nhìn mà thèm, có lẽ trong lòng hắn liền không dùng như hiện tại như thế bất đắc dĩ. Tô Chiết lui ra võ học hối đoái thương thành sau, liền đi ra phòng chứa. Ngay vào lúc này, Tô Chiết thủ cơ nhận được một cái tin nhắn ngắn, nguyên lai like là ngày hôm qua cùng hắn đồng thời cứu chết chìm tiểu hài nhạc bằng phát tới. Tô lão bản, ta là nhạc bàng, chúng ta bây giờ đã tại trên xe rồi, dự định đi thẩm châu thành phố. Xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng ý tốt của ngươi, chúng ta nhất định hảo hảo làm, sẽ không làm mất mặt ngươi, lãnh được tiền lương sau, ba huynh đệ chúng ta lại mời tô lão bản ăn bữa ngon, đến lúc đó không say không về. Tô Chiết không nghĩ tới nhạc bằng phát tới tin nhắn, vừa là một cái cùng hắn nói từ biệt tin nhắn, càng thêm không nghĩ tới ba người bọn họ hôm nay như thế rất sớm liền đi thẩm châu thành phố rồi, xem ra cũng là không ở không được người. Bây giờ tìm một công việc không dễ dàng, cho nên Tô Chiết cho Thường Trí Cường bọn hắn giới thiệu công việc, bọn hắn tự nhiên sẽ để ý, muốn trước tiên bắt đầu công tác. Các ngươi thật không có suy nghĩ, cũng không cho ta biết một tiếng, làm cho ta đi nhà ga tiến các ngươi đoạn đường. Tô Chiết cười cười, cũng trở về một cái tin nhắn ngắn đi qua. Rất nhanh, nhạc bàng lại trở về một cái tin nhắn ngắn lại đây, xin lỗi A-Hát, bởi vì đại ca nói hiện tại cái này sao sớm, liền không nên quấy rầy ngươi rồi. Tô Chiết có thể tưởng tượng suốt nhạc bằng hiện tại khẳng định rất gấp, cho là hắn thật sự tức giận rồi. Ngươi muốn hảo hảo làm, không phải vậy ngươi làm không tốt, ta nhất định sẽ xào ngươi cá mực. Tô Thủ trưởng, xin yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ta còn hy vọng lão ra ngài cho ta thăng chức tăng lương. Cuối cùng nhạc bằng phát ra một cái ngắn như vậy tin vào đến. Tô Chiết sau khi xem xong, cười cười cũng không có lại về tin nhắn đi qua. Sau đó Tô Chiết tìm tới Lý Hoa số điện thoại, cho đánh tới. Tô Chiết đem thường Chí cường ba người sự tình nói cho Lý Hoa. Để Lý Hoa cho ba người bọn họ tại Tô Sủng Chi ra sắp xếp công tác. Trước một quãng thời gian, Tô Chiết biết thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra còn thiếu thiếu bảo an nhân viên. Vẫn luôn không có chiều đến thích hợp bảo an nhân viên, trước vị một mực chỗ chống câu nên Tô Chiết mới sẽ giới thiệu thường trí cường bọn hắn đi qua, bởi vì hắn tin tưởng thường trí cường ba huynh đệ có làm lính mấy năm phong phú kinh nghiệm, khẳng định có thể đảm nhiệm được Tô Sủng Chi ra bảo an nhân viên, công việc này. Nếu như không phải Yến Vân thị thì Tô Sủng chi ra, hiện tại đã chiêu đủ quân số công, trong thời gian ngắn đều không cần chiêu nhân, Tô Chiết liền sẽ an bài thường trí cường bọn hắn tại Yến Vân thị bên trong làm. Bất quá đối với thường trí cường mấy người bọn hắn tới nói. Tại Thẩm Châu thành phố, vẫn là Yến Vân thị công tác, đều là giống nhau, không có khác biệt lớn, chỉ bất quá Tô Chiết không thể cùng bọn họ thường thường đi ra tụ họp một chút mà thôi. Về phần thường trí cường ba người bọn họ tính khí quật cường, có thể sẽ cho tô sủng chi ra chọc tới phiền phức, này tô chiết cũng không phải lo lắng. Lấy nhân dân giải phóng quân bộ đội kỷ luật đến xem, tô chiết tin tưởng thường trí cường bọn họ là sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi, tô chiết cũng đối với thư nhân phẩm của bọn họ. Tuy rằng thường trí cường bọn họ là bởi vì đánh người, mà vạn bất đắc dĩ rời đi bộ đội. Thế nhưng tô chiết tin tưởng khẳng định là bởi vì là đối phương làm có chút người người oán trách sự tình, mới sẽ để thường trí cường ba người bọn họ không nhịn được xuất thủ. Tô Chiết tuy rằng biết bọn hắn chỉ là một ngày thời gian, thế nhưng hắn tin tưởng bọn hắn phẩm hạnh, bởi vì Tô Chiết tin tưởng người khác dân giải phóng quân chiến sĩ, cũng tin tưởng sẽ không chút do dự nhảy sông nhỏ nước cứu người người, tâm địa là sẽ không xấu. Quan trọng nhất là Tô Chiết cũng cho rằng bọn họ không có làm sai, nếu như đổi lại là hắn nhìn thấy có người làm sằng làm bậy lời nói, chỉ cần hắn có năng lực lời nói, tuyệt đối sẽ xuất thủ. Nói cách khác, chính là Tô Chiết chống đỡ cách làm của bọn họ nếu như bọn hắn không phải là người như thế, Tô Chiết cũng sẽ không giới thiệu công tác cho bọn họ, càng thêm không sẽ cùng bọn hắn kết bạn. Tô Chiết còn là hy vọng thường trí cường bọn hắn, bây giờ còn có thể cùng trước đây làm lính thời điểm như thế, lúc nên xuất thủ tựu ra tay, không cần có cái gì lo lắng mà rút tay rút chân, không cần lo lắng sẽ cho Tô Sủng Chi ra chọc tới phiền phức, cho Tô Chiết chọc tới phiền phức. Xảy ra chuyện, chỉ cần thường trí cường ba người bọn họ có lý lời nói, Tô Chiết sẽ cùng bọn họ đồng thời gánh chịu hậu quả. Lý Hoa nhận được Tô Chiết điện thoại sau, lập tức hướng về Tô Chiết bảo đảm, chỉ cần Thường Chí Cường bọn hắn vừa đến đến, hắn sẽ an bài thỏa đáng tốt Thường Chí Cường bọn hắn. Nói đến, tuy rằng Tô Chiết là Tô Sủng Chi gia duy nhất ông chủ, nhưng là hôm nay vẫn là lần đầu tiên cho Tô Sủng Chi gia an bài nhân thủ, cho tới nay, Tô Chiết đối Tô Sủng Chi gia nhân thủ sắp xếp đều không có nhúng tay qua. Cho nên đối với Tô Chiết lần thứ nhất người tiến cử viên lại đây Tô Sủng Chi gia, Lý Hoa đương nhiên sẽ không xem thường rồi hơn nữa thẩm châu thành phố tô sủng chi gia hiện tại vừa vặn thiếu hụt bảo an nhân viên vẫn luôn không có chiêu đến người dĩ nhiên không phải không có ai đến tô sủng chi gia nhận lời mời bảo an nhân viên chức vị này tô sủng chi gia tiền lương đãi ngộ vẫn là vô cùng hấp dẫn người chỉ bất quá đến nhận lời mời người đều không phù hợp tô sủng chi gia điều kiện cho nên bảo an nhân viên chức vị này mới sẽ một mực chiêu không đủ người hiện tại tô chiết giới thiệu thường trí cường bọn họ chạy tới vừa vặn giải chứ tô sủng chi gia khẩn cấp Lý Hoa cũng tin tưởng thường Chí cường ba người bọn họ đều là từ trong bộ đội đi ra ngoài, lấy bọn hắn có mấy năm làm lính kinh nghiệm, khẳng định có thể đảm nhiệm được bảo an nhân viên công việc này. Giải quyết xong thường Chí cường chuyện của bọn họ sau, Lý Hoa hướng về tô chiết hồi báo cho tô sủng chi ra sự tình. Yến Vân thị tô sủng chi ra hiện tại doanh nghiệp phát triển đều tiến vào an ổn giai đoạn, cho nên đã không cần quan tâm, Lý Hoa chủ yếu nhất vẫn là cùng tô chiết báo cáo thẩm châu thành phố tô sủng chi ra. Thẩm Châu thành phố Tô Sủng chi ra khai trương tới nay, lưu lượng khách một mực vững bước bay lên, tuy rằng bay lên phạm vi rất nhỏ, nhưng là vẫn có tiến bộ. Về phần Tô Sủng chi ra sủng vật triển lãm khu, nhóm đầu tiên tham gia tranh giá sủng vật đều đã bị người đặt trước rồi, hiện nay tất cả tham gia tranh giá sủng vật, bây giờ ra giá, đều đã đạt đến trước kia bọn hắn mong muốn, hơn nữa còn vượt ra khỏi không ít. Mà Tô Chiết mang tới sủng vật, bây giờ ra giá cũng đã so với dự giá trí ít cao gấp đôi, đa số đều đạt đến gấp đôi gấp ba, càng có người, hiện tại đã đạt đến 5 lần nhiều, hơn nữa những này sủng vật giá cả còn có không ít bay lên không gian. Mà Tô Chiết quan tâm nhất sủng vật trị liệu nghiệp vụ, mỗi một ngày cũng đều là vững bước bay lên, phi thường ổn định. Lý Hoa không có nói, Tô Chiết cũng là biết rõ, bởi vì hắn mỗi một ngày lấy được tích phân đều tại dâng lên, bất quá phạm vi khá là nhỏ mà thôi. Tổng thể tới nói, Thẩm Châu thành phố Tô Sủng Chi ra hiện nay phát triển tiền cảnh còn là vô cùng tốt, hướng về tốt đẹp phương hướng tiến lên, thẩm châu thành phố tương lai vượt qua Yến Vân Thị Tô Sủng Chi ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra, quy mô lên vẫn tương đối chiếm ưu thế. Cuối cùng Lý Hoa còn cùng Tô Chiết nói, liên quan với nhảy nhót chuột sự tình. Trải qua Lý Hoa ngày hôm trước tại sủng vật trong diễn đàn đã upload nhảy nhót chuột video, hiện tại đã triệt để đốt lên nhảy nhót chuột nhân khí rồi, tại trên lưới có thể nói là không người không biết nhảy nhót chuột rồi thậm chí đã có rất nhiều tin tức truyền thông cũng tham dự đi vào, dành trước đưa tin nhảy nhót chuột tin tức, khiến nhảy nhót chuột độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Internet cũng có một chút nhân viên chuyên nghiệp đi ra phân tích, mặc dù có một ít bộ phận nhân viên chuyên nghiệp cho rằng nhảy nhót chuột không là chân thật mà là nhân tạo tạo thành. Thế nhưng đại thể nhân viên chuyên nghiệp đều tin tưởng nhảy nhót chuột là chân thật sinh vật, bất quá là nhân tạo thay đổi gây dựng lại một chủng nào đó sinh vật DNA gen mới có thể xuất hiện cùng phim hoạt hình nhân vật Pikachu tương tự nhảy nhót chuột. Thật giống như ưng bá khuyển như thế, cũng là từ Bắc Kinh khuyển tối ưu hóa tổ hợp, khiến cho phát sinh gen tách ra, sản sinh biến dị chủng loại mà đến. Hơn nữa đại đa số phim hoạt hình anime nhân vật đều là lấy thực tế động vật là nguyên hình, cho nên tuy rằng nhảy nhót chuột sẽ cùng Pikachu giống nhau như đúc, thật là ly kỳ sự tình, nhưng cũng không là chuyện không thể nào tới. Tại bây giờ thời đại, chuyện gì đều sẽ có thể. Cho nên đại đa số đều là quan niệm như vậy. Về phần nhảy nhót chuột là từ sinh vật gì thay đổi mà đến, hiện nay vẫn không có nhân viên chuyên nghiệp đưa ra tin tức xác thực đi ra, tuy rằng liệt kê xuất rất nhiều loại khả năng, bất quá hiện nay cũng chỉ là đang suy đoán, vẫn chưa thể xác nhận xuống. Còn cần đợi được nhảy nhót chuột người nắm giữ, chính mình xuất để chứng minh mới có thể biết. Liên quan với những này nhân viên chuyên nghiệp được đi ra kết luận, đại đa số bạn trên mạng vẫn là lựa chọn đã tin tưởng bởi vì đây là hiện nay giải thích hợp lý nhất. Mà những này nhân viên chuyên nghiệp hiện tại chỉ ít xác nhận một điểm, chính là nhảy nhót chuột là chân thật tồn tại, mà không phải nhân tạo hư cấu đi ra, đây mới là bạn trên mạng suy nghĩ nhìn đến. Cái kết luận này vừa ra, càng nhiều người bởi vậy sôi trào, càng ngày càng nhiều bạn trên mạng gia nhập Pika liên minh cái tổ chức này bên trong, đã trở thành nhảy nhót chuột người ủng hộ. Đối với những thứ này người đoán muốn phân tích, tổ Chiết vẫn là vui với tiếp nhận, bởi vì cái này những người này viên chủ động là Tô Chiết tìm một cái giải thích hợp lý, không cần Tô Chiết tự nghĩ biện pháp suốt để giải thích, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp khiến người ta tin tưởng. Có những này phân tích, Tô Chiết là có thể ung dung rất nhiều, cho nên Tô Chiết đương nhiên sẽ không đứng ra phản bác, chấp nhận những người này đoán muốn phân tích. Hơn nữa nếu như nhảy nhót chuột không phải Tô Chiết, từ sủng vật hối đoái trong thương thành dị thú hối đoái đi ra ngoài lời nói, những người này phân tích cũng không sai, cũng là nhảy nhót chuột xuất hiện tại trên thực tế duy nhất khả năng tính. Lý Hoa hỏi do Tô Chiết lúc nào mới có thể công bố nhảy nhót chuột. Đối với nhảy nhót chuột sự tình, Tô Chiết cũng không có ý định nhúng tay, bởi vì Lý Hoa bọn hắn làm tốt vô cùng, cho nên Tô Chiết liền để Lý Hoa chính bọn hắn quyết định. Tô Chiết để Lý Hoa chính bọn hắn tìm một nhận thức là thời cơ thích hợp, liền đem nhảy nhót chuột cho công bố ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết nhảy nhót chuột tồn tại ở Tô Sùng Chi Gia mà Tô Chiết tin tưởng chỉ cần nhảy nhót chuột công bố ra ngoài sau, đối Tô Sủng Chi ra tới nói, là tốt nhất tuyên truyền, hơn nữa hiệu quả cũng sẽ không so với dùng tiền tuyên truyền kém, đến lúc đó nhất định sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Hay là đến lúc đó còn có thể thuận tiện làm trưởng hoa xưởng chế thuốc làm một cái tuyên truyền, một lần có nhiều sự tình. Tô Chiết đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Hoa sau khi nghe, lúc nào công bố nhảy nhót chuột, liền để Lý Hoa mình làm quyết định. Mà những chuyện này Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh hai cá nhân đều có một chút ý nghĩ cùng quy hoạch, chỉ bất quá cần Tô Chiết gật đầu làm quyết định mà thôi. Hiện tại nếu Tô Chiết buông tay để cho bọn họ đi làm, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh hai người tự nhiên cũng có thể thoải mái tay chân đi làm, tin tưởng đến lúc đó kết quả tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Audio điện tử võ tấn bền Trong nháy mắt, đã vượt qua hai ngày. Mà Tô Chiết hiện tại chính lái xe đi trường hoa xưởng chế thuốc, mà trong xe của hắn bây giờ còn để đó một lớn một nhỏ phong kín thùng nhựa. Bởi vì hôm nay chính là cho trường hoa xưởng chế thuốc cung cấp trị liệu nước thuốc ngày, cho nên tô chiết hiện tại mới biết lái xe đi trường hoa xưởng chế thuốc. Mà chỗ ngồi phía sau của hắn để đó hai cái phong kín thùng nhựa, trang chính là trị liệu nước thuốc rồi, lớn thùng nhựa giả bộ là 5.000ml trị liệu nước thuốc, mà một cái khác tiểu giả bộ 1.500ml trị liệu nước thuốc, hai cái thùng nhựa trị liệu nước thuốc gộp lại tổng cộng là 6.000ml. Trước đó tôi chiết trang trị liệu nước thuốc vật chứa là dùng đựng vào bình thủy tinh, nhưng là sau đó hắn cân nhắc đến bình thủy tinh không dễ dàng cho vận tải. Bình thủy tinh tại vận tải trong quá trình rất dễ dàng phá nát, tạo thành không cần thiết tổn thất. Cho nên tôi chiết liền làm đem vật chứa toàn bộ đổi thành plastic chế tạo, như vậy thì sẽ không như vậy dễ vỡ rồi. Ngoại trừ này 6-5.000ml trị liệu nước thuốc ở ngoài, tôi chiết trong nhà mặt khác còn có lưu lại 5.000ml trị liệu nước thuốc, cũng không hề đồng thời đưa cho trường hoa xưởng chế thuốc hắn muốn giữ lại để ngừa chưa sẵn sàng chi cần. Trong hai ngày này, Tô Chiết ở nhà ngoại trừ phối chế trị liệu nước thuốc, cùng với cường hóa trong nhà sủng vật bên ngoài, những thời gian khác bên trong, Tô Chiết đại đa số đều đang tu luyện luyện thể thuật. Hai ngày, Tô Chiết không ngừng tu luyện luyện thể thuật, lại tăng thêm có sung túc nhân sâm cùng tuyết liên hoa phụ trợ tu luyện, Tô Chiết tốc độ tăng lên rất nhanh. Hôm nay Tô Chiết thể chất đã đạt đến 76 điểm, bây giờ mỗi một ngày tích phân sử dụng điểm số cũng lên tới 760 điểm. Tô Chiết hiện tại mỗi ngày đều có thể chế biến ra 760 ml trị liệu nước thuốc đi ra. Yến Vân thì cùng Thẩm Châu thành phố Tô Sủng chi ra, mỗi một ngày đại khái có thể cung cấp 700 điểm tích phân cho Tô Chiết, lại tăng thêm ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên bị thị trường sau khi hấp thu, mà phản hồi về tới tích phân, miễn cưỡng có thể thỏa mãn Tô Chiết hiện tại tích phân sử dụng điểm số. Hiện tại Tô Chiết không chỉ có phải cố gắng tăng lên thể chất, cũng phải bắt đầu suy nghĩ làm sao tăng cao thu được tích phân phương pháp xử lý xem ra mở thứ ba nhà tô sủng chi gia hiện tại đã lửa xém lông mày rồi tô chiết chuẩn bị đợi được thẩm châu thành phố tô sủng chi gia nhóm đầu tiên tham gia sủng vật triển lãm khu sủng vật toàn bộ thành giao sau liền bắt đầu chuẩn bị thứ ba nhà tô sủng chi gia sự tình tin tưởng đến lúc đó căn thứ hai tô sủng chi gia đã tương đối ổn định rồi hơn nữa nhóm đầu tiên sủng vật thành giao sau cũng có thể để tô chiết thu được không phải tài chính lại tăng thêm tô chiết trước đó bán đấu giá nhân sâm Bây giờ còn còn lại một ít tiền, đến lúc đó tài chính tin tưởng đã đầy đủ mở thứ ba nhà Tô sủng chi ra rồi. Mà sủng vật triển lãm khu tranh giá chu kỳ dài nhất chính là 15 ngày thời gian, còn có 8 ngày. Nhóm đầu tiên sủng vật tranh giá chu kỳ liền toàn bộ đến thời gian rồi. Đến lúc đó liền có thể an bài mở thứ ba nhà Tô sủng chi ra sự tình rồi. Làm Tô Chiết làm ra quyết định này sau, cũng đã thông báo Lý Hoa rồi, khiến hắn hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị, cùng với bắt đầu xem xét chu vi thành phố sủng vật bệnh viện rất nhanh Tô Chiết liền đến trường hoa xưởng chế thuốc, khi tiến vào hán khu thời điểm, xe của hắn bị một người tuổi còn trẻ thanh niên bảo vệ cửa cho cản lại rồi, không cho hắn tiến vào hán khu bên trong tuy rằng Tô Chiết là trường hoa xưởng chế thuốc cổ đông lớn. Nhưng là bởi vì hắn tương đối ít đến nguyên nhân, hơn nữa cũng không có tại công nhân đã tuyên bố. Tuy rằng hết thảy công nhân viên đều biết có người thu mua trường hoa xưởng chế thuốc, thế nhưng nhưng lại không biết là ai thu mua, cho nên trong xưởng công nhân viên biết Tô Chiết thân phận chân chính người là ít ỏi không có mấy rất hiển nhiên hiện tại đem tô chiết cản lại thanh niên bảo vệ cửa liền không quen biết tô chiết hơn nữa này người trẻ tuổi bảo vệ cửa hẳn là mới tới không đến bao lâu nếu không cho dù tô chiết không có tại trường hoa xưởng chế thuốc đã tuyên bố hắn là cổ đông lớn sự tình thế nhưng hắn đã từng cùng lý trường hoa tại hán khu bên trong dò xét mấy lần cho nên phần lớn công nhân viên hay là đối với tô chiết khá quen nếu như đổi thành cái khác bảo vệ cửa lời nói cũng có thể sẽ nhận thức tô chiết thế nhưng xuất hiện tại bảo vệ cửa liền không quen biết Tô Chiết rồi. Hơn nữa Tô Chiết cũng đúng bảo vệ cửa không có ấn tượng, cái kia người thanh niên này bảo vệ cửa đa số là công nhân viên mới. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn đi vào tìm ai? Thanh niên bảo vệ cửa tuy rằng không cho Tô Chiết đi vào, nhưng là vẫn phi thường có lễ phép. Ta muốn tìm bọn các người lý trường hoa tổng giám đốc, làm phiền ngươi thông báo một tiếng. Tô Chiết nói ra cái kiệt tiên sinh ngươi có hẹn trước không? không có hẹn trước lời nói chúng ta tổng giám đốc là sẽ không thấy ta không có hẹn trước bất quá người đi cùng tổng giám đốc nói một tiếng liền nói có cái gọi tô chít người tìm hắn là được rồi làm phiền ngươi tô chít nhíu nhíu mày nói ra hắn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp gọi điện thoại tìm lý trường hoa khiến hắn cùng bảo vệ cửa giải thích một chút làm cho hắn đi vào thế nhưng hiện tại tô chít lại không gọi được lý trường hoa điện thoại căn bản vô pháp liên lạc với lý trường hoa xin chào thật không tiện, chúng ta bây giờ tổng giám đốc đang họp, không tiện tiếp đón, cho nên mời tiên sinh ngươi lần sau dự đã hẹn sau lại tới. thanh niên bảo vệ cửa khổ sở nói, hiện tại khách tới không có hẹn trước lời nói, tổng giám đốc căn bản sẽ không thấy, cũng không cho phép bảo vệ cửa tùy tiện thông báo, càng đừng nói hiện tại tổng giám đốc chính đang họp rồi, càng thêm sẽ không tùy tiện gặp người. được rồi, ta còn là ở chỗ này chờ một cái, đây có thể chứ? tô chiết nhược chí hắn biết người thanh niên này bảo vệ cửa tại không có được thông chi một chút, là sẽ không khiến hắn tiến vào hán khu bên trong. Có thể, bất quá cần tiên sinh người đem xe ngừng đến bên cạnh đi, cảm tạ phối hợp. Tô Chiết cũng không hề nói gì, trực tiếp đem xe chạy đến bên cạnh đi. Hiện tại Tô Chiết cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ Lý Trường Hoa mở học xong, hy vọng Lý Trường Hoa sẽ thấy hắn điện báo. Còn như bây giờ lần sau trở lại, Tô Chiết tạm thời là không có ý nghĩ này, Hắn có thể không muốn uổng phí đi một chuyến, dù sao cũng không có chuyện khác muốn làm, tôi chiết liền làm ở chỗ này chờ Lý Trường Hoa điện thoại rồi. Tôi chiết dùng thủ kỳ lưu lãm tin tức gần đây, dùng này cho hết thời gian. Đại khái đã qua thời gian nửa tiếng, tôi chiết thủ cơ rốt cuộc vang lên rồi, quả nhiên là Lý Trường Hoa đánh tới, hắn hiện tại cũng đã mở họp xong rồi. Xin lỗi, vừa nãy đang họp, cho nên không biết người đánh tới, người hiện tại có phải không đưa thuốc nước lại đây? lý trường hoa thanh âm của thông qua điện thoại truyền tới ừm um, ta bây giờ đang ở hán môn khẩu nơi này không vào được tô chiết nói ra nghe được tô chiết lời nói lý trường hoa cũng có chút bất ngờ không nghĩ tới tô chiết sẽ gặp phải chuyện như vậy lý trường hoa nghĩ đến đường đường một cái cổ đông lớn lại vào không được của mình xưởng liền cảm thấy có chút buồn cười đều là ngươi mình bình thường ít như vậy đến trong xưởng cho nên mới phải gây ra cái này ô long đi ra người xem lưu hùng hắn như thế thì sẽ không rồi Thời điểm này, Lý Trường Hoa còn cố ý đối Tô Chiết đưa đẩy vài câu. Chính là bởi vì xưởng chế thuốc có người cùng Lưu Hùng hai người, cũng không cần ta làm cái gì, cho nên ta mới không có đến a -Hát. Được rồi, đừng leo bèo, nhanh lên một chút để ta đi vào đi. Tô Chiết bất đắc dĩ nói. Lý Trường Hoa để Tô Chiết trước tiên chờ một chút, sau liền cúp điện thoại. Chưa được vài phút, Tô Chiết liền thấy Lý Trường Hoa cùng một cái công nhân viên đi tới vốn là Lý Trường Hoa chỉ cần gọi điện thoại thông báo một chút bảo vệ cửa cho đi là được rồi, Tô Chiết không nghĩ tới Lý Trường Hoa sẽ đích thân lại đây. Tô Chiết xuống xe, đem trị liệu nước thuốc lấy ra. Đi tới Lý Trường Hoa, lập tức dặn dò bên cạnh cùng theo một lúc tới công nhân viên, tiếp nhận Tô Chiết trị liệu nước thuốc. Lý Trường Hoa mang theo Tô Chiết đi vào hán khu thời điểm, trải qua xưởng cửa ra vào thời điểm, đối với tuổi trẻ bảo vệ cửa nói ra, về sau vị tiên sinh này tới, không cần thông báo, có thể để cho hắn trực tiếp đi vào. Bởi vì Lý Trường Hoa biết Tô Chiết cũng không muốn để quá nhiều người biết thân phận của hắn, cho nên liền chưa có nói ra hắn là Trường Hoa xưởng chế thuốc cổ đông lớn. "Là, tổng giám đốc, lần sau ta sẽ nhớ." Tuổi trẻ bảo vệ cửa nói ra. Lý Trường Hoa gật gật đầu, liền cùng Tô Chiết tiến vào hán khu bên trong. Đợi Lý Trường Hoa đi rồi rồi, tuổi trẻ bảo vệ cửa không khỏi ra một thân mồ hôi, hắn cảm giác mình thật giống chọc tới phiền toái. Tuổi trẻ bảo vệ cửa không nghĩ tới trong xưởng tổng giám đốc sẽ đích thân chạy đến, tiếp Tô Chiết đi vào, thân phận của Tô Chiết địa vị là có thể tưởng tượng được. Mà tuổi trẻ bảo vệ cửa mới vừa rồi còn đem Tô Chiết cản tới cửa, không cho phép Tô Chiết đi vào, tuy rằng điều này là bởi vì tuổi trẻ bảo vệ cửa đang chấp hành nhiệm vụ, hắn mới sẽ làm như vậy. Thế nhưng tuổi trẻ bảo vệ cửa cũng không dám cam đoan Tô Chiết sẽ không ghi hận trong lòng, vạn nhất Tô Chiết muốn báo thù lời của hắn, lấy hắn và tổng giám đốc quan hệ, vài phút đồng hồ khiến hắn rời đi trường hoa xưởng chế thuốc, đều cũng có khả năng này. Tuổi trẻ bảo vệ cửa là càng nghĩ càng lo lắng, hắn không nhịn được chạy vào phòng gắt cửa, chỉ vào tô chiết bóng lưng hỏi môn vệ đội trưởng, tô chiết là ai? Ngươi đừng nói với ta, ngươi vừa nãy ngăn lại người chính là hắn chứ. Môn vệ đội trưởng cả kinh nói. Tuy rằng tuổi trẻ bảo vệ cửa hiện tại rất nhớ này sự kiện chưa từng xảy ra, nhưng là của hắn xác thực đem tô chiết cho gọi được ngoài cửa, không cho vào cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cười khổ gật gật đầu Ngôn vệ đội trưởng không khỏi vỗ vỗ đầu bất đắc dĩ nói tuy rằng ta cũng không rõ ràng thân phận của hắn bất quá xem tổng giám đốc thái độ đối với hắn hắn khẳng định có thân phận lớn bối cảnh bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức dù sao ngươi là vì chức trách mới sẽ đem hắn cản lại cho nên tổng giám đốc hẳn là sẽ không trách ngươi hơn nữa người này nhìn lên cũng rất hiền hòa không giống như là sẽ tính toán chi ly người Ngôn vệ đội trưởng thấy mặt của đối phương sắc càng ngày càng khó coi, lên tiếng an ủi hắn vài câu, khiến hắn không cần lo lắng quá mức, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Này người trẻ tuổi bảo vệ cửa mới vừa vặn dài hoa xưởng chế thuốc làm chưa được mấy ngày thời gian. Hắn hợp tư đãi ngộ vẫn là rất hài lòng, cho nên cũng không muốn rời đi trường hoa xưởng chế thuốc. Bởi vậy tuổi trẻ bảo vệ cửa mới sẽ lo lắng tô chiết cho hắn làm khó dễ, khiến hắn không cách nào tại trường hoa xưởng chế thuốc tiếp tục làm tiếp. Bất quá bây giờ sự tình đã xảy ra, tuổi trẻ bảo vệ cửa lại lo lắng cũng là là chuyện vô bổ, chỉ có thể cầu nguyện Tô Chiết không có để ý chuyện này. Bất quá hiển nhiên tuổi trẻ bảo vệ cửa lo lắng là dư thừa, Tô Chiết cũng không hề đem chuyện này ghi ở trong lòng, hơn nữa hắn cũng không có cho rằng tuổi trẻ bảo vệ cửa làm sai. Bởi vì bảo vệ cửa không quen biết Tô Chiết, không cho hắn đi vào cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như bảo vệ cửa tùy tiện liền để Tô Chiết vào được, hắn mới sẽ ghi ở trong lòng, hắn sẽ suy xét phải hay không hẳn là để Lý Trường Hoa chỉnh đốn một cái kỷ luật. Ở trên đường, Lý Trường Hoa nói với Tô Chiết rồi. Liên quan với Trường Hoa xưởng chế thuốc gần nhất chuyện đã xảy ra rồi. Gần nhất theo ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hai loại dược phẩm, đẩy ra thị trường sau, hiện tại Trường Hoa xưởng chế thuốc đã từ từ hấp để người chú ý rồi. Quãng thời gian này bên trong, đã có không ít người bởi vì ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, mà mộ danh mà đến rồi rất nhiều người muốn nhận mua trường hoa xưởng chế thuốc hoặc là muốn mua sắm ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên phương pháp phối chế hoặc là muốn đầu tư trường hoa xưởng chế thuốc thế nhưng bất kể là thu mua vẫn là đầu tư chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên ánh mắt tốt hơn người đều có thể thấy được ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên giá trị cùng với bên trong bao hàm to lớn lợi nhuận thế nhưng những người này hào không ngoại lệ toàn bộ bị lý trường hoa cự tuyệt bất kể là lưu hùng vẫn là Lý Trường Hoa đều sẽ không bỏ qua Trường Hoa xưởng chế thuốc cổ phần, càng thêm không thể bán ra ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên phương pháp phối chế. Bởi vì cái này hai loại phương pháp phối chế chủ yếu nhất chính là tô chiết trị liệu nước thuốc, những thứ khác cũng có thể dùng tài liệu khác thay thế, không có tô chiết trị liệu nước thuốc, ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên liền chẳng là cái thá gì rồi, cùng trên thị trường cái khác dược phẩm không có gì không giống với, tuyệt đối không khả năng sẽ có như vậy rõ rệt hiệu quả. Mà nếu như đem ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên phương pháp phối chế bán ra lời nói, chẳng khác nào đem tô chiết trị liệu nước thuốc cũng cùng một chỗ bán ra. Đến lúc đó không có trị liệu nước thuốc rồi, trường hoa xưởng chế thuốc cũng chỉ là một cái xác không mà thôi, liền không có gì giá trị. Này mổ gà lấy chứng sự tình, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng hai người cũng sẽ không làm, bọn hắn cũng không phải là không có thấy xa người, không thể vì trước mắt lợi nhỏ bằng đầu ruồi, liền từ bỏ tương lai cự lợi ích lớn. Cho nên quãng thời gian này bên trong, bất luận người nào mang theo nhiều hậu đãi điều kiện, cũng bị Lý Trường Hoa từng cái cự tuyệt. Về phần ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên có thể hay không bị cái khác chế dược xí nghiệp, phân tích ra ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên thành phần đi ra. Liên quan với điểm này, Lý Trường Hoa cũng từng cân nhắc qua rồi, đây là không thể tránh khỏi sự tình, bất luận cái gì ngành nghề, mỗi một khoản sản phẩm mới đi ra, được nhận định là có giá trị sau, nhất định sẽ có cái khác đồng hành đối sản phẩm mới tiến hành phá giải phân tích, do đó sinh sản xuất tương tự sản phẩm đi ra cạnh tranh thị trường số định mức. Đây là từng cái ngành nghề đều là không thể tránh khỏi, cũng phải cần đi đối mặt vấn đề, đương nhiên cũng bao gồm chế dược ngành nghề. Đừng nói cái khác chế dược đồng hành, sẽ đối với ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tiến hành phân tích kỳ thành phân, tốt phỏng chế xuất mặt khác một cái dược phẩm đi ra. Lý Trường Hoa tin tưởng Lưu Hùng làm trường hoa xưởng chế thuốc cổ đông một trong, dưới cờ tập đoàn cũng khẳng định tại phân tích ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên thành phần. Đừng nói lưu thị tập đoàn rồi, thậm chí ngay cả trường hoa xưởng chế thuốc bản thân chính mình cũng tại phân tích trị liệu nước thuốc, hy vọng có thể tìm được thay thế trị liệu nước thuốc phương pháp xử lý đi ra. Thế nhưng trước mắt mới thôi trường hoa xưởng chế thuốc lại như cũ là không thu hoạch được gì, căn bản vô pháp phân tích trị liệu nước thuốc thành phần, càng thêm không cần phải nói tìm tới thay thế trị liệu nước thuốc phương pháp xử lý rồi. Tuy rằng ngoại giới có rất nhiều đồng hành bất kể là phần cứng, vẫn là phần mềm đều so với trường hoa xưởng chế thuốc cường quá nhiều, thế nhưng trường hoa xưởng chế thuốc lại bị cái khác đồng hành nhiều hơn một cái ưu thế, đó chính là trường hoa xưởng chế thuốc có thể trực tiếp phân tích trị liệu nước thuốc, điểm này là có thể nghĩ bổ trường hoa xưởng chế thuốc không đủ. Thế nhưng coi như là như vậy, trường hoa xưởng chế thuốc trước mắt mới thôi vẫn như cũ, vẫn là không cách nào phân tích ra trị liệu nước thuốc thành phần đi ra. Cho nên Lý Trường Hoa cũng không lo lắng ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, sẽ bị cái khác đồng hành phòng theo chế ra, bao quát lưu hùng lưu thị tập đoàn, nếu như muốn tìm tới trị liệu nước thuốc vật thay thế, hiện nay chỉ có tô chiết một người có thể thực hiện, những người khác bất luận tài lực vật lực mạnh bao nhiêu, đều không thể nào làm được. Đối với những thứ này sự tình, tô chiết cũng không lo lắng, Lý Trường Hoa kinh nghiệm so với hắn phong phú nhiều, cho nên hắn tin tưởng Lý Trường Hoa sẽ xử lý tốt. Hơn nữa tô chiết đối trị liệu nước thuốc cũng vô cùng tin tưởng, cũng không lo lắng sẽ bị phân tích ra kỳ thành phân, những người khác căn bản không khả năng có thể tìm được vật thay thế. Cho dù Tô Chiết bản thân muốn tìm đến những vật khác thay thế, hiện tại cũng không cách nào làm được, trừ phi về sau trí tôn hệ thống sẽ đẩy ra vật thay thế, nếu không, trị liệu nước thuốc liền không khả năng sẽ có thay thế đánh giá được. Muốn là có thể tìm được vật thay thế lời nói, Tô Chiết hiện tại cũng không cần là tích phân phiền não như vậy rồi, có thể tiết kiệm bao nhiêu tích phân rồi. Trừ đó ra, Lý Trường Hoa còn nói với Tô Chiết rồi, gần nhất ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tiêu thụ tình huống, Hiện nay ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên chỉ ở lấy Yến Vân Thị làm trung tâm, phụ cận mấy tòa thành thị bán ra, hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc cũng tạm thời không có ý định hướng về những thành thị khác tiêu thụ. Bởi vì Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều cho rằng, đầu tiên để ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tại Yến Vân Thị phụ cận thành thị, trước tiên đứng vững bước chân, ổn định khách hàng sau, lại tiếp tục hướng về những thành thị khác mở rộng. Tuy rằng làm như vậy, lượng tiêu thụ bay lên sẽ khá chậm, thế nhưng cũng bởi vậy sẽ tiết kiệm không ít tài chính mà mà lại theo ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, tại mấy cái này thành phố độ nổi tiếng càng ngày càng cao thời điểm, đi những thành thị khác mở rộng cũng sẽ đơn giản rất nhiều, thậm chí không cần mở rộng, đều sẽ có người cùng Trường Hoa xưởng chế thuốc, cùng với Lưu thị tập đoàn cộng đồng hợp tác. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đây là bắt nguồn từ đối ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tự tin, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Hiện tại mỗi một ngày ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lượng tiêu thụ đều tại không vạn mảnh trở lên đồng thời còn tại vững bước bay lên, tin tưởng bay lên không gian còn rất lớn. Trước mắt mà nói, trường hoa xưởng chế thuốc phát triển đều dựa theo kế hoạch lúc trước tiến lên, thậm chí tình huống trước mắt so với trước kia dự liệu còn muốn tốt rất nhiều. Ngoại trừ ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên ở ngoài, trường hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu mặt khác một cái tân dược phẩm. Hiện tại cũng đã đến bước ngoặt cuối cùng, chắc chắn chờ đến ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên ổn định lại sau, tân dược phẩm cũng có thể đẩy ra mới thị trường hơn nữa Lý Trường Hoa đối một cái khoản tân dược phẩm, bỏ ra rất lớn kỳ vọng. Bởi vì đây là hắn những năm này tâm nguyện. Dựa theo Lý Trường Hoa kế hoạch của bọn họ, ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cái này hai khoản dược phẩm, chỉ là Trường Hoa xưởng chế thuốc đi hướng dược phẩm ngành nghề nước cờ đầu. Mà xuống một cái dược phẩm mới là có thể chắc chắn Trường Hoa xưởng chế thuốc địa vị. Tô chiết theo Lý Trường Hoa đi bộ đi nhìn một chút dược phẩm nghiên cứu phát minh tình huống, sau đó lại đi đi thăm vừa xuống xe giữa sau đó tôi chiết cùng lý trường hoa đi tới trong phòng làm việc sau khi ngồi xuống tôi chiết cười nói xem ra lý huynh ngươi nhiều năm tâm nguyện liền muốn thực hiện nha chỉ mong đi bất quá cũng là bởi vì may mắn mà có ngươi hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc mới có thể đi đến một bước này lý trường hoa tâm tình cũng là vô cùng tốt hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc phát triển càng ngày càng tốt hơn nữa hắn nhiều năm tâm nguyện liền phải hoàn thành rồi lúc đó cũng là bởi vì Lý Trường Hoa vì hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Mới sẽ dẫn đến Trường Hoa xưởng chế thuốc áp sát phá sản mức độ, Lý Trường Hoa mới sẽ vạn bất đắc dĩ đem nhiều năm tâm huyết chuyển nhượng ra ngoài. Bất quá may là cuối cùng thu mua Trường Hoa xưởng chế thuốc là tô chiết, để Lý Trường Hoa còn có thể ở lại Trường Hoa xưởng chế thuốc bên trong tiếp tục thao tác. Hơn nữa cũng là bởi vì tô chiết mang tới trị liệu nước thuốc, một lần nữa cho Lý Trường Hoa hy vọng. Để Lý Trường Hoa một lần nữa giấy lên ý chí chiến đấu, có lòng tin đem trường hoa xưởng chế thuốc phát triển đến khó có thể tưởng tượng địa vị đi, hơn nữa tâm nguyện của hắn hiện tại cũng bởi vì tô chiết trị liệu nước thuốc mà gần như muốn thực hiện. Lý Huynh, người cũng đừng có nói lời khách sáo rồi, ta nhưng chuyện gì đều không có làm, một mực chờ ngồi mắt ăn bát vàng, hết thảy đều là Lý Huynh tại vất vả. Tô chiết khoát tay áo một cái, cười nói, nếu không phải ngươi mang tới nước thuốc, ta dù cho liều mệnh không nên, cũng không thể lấy để xưởng chế thuốc giống như bây giờ cải tử hồi sinh, hơn nữa tâm nguyện của ta cũng không khả năng thực hiện, nhiều năm tâm huyết cũng là trôi theo dòng nước rồi, hết thảy đều uổng phí. Tốt, tốt, chúng ta đều có công lao, quân công trường có Lý Huynh một nửa, cũng có của ta một nửa, Lưu Huynh cũng có phần. Tô chiết tại Lý Trường Hoa phòng làm việc bên trong, cùng hắn hàn huyên một hồi liên quan với Trường Hoa xưởng chế thuốc phát triển sau, tự ly khai rồi. Làm tô chiết lúc trở về, tại hán môn trong miệng, lại thấy được trước đó ngăn hắn lại, không cho hắn đi vào hán khu tuổi trẻ bảo vệ cửa. Trời nóng bức này, canh giữ ở cửa vào cũng là không dễ dàng, tuy rằng tuổi trẻ bảo vệ cửa đã mồ hôi đầm đìa rồi, bất quá hắn vẫn là đứng thập phần thẳng tắp, tận trung cương vị công tác. Tô Chiết đi tới bên cạnh hắn, nói ra, mệt không? Không mệt, đây là của ta công tác, tiên sinh, vừa nãy là bởi vì ta không biết tình huống, cho nên mới không để ngươi đi vào, ta không là cố ý. Tuổi trẻ bảo vệ cửa cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, hắn đến bây giờ còn thật là sợ sẽ mất đi một cái phần đến từ không dễ công tác. Tuy nhiên tại trường hoa xưởng chế thuốc làm bảo vệ cửa cực khổ một chút, thế nhưng tiền lương đãi ngộ thập phần hấp dẫn tuổi trẻ bảo vệ cửa, hơn nữa hắn cũng rất cần này công việc, cũng cần một cái phần tiền lương đến nuôi gia đình. Tuổi trẻ bảo vệ cửa rất lo lắng, hôm nay sẽ bởi vì một chuyện nhỏ, mà đắc tội rồi tô chết cái này đại nhân vật, mà bởi vậy mất đi công tác. Xin lỗi, ta lần sau sẽ không tuy rằng tuổi trẻ bảo vệ cửa cho là mình cũng không hề làm sai nhưng là vì bảo vệ công việc này hắn vẫn là hướng về tô chiết chủ động nói xin lỗi nói cái gì xin lỗi người cũng không hề làm sai người đây là làm hết phận sự không cần hướng về bất kỳ ai xin lỗi bao quát ta bên trong tô chiết nghiêm túc nói tuổi trẻ bảo vệ cửa không quen biết tô chiết không cho phép hắn đi vào hán khu bên trong là chuyện rất bình thường hắn cũng không cho là tuổi trẻ bảo vệ cửa đã làm sai điều gì, càng không thể sẽ bởi vậy trả thù tuổi trẻ bảo vệ cửa. Nếu như ngươi vừa nãy tùy tiện để lại ta đi vào lời nói, có lẽ ngươi này công việc liền giữ không được. Bất quá Tô Chiết cũng biết tuổi trẻ bảo vệ cửa đang lo lắng cái gì, hắn năm đó cũng từng cùng tuổi trẻ bảo vệ cửa trải qua chuyện giống vậy, chỉ bất quá thời gian, địa điểm, nhân vật cũng thay đổi. Mà sự tình kết quả cuối cùng, cũng cùng hiện tại không giống nhau, lúc đó Tô Chiết gặp ngang ngược không biết lý lẽ ông chủ, bởi vậy hắn mất đi cái kia công việc. Lúc đó Tô Chiết tuy rằng rất cần cái kia công việc, càng thêm cần cái kia một phần không nhiều tiền lương, thế nhưng cuối cùng Tô Chiết vẫn không có cầu tình, bởi vì hắn cho là hắn chính mình không có làm sai, cho nên căn bản không dùng nhận sai, dù cho sẽ mất đi công tác, hắn còn là sẽ không thừa nhận sai lầm. Tuổi trẻ bảo vệ cửa tuổi tác rất nhỏ, nhìn lên mới mới ra đời, so với Tô Chiết còn nhỏ hơn, nhiều nhất cũng bất quá là 20 tuổi, Tôi chiết từ tuổi trẻ bảo vệ cửa bên trong nhìn thấy bóng người của chính mình, tuổi trẻ bảo vệ cửa cùng hắn lúc đó rất giống. Vì đẩy lên nhà, tôi chiết cũng là tuổi còn trẻ liền từ bỏ học nghiệp mà ra đến kiếm tiền nuôi gia đình, mà kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, khổ cực tiền. Ta hy vọng ngươi về sau cũng tiếp tục như vậy làm, nếu như về sau bởi vì chuyện như vậy, các ngươi tổng giám đốc xử phạt lời của ngươi, ngươi có thể tới tìm ta, ta thay ngươi làm chủ. Ngươi tên là gì? Tôi chiết lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tuổi trẻ bảo vệ cửa tuổi trẻ bảo vệ cửa vội vàng tiếp nhận tô chiết danh thiếp trả lời ngay nói ta gọi tống hoàng văn có lúc hẳn là kiên trì sự tình tuyệt đối không thể tùy tiện liền từ bỏ đây là nguyên tắc làm người tô chiết vỗ vỗ tống hoàng văn vai nói ra tống hoàng văn suy tư một chút gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ tô chiết lời nói tô chiết xem tống hoàng văn đứng ở chỗ này đầu đầy mồ hôi quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt thế là nói ra nơi này nóng như vậy người có thể không cần đứng ở chỗ này, người tại trong phòng gắt cửa nhìn bên này là được rồi. Không cần, đây là của ta công tác, hơn nữa chúng ta đều là thay phiên, cũng không khổ cực. Tống Hoàng Văn lắc lắc đầu, cự tuyệt nói. Tô Chiết cũng biết khuyên không được Tống Hoàng Văn, cho nên liền không hề nói gì rồi, thế là hắn chạy về trong xe, mở cửa xe từ bên trong sau khi lấy đồ, lại chạy bên này. Mà lúc này Tô Chiết trong tay cũng nhiều một bình nước cùng một bao khăn tay, hắn đưa cho Tống Hoàng Văn, nói ra, xoa một chút mồ hôi, uống ngụm nước. Không cần, ta không khát nước, tạ ơn tiên sinh. Tống Hoàng Văn lắc đầu một cái, nói ra. Ta đều lấy ra rồi, người muốn cho ta một chuyến tay không sao. Cầm đi, cuối cùng tô chiết kiên quyết nước suối cùng khăn tay nhét vào Tống Hoàng Văn trong tay, không cho hắn từ chối. Làm rất tốt, tô chiết lần nữa vỗ vỗ Tống Hoàng Văn vai, nói ra, sau hắn liền rời đi. Mà tô chiết đi rồi, Tống Hoàng Văn lúc này viền mắt lại là ướt. Tống Hoàng Văn không nghĩ tới Tô Chiết chẳng những không có muốn báo thù trái tim hắn. Hơn nữa còn như thế thông cảm hắn. Mặc dù chỉ là một bình nước, chỉ là một bao khăn tay, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, thế nhưng là để Tống Hoàng Văn vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Đoán chừng Tô Chiết chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái nho nhỏ cử động, liền để Tống Hoàng Văn thập phần cảm kích hắn. Có lúc một cái lơ đáng cử động, lại là có thể ôn ấm lòng người. Cùng Tống Hoàng Văn tán gẫu xong ngày sau, Tô Chiết lái xe về nhà. Tại khai đáo nửa đường thời điểm, tôi chiếc điện thoại di động vang lên. Là Lý Hoa đánh tới. Có chuyện gì sao? Tôi chiết hỏi, bình thường thời điểm, nếu như không có chuyện gì lời nói, Lý Hoa rất ít gọi điện thoại tới, mà tôi sủng chi ra chuyện bình thường, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh đều có thể làm quyết định, cũng không cần làm phiền đến tôi chiết, cho nên Lý Hoa một gọi điện thoại lại đây, tôi chiết mới sẽ như vậy hỏi. Bệnh viện xảy ra vấn đề rồi, có người đến bệnh viện gây sự. Lý Hoa nghiêm túc nói. Tô Chiết từ Lý Hoa giọng rượu nghe được, chuyện này không phải chuyện nhỏ, khiến hắn cảm thấy rất đâm tay. Bằng không Lý Hoa cũng sẽ không gọi điện thoại đã tới. Đã xảy ra chuyện gì, người theo ta tỉ mỉ nói một chút. Tô Chiết lập tức quay đầu xe, hướng về Thẩm Châu thành phố phương hướng mở ra. Tô Sủng Chi ra là hắn thu được tích phân chủ yếu khởi nguồn, hắn không thể để Tô Sủng Chi ra có chuyện. Ở trong điện thoại, Lý Hoa đem chuyện này ngọn nguồn, cùng Tô Chiết tỉ mỉ nói một lần. Nguyên lai like, tại hai ngày trước thời điểm, một người phụ nữ mang theo một con nhỏ Alaska xe trượt tuyết khuyển đến tô sủng chi ra xem bệnh. Lúc đó này người phụ nữ mang tới Alaska xe trượt tuyết khuyển chỉ là phổ thông cảm mạo mà thôi, tô sủng chi ra nhân viên y tế trải qua chẩn đoán bệnh sau. Bởi vì phụ nữ không muốn để cho của nàng Alaska xe trượt tuyết khuyển lưu lại nằm viện, cho nên nhân viên y tế liền mở ra một điểm thuốc để phụ nữ mang về nhà cho Alaska xe trượt tuyết khuyển dùng trước tiên thử một chút hiệu quả nếu như đến lúc đó không được, trở lại tô sủng chi ra trị liệu. Chuyện này trong quá trình rất bình thường, cũng không hề phát sinh cái gì bất ngờ, phụ nữ trả tiền liền mang theo thuốc đi rồi. Mà Alaska xe trượt tuyết khuyển chỉ là rất phổ thông cảm mạo, cho dù không uống thuốc, Alaska xe trượt tuyết khuyển tuy nhiên lấy dựa vào bản thân miễn dịch năng lực, chính mình tốt tới. Nhân viên y tế chẳng qua là dựa theo phụ nữ yêu cầu mở một điểm thuốc cảm mạo, cho Alaska xe trượt tuyết khuyển ăn, khiến nó rất nhanh một điểm. Đây là chuyện rất bình thường, những khác sủng vật bệnh viện giống nhau là làm như vậy. Hơn nữa nhân viên y tế cho phụ nữ thuốc, vẫn là trải qua tô chiết trị liệu nước thuốc ra công qua, hiệu quả so với phổ thông dược vật muốn tốt rất nhiều. Cho nên nếu như tất cả bình thường, phụ nữ Alaska xe trượt tuyết khuyển hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn. Nhưng là hôm nay lại xảy ra bất ngờ, này người phụ nữ lần nữa mang theo Alaska xe trượt tuyết khuyển đến tô sủng chi ra. Mà lần này Alaska xe trượt tuyết khuyển, lại là thoi thóp, đã là nhanh không được, từ Alaska xe trượt tuyết khuyển mặt ngoài xem, hẳn là triệu chứng chúng độc rồi, hơn nữa rất nghiêm trọng, thật sự nếu không tiến hành chữa trị, Alaska xe trượt tuyết khuyển liền không gánh nổi tính mạng. Mà phụ nữ một mực chắc chắn Alaska xe trượt tuyết khuyển, cũng là bởi vì ăn tô sủng chi ra y sinh kê đơn thuốc, cho nên mới phải trúng độc. Bởi vậy phụ nữ yêu cầu tô sủng chi ra bồi thường, hơn nữa lần này còn dẫn theo hơn 10 cái nam tử lại đây đồng thời cố ý quấy rối tô sủng chi ra bình thường trật tự, để tô sủng chi ra vô pháp chính thường doanh nghiệp. Phụ nữ nói nàng Alaska xe trượt tuyết khuyển là cái gì thi đấu vô địch đời sau, có rất nhiều danh quý dòng máu quý tộc, nói chung có không có, nói bậy nói bạ một trận, mục đích đúng là muốn dở công phu sư tử hoạp, phụ nữ nhất định phải tô sủng chi ra bồi thường 500 000 tổn thất cho nàng, không phải vậy liền sẽ không dễ dàng giảng hòa. Nói chung dựa theo phụ nữ ý tứ, Liên là thế nào tô sủng chi ra lần này không cho tiền lời nói cũng đừng nghĩ tiếp tục lái đi xuống hơn nữa này người phụ nữ còn không cho phép tô sủng chi ra công nhân viên tới gần alaska xe trượt tuyết khuyển càng thêm không cho công nhân viên đối alaska xe trượt tuyết khuyển tiến hành kiểm tra bất quá bây giờ tô sủng chi ra có thể xác định là con này alaska xe trượt tuyết khuyển cùng lần trước mang đến tô sủng chi ra chữa trị alaska xe trượt tuyết khuyển đích thật là đồng nhất chỉ này người phụ nữ đúng là không có nói dối làm bộ Thế nhưng này chỉ xuất hiện triệu chứng trúng độc Alaska xe trượt tuyết khuyển, khẳng định không thể nào là bởi vì tô sủng chi ra kê đơn thuốc mới sẽ trúng độc, trong lúc này bên trong nhất định là chuyện gì xảy ra, về phần Alaska xe trượt tuyết khuyển trúng độc khả năng có rất nhiều loại, bây giờ còn không thể xác nhận xuống. Hơn nữa này người phụ nữ ỉ vào chính mình người đông thế mạnh, thập phần ngang ngược không biết lý lẽ, không chỉ không cho công nhân viên đi kiểm tra Alaska xe trượt tuyết khuyển, hơn nữa tại ngay từ đầu thời điểm còn chỉ thị đi theo nàng cùng đi người, chuẩn bị đối tô sủng chi ra tiến hành đánh nện. Bất quá may là tô sủng chi ra bảo an nhân viên đúng lúc đi ra ngăn cản đối phương, mới tránh khỏi không cần thiết tổn thất. Tuy rằng tô sủng chi ra bảo an nhân viên so với nhân số của đối phương ít, thế nhưng dựa vào hai ngày trước mới làm việc thường trí cường ba người, hiện tại tô sủng chi ra đúng là không có rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn mơ hồ chiếm ưu thế. Thậm chí có thể nói là đơn riêng chỉ là dựa vào thường trí cường ba người, liền uy hát yêu ta ở đối phương hơn 10 cái nam tử, khiến cho bọn họ không dám đối tô sủng chi ra tùy tiện sằng bậy, không dám manh động. Bởi vì thường trí cường quan hệ của bọn họ, đối phương cũng không dám nữa dễ dàng động thủ. Thế nhưng về sau đối phương ngoại trừ yêu cầu tô sủng chi ra bồi thường 500 ngàn ở ngoài, còn cần tô sủng chi ra mặt khác bồi thường bọn hắn tiền thuốc thang. Lý do là tô sủng chi ra bảo an nhân viên đối với bọn họ động thủ, đã tạo thành thân thể của bọn họ bị thương tổn, bởi vậy muốn tô sủng chi ra bồi thường tiền thuốc thang. Thế nhưng thực tế động thủ trước nhưng là đối phương, hơn nữa thường trí cường bọn hắn tại trong quá trình, đại đa số đều đang ngăn trở đối phương, cũng không hề chân chính đối với bọn họ động thủ. Nếu như thường trí cường bọn hắn thật đối với bọn họ động thủ, đối phương tối hiện tại thiếu có mấy người muốn nằm trên đất không đứng dậy được. Vậy còn có thể là lấy tại tô sủng chi ra bên trong nhảy tưng nhảy loạn, yêu cầu bồi thường tiền thuốc thang. Đối với chuyện này, thường trí cường bọn hắn đã rất khắc chế, bởi vì bọn họ biết một khi một động thủ, bất kể là phương nào động thủ trước, đều là giống nhau, tô sủng chi ra nhất định sẽ bị sờ soạn. Vì không cho tô sủng chi ra phiền phức, thường trí cường bọn hắn đã tận lực khắc chế tính tình của mình rồi, nếu là lúc trước thời điểm, bọn hắn đã sớm động thủ, quản đối phương là ai, trước tiên đánh lại nói. Hiện tại hai phương đang tại rằng co, lẫn nhau không thoái nhượng. Ta bây giờ lập tức đi qua, Tô Chiết nghe xong Lý Hoa đem chuyện này nói một lần sau, liền nói ra một câu, sau đó liền đem điện thoại đóng. Tô Chiết đem tai nghe gọi, sau đó cấp tốc lái xe hướng về Thẩm Châu thành phố. Tô Sùng Chi ra bên trong, nhạc bàng đi tới Lý Hoa bên người, nói ra, quản lý, bọn hắn nhất định là vua oan hãm hại, muốn lừa gạt bệnh viện tiên. Ta biết, có thể là chúng ta nhưng không có chứng cứ, bây giờ còn bắt bọn họ không có cách nào, hiện tại chỉ có thể chờ lão bản đến qua để giải quyết rồi. Lý Hoa than thở. Nhạc Bàng nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại rất muốn xông qua, đem đối phương mạnh mẽ đánh một trận. Nếu không, hắn không xảy ra này nhất khẩu ác khí. Bất quá lý trí nói cho Nhạc Bàng, làm như vậy, không chỉ không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ cho Tô Sủng Chi ra, cho Tô chiết thêm phiền, cho nên Nhạc Bàng mới không có làm như vậy. Tại Xế chiều 14 giờ 30 phút thời điểm, lái xe Tô chiết rốt cuộc đi tới Thẩm Châu thành phố Tô Sủng Chi ra bên trong. Tô Chiết sau khi xuống xe, trước tiên liền nhìn thấy một đám người xa lạ, vây quanh ở Tô Sủng Chi ra cửa vào, không khiến người ta đi vào. Hơn nữa nhóm người này bên cạnh, còn có một con chó nhỏ nằm trên đất, tình cờ mới sẽ động một cái. Tô Chiết đoán chừng một điều này chó con chính là chúng độc Alaska xe trượt tuyết khuyển, mà bây giờ một con này Alaska xe trượt tuyết khuyển cũng không người hỏi thăm, không có một người quan tâm nó, Alaska xe trượt tuyết khuyển thật giống như chỉ là một cái công cụ, Đối phương đối Alaska xe trượt tuyết khuyển bỏ mặc, không có ai để ý sinh tử của nó, bất quá ngẫm lại cũng đúng đấy. Nếu như Alaska xe trượt tuyết khuyển chủ nhân, thật sự quan tâm lời của nó, cũng sẽ không không cho phép tô sủng chi ra công nhân viên tới gần Alaska xe trượt tuyết khuyển, sẽ không không cho nhân viên y tế trị liệu Alaska xe trượt tuyết khuyển rồi. Nếu như Alaska xe trượt tuyết khuyển chủ nhân, nguyện ý giao nó cho tô sủng chi ra lời nói. Còn có thể bảo vệ Alaska xe trượt tuyết khuyển tính mạng, thế nhưng xuất hiện đang tiếp tục kéo đi xuống, Alaska xe trượt tuyết khuyển tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Alaska xe trượt tuyết khuyển chủ nhân, chỉ là coi nó là làm một cái công cụ, lợi dụng nó tới yêu cầu tô sủng chi ra bồi thường, nếu như Alaska xe trượt tuyết khuyển xuất hiện tại chết, có lẽ đối với sẽ mới càng cao hứng hơn, như vậy bọn hắn là có thể càng thêm danh chính ngôn thuận bước tô sủng chi ra thường tiền rồi, sẽ để cho bọn họ thiếu rất nhiều phiền phức. Tô chiết từ đối phương đối Alaska xe trượt tuyết khuyển thái độ đến xem, hắn liền cơ bản có thể xác định đối phương là cố ý đến dọa dẫm tô sủng chi ra, mà Alaska xe trượt tuyết khuyển sẽ trúng độc, đa số cũng là bởi vì bọn hắn tự mình làm, tuyệt đối không phải là bởi vì tô sủng chi ra nguyên nhân, Alaska xe trượt tuyết khuyển mới sẽ trúng độc. Nếu quả như thật là vì sủng nhà nguyên nhân, mới sẽ tạo thành Alaska xe trượt tuyết khuyển trúng độc, tô chiết tuyệt đối sẽ bồi thường đối phương hết thảy tổn thất, dù cho cũng bị đối phương nhân cơ hội dọa dẫm một bút, hắn cũng sẽ bồi thường. Bởi vì đây là tô sủng chi ra đối lý. Thế nhưng hiện tại đã rất hiển nhiên, tuyệt đối không phải tô sủng chi ra nguyên nhân, cho nên Tô Chiết hiện tại tuyệt đối không thể nào biết thường tiền cho đối phương, hơn nữa hắn còn muốn đối phương trả ra giá cao đến. Tô Chiết đi tới, muốn đi vào tô sủng chi ra thời điểm, lại bị hai nam tử cho cản lại rồi. Bệnh viện này đã trị chết sủng vật rồi, hiện tại đã không buôn bán, người cho ta đi nơi khác. Trong đó một cái nam tử, đỉnh đạp nói ra nếu như ta không nói gì. Tô Chiết nhíu nhíu mày, nói ra. Không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cho ngươi đi thì đi, không phải vậy ta muốn ngươi leo lên đi. Nói xong, nam tử này còn muốn ra tay xô đẩy Tô Chiết. Tại đối phương không có đụng tới Tô Chiết thân thể trước, Tô Chiết đã cấp tốc cực kỳ bắt được tay của hắn, làm cho đối phương dễ dụa không được. Mà một cái khác nam tử, thấy đồng bạn bị Tô Chiết nắm lấy, liền muốn ra tay đem Tô Chiết cho đẩy ra. Chỉ là tại tay của đối phương mới rũi lúc đi ra, Tô Chiết đã tiên phát chế nhân, dùng cái tay còn lại đồng dạng đem tay của đối phương cho hạn chế. Mà hai nam tử thấy mình một cái tay bị Tô Chiết tóm chặt lấy, tránh thoát không được, hai người đồng thời dơ lên cái tay còn lại, đánh về phía Tô Chiết đi. Bất quá Tô Chiết chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, liền để cho bọn họ chịu không được, cũng không còn khí lực đánh Tô Chiết, chỉ là cố lấy che tay của mình. Tô Chiết đem hai người hướng về bên cạnh vung một cái, liền để cho bọn họ ngã xuống đất rồi làm này hai nam tử đứng ra muốn tìm tôi chiết tính sổ thời điểm tôi chiết đã tiến vào tô sủng chi ra bên trong đối phương thấy tôi chiết một người còn dám động thủ nhất thời bọn hắn như ong vỡ tổ mà vọt vào tô sủng chi ra bên trong muốn đem tô chiết cho bắt đi ra chỉ là bọn hắn mới vừa vặn vọt vào tô sủng chi ra bên trong thường trí cường bọn hắn liền toàn bộ chạy tới đem bọn họ ngăn cản chuyện này không quản chuyện của các ngươi bắt hắn cho chúng ta giao ra đây Người gây chuyện chỉ vào đi tới Tô Chiết, nói ra, bọn hắn biết Tô Sủng Chi ra bảo an thực lực không yếu, không muốn ăn thiệt thòi bọn họ, xuất hiện tại tự nhiên không dám đơn giản động thủ. Hơn nữa bọn hắn cho rằng Tô Sủng Chi ra, cũng sẽ không vì đứng ra bảo vệ Tô Chiết, mà đắc tội bọn hắn, hiện tại Tô Sủng Chi ra sở dĩ sẽ đem bọn họ ngăn cản, cũng chỉ là lo lắng bọn họ là muốn gây sự, nếu như chỉ là phải đem Tô Chiết giao ra đây, gây chuyện bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Tô Sủng Chi ra sẽ đáp ứng chỉ bất quá bọn hắn nghĩ lầm rồi, tô sủng chi ra là sẽ không đem tô chiết giao cho bọn họ, cho dù tô chiết không phải tô sủng chi ra ông chủ, mà chỉ là tô sủng chi ra phổ thông khách hàng, tô sủng chi ra cũng sẽ không đem tô chiết giao ra. Bởi vì nếu như tô sủng chi ra vì bảo vệ chính mình, đem tin tưởng bọn hắn khách hàng giao cho lời của đối phương, sẽ lạnh lẽo bao nhiêu người trái tim. Đến lúc đó mới là đối tô sủng chi ra tạo thành lớn nhất danh dự tổn thất, cho nên bất kể như thế nào, Tô Sủng Chi gia cũng sẽ không đem người giao ra. Huống chi Tô Chiết là Tô Sủng Chi gia ông chủ. Không thể, các ngươi tốt nhất đừng nháo việc. Đứng ở phía trước Thường Chí Cường nói ra. Vậy hắn đánh huynh đệ của ta chuyện này tính thế nào? Các ngươi đừng cho là chúng ta sợ các ngươi, đừng ép ta nhóm động thủ. Đối phương còn đang kêu gào. Tô Chiết nghe được lời của đối phương, xoay người lại đối với Tô Sủng Chi gia bảo an nhân viên nói ra. Nếu như bọn hắn động thủ trước lời nói các ngươi liền không dùng nhịn nữa, cho ta hung hăng đánh, có chuyện gì, ta đẩy. Lý Hoa đi tới, lo lắng nói ra, Tô Tổng, ngươi làm như vậy, ảnh hưởng có thể hay không không tốt. Không có chuyện gì, có mấy người liền là không thể thói quen, người càng là nhượng bộ, bọn hắn thì càng là được voi đòi tiên. Tô Chiết lắc đầu một cái nói ra. Thường trí cường ba người bọn họ vốn là đứng ở phía trước đội ngũ, khi nghe đến Tô Chiết lời nói, càng là dục già dục dịch, đặc biệt là nhạc bàng càng là không nhịn được, Tô Chiết lời nói khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này nhạc bằng hy vọng dường nào đối phương dám động thủ trước, vậy hắn liền có lý do đánh được đối phương liền hình dạng của mình cũng không nhận ra. Đáng tiếc là đối phương nhiều người như vậy, khi nghe đến Tô Chiết lời nói, phản mà rút lui rồi, không dám động thủ rồi. Bệnh viện các người muốn giải quyết thế nào một kiện sự này, cháu của ta cũng là bởi vì ăn các người bệnh viện mở y, mới sẽ trúng độc, khẳng định là bởi vì các người bệnh viện thuốc có vấn đề, mới sẽ như vậy. Một cái tiếp cận 40 tuổi, vóc người mập mạp phụ nữ đi ra, đối với tô chiết bọn hắn nói ra. Mập mạp phụ nữ thanh âm của rất lớn, hấp dẫn không ít người quan tâm lại đây. Hơn nữa mập mạp phụ nữ vừa nói xong, liền nằm nhoài tại Alaska xe trượt tuyết khuyển trên người của, khóc dòng nói, A vừa, người tốt thảm A hát, vốn là ngươi êm đẹp, chính là ăn bệnh viện này thuốc, mới sẽ như vậy. Đều là ta hại ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi gọi trở về công đạo. Tô Chiết nhìn thấy mập mạp phụ nữ hành vi sau, trong lòng là thẳng buồn nôn, mập mạp phụ nữ mới vừa rồi còn thật tốt. Như là người không liên quan như thế, nhưng bây giờ đột nhiên thật giống chết rồi lão công như thế. Hơn nữa mập mạp phụ nữ vụng về biểu diễn, chỉ làm cho Tô Chiết cảm thấy của nàng hành động rất sốc nổi. Rất làm bộ. Quan trọng nhất là Tô Chiết thực vì Alaska xe trượt tuyết khuyển lo lắng, bởi vì Alaska xe trượt tuyết khuyển nhìn lên đa tài nhất ba, bốn tháng lớn, hơn nữa vốn là thân thể của nó cũng bởi vì chúng độc, đã rất suy yếu. Hiện tại mập mạp phụ nữ còn đem cả người đặt ở Alaska xe trượt tuyết khuyển trên người của, cũng không biết Alaska xe trượt tuyết khuyển có thể hay không chống đỡ xuống rồi. Tuy rằng mập mạp phụ nữ biểu diễn, theo tô chiết rất giả dối, bất quá mập mạp phụ nữ vì càng thêm chuyên nghiệp, để quần chúng tin tưởng nàng, còn thật sự cho nàng mạnh mẽ chen ra nước mắt đến, bất quá cũng chỉ là hai giọt mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra mập mạp phụ nữ mục tiêu đạt đến. Người vây xem đại đa số đã lựa chọn tin tưởng mập mạp phụ nữ, mà bắt đầu đối tô sủng chi ra chỉ chỉ trỏ trỏ rồi. Tô chiết nhíu nhíu mày, để người bên cạnh đi cho hắn tìm loa phóng thanh lại đây, sau đó hắn đi tới mập mạp phụ nữ bên người. Nói ra, vậy ngươi muốn bệnh viện chúng ta làm thế nào? Mắc mớ gì đến ngươi, ngươi có thể làm chủ sao? Mập mạp phụ nữ mắng, ta là bệnh viện này người phụ trách, ta nghĩ ta có thể làm chủ. Tô chiết nhịn xuống hỏa khí, nói ra Ngươi là bệnh viện người phụ trách, vậy thì dễ làm rồi, ta các người phải bồi thường tổn thất của ta, ta cũng không cần nhiều, A à vượng là ta dùng 500 ngàn mua được, các ngươi theo như giá gốc bồi thường là được rồi. Hơn nữa mặt khác bệnh viện các người bảo an còn đả thương chúng ta, còn mặt khác cần phải thường cho thường tiền thuốc thang 100 ngàn. Mập mạp phụ nữ nghe được tô chiết là tô sủng chi ra người phụ trách sau, lập tức liền bắt đầu dở công phu sư tử ngoạm rồi. Mà lúc này, tô chiết muốn loa phóng thanh cũng bị người đã lấy tới, Tôi chít cầm loa phóng thanh, thử một chút âm thanh sau, nói ra, các ngươi yêu cầu bồi thường 100.000 khối tiền thuốc thang, bệnh viện chúng ta một phân tiền cũng sẽ không bồi, bởi vì chúng ta bảo an nhân viên cũng không hề động thủ, bệnh viện chúng ta có trang quản chế, có thể điều ra tới cho các ngươi xem. Mà ngươi nói chó của ngươi, sau khi ăn xong bệnh viện chúng ta kê đơn thuốc sau, xuất hiện triệu chứng chúng độc, muốn chúng ta bồi thường sự tổn thất của ngươi 500.000. Tôi chiết hơi chút dừng lại một chút, mới tiếp tục cầm loa phóng thanh nói ra, Đầu tiên ta ở nơi này thừa nhận bệnh viện chúng ta xác thực mở ra thuốc cho ngươi, thế nhưng ngươi lại không thể chứng minh bởi vì chúng ta bệnh viện thuốc nguyên nhân, cho nên đồng dạng bệnh viện sẽ không bồi thường ngươi một phân tiền." Tô Triết thanh âm của thông qua loa phóng thanh, rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai, khi này chút không rõ chân tướng người vây xem, khi nghe đến Tô Triết lời nói, cũng không khỏi xôn xao. "Không phải là bởi vì Tô Triết không có ý định bồi thường, mà là vì mập mạp phụ nữ nếu yêu cầu Tô sủng chi ra bồi thường 60 vạn hơn nữa vẻn vẹn một con ba, bốn tháng lớn Alaska xe trượt tuyết khuyển, liền muốn tô sủng chi ra bồi thường 500 ngàn, này làm cho người vây xem xem ra mập mạp phụ nữ là ở giờ công phu sư tử ngoạm rồi. Bởi vì Alaska xe trượt tuyết khuyển cũng không tính đặc biệt quý báu thừa thất loài chó, mà giá cả bình thường tại mấy trăm nguyên đến mấy ngàn nguyên trong lúc đó, cao nhất cũng không quá một nghìn không nguyên. Thế nhưng bây giờ mập mạp phụ nữ lại nói của nàng Alaska xe trượt tuyết khuyển giá trị 500 ngàn, muốn tô sủng chi ra bồi 500 ngàn cho nàng. Người vây xem hiện tại cũng cho rằng, cho dù Alaska xe trượt tuyết khuyển đúng là bởi vì tô sủng chi ra chúng độc, cũng không phải muốn tô sủng chi ra bồi thường nhiều tiền như vậy, mập mạp phụ nữ bây giờ là nhân cơ hội nhờ vào đó vơ vét tô sủng chi ra rồi. Hơn nữa không ít người cũng bắt đầu tin tưởng tô sủng chi ra trong sạch rồi, cho rằng mập mạp phụ nữ là cố ý vụ oan hãm hại. Bởi vì tô chiết nếu có can đảm cầm loa phóng thanh đem chuyện này tuyên truyền tới, mà không phải vụng vụng trộm trộm ở sau lưng giải quyết, cũng rất lớn trình độ nói rõ Tô Sủng Chi ra không thẹn với lương tâm, không phải vậy Tô Chiết cũng không có sức lực làm như vậy. Mà Tô Chiết cố ý cầm loa phóng thanh đem chuyện này khuếch tán ra, hắn cũng là vì hiệu quả này, hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết Tô Sủng Chi ra làm được đang ngồi được thẳng, tuyệt đối sẽ không ẩn giấu sự thật chân tướng. Hiện tại cái này sự kiện đã bị mập mạp phụ nữ vỡ lở ra rồi, nếu như Tô Chiết hiện tại không làm như vậy, khiến người khác biết chuyện này quá trình lời nói, cho dù hắn cuối cùng chứng minh rồi chuyện này không phải tô sủng chi ra lỗi, để mập mạp phụ nữ tính toán ngưu đồ tính sai, thế nhưng ít nhiều gì vẫn là sẽ đối với tô sủng chi ra danh dự tạo thành ảnh hưởng, đây là tô chiết không muốn nhìn đến. Coi như là mập mạp phụ nữ cuối cùng sẽ ra tới giải thích, cũng là là chuyện vô bổ, những người khác cũng sẽ cho rằng là tô sủng chi ra dùng tiền đón mua mập mạp phụ nữ mới khiến cho nàng nói như vậy. Bất kể như thế nào, đều sẽ khiến cho người khác ngờ vực, Đối Tô Sủng chi ra danh dự danh tiếng thật không tốt. Cho nên Tô Chiết mới sẽ vừa bắt đầu liền lựa chọn dùng loa phóng thanh tuyên truyền ra đi, để tất cả mọi người biết chuyện này quá trình, lời nói như vậy, đợi Tô Chiết tìm ra chứng cứ để chứng minh mập mạp phụ nữ nói là dối. Đến lúc đó không cần Tô Chiết nghĩ biện pháp đi ra là Tô Sủng chi ra giải thích, những người khác cũng sẽ tin Tô Sủng chi ra trong sạch, mà Tô Chiết mục đích cũng thì đến được rồi. Các ngươi dựa vào cái gì không bồi thường tiền? Của ta à vượng chính là ăn các người bệnh viện thuốc mới sẽ trúng độc Mập mạp phụ nữ kêu lên Bất quá lúc này mập mạp phụ nữ cũng không có lại muốn cầu tô sủng chi ra bồi thường tiền thuốc thang Bởi vì nàng hiện tại biết có quản chế tồn tại Đã không thể nói xấu tô sủng chi ra bảo an nhân viên hại người Cho nên hiện tại chỉ có thể kiên trì để tô sủng chi ra bồi thường Alaska xe trượt tuyết huyền tổn thất Không bồi thường nguyên nhân có hai cái Đệ nhất là bởi vì các ngươi không để cho chúng ta kiểm tra Alaska xe trượt tuyết huyền thậm chí không để cho chúng ta nhân viên y tế tới gần Alaska xe trượt tuyết khuyển, khiến cho chúng ta không cách nào phán đoán ra Alaska xe trượt tuyết khuyển chúng độc nguyên nhân. Thứ hai trước đó bệnh viện chúng ta kê đơn thuốc, người bây giờ cũng không bỏ ra nổi đến đối hắn xét nghiệm. tôi Chiết từng chữ từng chữ nói, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ lời nói. Nếu như người có thể chứng minh Alaska xe trượt tuyết khuyển là vì ăn bệnh viện chúng ta thuốc mới sẽ trúng độc, chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi hết thảy tổn thất, bất kể là bao nhiêu tiền. Cuối cùng Tô Chiết nói bổ sung. Thuốc đã toàn bộ cho đã ăn xong, muốn ta làm sao lấy ra cho ngươi, hơn nữa nếu như ta đem A vượng giao cho các ngươi, để cho các ngươi hủy thi diệt tích làm sao bây giờ mập mạp phụ nữ bắt đầu cái chảy cãi cối. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không đem Alaska xe trượt tuyết huyền giao cho Tô Sủng Chi ra. Vậy bây giờ chỉ có thể báo cảnh sát, giao cho ban ngành liên quan đối với chuyện này tiến hành đã điều tra. Tô Chiết nói ra, sau đó hắn xoay người, để Lý Hoa đi báo động không thể báo động, các người cũng không thể báo động, ta biết bệnh viện các ngươi khẳng định trước đó đã quản lý tốt quan hệ, nhất định sẽ đem chuyện này cho đè xuống. Mập mạp phụ nữ hoàng hồn, vội vàng đi ra ngăn cản lý hoa bọn hắn báo động. Mập mạp phụ nữ hành vi biểu hiện, càng làm cho tô chiết xác định trong lòng có của nàng quỷ, nhất định là cố ý đến dọa dẫm tô sủng chi ra. Tuy rằng tô chiết hiện tại rất muốn vạch trần mập mạp phụ nữ âm mưu, thế nhưng hắn nhưng bây giờ khổ nỗi không có chứng cứ, hơn nữa Tô Chiết biết báo động cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Bởi mập mạp phụ nữ không có hữu hiệu chứng cứ, chứng minh là Tô Sủng chi ra nguyên nhân mới đưa đến Alaska xe trượt tuyết khuyển chúng độc, Tô Chiết tin tưởng báo động sau, cảnh sát chắc chắn sẽ không phán đoán là Tô Sủng chi ra nguyên nhân. Cho dù kết quả cuối cùng là như thế này, nhưng là vẫn sẽ ít nhiều gì đối Tô Sủng chi ra danh dự danh tiếng có ảnh hưởng, bởi vì Tô Chiết bọn hắn không có chứng cứ vạch trần mập mạp phụ nữ lời nói dối, không có cách nào chứng thực Tô Sủng chi ra trong sạch. Hơn nữa vạn nhất nếu như cảnh sát lựa chọn tin tưởng mập mạp phụ nữ lời nói, yêu cầu tô sủng chi ra bồi thường thời điểm. Vậy đối tô sủng chi ra danh dự ảnh hưởng càng là to lớn. Bất quá, xuất hiện đang đối mặt mập mạp phụ nữ quấy nhiễu, tô sủng chi ra cũng chỉ có báo động một cái cái biện pháp rồi. Vừa lúc đó, tô chiết thủ cơ nhận được một cái tin nhắn ngắn. Tô chiết xem điện thoại di động tin nhắn sau, liền để Lý Hoa trước tiên ở nơi này duy trì một cái trật tự, hắn đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Sau Tô Chiết liền lái xe rời khỏi, hắn đầu tiên là lái xe đến phụ cận trong ngân hàng, cầm 5.000 không khối tiền mặt. Sau đó Tô Chiết mang theo này 5.000 không khối tiền mặt, đi tới một gian trong quán cà phê. Tô Chiết đem xe ngừng đến phụ cận sau, liền đi vào trong quán cà phê. Lúc này quán cà phê số 3 bàn, ngồi một người trẻ tuổi, lúc này người trẻ tuổi này chính đang nóng nảy bất an chờ đợi. Người trẻ tuổi thỉnh thoảng nhìn quán cà phê nhập khẩu nơi, có vẻ hơi nôn nóng bất an, hắn lúc này trong lòng rất lo lắng. Không biết sẽ sẽ không bởi vậy cho mình chọc tới phiền phức. Tô Chiết đi tới số 3 bàn, nhìn người trẻ tuổi, thăm dò mà hỏi, tin nhắn là người phát sao? Người trẻ tuổi gật gật đầu, nói ra, là ta phát, ngươi là tô sủng chi ra người phụ trách sao? Ta muốn biết, ngươi là làm sao biết số điện thoại di động của ta? Tô Chiết tò mò hỏi, hắn không nghĩ ra, số điện thoại di động của hắn rất ít công bố ra ngoài chỉ có tại trèo lên thông báo tìm người thời điểm, Tô Chiết số điện thoại mới lộ ra ánh sáng đi qua, thế nhưng muốn từ thông báo tìm người bên trong, liên tưởng đến Tô Chiết là Tô Sủng Chi ra người phụ trách lời nói, rất hiển nhiên là không thể nào. Cho nên Tô Chiết cũng rất muốn biết trước mặt hắn thanh niên là làm sao biết số điện thoại di động của hắn. Ta xuất hiện ở trong tay có chứng cứ, giúp người giải quyết Tô Sủng Chi ra cảnh khốn khó. Người trẻ tuổi cũng không trở về đến Tô Chiết vấn đề, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác, nói đến chính sự lên. Chỉ cần của ngươi chứng cứ hữu dụng, ta sẽ nắm 5.000 không khối đổi với ngươi. Nếu người trẻ tuổi không muốn nói, tô chiết cũng không cưỡng bách. Hơn nữa muốn biết tô chiết số điện thoại, vẫn có rất nhiều loại phương pháp, cho nên tô chiết cũng không có tiếp tục truy vấn rồi. Tô chiết lấy ra 5.000 không khối đi ra, cho người trẻ tuổi nhìn một chút. Người trẻ tuổi gật gật đầu, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra mở ra một sấp văn kiện, đưa cho tô chiết xem. Tô Chiết tiếp nhận người tuổi trẻ điện thoại di động, cặp phân kiện bên trong, có một đoạn ghi âm cùng một đoạn video. tôi Chiết đầu tiên là mở ra ghi âm, tỉ mỉ nghe xong một lần sau, sau đó lại đem video nhìn một lần. Cảm tạ, người chứng cứ này đối với ta phi thường hữu dụng, đây là chúng ta đã nói 5.000 không khối, là ngươi lần này thù lao. tôi Chiết đem tiền đẩy lên người tuổi trẻ trước mặt, nói ra. Trải qua người tuổi trẻ sau khi đồng ý, tôi Chiết đem ghi hình cùng video đã copy một phần, phát đến trên điện thoại di động của chính mình. Nếu như ta không nên này 5.000 không khối, ta có thể hay không đến tô sủng chi ra công tác. Người trẻ tuổi nhìn xem phía trước mặt 5.000 không khối, sau hắn quyết định hỏi. Này 5.000 không khối là đúng người lần này thù lao, cùng có thể hay không đến tô sủng chi ra công tác không có quan hệ, người vẫn là nhận lấy này 5.000 không khối đi. Tô Chiết nói ra. Tô Chiết nói như vậy, không khỏi làm người trẻ tuổi thất vọng rồi, từ khi tô sủng chi ra khai trương sau, hắn liền nghĩ tới Tô Sủng Chi ra công tác, tuy rằng Tô Sủng Chi ra chức vị yêu cầu cũng không cao, người tuổi trẻ năng lực có thể thỏa mãn Tô Sủng Chi ra yêu cầu, thế nhưng đi nhận lời mời Tô Sủng Chi ra quá nhiều người rồi, người trẻ tuổi biết mình hy vọng rất nhỏ bé. Người trẻ tuổi vốn cho là có thể thừa cơ hội này, hẳn là có thể rất dễ dàng tự tiến vào Tô Sủng Chi ra công tác, vì thế người trẻ tuổi có thể từ bỏ 5.000 không thù lao. Chỉ vì tiến vào tô sủng chi ra công tác, thế nhưng hắn không nghĩ tới tô chiết vừa sẽ không đáp ứng. Bất quá ngươi có thể đi tô sủng chi ra thử một chút, chỉ cần ngươi có năng lực, ta tin tưởng vẫn là có thể tiến vào tô sủng chi ra. Tô chiết cười nói, hắn cũng không muốn tùy tiện liền an bài nhân thủ tiến vào tô sủng chi ra bên trong, như vậy biết đánh loạn tô sủng chi ra trật tự. Mà tô chiết sẽ an bài thường trí cường ba người bọn họ đi vào tô sủng chi ra công tác, là vì tô sủng chi ra vốn là bởi vì thiếu hụt bảo an nhân viên, mà thường trí cường bọn hắn rất phù hợp điều kiện, cho nên tô triết mới sẽ ngoại lệ. Thế nhưng Tô Chiết đối trước mặt thanh niên cũng không quen thuộc, càng thêm không biết hắn có phải hay không thỏa mãn Tô Sủng Chi ra yêu cầu, hắn không thể bởi vì chuyện này, liền đem người trẻ tuổi sắp xếp đi vào Tô Sủng Chi ra bên trong, cho nên Tô Chiết tình nguyện tiêu ít tiền. Tốt, cảm tạ, người trẻ tuổi cuối cùng cười nói, hắn đã hiểu Tô Chiết ý tứ. Hẳn là ta nói với người một tiếng cảm tạ mới đúng, người giúp ta giải quyết xong phiền toái lớn. Tô Chiết chỉ điện thoại di động cười nói. Ta hiện tại muốn đem chuyện này xử lý, Tự đi trước rồi. Tô Chiết đứng lên cùng người trẻ tuổi bắt tay nói đừng. Sau Tô Chiết liền rời đi quán cà phê, lái xe về Tô Sủng Chi ra rồi, Tô Chiết chuyến này thu hoạch không nhỏ lệnh hắn giờ khác này tâm tình phi thường ung dung. Lúc trước tin nhắn, chính là quán cà phê thanh niên phân phát Tô Chiết. Tại tin nhắn bên trong, người trẻ tuổi nói cho Tô Chiết, hắn có biện pháp giải quyết Tô Sủng Chi ra phiền phức, có thể vạch trần mập mạc phụ nữ lời nói dối, bất quá cần 5.000 không khối tiền trả nước còn để lại gặp mặt địa chỉ cho tô chiết, cho nên tô chiết tại thu được tin nhắn thời điểm, liền để lý hoa đỉnh trước, sau hắn lập tức đi phụ cận ngân hàng lấy tiền, chạy đến này trong quán cà phê cùng người trẻ tuổi gặp mặt. trước khi tới, tô chiết cũng không biết người trẻ tuổi phải hay không đang gạt hắn, cho dù người trẻ tuổi nói là sự thật, nhưng là của hắn chứng cứ phải hay không hữu dụng, tô chiết cũng không biết. bất quá khi đó tô chiết đã không có cách nào, mà cái này hy vọng duy nhất, tô chiết chỉ có thể sẽ không bỏ qua rồi. Hắn chỉ có thể hy vọng người trẻ tuổi nói là sự thật, hắn chứng cứ thật sự có thể vạch trần mập mạp phụ nữ lời nói dối, còn Tô Sủng chi ra một cái thuần khiết. Bất quá Tô Chiết đi tới trong quán cà phê, nhìn thấy người trẻ tuổi cung cấp ghi âm cùng video sau, trái tim hắn liền phóng hạ đến rồi. Tô Chiết trở về Tô Sủng chi ra thời điểm, liền nhìn đến bây giờ đến không ít cảnh sát, xem ra Lý Hoa bọn hắn đã báo cảnh sát, mà bọn hắn đang cùng mập mạp phụ nữ dây dưa không rõ, bởi vì mập mạp phụ nữ một mực không phối hợp phiền phức cho ta một chút thời gian, ta nghĩ ta có thể giải quyết chuyện này. Tô Chiết đi tới xem ra giống như là đội trưởng cảnh sát bên cạnh, nói ra. Ngươi là ai? Chính đau đầu đội trưởng cảnh sát, nhìn thấy Tô Chiết đột nhiên đi tới bên người, thế là nghi hoặc nói ra. Ta là này Tô Sủng Chi ra người phụ trách, ta hiện tại đã đã tìm được chứng cứ chứng minh Tô Sủng Chi ra trong sạch rồi, cho nên cho ta một chút thời gian. Để cho ta hiện tại làm sáng tỏ một cái, Tô Chiết nói ra. Tô Sùng Chi ra hôm nay phát sinh chuyện này. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, đội trưởng cảnh sát nhất thời cũng không biết hẳn là như thế đi xử lý. Nếu hiện tại Tô Chiết có chứng cứ, đội trưởng tự nhiên rất tình nguyện để Tô Chiết đứng ra làm sáng tỏ. Tô Chiết đi tới Lý Hoa bên người, đem điện thoại di động giao cho hắn, để Lý Hoa dựa theo chỉ thị của hắn đi làm. Sau đó Tô Chiết lại tìm tới lúc trước loa phóng thanh. Đi tới trước mặt người khác, nói ra, phiền toái lớn nhẹ yên lặng một chút, đang giải quyết chuyện này trước đó, ta có chút đồ vật để mọi người trước tiên nhìn một chút. Lúc này tô sủng chi ra trước cửa, theo thời gian trôi đi, người vây xem không chỉ có không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã người đã lít nha lít nhít rồi, cũng không biết có bao nhiêu người rồi. Hơn nữa ngoại trừ người vây xem ở ngoài, tô sủng chi ra bây giờ còn đến không ít phóng viên, bởi vì theo sự tình càng náo càng lớn. Đã có thể trở thành một kiện để người chú ý tin tức đặc biệt là mập mạp phụ nữ yêu cầu tô sủng chi ra bồi thường 500.000 tổn thất, còn muốn mặt khác bồi thường 100.000 khối tiền thuốc thang, này cũng có thể trở thành tin tức mánh lưới, có thể gây nên chú ý, cho nên sẽ không thiếu phóng viên chạy tới, muốn ở chỗ này thu được trực tiếp tư liệu. Hiện tại tô chiết hy vọng càng nhiều người càng tốt, có phóng viên ở đây càng tốt hơn, hắn phải ở chỗ này chứng minh tô sủng chi ra trong sạch, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này ngọn nguồn rất nhanh tô sủng chi ra trước cửa phát thanh liền truyền lên tiếng đến rồi, tô chiết nghe được không nhịn được cười một tiếng, nhưng mà mập mạp phụ nữ sắc mặt lại không kìm lòng được tái nhợt một ít, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Hiện tại tô sủng chi ra một đoạn này phát thanh, liền là trước kia người trẻ tuổi giao cho tô chiết ghi hình. Này ghi hình bên trong, có hai người thanh âm của, một giọng nam cùng một nữ âm thanh. Người muốn ta làm thế nào? Nữ nói. Ta muốn người mang theo con chó này, đi bên cạnh tô sủng chi ra xem bệnh, sau đó. Nam nói, cái kia ta làm như vậy có ích lợi gì? Người phải biết ta làm như vậy phiêu lưu rất lớn, nếu như bị người biết rõ lời nói, nhưng là phải ngồi tù. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, sẽ không bị người phát hiện, hơn nữa sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 5.000 không khối tiền trả nước, ngoài ra ngươi từ tô sủng chi ra lấy được tiền toàn bộ về ngươi, có thể được đến bao nhiêu, liền xem chính ngươi bản sự rồi. Vậy thì tốt, Ta liền đáp ứng ngươi, không trả tiền ngươi muốn trước tiên cho một nửa. Không thành vấn đề, nói chung ta muốn tô sủng chi ra không làm tiếp được, ta muốn để tô chiết thân bại danh liệt." Giọng nam nghiến răng nghiến lợi nói ra. Theo ghi hình phát ra, cả sự tình bắt đầu sáng suốt, vốn là không rõ chân tướng quần chúng, cũng bắt đầu đã minh bạch chân tướng sự tình rồi. Tuy rằng này ghi âm bên trong giọng nam, quần chúng cũng không biết là ai, thế nhưng bên trong giọng nữ, đại đa số người cũng có thể đoán được là ai bởi vì này giọng của nữ nhân, cùng mập mạp phụ nữ thanh âm của quá tương tự, đều là giống nhau sắc bén. Tuy rằng người vây xem chỉ là đoán được ghi âm bên trong giọng nữ là ai, thế nhưng cũng không biết ghi âm bên trong giọng nam là ai, thế nhưng tô sủng chi ra hết thải công nhân viên, hiện tại cũng đã biết ghi âm bên trong giọng nam là ai, bởi vì cái này thanh âm của nam nhân quá quen thuộc. Đây không phải ta, đây đều là giả dối, nhất định là các ngươi không muốn bồi thường, mà biên tạo nên, ta muốn cáo bệnh viện các ngươi phỉ báng. Mập mạp phụ nữ có tật giật mình, chủ động trước tiên đối tô sủng chi ra làm khó dễ, thế nhưng nàng như bây giờ làm, càng làm cho người hoài nghi nàng. Ngươi bây giờ đừng vội sao, ta vừa không có nói là ngươi, kế tiếp còn có đổ vật xem, ngươi đừng đã cắt đứt. Tô chiết cười nói, ghi âm phát ra song sau, rất nhanh tô sủng chi ra cửa ra vào màn ảnh lớn, bắt đầu phát ra lên một đoạn video. Trong video, vẫn là hai người, cùng ghi âm như thế, vẫn là một nam một nữ, trong video xuất hiện người thanh âm của, cùng ghi âm thanh âm của cũng có thể xứng với, rất hiển nhiên video cùng ghi âm người bên trong đều là cùng một người. Bất quá cái video này bên trong so với ghi âm bất đồng là, lần này thêm một con chó con. Mà này con chó nhỏ, cùng trước mắt nằm ở tô sủng chi ra trước cửa Alaska xe trượt tuyết khuyển rất tương tự, có thể thấy được là cùng một con Alaska xe trượt tuyết khuyển. Bất quá trong video Alaska xe trượt tuyết khuyển còn rất tinh thần, không hề giống hiện tại như thế uể oải, thoi thóp một hơi. làm mập mạp phụ nữ nhìn thấy cái video này sau, chân của nàng mềm nhún, không khỏi ngã ngồi tại mặt đất. cái video này một phát ra, mập mạp phụ nữ liền biết nàng đã xong, nàng tất cả mọi chuyện đều phải bại lộ. tuy rằng mập mạp phụ nữ bây giờ còn là không nghĩ ra, vì sao lại có cái video này? hơn nữa tôi chết cái video này lại là từ đâu tới? bởi vì cái này trong video nhân vật xuất hiện, một người trong đó chính là mập mạp phụ nữ rồi mà một người khác chính là bên cạnh cửa hàng thú cưng ông chủ hảo kiện. Ta đã dựa theo chỉ thị của ngươi, mang theo nó đi tô sủng chi ra nhìn bệnh, còn cầm thuốc trở về, sau đó phải ta làm thế nào? Mập mạp phụ nữ hỏi. Rất tốt, hiện tại ngươi chỉ cần cho nó ăn này cá biệt có thể. Hạo kiện từ trong ngăn kéo lấy ra một bình bình thuốc, từ hắn lúc này nụ cười đến xem, liền có thể thấy được hắn không có hảo ý, hắn lấy ra bình thuốc cũng không cần vật gì tốt. Đây là cái gì, trực tiếp cho nó ăn là được rồi. Mập mạp phụ nữ hỏi: "Đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần biết rằng này là có thể cho ngươi đạt được tiền thứ tốt là được rồi, những thứ khác ngươi liền chớ để ý." Hạo Kiện thúc giục: "Nhanh lên một chút cho nó ăn, có tiền, ngươi mua bao nhiêu con chó cũng có thể." Vốn đang có thể thấy được mập mạp phụ nữ còn có chút do so dự, bất quá khi Hạo Kiện nói đến tiền sau đó liền để nàng quyết định, đã mặc kệ Alaska xe trượt tuyết khuyển an nguy. Mập mạp phụ nữ mở ra Hạo Kiện cho bình thuốc, từ bên trong đổ ra mấy hạt màu đen viên thuốc đi ra sau đó đưa đến Alaska xe trượt tuyết khuyển trước mặt. Rất rõ ràng, Alaska xe trượt tuyết khuyển đối chủ nhân của nó không hề có một chút phòng bị tâm, cũng không biết mập mạp phụ nữ vì tiền tài, đã phát điên, dự định hy sinh nó. Tuy rằng màu đen viên thuốc mùi vị thật không tốt nghe thấy, bất quá Alaska xe trượt tuyết khuyển vẫn là rất thuận theo, đem mập mạp phụ nữ trong tay màu đen viên thuốc cho ăn vào đi trong bụng. Mập mạp phụ nữ lo lắng này màu đen viên thuốc tác dụng không đủ lớn, Nàng lo lắng đến lúc đó Alaska xe trượt tuyết khuyển sẽ làm chế nãi đại sự, làm cho nàng không chiếm được tiền, thế là mập mạp phụ nữ không cần hảo kiện nhắc nhở, nếu chủ động từ bình thuốc bên trong, lần nữa đổ ra mấy hạt màu đen viên thuốc đi ra, đưa cho Alaska xe trượt tuyết khuyển ăn. Hiện tại mập mạp phụ nữ vì tiền, đã chuyện gì cũng dám làm, tâm địa thập phần độc ác, hiện tại nàng căn bản đã sẽ không đi cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy. Hoặc là nói nàng đã không để ý Alaska xe trượt tuyết khuyển tánh mạng, chỉ cần nàng có thể đạt được tiền là được rồi. đối với mập mạp phụ nữ như vậy chủ động để hảo kiện hết sức hài lòng, bởi vì lời nói như vậy, chuyện này tỷ lệ thành công liền càng gia tăng. mập mạp phụ nữ lần thứ hai cho màu đen viên thuốc. mới đầu Alaska xe trượt tuyết khuyên thật là không muốn ăn, bởi vì cái này màu đen viên thuốc mùi vị thật không tốt nghe thấy, rất khó ăn. hơn nữa Alaska xe trượt tuyết khuyên ăn màu đen viên thuốc sau, nó đã từ từ cảm thấy thân thể không thoải mái cho nên liền có chút chống cự ăn nữa màu đen viên thuốc. Bất quá tại mập mạp phụ nữ lừa dưới, cuối cùng Alaska xe trượt tuyết khuyển vẫn là lần nữa nghe theo mập mạp phụ nữ lời nói. Ngoan ngoãn đem màu đen viên thuốc cho ăn hết. Trước trước sau sau gộp lại, Alaska xe trượt tuyết khuyển gần như ăn 10 hạt màu đen viên thuốc, không qua bao lâu, màu đen viên thuốc hiệu quả liền đi ra rồi. Alaska xe trượt tuyết khuyển rất nhanh sẽ bắt đầu không có khí lực, liền đứng cũng không vững, chỉ có thể nằm trên mặt đất, hơn nữa Alaska xe trượt tuyết khuyển bắt đầu nôn mửa. Trong miệng còn chảy ra không ít bọt mép đi ra. Nhưng Alaska xe trượt tuyết khuyển ngã xuống sau, hạo kiện cùng mập mạp phụ nữ đều đã có không ít ý cười. Hiển nhiên đối Alaska xe trượt tuyết khuyển vì sao lại như vậy, bọn hắn rất rõ ràng. Cũng là bọn hắn một tay tạo thành. Bất quá khi Alaska xe trượt tuyết khuyển bắt đầu nôn mửa thời điểm, bọn hắn vẻ mặt đều có chút căm ghét, bất quá cũng không hề để ý sinh tử của nó. Liền ngay cả mập mạp phụ nữ đối Alaska xe trượt tuyết khuyển cũng biểu hiện ra ghét bỏ vẻ mặt đi ra, giờ phút này nàng cũng không ngẫm lại, Alaska xe trượt tuyết khuyển cũng là bởi vì nguyên nhân của nàng mới sẽ như vậy. Alaska xe trượt tuyết khuyển cảm thấy rất khổ cực, nó bắt đầu cố gắng hướng về mập mạp phụ nữ bỏ qua đi, nó phải về đến chủ nhân bên người, lúc này Alaska xe trượt tuyết khuyển tin tưởng nhất người hay là mập mạp phụ nữ. Thế nhưng mập mạp phụ nữ lại có chút ghét bỏ Alaska xe trượt tuyết khuyển bắt đầu chủ động tránh đi Alaska xe trượt tuyết quyền tới gần. Đợi được ngày mai thời điểm này, ngươi là có thể mang theo nó đi tô sủng chi ra, đến lúc đó ngươi chỉ cần một mực chắc chắn là tô sủng chi ra tạo thành là được rồi. Hạo kiện cười nói, hắn lúc này đã nghĩ đến sự tình phát triển rồi. Để cho an toàn, hạo kiện để mập mạp phụ nữ ngày mai mới đi tô sủng chi ra. Đã đến ngày mai, Alaska xe trượt tuyết khuyển ăn nhiều như vậy màu đen viên thuốc, tô sủng chi ra tuyệt đối không thể cứu vãn, không thể cứu về rồi, đến lúc đó mập mạp phụ nữ là có thể chính mình bắt đền nhiều tiền hơn rồi. Hạo kiện tin tưởng chuyện này cho dù không cho tô sủng chi ra bởi vậy đóng cửa, thế nhưng chỉ ít sẽ ảnh hưởng đến tô sủng chi ra danh tiếng, hơn nữa còn muốn tô chiết xuất chút máu. Tô sủng chi ra ra chuyện như vậy, về sau còn có ai dám mang sủng vật đến tô sủng chi ra xem bệnh, chỉ cần hạo kiện đến lúc đó liều mạng tuyên truyền chuyện này, để càng ngày càng nhiều người biết, tô sủng chi ra tuyệt đối là không làm tiếp được nhưng mà này còn là bước thứ nhất, chỉ cần chuyện này thành công, hạo kiện kế tiếp còn có rất nhiều âm mưu, chờ tô chiết cùng tô sủng chi ra, hắn muốn tô chiết cùng tô sủng chi ra đều rơi vào vạn kiếp bất phục, như vậy mới có thể giải trừ trong lòng hắn mối hận. Thế nhưng hạo kiện cùng mập mạp phụ nữ đều tính sai, hắn nhìn tính vạn tính, đều không tính được tới bọn hắn hành động, đều bị người cho đập xuống, hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy. Rất nhanh cái video này liền kết thúc, rất hiển nhiên hảo kiện cùng mập mạp phụ nữ đối ghi âm cùng video đều không biết chút nào, bằng không thì cũng sẽ không toát ra đến. Hơn nữa video cùng ghi âm, rất rõ ràng đều là lén lút thu lại, bởi vì video góc độ một mực chưa từng di động. Theo video phát ra, hiện trường tất cả mọi người biết bây giờ là chuyện gì xảy ra rồi, sự tình đã rất rõ ràng. Cũng là bởi vì mập mạp phụ nữ lòng tham, không tiếc hy sinh Alaska xe trượt tuyết khuyển cùng cửa hàng thú cưng ông chủ hảo kiện liên hợp lên để hãm hại tô sủng chi ra, không chỉ có muốn cho tô sủng chi ra danh dự bị hao tổn, còn muốn lừa gạt tô sủng chi ra tiền. Mập mạp phụ nữ muốn tô sủng chi ra bồi thường 60 vạn, thật đúng là đầy đủ lòng tham. Bất quá mập mạp phụ nữ không phải là bởi vì lòng tham lời nói, cũng sẽ không đem tin tưởng chính mình Alaska xe trượt tuyết huyền biến thành bây giờ bộ dáng. Cảnh sát đồng chí, ta nghĩ chuyện bây giờ đã rõ ràng đợi video phát ra xong sau tôi triết đi tới đội trưởng bên người nói ra đội trưởng gật gật đầu lập tức mệnh lệnh thủ hạ đem mập mạp phụ nữ cùng kỳ đồng hỏa toàn bộ bắt lúc này sự việc đã bại lộ mập mạp phụ nữ cùng đồng bọn cũng bắt đầu chạy trốn đáng tiếc hôm nay bởi vì chuyện này nhân số quá nhiều quan hệ cho nên lần này cảnh sát phái ra không ít nhân thủ đi ra cho nên khi chân tướng sự tình đi ra sau cảnh sát rất nhanh sẽ đem mập mạp phụ nữ chế trụ không có một người có thể trốn chạy thoát rồi mà lúc này đây, đột nhiên đến không ít người, để Tô Chiết còn tưởng rằng xảy ra không ít biến cố, sau đó Tô Chiết bọn hắn mới biết, nguyên lai like những người này là bởi vì Alaska xe trượt tuyết khuyển mà đến. Nguyên lai like hôm nay vì chuyện này, đến không ít ký giả truyền thông, mà ở trong có một nhà truyền thông, vì tuyên bố trực tiếp tin tức, nếu trực tiếp lựa chọn trực tiếp, để trước máy truyền hình khán giả, có thể hiểu được sự tình phát triển. Tại Tô Chiết không có cầm lại ghi âm cùng video trước đó, Lý Hoa mới vừa vặn báo cảnh sát thời điểm, những phóng viên này tại người biết chuyện nổ tung dưới chen chúc mà đến, vào lúc đó liền có một nhà truyền thông lựa chọn trực tiếp. Tuy rằng một cái nhà truyền thông chỉ là thẩm châu thành phố bản địa đài truyền hình, thế nhưng tỷ lệ người xem không thấp, thế là tô sủng chi ra chuyện này rất nhanh sẽ bị rất nhiều người biết, rất nhiều yêu chó nhân sĩ càng là đối với hắn vô cùng quan tâm. Tại ngay từ đầu thời điểm, hầu như tất cả mọi người cho rằng là tô sủng chi ra sai lầm, là tô sủng chi ra nhân viên y tế cho Alaska xe trượt tuyết quyền mở nhầm thuốc rồi, mới sẽ dẫn đến Alaska xe trượt tuyết khuyển chúng độc. Tuy rằng mập mạp phụ nữ giờ công phu sư tử ngoạm, một hơi trực tiếp hướng về tô sủng chi ra bắt đền 60 vạn, hắn tham lam tính cách khiến người ta rất không vui mừng, thế nhưng càng nhiều không rõ chân tướng người cho rằng tô sủng chi ra là có tội thì phải chịu. Cầu nguyện mập mạp phụ nữ thật sự bắt đền thành công, để tô sủng chi ra như vậy không có lương tâm sủng vật bệnh viện, đạt được xứng đáng trừng phạt. Chỉ bất quá làm tô chiết mang về ghi âm cùng video, tại tất cả mọi người trước mặt phát ra sau, chuyện này tình thế đột nhiên thay đổi. Tất cả mọi người mới biết nguyên lai like tô sủng chi ra cũng không hề mở nhầm thuốc, mà là mập mạp phụ nữ liên hợp những người khác, đồng thời lừa bịp tô sủng chi ra, hơn nữa vì tiền. Mập mạp phụ nữ liền Alaska xe trượt tuyết khuyển tính mạng cũng không để ý rồi, vì oan uổng tô sủng chi ra, nếu cho Alaska xe trượt tuyết quyền ăn màu đen viên thuốc. Hiện tại tất cả mọi người biết cái gọi là màu đen viên thuốc, chính là dẫn đến Alaska xe trượt tuyết khuyển chúng độc kẻ cầm đầu, có lẽ Alaska xe trượt tuyết khuyển tính mạng cũng sắp không gánh nổi. Hơn nữa đáng hận nhất chính là mập mạp phụ nữ nếu còn quấy nhiễu, tô sủng chi ra nhân viên y tế trị liệu Alaska xe trượt tuyết khuyển, đối với nó bỏ mặc tùy ý Alaska xe trượt tuyết khuyển không giúp nằm trên mặt đất, lẻ loi chờ đợi tử vong. Mà tô sủng chi ra hiện trường ký giả truyền thông, tự nhiên cũng đem cái video này cho trực tiếp lên rồi. Mà đài truyền hình trước yêu chó nhân sĩ, khi thấy cái video này sau, dồn dập mắng mập mạp phụ nữ cùng hảo kiện hai người táng tận thiên lương, ác độc đến cực điểm. Hơn nữa những này ái quốc nhân sĩ không hẹn mà cùng chạy tới tô sủng chi ra bên trong. Cho nên tô sủng chi ra hiện tại mới có thể xuất hiện càng ngày càng nhiều người. Làm những người này nhìn thấy mập mạp phụ nữ bị cảnh sát chế trụ, cảm thấy hả hê lòng người. Nhưng là có chút người vẫn cảm thấy còn không dám, còn trên đất kiếm một chút hòn đá nhỏ, hoặc là trong tay đồ uống bình, đều hướng về mập mạp phụ nữ trên người của đập tới. Dùng này đến thay Alaska xe trượt tuyết khuyển hả giận. Vốn là một mực yên tĩnh nằm trên đất, không có khí lực lên đường Alaska xe trượt tuyết khuyển, vào lúc này nhìn thấy chủ nhân của nó mập mạp phụ nữ bị người ta tóm lấy rồi, hơn nữa còn bị người cầm thứ gì nện sau, hộ chủ sốt ruột Alaska xe trượt tuyết khuyển, không biết từ khí lực từ nơi nào tới, nếu từ trên đất dãy ruộa bò lên. Hướng về mập mạp phụ nữ chạy tới. Alaska xe trượt tuyết khuyển chạy đến mập mạp phụ nữ bên người, đồng thời dùng ấu tiểu thân thể ngăn ở mập mạp phụ nữ trước mặt, cuối cùng Alaska xe trượt tuyết khuyển còn là không có khí lực, lần nữa tại mập mạp phụ nữ trước mặt ngã xuống. Hay là Alaska xe trượt tuyết khuyển căn bản không biết phía trước một khắc. Chủ nhân của nó còn nghĩ đến lợi dụng nó lừa bịp tiền, coi thường sinh mạng của nó. Mà bây giờ Alaska xe trượt tuyết khuyển sẽ có trình độ như thế, cũng là mập mạp phụ nữ một tay tạo thành nếu như không phải là bởi vì mập mạp phụ nữ lời nói Alaska xe trượt tuyết quyền hiện tại nhất định là rất khỏe mạnh mà không phải giống như bây giờ liền đứng cũng không vững hay là cho dù Alaska xe trượt tuyết quyền biết rồi cũng sẽ lựa chọn làm như vậy bởi vì đối Alaska xe trượt tuyết quyền tới nói chủ nhân thủy chung là chủ nhân sẽ không bởi vì là chủ nhân làm sai chuyện liền sẽ vứt bỏ chủ nhân bất luận từ lúc nào Alaska xe trượt tuyết quyền đều sẽ chọn cùng mập mạp phụ nữ đồng thời vượt qua cửa ải khó hay là đối mập mạp phụ nữ tới nói, Alaska xe trượt tuyết khuyển chỉ là một con chó, chỉ là sủng vật mà thôi, thế nhưng đối Alaska xe trượt tuyết khuyển tới nói, mập mạp phụ nữ lại là nó toàn bộ thế giới. Mập mạp phụ nữ vào lúc này tránh thoát khỏi cảnh sát kiềm chế, chạy đến Alaska xe trượt tuyết khuyển trước mặt, ngồi xổm xuống, bảo vệ Alaska xe trượt tuyết khuyển thân thể, hô, van cầu các ngươi cứu A vượt, van cầu các ngươi cứu nó, nó là vô tội, đều là của ta sai, van cầu các ngươi cứu nó đi. Thời khắc này mập mạp phụ nữ chân tình biểu lộ, không giống lúc trước biểu diễn làm bộ, thậm chí vì để cho tô sủng chi ra người cứu Alaska xe trượt tuyết khuyền, còn quy cầu bọn hắn. Lúc này, không có ai lại cầm thứ gì nện mập mạp phụ nữ rồi, bởi vì lo lắng thương tổn được Alaska xe trượt tuyết khuyền, cũng là bởi vì mập mạp phụ nữ hiện tại biết sai rồi. Mà hiện trường người, cũng bắt đầu cùng mập mạp phụ nữ đồng thời khẩn cầu tô sủng chi ra, ra tay trị liệu Alaska xe trượt tuyết khuyền, bởi vì cái này thời điểm chỉ có tô sủng chi ra, mới có thể cứu được Alaska xe trượt tuyết khuyển, cái khác sủng vật bệnh viện cách nơi này quá xa, lấy Alaska xe trượt tuyết khuyển tình huống bây giờ, tuyệt đối là không căng được lâu như vậy, mỗi kéo một phút, Alaska xe trượt tuyết khuyển sống sót hy vọng liền thiếu một phân. Thế nhưng những người này cũng biết tô sủng chi ra không ít từ thiện cơ quan, có quyền không trị liệu Alaska xe trượt tuyết khuyển, huống hồ trước lúc này, mập mạp phụ nữ còn lợi dụng Alaska xe trượt tuyết khuyển, đối tô sủng chi ra tiến hành lừa bịp tô sủng chi ra không trị liệu alaska xe trượt tuyết quyền cũng là về tình về lý không có ai có thể chỉ trích tô sủng chi ra tô chiết hướng về lý hoa gật gật đầu đạt được tô chiết ra hiệu sau thế là lý hoa để bên người công nhân viên đem alaska xe trượt tuyết quyền mang vào tô sủng chi ra bên trong chuẩn bị tiến hành trị liệu lúc này lý hoa tiếp nhận tô chiết loa phóng thanh tại tất cả mọi người trước mặt nói ra mời mọi người yên tâm chúng ta tô sủng chi ra là sẽ không bỏ qua nó, bởi vì động vật là vô tội, chúng ta sẽ không bởi vì cùng chủ nhân của nó có ân oán, liền từ chối trị liệu, nhất định sẽ đem hết toàn lực trị liệu. Kỳ thực thời điểm này, nếu như là cái khác sủng vật bệnh viện, tuyệt đối sẽ không trị liệu Alaska xe trượt tuyết khuyển, không phải là bởi vì có lớn hay không độ vấn đề. Mà là Alaska xe trượt tuyết khuyển hiện tại đã trúng độc quá sâu, hơn nữa thời gian còn kéo lâu như vậy, hầu như có thể nói là không có hy vọng chữa tốt. Nếu như Alaska xe trượt tuyết khuyển còn có thể cứu lời nói, cái khác sủng vật bệnh viện cũng sẽ lựa chọn trị liệu nó. Chính vì như vậy có thể cho bệnh viện thu được một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà nếu như bệnh viện không cứu sống được lực Alaska xe trượt tuyết khuyển lời nói, người ngoài sẽ không để ý tới Alaska xe trượt tuyết khuyển bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào. Đại đa số người đều sẽ cho rằng là sủng vật bệnh viện y thuật chưa đủ tốt, mới y không tốt Alaska xe trượt tuyết khuyển khiến nó chết đi kết quả như thế là đúng sủng vật bệnh viện tới nói là vô hình thương tổn, đối bệnh viện danh tiếng là rất bất lợi. Mà bây giờ Alaska xe trượt tuyết khuyển sống sót tỷ lệ quá nhỏ bé, trên căn bản đã có thể phán đoán tử vong, như vậy suốt lực không có kết quả tốt sự tình, cái khác sủng vật bệnh viện căn bản sẽ không làm. Audio điện tử võ tấn bền Hoặc là tại những khác đồng hành xem ra, tôi sủng chi ra dưới tình huống như vậy, lựa chọn trị liệu Alaska xe trượt tuyết khuyển là rất không lý trí. Tuy rằng nếu như chữa tốt Alaska xe trượt tuyết khuyển lời nói, sẽ cho tô sủng chi ra độ nổi tiếng mang đến rất tốt tuyên truyền, khiến tô sủng chi ra danh tiếng danh dự lần nữa tăng lên một bước. Thế nhưng cứu sống Alaska xe trượt tuyết khuyển hy vọng quá xa vời, Alaska xe trượt tuyết khuyển có thể kiên trì đến hiện tại còn chưa chết, cũng đã có thể nói là một cái kỳ tích. Muốn chữa tốt Alaska xe trượt tuyết khuyển, nói nghe thì dễ, bởi vậy tô sủng chi ra hành vi thật sự là quá mạo hiểm rồi. Hay là tại những khác? xem ra, tô sủng chi ra trị liệu Alaska xe trượt tuyết quyền thật là mạo hiểm. thế nhưng tô chiết lại không cho là như vậy. bởi vì vì cái khác sủng vật bệnh viện là không chắc chắn chữa tốt Alaska xe trượt tuyết khuyền, mới sẽ cảm thấy tô sủng chi ra mạo hiểm. nhưng mà nếu như có nắm chặt, tin tưởng cái khác sủng vật bệnh viện cũng sẽ giống như tô sủng chi ra. lựa chọn trị liệu Alaska xe trượt tuyết quyền, bởi vì cái này đối sủng vật bệnh viện danh tiếng thật là tốt tuyên truyền. mà tô chiết cho rằng tô sủng chi ra hoàn toàn chắc chắn có thể trị hết Alaska xe trượt tuyết khuyển, cho nên Tô Chiết cũng không cho là hành vi như vậy mạo hiểm, cho nên hắn mới sẽ để Tô Sủng Chi ra trị liệu Alaska xe trượt tuyết khuyển. Tuy rằng Tô Sủng Chi ra cùng cái khác sủng vật bệnh viện, chữa bệnh trình độ không kém nhiều, bệnh viện chữa bệnh thiết bị cũng là xê xích không nhiều, thậm chí trị liệu chỗ áp dụng dược phẩm đều là đại khái giống nhau, không có gì lớn khác biệt. Thế nhưng Tô Sủng Chi ra lại nắm giữ cái khác sủng vật bệnh viện không có thứ, cho nên tô sủng chi ra có thể chắc chắn chữa tốt Alaska xe trượt tuyết khuyển, thế nhưng cái khác sủng vật bệnh viện lại không chắc chắn, kia nắm chắc chính là tô chiết cho tô sủng chi ra cung cấp trị liệu nước thuốc. Phê Quix, tuy rằng tô sủng chi ra dược phẩm cùng cái khác sủng vật bệnh viện như thế, thế nhưng tô sủng chi ra lại đi vào trong bỏ thêm trị liệu nước thuốc, mà hỗn hợp lại cùng nhau, khiến tô sủng chi ra dược vật so với phổ thông dược vật hiệu quả muốn xịn vài lần. Bởi vậy tô sủng chi ra mới có nắm chắc chữa khỏi Alaska xe trượt tuyết khuyển có trị liệu nước thuốc tồn tại tôi chiết tin tưởng bảo vệ alaska xe chứa tuyết khuyển tính mạng cũng không khó những khác sủng vật bệnh viện không làm được không có nghĩa tô sủng chi ra đồng dạng không làm được có trị liệu nước thuốc phụ trợ tô sủng chi ra chữa bệnh trình độ so với phổ thông sủng vật bệnh viện không biết mạnh hơn bao nhiêu lần cái này cũng là tô sủng chi ra sinh tồn chi đạo làm alaska xe chứa tuyết khuyển bị công nhân viên mang vào tô sủng chi ra bên trong chuẩn bị tiến hành trị liệu sau hiện trường cảnh sát đem mập mạp phụ nữ bọn người mang lên trong xe cảnh sát, hơn nữa còn phái người đi tới cửa hàng thú cưng bắt lấy Hạo Kiện. Hạo Kiện mới là chuyện này chủ hung, là bởi vì hắn xúi dục dưới chỉ thị, mập mạp phụ nữ mới sẽ lừa bịp tô sủng chi ra, cũng là Hạo Kiện cung cấp màu đen viên thuốc, mới sẽ dẫn đến Alaska xe trượt tuyết khuyển chúng độc, sắp gặp tử vong, Hạo Kiện mới là sự tình này kẻ cầm đầu. Cho nên tại đem mập mạp phụ nữ hạn chế sau, đội trưởng liền tự mình dẫn đội đi tới cửa hàng thú cưng bắt lấy hạo kiện. Chẳng qua là khi đội trưởng cảnh sát mang người đi tới Hảo kiện cửa hàng thú cưng thời điểm, hạo kiện đã không biết hình bóng rồi, mà do cửa hàng thú cưng công nhân cung cấp tin tức, hạo kiện mới chạy không đến bao lâu. Hẳn là mới vừa mới vừa nhận được tin tức sau, lập tức liền chạy trốn. Đội trưởng cảnh sát lập tức sai người đi vào đuổi bắt hạo kiện, mà hắn đem tin tức này mang cho tô chiết, để tô chiết tại quãng thời gian này bên trong, phải chú ý an toàn, để phòng hạo kiện ở trong bóng tối trả thù làm tô chiết đạt được hảo kiện trốn chạy tin tức không khỏi nhíu mày hảo kiện loại lũ tiểu nhân này cho hắn chạy trốn thật đúng là một cái chuyện phiền phức bất quá bây giờ tô chiết cũng không có cách nào chỉ có thể nói ra tốt ta sẽ chú ý hiện tại cũng chỉ có thể làm phiền các ngươi sớm một chút chảo được hắn cảm tạ. yên tâm đây là cảnh sát nghĩa vụ chúng ta nhất định sẽ không để cho hắn chạy mất dép sẽ đem hắn trói lại cho các ngươi một cái công đạo đội trưởng hướng về tô chiết bảo đảm nói Alaska xe trượt tuyết khuyển bị đưa đi tô sủng chi ra sau, hiện trường người đều lựa chọn lưu lại, cũng không hề rời đi, mà lại yên lặng chờ đợi Alaska xe trượt tuyết khuyển tin tức mới nhất. Mà hiện trường rất nhiều phóng viên cũng không hề rời đi, cũng cùng quần chúng cùng nhau chờ chờ Alaska xe trượt tuyết khuyển tin tức, hiện trường tất cả mọi người hy vọng tô sủng chi ra có thể chữa tốt Alaska xe trượt tuyết khuyển, khiến nó lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Tô chiết không qua bao lâu, cũng là tiến vào tô sủng chi ra bên trong mà hiện trường liền giao cho Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh xử lý. Làm cảnh sát dẫn đội rời đi, đem mập mạp phụ nữ đám người đưa đi cục công an sau, phóng viên liền bắt đầu phỏng vấn Tô Sủng Chi ra chỉ bất quá, Tô Chiết đã đi vào bên trong, cho nên chỉ có thể phỏng vấn Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh, hy vọng có thể thu được chuyện này chân chính nội tình. Sau đó, phóng viên từ Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh lấy được tin tức, biết Tô Sủng Chi ra tại chuyện này là lớn nhất loan uổng, chỉ là bởi vì Tô Sủng Chi ra chuyện làm ăn tốt hơn, mà cửa hàng thú cưng ông chủ hạo kiệt, cho rằng tô sủng chi ra đoạt việc buôn bán của bọn hắn, cho nên mới phải đối tô sủng chi ra ghi hận trong lòng, bởi vậy mới sẽ xúi dục mập mạp phụ nữ, đồng thời lừa bịp tô sủng chi ra. Mà hạo Kiệt cửa hàng thú cưng chuyện làm ăn không tốt, nguyên nhân chủ yếu lại không ở chỗ tô sủng chi ra bên trong, mà là hạo Kiệt cửa hàng thú cưng, sủng vật phẩm tương chưa đủ tốt, thế nhưng giá cả lại là rất đắt, hơn nữa dịch vụ hậu mãi cũng không tiệt, cửa hàng thú cưng sủng vật một khi bị bán đi rồi, liền không tiếp tục để ý rồi. nếu như hạo kiện cửa hàng thú cưng mình làm khá hơn một chút lời nói, dựa vào hắn ở nơi này kinh doanh lâu như vậy giao thiệp, căn bản sẽ không bị tô sủng chi ra cướp đi chuyện làm ăn. có như bây giờ mức độ cũng là bọn hắn tự tìm. mà hiện trường người trước đây không ít đều đến thăm qua hạo kiện cửa hàng thú cưng, cho nên khi phóng viên hỏi sau, liền bắt đầu dồn dập đối cửa hàng thú cưng nổ tung rồi. hào không ngoại lệ, đến thăm qua hạo kiện cửa hàng thú cưng người đều bị hạo kiện vũng hố qua bởi vì hắn bất kể là sủng vật, vẫn là sủng vật món đồ chơi, lương thực đều là theo thứ tự phẩm hàng nhái, lừa dối khách hàng. Khách hàng lấy giá cao mua hạo kiện cửa hàng thú cưng thứ phẩm, mang về nhà phát hiện sau, tìm tới hạo kiện cửa hàng thú cưng bắt đền, hoặc là trả hàng thời điểm, hạo kiện đều sẽ không thừa nhận, khách hàng chỉ có thể ăn này người câm thiệt thòi. Ngã một lần, cơ bản tại hạo kiện cửa hàng thú cưng đến thăm qua người, cũng sẽ không đến lần thứ hai, chỉ có một phần nhỏ không có người phát hiện, hoặc là chưa có tới hảo kiện cửa hàng thú cưng mua qua người, mới sẽ chọn tiếp tục đến thăm hảo kiện cửa hàng thú cưng. Phụ cận người tình nguyện đi xa một chút cửa hàng thú cưng mua, cũng sẽ không tham thuận tiện tại hảo kiện cửa hàng thú cưng mua sắm, mà chỉ có một ít không tìm hiểu tình huống người, mới sẽ chọn hảo kiện cửa hàng thú cưng, bởi vậy hảo kiện cửa hàng thú cưng chuyện làm ăn mới sẽ càng làm càng kém, mà tô sủng chi ra khai trương sau, phụ cận nhiều người một lựa chọn sau, hảo kiện cửa hàng thú cưng chuyện làm ăn càng là bị ảnh hưởng lớn mà hạo kiện chẳng những không có từ tự thân tìm kiếm nguyên nhân, còn đem hết thảy đều quái tại tô sủng chi ra trên người của, cho rằng đều là tô sủng chi ra nguyên nhân, mới sẽ tạo thành cửa hàng thú cưng chuyện làm ăn xuống dốc không phanh, bởi vậy mới có hôm nay một màn. Tô chiết đi vào tô sủng chi ra sau, đầu tiên là đi đến xem Alaska xe trượt tuyết khuyển, hỏi hắn phụ trách chữa trị nhân viên y tế. Làm từ nhân viên y tế đạt được đến chắc chắn chữa khỏi Alaska xe trượt tuyết khuyển sau, liền trở về trong phòng làm việc đã chờ đợi. Nếu như tô sủng chi ra nhân viên y tế, không chắc chắn chữa khỏi Alaska xe trượt tuyết khuyển lời nói, tôi chiết sẽ xuất thủ dùng trị liệu thần lực, trực tiếp trị liệu Alaska xe trượt tuyết khuyển. Nếu hiện tại nhân viên y tế tại trị liệu nước thuốc